nhưng sau khi trao tính vật thứ nhất, sứ giả dường như có chút so dự, thái độ không còn nhất quán nữa. Theo ghi chép của tổ tiên chúng tôi, khi đó bọn họ đã thảo luận liền mấy ngày về chủ đề ý nghĩa của sinh mệnh và luân hồi chuyển nghiệp. Phải biết rằng, tuy lúc đó tổ tiên chúng tôi không biết thân phận thánh sứ của mình, sau ngài cũng là bậc đại trí giả trong dân gian được giáo hội lạt ma của cổ cách công nhận đấy. Chính vì có lần đàm luận ấy, thái độ của sứ giả cuối cùng cũng đã thay đổi, về sau mới có chuyện cổ cách vương mời sứ giả đến. Hiển nhiên, Merkin nắm được khá nhiều nội dung của nửa trước cổ cách kim thư. Nhưng chắc Mộc Cường Ba hoàn toàn không biết gì về nửa sau của bộ sách này, gã bèn hỏi những chuyện xảy ra sau này với vị sứ giả, thậm chí, cả sự diệt vong của vương triều cổ cách, gã cũng cảm thấy có liên quan đến chuyện này. Merkin lúc thì trầm tư, lúc thì ngừng hẳn lại, không biết là đang cố gắng giảng giải kỹ lưỡng nội dung của nửa sau cổ cách kim thư cho chắc Mộc Cường Ba nghe, hay là cố gạn lọc lựa chọn một số phần mà y cho rằng chắc Mộc Cường Ba có thể biết. Thông qua lời kể của Mockerin, Trác Mộc Cường ba biết thêm rất nhiều bí ẩn lịch sử, rất hiển nhiên, sau khi đàm luận với tổ tiên của Mockerin, thái độ của vị sứ giả kia đã chuyển biến, song nội dung của cuộc đàm luận kia thì không thể nào biết được. Sứ giả đã dừng hành động giao tín vật cho ba vị thánh sứ, ngược lại còn yêu cầu cổ cách phương hiệp trợ mình phân tách tín vật ra. Từ các hành vi này có thể thấy, dường như ông ta muốn các tín vật này vĩnh viễn không còn cơ hội thấy lại ánh sáng mặt trời song không hiểu sao lại vẫn để lại một chút đầu mối để hậu nhân sau này phát hiện ra một chút dấu vết mờ nhạt trong lịch sử. Theo lý giải của gia tộc Mekin, sứ giả làm như vậy chính là hy vọng sau này không ai có thể phát hiện ra bạc ba la thần miếu, nhưng những tín vật kia lại là vật trí cao vô thượng, không thể đem hủy diệt. Sở dĩ phải mang tín vật đi giấu ở tận nơi chân trời góc biển, chính là vì tâm tư thuận theo ý trời. Sứ giả đã làm đến nước này rồi mà vẫn bị người đời sau phát hiện, vậy thì đó chính là mệnh trời xui khiến, không liên quan đến ông ta nữa. Còn sứ giả, sau khi từ địa lục xa xôi kia trở về, liền như biến thành một con người hoàn toàn khác, ngày nào cũng say khướt, hành vi điên rồ nổi loạn. Nguyên nhân gây ra tình trạng này không được rõ cho lắm, có điều, Mức Kinh lại nhắc đến câu nói mà vị sứ giả kia thường xuyên lẩm bẩm sau khi trở về, tất cả mọi người đều chết rồi, mọi thành đô đều đã chết rồi. Còn sự diệt vong của vương triều cổ cách, hiển nhiên không thể nào được ghi lại trong cổ cách kim thư, Mắc Kinh nhớ, dường như mấy chục ngày cuối cùng đó đều không được ghi chép gì trong cổ cách kim thư cả. Có điều vị cổ cách phương cuối cùng từng được nhắc đến đã muốn mở chiếc hộp có thể hủy diệt tất cả kia ra, cùng diệt vong với quân xâm lược. Khi Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh thảo luận trong bóng tối, bọn lính đánh thuê ở trên cũng không có hành động gì, kẻ thần bí khống chế toàn cục kia chỉ ra lệnh cho cả bọn nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó bật chiếc máy tính cầm tay lên, trên màn hình xuất hiện hai chấm nhỏ màu đỏ, nhưng không thấy chuyển động gì. Y lặng lẽ chờ đợi, đến đêm khuya khi trăng đã lên cao, mới nói khẽ một câu, cũng nói lắm thật đấy. Bọn lính đánh thuê thì thầm hỏi nhau, chúng ta đang đợi gì vậy? Kha Phu chuyển câu hỏi này cho gã thanh niên tên Thomas, câu trả lời bọn chúng nhận được là, cánh cửa kia phải đợi đến thời điểm nhất định mới mở ra được. Kha Phu cũng thì thầm hỏi Thomas, tại sao còn giữ bọn chúng lại? Y liếc nhìn về phía Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam. Người trẻ tuổi ấy điềm đạm nói, Merkin đã mất hết tất cả, trở thành nhân tố không thể khống chế, song uy thế của tao vẫn có thể chấn nhiếp được hắn. Nhưng chắc Mộc Cường Ba thì khác, nếu hắn cũng trở thành nhân tố không thể khống chế, có trời mới biết hắn sẽ gây ra chuyện gì, kiềm chế được ba người này, chính là kiềm chế được chắc Mộc Cường Ba. Kha Phu gật đầu như hiểu mà cũng như chẳng hiểu gì. Ánh trăng rải xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, một tia sáng chiếu qua những khối đá nằm rải rác như quân cờ trên quảng trường, dọi qua khe núi dài hẹp, chậm chậm nhích lên bụng con nhện khổng lồ thấy bóng sáng nhích động, người trẻ tuổi kia đứng lên, nói với cả bọn, cũng gần đến lúc rồi đấy. Y bước thẳng đến chỗ cái bồn nước trông như chậu rửa tay, nghiến răng nói, tốn nhiều máu thật. Nói đoạn y liền vén ống tay áo trái lên, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, từ từ cắt vào một dao, những giọt máu lỏng tỏng nối thành dòng, chảy thẳng xuống chậu nước rửa tay bên dưới. Pháp sư Á La ngẩng đầu lên nhìn mấy hàng chữ cạnh cửa, nghi hoặc nói, sao có thể được. Lữ cánh nam lại chú ý đến lượng máu của tên lính đánh thuê, 250ml, 500ml, 600ml, máu trong bồn dần dần dâng lên, khi dâng đến một mức nhất định, bỗng nghe bâng một tiếng, tựa như có lớp vỏ nào đó bị đập vỡ. Tên lính đánh thuê trẻ tuổi ấy cười cười nói, xong rồi. Y co tay lại, giật một mảnh băng cầm máu rồi nhanh nhẹn thắt nút, chỉ trong thoáng chốc đã cầm máu xong xuôi. Máu trong bồn rửa tay bắt đầu thấm xuống dưới, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất những lông mau trên chân con nhện khổng lồ đã bắt đầu hút máu như bọt biển, chuyển sang sắc đỏ thẫm dưới ánh trăng màu ngân bạch, tựa hồ muốn sống dậy. Bọn lính đánh thuê vội nhao nhao lùi lại, không dám đứng trước cửa lớn. Toàn bộ những sợi lông phía dưới đều bị máu nhuộm đỏ thắm, sắc máu tiếp tục lan dần lên phía trên, phảng phất như muốn đuổi theo tia sáng lấp lóa màu vàng nhạt. Cuối cùng, sắc máu và tia sáng gặp nhau ở chỗ gần mắt. Tám con mắt nhện xếp thành hình cung như vành trăng khuyết chiết xả ánh trăng màu vàng nhạt, vạt máu đỏ thấm đã thấm vào trong, tựa như hai tia chớp một vàng một đỏ truy đuổi nhau trong nhãn cầu con nhện, từ con mắt này chạy sang con mắt khác. Một lúc lâu sau, mặt đất mới bắt đầu rung, cát bụi bốc mù mịt, âm thanh như thể xe lửa nghiến lên đường dây từ xa vẳng lại, mỗi lúc một gần hơn. Nếu lúc này có người ở bên cạnh bức tường than thở, ắt sẽ ngạc nhiên phát hiện thấy bức tường mỗi ngày đều phun hơi mù trắng theo giờ ấy, lúc này như thể một công xưởng đang tăng ca hết cỡ, hơi xương mù mịt trắng xóa bốc lên cuồn cuộn, che kín toàn bộ bức tường thấp thoáng tiếng máy móc gầm rít. Pháp sư Á La nhìn người thanh niên, chừng như không dám tin vào mắt mình nữa. Ông nhắc lại câu hỏi lần nữa, rốt cuộc ngươi là ai? Người trẻ tuổi chỉ chăm chú nhìn hàng chữ lớn trên cửa, không rõ y đang dịch những văn tự ấy hay là trả lời câu hỏi của Pháp sư Á La, một người huyết thống tuần trùng. Một người trí tuệ tuyệt luân, một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phàm, ha ha ha. Cùng với chàng cười ngạo nghễ như thể phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoài ta ra chẳng còn ai nữa đó cánh cửa đá khổng lồ sừng sướng từng khiến pháp sư á la và mẫn mẫn phải thúc thủ đã dần dần dịch sang hai bên nhưng không mở hoàn toàn mà chỉ nhích ra tạo thành một đường hầm cho phép một người đi lọt từ đây có thể thấy cánh cửa này quả nhiên còn có tác dụng chịu tải nữa nhìn từ chính diện đường hầm tưởng chừng như kéo dài vô tận vào lòng núi thomas sai bọn lính đánh thuê đẩy ba người pháp sư á la vô trước xin mời y đưa tay làm thành động tác mời hết sức thanh nhã Pháp Sư Á là đi đầu tiên, phía sau có tên lính đánh thuê mang thiết bị chiếu sáng dọi sáng rực cả đường hầm. Cửa đá này quả nhiên là từng cánh cửa xếp thành hàng, mỗi cánh cửa dày khoảng 1 mét, nhìn về phía trước, không biết rốt cuộc là có bao nhiêu cánh cửa như vậy nữa. Và lại, khi đi vào đường hầm, họ mới phát hiện hai mép cửa ở hai bên không phải là một đường thẳng, mà hơi nghiêng nghiêng, cánh cửa bên trái nghiêng xuống dưới, cánh cửa bên phải nghiêng chết lên trên. Đồng thời, trên mỗi mặt cắt lại có các hình điêu khắc một lồi một lõng khi chúng đóng lại mặt lồi vừa khéo ghép mộng khít vào bên trong mặt lõm. Những bức phù điêu hết sức kỳ quái, không phải tượng Phật, mà là những vật thể tròn tròn như quả trứng, tỉ mỉ dọi đèn vào quan sát mới phát hiện đó là các hình người đang cuộn mình, tư thế giống hệt tư thế mật tu mà Lữ Cánh Nam từng dạy cho Trác Mộc Cường Ba, cũng chính là tư thế của bào thai trong bụng mẹ. Có bức chính diện, có bức lại khắc mặt nghiêng, có bức hướng lên trên, có bức hướng xuống dưới, nói chung là đủ loại phương vị. Những tượng người cuộn tròn thân thể ấy, toàn bộ đều là người trưởng thành, ngũ quan rõ ràng, tướng mạo khác nhau, thoạt nhìn vừa giống người phương Đông lại vừa giống người phương Tây. Vì toàn bộ đều không có tóc, mà tư thế ấy lại che đi tất cả các bộ phận có thể phân biệt giới tính, nên nhìn thoáng qua vừa giống đàn ông, lại cũng giống đàn bà, các gương mặt khác hẳn nhau, song lại khiến người ta có cảm giác hết sức quen thuộc. Vị trí của những bức phù điêu vừa khéo cao hơn tầm nhìn một chút, nên cho dù không muốn nhìn chúng, chúng cũng cứ lọt vào tầm mắt, mà đã trông thấy thì không thể không kinh hãi và thán phục trước kỹ thuật điêu khắc của người xưa, đồng thời cũng không sao kìm nén được một câu hỏi dâng lên tự trong lòng, hình người nhắm mắt này, hình như mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Còn nếu nghiêng đầu sang bên phải, tựa như trông thấy có một bóng đen ẩn bên trong mặt lõm, cái bóng ấy hình như đã gặp ở đâu rồi? Xung quanh các bức điêu khắc là các ký hiệu tiếng tạng cổ, ghép lại thành một đường diềm hoa văn, tựa như dây leo quấn chẳng chịt vào nhau. Lúc nhìn thấy những ký hiệu ấy, Pháp Sư Á la thoáng ngẩn người, ý nghĩa của dòng chữ là tìm thấy bản thân ngươi. Những ký hiệu này không ngờ lại là một câu kể cực kỳ thâm ảo như trong kinh Phật, bấy giờ khi nhìn lại những hình khắc lồi lõm trên mép cửa, ông lập tức lại có giác ngộ mới. Các vị tiên hiền thời xưa, rốt cuộc muốn nói gì với chúng ta vậy? Pháp Sư Á la chăm chú nhìn những người trưởng thành trong tư thế thai nhi hiện lên trước mắt mình, đột nhiên lờ mờ cảm mộ được gì đó, phảng phất như có vị trí giả nào đang quát lên, cởi bỏ y phục ra, nội tâm lữ cánh nam đã dần bình lặng lại nhìn những hàng điêu khắc chỉnh tề hai bên vách cô cảm giác như mình đang xuyên qua đường hầm thời không bất luận là bi hay hỉ rốt cuộc rồi cũng trở về với hư vô mà thôi cô có hận mẫn mẫn không hay là nên hận chính bản thân mình những điều ấy không quan trọng nữa nhìn những người này cô chợt nhận ra tất cả mọi người đều đến như thế có lẽ cũng sẽ đều ra đi theo cùng một cách như thế cuộc đời con người trải qua thế nào thì không hối hận đó là khi trình mình cho rằng mình đã làm hết mọi điều nên làm, không tiếc nuối, hủy nộ ai lạc tự nhiên nhi nhiên. còn đám lính đánh thuê thì cảm thấy giống như đi vào một hành lang chật hẹp của phòng thí nghiệm, những bước điêu khắc giống hệt như thật, hết sức sinh động, như thể hai bên xếp kín những bình thủy tinh chứa đầy dịch thể bảo quản, ngâm toàn xác người. tuy những hình người đều nhắm nghiền mắt, song lại giống như có thể mở trừng mắt với chúng bất cứ lúc nào vậy. tại sao lại phải sợ những bức tượng ấy mở mắt ra chứ? à nhớ ra rồi những kẻ này hình như đều chết dưới tay ta. Đúng, chính là thằng đó, còn cả tên kia nữa. Đúng là ánh mắt tuyệt vọng trước lúc chết của chúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tập trung tinh thần, nhìn vào gáy người đi trước. Đừng để những bước điêu khắc ấy mê hoặc, dường như nhận được chỉ thị nào đó. Kha Phu đột nhiên hét lớn, lòng đường hầm tức khắc tràn ngập tiếng vọng, quả nhiên đã có hiệu quả tức thời. Chỉ mình người trẻ tuổi kia vẫn hờ hững nhìn các bước điêu khắc hai bên vách, hư, tìm thấy bản thân ngươi đó chỉ là việc của lũ phàm tục liên can gì đến ta. các ngươi định dùng muôn vạn bộ mặt này mê hoặc người ta sao? có bao nhiêu người thực sự nhận thức được như mình chứ? cánh cửa chúng sinh, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. lữ cánh nam thì thầm hỏi pháp sư á là đi phía trước cô. cánh cửa này đúng là dùng máu có thể mở ra được sao? lực co giãn của huyết trì như thế nào bọn họ chưa từng được chứng kiến có điều nhìn không dưới 100 cánh cửa ken kết sát thành hàng trước mắt đây, chỉ sợ rút hết máu của tên trẻ tuổi ấy cũng không đủ tạo ra lực lớn đến vậy. Pháp Sư Á La Trầm chậm, chậm nói, không, máu của y chỉ để mở ra một cửa chặn nhỏ, giống như kéo cầu giao diện của nhà máy vậy, những cánh cửa này được mở ta bằng một nguồn lực khác mạnh hơn nhiều. Bọn họ chưa trông thấy Mắc dùng một con mắt bạc nhỏ bé khởi động toàn bộ cơ quan trong đảo huyền không tự như thế nào, vì vậy không thể biết được sự thần bí mà phức tạp của những cơ quan này. Bạc Ba La Thần Miếu. Những chấn động bên trên cũng lan xuống dưới giếng tế, Trác Mộc Cường Ba và Mookin đều cảm thấy luồng sức mạnh cuồn cuộn như thể có một con quái vật khổng lồ cựa mình thức dậy. Đặc biệt là Mookin lại càng có cảm giác quen thuộc lạ thường, y lập tức phản ứng, nôn nóng kêu lên, bọn chúng mở được cửa rồi, khốn kiếp thật. Sao lại có cảm giác này chứ? Chẳng lẽ tất cả cơ quan trong Bạc Ba La Thần Miếu đều được khởi động rồi sao? Thế là thế nào? Trác Mộc Cường Ba bật đèn lên, lập tức trông thấy bộ dạng cuống cuồng bất an của McKinn. Dáng vẻ ấy của đối phương khiến gã không khỏi hiếu kỳ, từ đầu chí cuối, McKinn chưa hề lộ ra vẻ mặt này, ngay cả khi mình đối mặt với gã trong bóng tối, để bày tỏ thành ý, y đã đá cái xác của mắc về phía gã, lúc đó y chỉ hơi căng thẳng một chút, nhưng bên dưới vẻ ngoài căng thẳng ấy, y vẫn giữ được sự kiên nghị và ngoan cường. Đã bao giờ thấy y lo được lo mất thế này đâu? McKinn lo âu cũng là hợp lẽ những biến cố bất ngờ xuất hiện mỗi lúc một nhiều, toàn bộ sự việc này đã không còn nằm trong sự khống chế của y nữa, ngược lại, y còn có cảm giác mình đang bị người khác khống chế. Nghe Trác Mộc Cường ba hỏi, Merkin mới giật mình đáp, tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác rất tệ, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng vơ vét sạch mọi thứ trong bạc ba la thần miếu. Trác Mộc Cường ba đứng lên nói, cũng đến lúc rời khỏi đây rồi. Merkin đã nói ra rất nhiều bí mật, tuy vẫn chưa thể xác nhận xem những điều y tiết lộ có phải là sự thật trăm phần trăm hay không, song đã giải đáp được rất nhiều mối nghi hoặc mắc mứu tích tụ trong lòng Trác Mộc Cường ba bấy lâu nay. Theo lời kể của Mơ cả bộ cổ cách kim thư và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cũng chính là hương ba la mật quang bảo giám, có lẽ là hai món vật bổ trợ cho nhau, một thứ chép lại bằng văn tự, một thứ biểu đạt bằng hình tượng, nhưng đáng tiếc thông tin hai thứ này cung cấp chỉ bắt đầu từ lối vào tu di giới, và đến cửa lớn của bạc ba la thần miếu thì đứt đoạn không hề có chút nội dung nào liên quan đến thần miếu cả. Chắc Mộc Cường Ba thậm chí còn nghĩ, cổ cách Kim Thư và Hương Ba La Mật Quang bảo giám chỉ ra tuyến đường từ tầng bình đài thứ ba đến bạc Ba La thần miếu, còn trong hai tấm bản đồ ra sói và cả bộ đại thiên luân kinh, có lẽ ẩn chứa thông tin để từ bên ngoài tìm được lối vào tu di giới. Mà khi ấy, sứ giả đã mang ra ba món tính vật này, từ đây suy ra, chắc còn một vật gì đó khác nữa, nói không chừng chính thứ này chỉ dẫn về các cơ quan bên trong thần miếu và nơi cất giấu báu vật kỳ chân cũng nên. Đương nhiên, vẫn còn vô khối bí mật mà mức Kim trôn giấu rất sâu, chẳng hạn như chuyện về 13 kỵ sĩ bàn tròn, chắc một cường ba không hề hỏi, mà mức cũng không nhắc đến một lời. Cánh cửa khổng lồ mở ra không thể không có chút động tính gì, chắc một cường ba nãy giờ vẫn chờ đợi thời điểm này. Đối phương mong muốn mở được cửa đá, có lẽ cần thời gian để phá giải cơ quan, mà muốn đối phương tin rằng bọn gã rơi xuống giếng tế rồi không thể sống sót, thì cũng cần phải im lặng không gây ra tiếng động gì lớn trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ là, chắc Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu được vì sao Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn lại không bị đẩy xuống giếng tế này như gã. Lẽ nào vẫn còn biến cố khác, chắc Mộc Cường Ba chỉ thoáng suy tư trong giây lát, rồi phủ định luôn tình huống khó có khả năng xảy ra nhất ấy khỏi đầu. Đi thế nào đây, giọng mắc Kinh đầy vẻ chờ mong, rõ ràng trận đánh sáp lá cả đọ thể lực vừa rồi, cùng việc phải tính toán gạn lọc xem nên kể những việc gì khiến Trác Mộc Cường ba hứng thú đã xâm chiếm gần trọn đầu óc y. Thực ra y vẫn đang lấy làm lạ, không hiểu tại sao Trác Mộc Cường ba lại không hỏi chuyện về 13 kỵ sĩ bàn tròn. Y vốn đã chuẩn bị cả một câu chuyện dài, đảm bảo có thể khiến Trác Mộc Cường ba giật mình kinh hãi, nhưng rốt cuộc lại coi như chẳng hề nói gì với gã cả. Sở dĩ Trác Mộc Cường ba không hỏi là bởi Sos từng bảo gã thế này, tôi biết các anh đã điều tra tôi và mất tra ra được 13 kỵ sĩ bàn tròn, về mặt này, tôi không thể nói với anh quá nhiều, các anh chỉ cần biết đây là một tổ chức ẩn mình rất kỹ là đủ rồi. Biết quá nhiều, đối với các anh không có lợi gì cả, mà các anh cũng không cần phải lo 13 kỵ sĩ bàn tròn sẽ gây phiền phức cho mình đâu, vì trên thực tế, hành động điều tra bạc ba la thần miếu này chẳng liên quan gì tới họ cả, đây hoàn toàn là chủ ý của một mình mất Để tìm tòa miếu trong truyền thuyết này, tôi biết y đã nỗ lực rất nhiều năm, thậm chí gia tộc Y đã phát điên lên vì nó từ mấy trăm năm nay rồi. Cả quá trình đó, chúng tôi tuyệt đối không thể để người của 13 kỵ sĩ bàn tròn biết được. Trong tình huống đó, Sox không thể nào, cũng không có lý do gì để nói dối. Chắc Mộc Cường Ba cũng không muốn biết quá nhiều bí mật của thế giới hắc ám ấy, giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất. Chắc Mộc Cường Ba gạt mọi vấn đề làm nhiễu loạn tư duy ra khỏi đầu óc, hỏi ngược lại Mất chúng ta ở dưới này lâu như vậy, ông có cảm thấy bức bối tức thở không? có đường thông gió, thể lực tiêu hao nghiêm trọng cùng cảm giác căng thẳng không hề khiến chỉ số thông minh của mức sụt giảm. Trác Mộc Cường ba lấy ra một ngọn đèn pha khác, chỉnh cường độ sáng lên mức mạnh nhất, quét một vòng xung quanh rồi nói, không gian dưới này rất lớn, tuyệt đối không thể chỉ dùng để chôn vùi tế phẩm thôi đâu, ưng, ừ, ở kia. Mắc nhìn theo hướng cột sáng đèn pha, chỉ thấy chính giữa khoảng không gian dưới lòng đất này có một đồng xương trắng to tướng nằm đó, riêng bộ khung xương đã to hơn con thần lằn khổng lồ bọn họ từng đụng độ nhiều, các rẻ sườn của bộ xương chỉa thẳng lên trần nhà, tựa như cột trụ hành lang của cung điện vậy. Quái vật gì đây? Merkin lấy làm ngạc nhiên, cứ ngỡ bên cạnh còn có sau. Chắc một cường ba giờ đèn chiếu lên phần đầu của bộ xương, quan sát xương quai hàm khổng lồ và bộ răng nhọn cắm đầy miệng, nói, một loài động vật ăn thịt khổng lồ thể hình có thể lớn hơn cả loài Giganotosaurus phương Nam, có điều đây là việc của các nhà khảo cổ, chúng ta chỉ cần tìm được đường thông gió là tốt rồi trác mộc cường ba lấy một bộ y phục dự phòng trong ba lô của mắc mặc lên người thuộc hạ của Mức xưa nay vẫn được trang bị rất đầy đủ bọn gã cần phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt vì có thể nói gã và Mức hoàn toàn mù thịt về bạc ba la thần miếu này có trời mới biết nơi đây có phải đầy dãy các cơ quan bẫy dập rồi các loại độc vật gì hay không chỉ riêng bộ xương khổng lồ trong giếng tế này thôi đủ khiến bọn gã phải e rè từng bước rồi mặc y phục xong trác mộc cường ba tháo luôn giày của mắc đi vào rồi lấy các vũ khí cần thiết cùng các trang thiết bị dò đường đeo lên người. Gã nghĩ ngợi dây lát, rồi cũng ném cho Merkin một bộ vũ khí dự phòng, trong đó có một phần chính là do Mark vừa lục soát thu được trên người Merkin. Chắc Mộc Cường ba hiểu rõ, đoạn hành trình tiếp sau đây sẽ là một chặng đường gã phải ngủ chung với hổ, nằm chung với rắn, bản thân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác đề phòng những đòn cắn trộm có thể ập đến bất cứ lúc nào từ ngay sát bên mình. Nhưng nếu để Merkin tay không tức sát tiến vào nơi cả hai cùng chưa biết gì này, chỉ cần bạc ba la thần miếu nguy hiểm bằng một nửa đảo huyền không tự thôi, thì tỷ lệ tử vong của Merkin sẽ đạt đến 100%. Mà đúng như lời Merkin nói, ở nơi này, nếu không có trợ thủ, thì một mình chắc một cường ba tiến lên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, chắc một cường ba lựa chọn bày tỏ thiện ý với sự thỏa hiệp của Merkin, gã biết Merkin là người thông minh, ở những nơi y có khả năng động thủ, chỉ cần gã cảnh giác đề phòng là được. Một khi tìm được Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam, Gã sẽ lập tức sẽ tách khỏi Mertzkin. Xét cho cùng, cho dù đối phương có tỏ ra thân thiện thế nào chăng nữa, gã cũng không muốn ở bên cạnh một nhân vật nguy hiểm trở mặt như trở bàn tay này. Chắc Mộc Cường ba lấy thực phẩm nén trong ba lô ra, chia cho Mertzkin một phần, đảm bảo trong mấy tháng hai người không phải lo lắng về vấn đề thức ăn. Cuộc vật lộn vừa nãy đã khiến cả hai tiêu hao rất nhiều thể lực. Mertzkin không nói một lời, nhận số thực phẩm rồi bóc ngay một miếng cho vào miệng. Lần đầu tiên Y nhận ra sau khi toàn lực vật lộn một trận, rồi thao thao bất tuyệt nói liên tục mấy tiếng đồng hồ, thể lực đã tiêu hao hơn cả trải qua một trận đại chiến sinh tử. Sau khi trang bị lại đầy đủ, hai người bỏ mặc cái xác của mắc ở đó, một người từ bên trái, một người từ bên phải, bắt đầu tìm kiếm chỗ gió lùa vào. Chỉ lát sau, Merkin đã lớn tiếng gọi, chắc Mộc cường ba, trên vách tường này có chữ. Y cũng muốn gọi chắc Mộc cường ba bằng tên cường ba như những người khác, nhưng y biết chắc Mộc cường ba nghe vậy chắc chắn sẽ khó chịu, gọi bằng ông chủ chắc thì lại tự hạ thấp bản thân của mình, thôi thì trực tiếp gọi cả tên gã ra cho xong. Trác Mộc Cường ba vội chạy tới, chăm chú quan sát hồi lâu, rồi mới khẽ ậm ừ một tiếng. Kin vội hỏi, thế nào, trên đó viết gì vậy? Có phải văn tế không? Tuy y cũng nghiên cứu tiếng tạng cổ, nhưng trước người được giáo viên chuyên nghiệp chỉ dạy như Trác Mộc Cường ba, y không thể không tự nhận mình không bằng đối phương về mặt này. Trác Mộc Cường ba gật đầu, đúng là văn tế, ở đây nuôi một con mãnh thú tên là Ba M, M. Ma Kha, dịch nghĩa là vương giả trên lục địa, sống lâu mấy trăm năm, tiếng gầm của nó có thể khiến bạc ba la thần miếu không bị các mê hồn oán hận xâm chiếm. Như ý tứ của bài văn tế này, cứ năm ngày lại có một lần hiến tế, tế phẩm chủ yếu là xúc sinh. Chỉ đến đại hiến tế mỗi năm một lần, mới dùng người làm vật hy sinh. Merkin lại liếc mắt nhìn về phía đống xương trắng khổng lồ kia, không có mảnh xương vụn nào khác à. Trác Mộc Cường Ba nói, Nhìn kỹ xương hàm của nó mà xem, hàng phía trước là răng nhọn dùng để cắn xé, phía sau đã tiến hóa thành răng nghiền rồi, hiển nhiên đây là một loại ác thú khổng lồ phàm ăn, cả xương cũng không nhả ra. Trong thời gian ở chung với ba anh em sói xám, chắc một cường ba đã quá quen với cảnh ăn không chừa cả xương rồi, bản thân gã cũng dự phần vào đó. Gã lại nhắc nhở mất kinh, trong mấy câu cuối cùng của bài văn tế này có nhắc đến hồ tế, lẽ nào chính là cái hồ ở bên ngoài kia? Trong hồ có, đọc thế nào đây nhỉ? khố, đặc, hưng, bố, đặc, khố, nếu dịch theo nghĩa mặt chữ, thì hình như là vạn xà chi vương. Nhưng ý tứ của ngữ cảnh, thì hình như con này là do một vạn con rắn ghép thành. Nếu có pháp sư Á là ở đây thì tốt quá, trong bài văn có rất nhiều điển cổ mật tông mà tôi không hiểu được. Chúng ta phải đề phòng con khố đặc gì gì đó kia, ở đây nói nó có thể sống được một nghìn năm hoặc thậm chí lâu hơn, nó là bá vương dưới biển, bất cứ kẻ địch nào xâm phạm bạc ba la thần miếu đều trở thành thức ăn của nó cả. Giờ đây, nó được thờ phụng thành chủ của Hồ Tế, quấn mình quanh đỉnh thần miếu, cùng tồn tại với thần miếu, vĩnh viễn không phân ly. Toàn văn chỉ có vậy thôi, đi theo tôi, tôi tìm được cửa thông gió rồi. Mất Kinh hỏi, vậy chủ của Hồ Tế kia rốt cuộc là thứ gì? Lời vừa ra khỏi miệng, y lại sực nhớ đến mấy tên lính đánh thuê chìm xuống hồ, bấy giờ chỉ tưởng rằng đó là chuyện còn con ngoài ý muốn, giờ nghe chắc một cường ba nói vậy, y mới chột dạ, nếu con quái vật đó còn sống, chắc hẳn sẽ trở thành một yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Chắc Mộc Cường ba đáp, cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn nó phải rất to lớn, ông cứ nhìn diện tích mặt hồ là có thể tưởng tượng ra rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đến chân tường, ở chỗ mặt đất và bức tường giao nhau có một hàng lỗ thông gió, khe hở chỉ rộng bằng một viên gạch, nhưng có đến bốn năm khe nằm liền kề nhau. Mơ ngồi xổm xuống, lấy tay gõ thử, đây là đất nện lèn vào, nơi này vốn là một thông đạo có thể ra vào, về sau mới bị bít lại, chắc là để ngăn con mồi chạy thoát. Có điều, thông đạo này nhất định rất dài, chúng ta có thể nghĩ cách mở ra một con đường. Về mặt này, Mức Kim Thông hiểu hơn Trác Mộc Cường ba một chút. Trác Mộc Cường ba nói, trong đống dụng cụ của ông mang theo, không có thứ gì dùng để đào đất. Nói đoạn, gã liền dùng móng tay cào cào vào mặt tường theo thói quen, nhưng lại quên mất rằng mình không còn vuốt thú nữa năm ngón tay đau điếng mà chẳng thấy chút bụi đất nào rớt xuống, đủ thấy chỗ đất nện lèn vào cũng khá cứng. Merkin cười cười, tôi không phải kiến trúc sư, tôi là cố vấn huấn luyện bộ đội đặc trùng, tôi chỉ hiểu biết về vũ khí thôi. Anh có biết gì về thuốc nổ dẻo không? Nói đoạn, Merkin nhè bã kẹo cao su y vẫn nhai từ lúc ăn xong viên thực phẩm nén ra. Chắc Mộc Cường ba im lặng gật đầu quan sát thao tác của đối phương, thấy cũng tương đối đơn giản. Chỉ thấy Merkin kéo dài bã kẹo cao su ra, quấn thành một vòng tròn đường kính khoảng 20cm, dối dùng giấy bạc bọc quanh một phần vòng tròn ấy, sau đó ở mép tờ giấy bạc vuốt ra hai sợi dây kim loại mảnh như sợi tóc, kéo được khoảng hơn 1 mét. Kế đó y lại lấy trong đống vũ khí của mình ra một thứ màu đen chỉ lớn hơn đồng xu một chút, lần lượt buộc dây kim loại vào hai đầu, không hiểu y ấn vào đâu mà hai ngọn đèn nhỏ một đỏ một xanh trên thiết bị màu đen đó liền nhấp nháy chớp sáng lên. Mơ ra hiệu cho chắc một cường ba lùi lại, đoạn giải thích, chỉ cần vật nặng đè lên giấy bạc là có thể dẫn nổ bằng áp lực, nhưng để cho nổ các kết cấu hẹp dài, loại này còn có thể dẫn nổ bằng dây nữa. Một tia chấp lóe lên, trên tường liền xuất hiện một cái hốc rộng khoảng 1 mét, cao 2 mét, sâu cũng chừng 2 mét, nham thạch hai bên cực kỳ kiên cố, không hề bị tổn hại chút nào. Tiếng động nhỏ thế này, tin rằng sẽ không truyền đến bên ngoài được. mckin lại lấy một thanh kẹo cao su khác cho vào miệng nhai, đồng thời chắc Mộc Cường Ba cũng bắt tay dọn sạch các tảng đá bên trong cái hốc, chuẩn bị cho nó nổ lần thứ hai. Hai người cứ thế tiến lên 2m1, một, 2m1, một, cứ tưởng rằng sẽ không thu hút sự chú ý của người trẻ tuổi kia, không ngờ, trên màn hình máy tính bỏ túi của kẻ đứng đằng sau khống chế toàn bộ đại cục ấy, hai chấm đỏ vẫn nhích lên từng chút một, hết sức rõ rệt. Cuối cùng thì cũng hành động rồi hả, kẻ đó nhếch mép mỉm cười, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này, bọn họ vẫn đang ở trong cửa, thông đạo hình thành từ những cánh cửa xếp san sát vào nhau này dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Pháp sư Á La nhầm tính bước chân, ít nhất họ cũng đã đi được hơn 5 cây số, nhưng hai bên vẫn là kết cấu đó, trên cửa vẫn là những hình người trưởng thành trong tư thế thai nhi, không hình nào lặp lại hình nào. Đường hầm hơi uốn khúc, lại hơi chết xuống dưới, tuy độ dốc rất nhỏ, độ cong cũng rất nhỏ, song Pháp sư Á La có thể nhận ra được. Thậm chí ông còn cảm nhận họ đang đi men theo một vòng tròn khổng lồ, có chiều hướng hơi nghiêng xuống dưới. Có điều, theo cảm giác của những người bình thường, thì chẳng khác nào đang đi theo đường thẳng cả. Càng tiến về phía trước, khoảng cách phải lùi lại càng xa, đất đá phải mang ra càng nhiều, chắc một cường ba và mất làm việc như kiến thợ dọn nhà, cuối cùng cũng nổ được một đường hầm dài hơn trăm mét. Mất đang định cho nổ lần nữa, trước khi gắn thuốc nổ dẻo lên, y vỗ vỗ lên mặt tường mấy cái, bỗng nghe tiếng vọng vang vang, liền mừng rỡ reo lên, đến cửa ra rồi, nghe tiếng vọng thế này, tầng đất nện chắc mỏng lắm rồi đấy. Y vừa dứt lời, chắc một cường ba đã tung chân đạp một cú thật mạnh, lớp đất nện liền vỡ tung như vỏ trứng gà, ánh sáng mờ mờ lập tức len vào. Merkin cũng bồi thêm một cú nữa, cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng. Liền ngay sau đó, hai người đều lấy làm lạ, sao lại có ánh sáng được chứ? Hai người mặt mũi xương vù thâm tím, đầu óc bê bết đất bẩn, trông như hai con chuột vừa đào hang xong, dè giặt thò đầu ra ngoài quan sát. Đây không ngờ là một thông đạo bên dưới đáy hồ, và lúc này, trời đã sáng bảnh lên rồi. Sau khi xác định con đường này không có cơ quan cạm bẫy gì, hai người mới chui hẳn ra. Không hẹn trước, hai người đều cảm khái thốt lên, thần kỳ quá. Thông đạo dưới đáy hồ này, hiển nhiên là một phần của tòa thành dưới nước mà họ trông thấy lúc họ đi qua mặt hồ, vô số cửa sổ lớn hình vòng cung, phần mép dưới đất đều dùng nguyên tấm kính lớn ghép vào, tạo thành một thông đạo trong suốt họ đang đứng ở lan can một tòa kiến trúc cực cao nào đó, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời như một vùng biển minh mang, chỉ riêng những tia nắng chiếu xuống, khúc xả qua những gợn sóng lấp lóa đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc sững sờ, chứ chưa cần phải nói đến lũ cá sặc sỡ sắc màu khi tụ lại khi tản ra trong làn nước, càng không cần nói đến bản thân thông đạo tuyệt đẹp này làm gì nữa. Thông đạo này có vẻ là một hành lang bên ngoài tường cung biệt, nhìn qua ô cửa kính xuống bên dưới, lờ mờ trông thấy núi non hùng vĩ, khe sâu hiểm trở bên dưới đáy hồ sâu. Quan sát từ chỗ này, thần miếu tựa như một pháo đài cổ nguy nga xây bên vách đá sừng sững sâu trăm trược, mà tòa pháo đài ấy lại được xây bên dưới hồ nước trong vắt, ánh sáng biến ảo liên tục, hoàn toàn khác với thế giới mà họ biết, như thể cách nhau cả một thời không vậy. Vách bên trong của thông đạo vẽ đầy hình phi thiên thần Phật, suốt nghìn năm, những chân phẩm nghệ thuật này cũng vẫn không gợn chút bụi trần, tất cả đều vẫn sống động y như thật. Mà khi ánh dương xuyên qua mặt hồ, chiếu lên bức tường, những vị thần Phật trên tường cũng phảng phất như sống dậy, Đạp lên mây lành mà lướt đi, tà áo bay lên phấp phới. Nhưng của báo thật sự phải kể đến những tấm thủy tinh lớn kia. Chắc một cường ba không nhớ rõ thủy tinh được phát minh ra từ thời nào, nhưng ít nhất gã cũng biết, đối với công nghệ sản xuất pha lê, khó nhất chính là khâu tinh luyện. Muốn thủy tinh trong suốt không màu, cần phải loại trừ tạp chất trong thủy tinh cực kỳ tinh chuẩn. Thử nghĩ xem, muốn tạo ra những tấm thủy tinh thử gõ đã thấy ít nhất dày mấy chục cm vậy mà thoạt nhìn cảm giác trong veo như chỉ dày khoảng 2 3mm thôi, rốt cuộc cần phải có công nghệ tinh luyện cao đến mức nào chứ? Người thời xưa sao có thể làm được như vậy? Thế này có khác gì pha lê đâu, chắc một cường ba thậm chí còn ngờ vực, không hiểu công nghệ thủy tinh hiện đại có đạt được trình độ thế này hay chưa nữa. Thêm vào đó, các tấm kính này ngâm dưới hồ bao nhiêu lâu như vậy vẫn trơn nhẵn bóng loáng, mặt ngoài không hề bám rong rêu, không thể không nói là một kỳ tích. Những khối thủy tinh này, chắc phải cần đến công nghệ rất cao mới tạo ra được nhỉ. Trác Mộc Cường Ba bất giác hỏi một câu như thế. Nói một cách chính xác, có thể gọi chúng là tường lưu ly. Li. Trong truyền thuyết về các kỹ nghệ dân gian thời cổ đại Trung Quốc, chế tác tường lưu ly li chính là cảnh giới cao nhất của công nghệ lưu ly. Li. Những bức tường lưu ly li ở đây hiển nhiên đã dung nhập kỹ nghệ thủy tinh mang tính nghệ thuật của Trung Quốc cổ đại. Hầu hết các kỹ thuật quan trọng của hai loại kỹ nghệ này đều đã thất lạc trong dòng trải dài của lịch sử, đặc biệt là kỹ nghệ chế tác lưu ly li của Trung Quốc. Thời cổ đại ở Trung Quốc, tinh phẩm lưu ly li đã chân quý không thua gì phỉ thúy, châu ngọc rồi. Từ 1.000 năm trước công nguyên, ở Trung Quốc đã có kỹ thuật chế tác lưu ly li không màu, đến cuối thời tùy, đầu thời đường thì đạt đến đỉnh cao. Những thứ thần kỳ được nhắc đến trong tiểu thuyết và truyện ký như tường quang ảnh lưu ly, li, chén phật lưu ly, li, dường như đều là sản phẩm của thời kỳ này. Sau đó, kỹ nghệ bắt đầu xuống dốc, đến nửa cuối triều minh thì hoàn toàn biến mất, những chân phẩm còn sót lại trên thế gian thì ít như sừng lân lông phược, người đời sau chẳng mấy ai được trông thấy. Merkin lúc nhìn những bức bích họa phủ khắp mặt tường, lúc lại quay sang những khối thủy tinh bị ánh sáng xuyên thấu qua ấy. Vốn là một cao thủ trộm mộ, hiển nhiên y nhận thức rõ hơn Trác Mộc Cường Ba về giá trị của những khối thủy tinh này, vừa nhìn thoáng qua, y đã nhận ra các khối thủy tinh và những bức họa trên tường vốn là một chỉnh thể thống nhất. Khi ánh mặt trời khúc xạ qua nước hồ, rồi lại khúc xạ một lần nữa qua khối thủy tinh, chiếu lên bích họa, tại sao những hình tượng trong tranh tựa như sống dậy như thế? Chỉ dựa vào bóng nước lung linh kia thôi sao? rõ ràng như thế chưa đủ. Nguyên nhân thực sự chính là bản thân những khối thủy tinh ấy. Merkin nhanh chóng xác định, những khối thủy tinh thoạt nhìn tưởng chừng như không màu trong suốt này nhất định đã sử dụng kỹ thuật thấu ảnh và chiếu ảnh thần kỳ nhất của Trung Quốc cổ đại, giống như chiếc gương đồng hương ba la mật quang bảo giám của Trác Mộc Cường ba vậy, khi ánh mặt trời chiếu qua, nó sẽ hắt hình ảnh lên tường khiến các hình ảnh trên bích họa từ mặt phẳng hai chiều trở thành hình lập thể ba chiều, sau đó lại lợi dụng hiệu quả của bóng nước, khiến họ thực sự như sống dậy. Không cần nghĩ ngợi Merkin đã thầm buộc ra một lời tán thưởng trước những ô cửa sổ to lớn này, chỉ có ở đây, tuyệt thế vô song. Những khối thủy tinh chỉ cần nứt ra một khe nhỏ cũng có thể khiến nước hồ tràn vào thông đạo ấy, Merkin hận nỗi không thể dỡ hết toàn bộ chúng mà vác theo trở về. Tuyệt mật ngũ sắc, thông đạo vừa dài vừa hẹp, tuy rất cao, song lại gây cho người ta cảm giác bức bối khó chịu cực độ, nếu không có những trận gió mang không khí trong lành từ bên ngoài thổi vào, sợ rằng chỉ riêng đường hầm chật hẹp này cũng đủ khiến người ta phát cuồng lên rồi. Lại cả những hình người điêu khắc hoạt trông giống hệt như nhau nhưng nhìn kỹ lại mỗi hình mỗi khác ấy, bất luận là mặt lõm hay mặt lồi, rốt cuộc đều gây nên một cảm giác chung, quái dị. Bọn họ hình như đang đi lòng vòng, nhìn gương mặt nào hiện ra cũng như thể đã trông thấy rồi, nhưng cảm giác lại giống đang đi theo đường thẳng. Theo kiểu phàn nàn của bọn lính đánh thuê thì đi thế này, không khéo đã băng qua cả dãy Himalaya từ đời nào chẳng rõ rồi. Bọn họ không biết mình đang ở đâu, chỉ biết nơi này là một đường hầm dài, do rất nhiều cánh cửa dày chừng một mét hợp thành, hai bên rìa cửa chạm khắc lồi và lõm những hình người ở tư thế cô thai nhi trong bụng mẹ. Thông đạo hẹp nhưng cao, càng đi về sau càng có cảm giác không biết lối vào ở đâu, tận cùng ở nơi nào, chỉ có thể bầu bạn cùng những hình điêu khắc, thoạt trông thì bước nào cũng như nhau, xong nhìn kỹ lại khác hẳn. Nếu chẳng phải nơi này không có lối rẽ, bọn lính đánh thuê sớm đã tưởng rằng mình đi lạc mất rồi, thậm chí có kẻ còn hoài nghi cả bọn đã trúng thứ pháp thuật gì đó, gây ra ảo giác tập thể, rồi lại có kẻ kêu lên đòi quay trở lại. Những tên lính đánh thuê giết người trong chớp mắt, máu bắn cao 3 mét cũng không sơ, tráng sĩ chặt tay không nhíu mày ấy, đứng trước thông đạo hẹp dài này, không ngờ đã bắt đầu sợ hãi. Có lẽ, đầu bên kia đường hầm chẳng hề tốt đẹp như những gì chúng tưởng tượng, là báu vật khắp nơi, hay là một cảnh tượng như địa ngục A tỷ đây. Nhìn những đường hầm tối tăm mù mịt đi mãi không hết trước mắt, Nhìn những hình người điêu khắc ở hai bên, ai có thể nói mình không sợ hãi. Người trẻ tuổi kia bảo Kha Phu ra lệnh cho bọn lính đánh thuê không được trộn rộn lên nữa, đồng thời cũng không ngừng hứa hẹn về vật chất để cổ vũ tinh thần cho chúng. Y hiểu rõ, một khi xảy ra hiện tượng sụp đổ tinh thần, ở nơi chật hẹp chỉ cho phép người đi qua này, bất cứ ai phát điên nổ súng cũng sẽ gây ra tổn thất cực kỳ lớn. Đường hầm này rõ ràng là một khảo nghiệm của người qua ba dành cho hậu nhân. Người thời xưa chẳng biết đến hệ thống tâm lý học là gì nhưng không nghi ngờ gì nữa họ lại chính là những bậc đại sư về tâm lý học đại đa số các kiến trúc tôn giáo cổ đại đều có thể gây cho người ta những rung động về mặt tâm lý hoặc khiến người ta bình tâm lại hoặc trang nghiêm biển nhã khiến mỗi người nhìn thấy đều bất giác sinh lòng kính ngưỡng hoặc khiến con người bỗng thấy hối hận giác ngộ những kiến trúc ấy hòa nhập vào giữa đất trời tự nhiên hài hòa xong cũng lại độc đáo thâm nghiêm to lớn vượt qua cả không gian và thời gian núi liền mảnh tâm linh của người xây dựng và người chiều bái lại với nhau làm nảy sinh viễn tưởng và cảm ngộ vô cùng vô tận trong tâm tưởng. Huống hồ tòa kiến trúc được mệnh danh là đại thành tựu tập trung kiến trúc cổ điển Trung Quốc và Tây Phương từ khi nhân loại có lịch sử đến giờ, chỉ riêng những vật thí nghiệm nằm giải rác trên tầng bình đài thứ ba thôi, đã đủ gây cho những người đặt chân đến đây cảm giác rung động tận đáy tâm hồn bởi sự tinh mỹ tuyệt luân của chúng rồi. Còn tòa thần miếu, tòa thần miếu nghìn năm nay vẫn chưa có người đặt chân đến này, sẽ kể lại tâm trạng gì của người kiến tạo ra nó đây. Gã trẻ tuổi cúi đầu trầm tư, Trước đây y cũng lý giải theo mặt chữ, muốn tiến vào bạc ba la thần miếu phải đi qua cánh cửa chúng sinh, chứ chưa từng nghĩ cánh cửa chúng sinh lại là một cánh cửa tuyệt đối không đâu có thế này. Dày đến chục cây số, vạn hình người là vạn gương mặt, sau khi vượt qua cánh cửa chúng sinh, lại đến dòng sông phù sinh, dòng sông ấy sẽ như thế nào đây? Đột nhiên, phía trước chợt vang lên tiếng hô khẽ khẽ, đến rồi. Sau so ra, thông đạo chỗ trác mộc cường ba và mức kinh rộng hơn, sáng sủa hơn hẳn. Lúc này, họ nhận định, mình thực sự đã đến thánh đường của những báu vật nghệ thuật. Tuy mới ở hành lang bên ngoài cửa thánh đường, nhưng mỗi viên gạch dưới chân, mỗi mặt tường bàn tay họ chạm vào, đều xứng đáng được gọi là kết tinh của nghệ thuật. Bất luận là hội họa, điều khắc, trang trí tường, trang trí hành lang, hay hiệu quả ánh sáng, đều khiến người ta sinh ra cảm giác mộng ảo mê ly. Theo lời Merkin, thì chỉ cần chắc một cường ba tùy tiện này một viên gạch lát sàn mang về, cũng đủ để mua lại cả tập đoàn nuôi luyện danh quyển thiên sư của gã rồi điều khiến chắc mộc cường ba thực sự kinh ngạc là thái độ của mức Kinh với những món đồ gốm xứ đó là những bình xứ cao ngang tầm người thoạt nhìn không giống như sản vật của tây tạng chắc là được đưa tờ nơi khác đến cứ đi khoảng trăm mét lại có một cái lặng lẽ dựng ở chân tường tòa cung điện dưới đáy hồ này như thể đã bị người ta sử dụng loại ma pháp gì đó xung quanh không thấy một hạt bụi tinh khiết như bầu trời những bức bích họa và các đồ gốm xứ vẫn còn nguyên sắc màu tươi mới rực rỡ bình xứ đầu tiên họ trông thấy có màu xanh lam, màu xanh lam như màu trời sau cơn mưa. Có điều, theo chắc Mộc Cường ba dạng thức của những bình gốm xứ này hết sức bình thường, trên phố lớn của những đô thị hiện đại, trước cửa một số cửa hàng gốm xứ hoặc tranh chữ, người ta thường thích đặt một đôi bình gốm cỡ lớn kiểu này, phần dưới tròn thon dài, trông như mỹ nữ hiểu điệu, nhưng miệng bình, cổ bình lại hành hình bát giác. Vì vậy, gã hết sức khó hiểu trước sự kích động của Mơ chỉ một cái bình hoa như thế, sao có thể khiến người như mất kích động đến độ thất thố thế kia chứ? Trác Mộc Cường Ba đang chậm chậm vừa bước đi vừa ngắm nhìn những bức bích họa đẹp tuyệt trần, bỗng thấy mất sáng bừng hai mắt, dạo chân chạy nhanh lên phía trước, mấy lần xém chút nữa loạn trọn ngã nhào, rồi đột nhiên dừng phát lại trước cái bình hoa đó, nín thở tập trung hết tinh thần nhìn chằm chằm, bàn tay run dậy đưa lên, lúc thì dùng đầu ngón tay phát theo đường nét của cái bình, lúc lại nhẹ nhẹ vuốt ve như thể đang mơn trớn làn da tình nhân, có lúc lại đưa ống tay áo cẩn thận lau chùi bề mặt vốn đã không bám một hạt bụi. Cứ như làm vậy có thể khiến nó thêm sáng bóng. Bộ dạng yêu mến không nỡ rời tay ấy, khác nào một người cha hiền lần đầu tiên nhìn thấy con mình xuất hiện trên đời, khao khát được ôm lấy nó trong lòng, áp mặt vào nó, hôn một cái, má chạm má, chán cọ vào chán. Quý giá lắm sao, đối với Trác Mộc Cường Ba, thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của gã là màu sắc bình xứ, màu xanh lam tươi sáng ấy, thực sự rất hiếm thấy. Đây là bình xứ lớn đấy, Merkin kích động đến nỗi là cả giọng, một phát hiện trọng đại thế này, y chỉ hận không thể cho cả thế giới này nghe thấy tiếng gào thét trong lòng mình. Thấy bộ dạng bình thản chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì của Trác Mộc Cường Ba, lòng Merkin bất giác trào lên một thứ cảm giác thất bại, giữa thời khắc lịch sử quan trọng nhường này, ở bên cạnh y lại chẳng có người tri âm tri kỷ, nghĩ cũng thật buồn. Nhìn bộ dạng của Trác Mộc Cường Ba, chắc hẳn có đặt thứ đồ gốm xứ cổ lừng danh khắp thế giới của Trung Quốc bên cạnh đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại, gã cũng chẳng phân biệt được thứ nào tốt thứ nào xấu nữa. Xong rốt cuộc, Merkin cũng không kìm chế được run run giọng phổ biến kiến thức cho Trác Mộc Cường Ba. Anh đừng nhìn mà tưởng tạo hình của nó giống với đồ phỏng chế ngày nay, anh phải đặt nó vào trong dòng sông dài lịch sử ấy, thử tưởng tượng xem, đây là kết tinh trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại các anh từ 1.000 năm trước đấy có thể nung ra được bình sứ lớn thế này đòi hỏi trình độ công nghệ cao đến mức nào chứ anh có thể tưởng tượng được không muốn nung được đồ sứ lớn thế này cần phải có lò nung lớn hơn bản thân nó nhiều cái bình này nếu không được xuất hiện trên thế gian người đời sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết người Trung Quốc các anh một nghìn năm trước đã có thể nung ra sản phẩm gốm sứ hoàn mỹ thế này rồi Chắc Mộc Cường ba rốt cuộc cũng gật đầu ý ông là đây là một tác phẩm có thể viết lại lịch sử ngành gốm sứ đâu chỉ đơn giản có thế. Merkin đột nhiên cao giọng, bộ dạng càng thêm kích động, anh nhìn màu sắc của nó xem, đã bao giờ anh trông thấy đồ sứ có màu sắc thế này chưa? Hoàn mỹ quá thể, đây chính là món đồ thuộc hàng truyền thuyết trong lịch sử ngành gốm sứ Trung Quốc các anh đấy, tuyệt mật ngũ sắc. Tôi nằm mơ cũng không thể ngờ được chúng thực sự tồn tại trên đời này, lại còn ở ngay trước mắt tôi nữa chứ, ha 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 ha. Nghe tiếng cười của y, dường như bắt đầu hơi mất lý tính rồi. Chắc Mộc Cường Ba chưa từng nghe nói đến tuyệt mật ngũ sắc, đương nhiên không thể đáp lời Y nhưng mất Kim lúc này chỉ có gã là thính giả duy nhất nên Y cũng mặc kệ chẳng quan tâm chắc Mộc Cường ba có muốn nghe hay không cứ thao thao bất tuyệt tuyệt mật ngũ sắc anh chưa nghe nói bao giờ nhưng đồ sứ bí sắc thì chắc là phải biết chứ không biết hả ok vậy tôi hỏi anh anh có biết gốm như thời tống không thứ này thì chắc Mộc Cường ba biết gốm như thời tống có thể nói là tinh phẩm trong các loại gốm sứ bề mặt láng mịn trơn bóng là con cưng được giới siêu tầm đồ gốm săn lùng ác liệt nhất có điều, ngoại trừ trong viện bảo tàng, đồ gốm như xịn ngoài đời rất ít, chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá, mà thấp nhất cũng phải chi ra trên chục triệu mới mua được tám. Thấy chắc một cường ba gật gật, Merkin lại nói, thời tống có năm lò gốm xứ lớn, nhữ, quan, ca, định, quân. Gốm nhữ đứng đầu, anh có biết, lò gốm nhữ xây phỏng theo cái gì không? Phỏng theo lò gốm xài đấy. Tương truyền, trong năm lò gốm thời tống, gốm xài mới là đứng hàng đầu chỉ là giờ không còn sản phẩm nào trên thế gian, cũng không tìm được gì chỉ lò gốm, nên mới thay bằng gốm quân cho đủ số. Lò gốm này được vị vua cuối cùng của thời ngũ đại thập quốc, Châu Thế Tông hạ lệnh xây dựng. Theo ghi chép trong bút ký tiểu thuyết, bấy giờ Châu Thế Tông hạ lệnh xây một lò gốm nung ra thứ đổ gốm sứ tốt nhất. Ông ta muốn màu sắc của sản phẩm giống y như trời xanh sau cơn mưa, mang theo niềm hy vọng quốc vận cũng như trời hửng sau mưa. Hậu thế đã đánh giá đổ gốm xài thế này, xanh như trời, sáng như gương, mỏng như giấy tiếng vang như khánh về sau tống thái tổ xây lò gốm nhữ ông ta chỉ đưa ra một yêu cầu chính là làm sao giống được gốm xài vậy nhưng rốt cuộc các bậc sĩ đại phu trong triều hay đám văn nhân học sĩ bất kể là ai đều không thể thừa nhận so với gốm xài thì gốm nhữ thiếu đi cái linh khí của thiên địa thời tổng ấy gốm xài đã được tôn sùng là cảnh giới cao nhất của đồ gốm là món kỳ chân cực kỳ hiếm gặp người đời chỉ có nghe chứ chẳng mấy ai được tận mắt trông thấy từ thuở bấy giờ người ta coi việc có thể siêu tầm được một món đồ gốm xài, dẫu chỉ một mảnh nhỏ thôi cũng đã là vinh hạnh lớn trong đời. Đại văn hào U Dương Tu cũng từng kiếm được một mảnh vỡ của gốm xài, anh biết ông ta gìn giữ mảnh gốm vỡ ấy thế nào không? Ông ta dùng vàng bọc nó lại, rồi bỏ trong hộp gấm khảm bảo thạch bên ngoài, dường như chỉ có làm như thế mới thể hiện được mức độ chân quý của mảnh vỡ gốm xài ấy mà thôi. Mơ thao thao bất tuyệt nói một hơi dài rồi mới ngưng lại dây lát. Đúng như y dự đoán, Trác Mộc Cường ba liền hỏi một câu: Tuyệt mật ngũ sắc là tinh phẩm của gốm xài? Không đúng, bạc ba là thần miếu này từ đời Đường đã. Mơ Kin ngắt lời nói: đương nhiên không phải vậy. Tôi hỏi anh tiếp, anh có biết tại sao đồ gốm xài được tôn làm chỉ tôn của đồ gốm thời Tống hay không? Tại sao lò gốm như sau này không thể nung ra được sản phẩm giống như thế? Điều này không hề được ghi lại trong chính sử và các tài liệu chính thức, chỉ từng được đề cập đến trong bút ký tiểu thuyết thôi. Đó là bởi. Trong thời loạn thế ngũ đại thập quốc, các thợ gốm đã tình cờ có được tàn quyển của một pho sách tổng kết tinh yếu của nghề nung gốm. Dựa vào ghi chép trong tàn quyển ấy, rốt cuộc họ đã pha được màu lam thuần như thể sắc trời sau cơn mưa, đồng thời cũng nhờ vào hướng dẫn trong đó, họ mới nung ra được thứ gốm sứ mỏng như tờ giấy, tiếng vang như khánh đó. Về sau, thời thế đổi thay, triều đại cải biến, các thợ gốm ấy đều muốn chiếm phương pháp bí mật đó là của riêng, khiến cho tàn quyển biến mất, công nghệ thất truyền. Tôi nghĩ chắc anh đoán được trong cuốn tình yếu đó ghi chép lại những gì. Không sai, chính là loại gốm sứ thần bí nhất trong lịch sử đồ sứ Trung Quốc, ngay từ thời Tống đã trở thành truyền thuyết, thế nhân không ai trông thấy, gốm sứ bí sắc. Hai mắt mắc sáng rực lên như có điện, y lại chăm chú nhìn cái bình sứ, lẩm bẩm một mình, đồ gốm sứ bí sắc được nung vào thời đại nào, đây cũng là câu đố nghìn năm trong lịch sử gốm sứ Trung Quốc các anh. Giống như gốm xài, có rất nhiều nhà siêu tầm thời cổ đại mở mồm ra là khăng khăng khẳng định, nói như thật, nhưng không thể đưa ra vật chứng gì nên hồn cả. Cho đến ngày nay, những nhà nghiên cứu gốm sứ Trung Quốc các anh cũng vẫn chưa biết thế nào mới gọi là tinh phẩm của gốm xài. Còn về gốm bí sắc, đại đa số các học giả cho rằng đó là sản phẩm của thời ngũ đại, cho đến khi khai mở địa cung ở chùa Pháp Môn Chín mới dám đẩy lùi niên đại đến cuối thời đường. Nhưng có một điểm mà đa số các chuyên gia đều nhận định giống nhau, gốm sứ bí sắc là do gốm Việt nung ra. Gốm Việt phát tích ở Mạn Giang Chiết, các vùng thiệu hưng, Ninh Ba xưa có người Việt cư trú, nên được gọi là lò gốm Việt, dựa theo các di chỉ lò gốm đã phát hiện, có thể truy ngược lại thì thấy từ thời Hán đến thời đường gốm bí sắc được tiến cống vào cung đình, chỉ dành riêng cho giới quyền quý. Cửu thu phong lộ Việt giao khai, đoạt sắc thiên phong thủy sắc lai, 16 uyển minh nguyệt nhiễm xuân thủy, khinh tuyển bạc băng thịnh lục vân, 11 đó đều là những câu thơ của hậu nhân tán tụng vẻ đẹp của gốm sứ bí sắc. Càng nói càng xúc động, Mặc Kim còn lẩy ra mấy câu thơ đường, rồi liền đó lại nghiêm mặt nói tiếp: nhưng thực ra, các sản phẩm được nung vào thời sơ đường thịnh thế, thậm chí chỉ có triều vua khai quốc mới nung ra được. Dựa theo các bút ký tiểu thuyết mà tôi nghiên cứu, cuối thời tùy đầu thời đường, thiên hạ đại loạn, nhưng trước thời loạn thế ấy, Trung Quốc các anh có quốc lực rất vững chắc, rất nhiều ngành công nghệ đã đạt được những đột phá nhảy vọt. Có câu, loạn thế xuất anh hùng, loạn thế xuất thần khí, chính tông của gốm sứ bí sắc, ngũ sắc tuyệt mật, chính là xuất hiện trong thời loạn thế ấy. Các tiểu thuyết gia lại viết rằng, các sắc đó xanh như biển vàng như hoàng kim, đỏ tựa lửa, trắng ngang tuyết, đen hơn mực, gọi là ngũ sắc tuyệt mật, thần khí giữa thời loạn thế. Tương truyền, chúng cực kỳ nổi bật, lung linh tuyệt thế, óng ánh hơn cả băng tinh, chỉ nên có ở trên trời chứ không nên dáng hạ xuống cõi phàm trần này, đến núi cung đình phải niêm phong, coi là tuyệt mật. Điều đáng tiếc nhất là, kỹ thuật chế tác loại gốm xứ này chưa từng được ghi chép lại, mà chỉ truyền miệng. Mà thời bấy giờ cũng chỉ có một người thợ gốm già có thể nung ra được đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật, về sau khi ông ta cũng có nhiều đồ đệ, song chưa ai học được cốt tủy chân chính cả. Sau khi người thợ gốm già vô danh ấy chết đi, các đồ đệ của ông ta dựa theo những gì sư phụ truyền miệng, cộng với lý giải của bản thân, đã nung ra thứ đồ gốm sứ mà người đời sau gọi là gốm sứ bí sắc. Rồi có người lại dựa theo phần lĩnh ngộ của các đồ đệ ấy, chỉnh lý biên soạn ra một quyển tinh yếu về thuật nung gốm sứ bí sắc. Quyển sách này đã lưu lạc qua tay nhiều người, trải qua vô số chiến tranh loạn lạc, trở nên tàn khuyết không còn toàn vẹn nữa. Về sau, các thợ gốm thời ngũ đại chỉ dựa vào tàn quyền này mà có thể nung ra được gốm xài. Chỉ là thứ tàn phẩm như gốm xài mà đã được tôn xưng là đỉnh cao của gốm xứ đương thời rồi. Anh thử nghĩ xem, ngũ sắc tuyệt mật rốt cuộc phải gọi bằng danh xưng gì đây? Nếu nói trong đồ gốm xứ cũng có thần khí, vậy thì trước mắt chúng ta đây, chính là một trong số đó. Chắc Mộc Cường ba rốt cuộc cũng thay đổi nét mặt, nhưng nếu bảo gã bị mất kinh thao thao bất tuyệt thuyết phục thì không chính xác lắm, phải nói là gã bị nét mặt Merkin làm cho cảm động thì đúng hơn. Khi nói đến mấy câu cuối cùng, giọng y đã trở nên nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng, ánh mắt long lanh như thể sắp rơi lệ đến nơi. Ánh mắt ấy toát lên một vẻ quyết liệt, tựa hồ sáng nghe giảng đạo, tối chết cũng không hối tiếc vậy, đồng thời, trong đôi mắt y cũng không giấu nổi vẻ thỏa mãn của người trải qua bao tang thương cuộc đời, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Cả tòa bạc ba la thần miếu rộng lớn, thậm chí còn chưa đặt chân bước vào điện đường thực sự, mới chỉ nhìn thấy một cái bình xứ ở ven đường, Merkin đã cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đáng giá, cảm thấy đủ đầy rồi. Trải qua cả hành trình đầy rẫy những khảo nghiệm sinh tử, đầy rẫy những cuộc đấu trí đấu sức cực kỳ khó khăn, để rồi được nhìn thấy, được chạm vào một món đồ sứ thế này thôi, y cũng thấy đủ lắm rồi. Hắn khóc à, Trác Mộc Cường Ba thực sự không thể ngờ, một tên cố vấn huấn luyện lính đặc trùng thân thủ phi phàm, lạnh lùng tàn khốc, giảo hoạt đa đoan như Merkin, lại không kiềm chế được cảm xúc của mình trước một cái bình xứ chỉ riêng điểm này thôi đã khiến gã hiểu được giá trị của cái bình này to lớn đến nhường nào rồi sao ông hiểu rõ vậy trác mộc cường ba hỏi bâng quơ một câu mơ Kin vẫn đang si si mê mê tựa như nhất thời đắc ý quên đi hết thảy không nghĩ ngợi gì buột miệng đáp ngay anh tưởng tôi là một tên lính biệt kích đặc trùng chắc tôi lợi hại bởi tôi là một giám thường sư lời vừa ra khỏi miệng y tức thì cảm thấy không được ổn cho lắm có điều tâm trí y nhanh chóng lại bị món đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật kia xâm chiếm thiết tưởng chắc Mộc Cường Ba cũng không thể nghe ra điều gì từ câu nói ấy cả. Nào, đến đây mà xem, bộ dạng của Merkin lúc này giống hệt như một gã nhà giàu mới nổi được thừa kế một món tài sản khổng lồ, chỉ nào nước muốn khoe khoang với người đời các vật báu mà mình sở hữu, nhìn thấy chưa? Y chỉ ngón tay cách bề mặt bình xứ chừng 10cm, hỏi chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba bèn dí mắt vào quan sát, cảm giác lớp men sáng trong lạ thường, như bọc bên trong một lớp băng mỏng, thậm chí có thể soi gương được song phía trên lớp băng tinh này lại tựa hồ như có một làn hơi sương mông lung mỏng mảnh, cảm giác như những luồng không khí biến ảo bốc ngùn ngụt trên sa mạc nóng dẫy. Merkin giải thích, xưa vốn có câu, châu quang bảo khí, phàm là bảo vật chân chính, bên ngoài đều hình thành một tầng khí trường thần bí, phảng phất có thể nhìn thấy, nhưng quan sát kỹ lại chẳng thấy gì, trong nghề gọi đó là tôi hỏa. Một món bảo vật quý giá, hỏa khí thu vào bên trong, ngưng tụ mà không phát ra, ấy mới là cảnh giới cao nhất. Nói đoạn, Y khẽ thở hắt ra một hơi, cũng thật lạ lùng. Hơi thở phả ra từ miệng Mức hoàn toàn không có hình sắc, nhưng vừa đến gần cái bình xứ, liền bắt đầu biến thành một quầng hơi xương trắng nhàn nhạt, nhạt có thể trông thấy được, ẩn ẩn hiện hiện, rồi lại hóa thành vô hình vô ảnh. Nhìn thấy chưa, Mức Kinh hoan hỉ như sắp phát cuồng, lại nói tiếp: đây gọi là Ngưng khí Thăng hẳn Yên, kỹ thuật cao nhất trong công nghệ nung gốm thứ thời cổ đại. Món đồ xứ này mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại mát lạnh. Anh sờ thử mà xem sờ đi, cứ sờ đi, có cảm giác gì không? Có phải như thể chạm vào mỡ đặc, trơn láng như mặt trẻ con hay không? Cảm giác mát rượi như thấm vào tận tâm can ấy có lan dần từ đầu ngón tay đi khắp toàn thân anh hay không? Merkin nhẹ nhàng áp tay vào hai bên chiếc bình, hít sâu một hơi, cực kỳ cẩn thận nâng lên một chút, sau đó nhẹ nhẹ đặt xuống, đoạn nói với chắc một cường ba, anh thử xem sau đó cho tôi biết, có giống với mấy cái bình xứ chế tác bằng công nghệ hiện đại mà anh hay gặp trên phố hay không? Cẩn thận, cẩn thận chứ! Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa dồn chút sức nào, cái bình đã được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cảm giác như thể trên tay gã không phải là cái bình to tướng cao ngang người trưởng thành vậy. Gã không biết những bình xứ chế tác theo công nghệ hiện đại, muốn cao thế này ít nhất cũng phải hai đến ba chục cân chứ chẳng chơi. Gã ngạc nhiên liếc mắt kin, chỉ thấy y nhếch mép cười cười nói, mỏng như giấy, tiếng vang như khánh. Dứt lời y cong đốt thứ hai của ngón trỏ lại, khẽ gõ nhẹ một tiếng vào chỗ dày nhất trên bình. Con, âm thanh ngân dài, người xưa nói tiếng vang như khánh khánh là một loại nhạc cụ bằng đá âm thanh phát ra trong vắt mà tao nhã vô cùng nhưng theo cú gõ nhẹ ấy của mức bên tai chắc mộc cường ba vang lên một thứ âm thanh mà đá không thể nào phát ra được tưởng chừng như có ai lướt nhẹ trên sợi tơ đàn bằng kim loại tiếng rung mảnh mai mà cao vút lên như tiếng rồng ngâm ngân suốt hồi lâu chưa dứt càng lúc âm thanh đó càng cao khí thế chừng như muốn vút lên tận mây trời dần dần âm thanh từ khắp bốn phía vọng về cả hành lang dài tựa như có rất nhiều con rồng đang ẩn mình tiềm phục lần lượt giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ nghìn năm, tiếng ngân vang vang khắp các cõi đất trời. Tiếng rồng ngâm ấy, từ khắp bốn phía trước sau phải trái vọng vào tai người ta, ánh dương lấp loá, những nhân vật thần tiên trên các bích bức hỏa cũng nhờ tiếng rồng ngâm hổ gầm đó mà càng thêm sống động, đạp mây muốn bay vút ra khỏi bức tường, chắc một cường ba và mớ kim đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều đã nhận ra được chút manh mối từ tiếng ngân vang vọng khắp bốn phía xung quanh ấy. Đó là, cộng hưởng không thể tin đây là sự thật. Trên đời này, còn có thứ gì kích động lòng người hơn một nhà giám thưởng tác phẩm nghệ thuật nhìn thấy một tác phẩm tuyệt thế chứ? Đó chính là, một nhà giám thưởng tác phẩm nghệ thuật nhìn thấy một tác phẩm tuyệt thế. Trác Mộc Cường ba bám sát theo Mức Kim chạy lên phía trước. Bọn họ đã trông thấy chiếc bình tuyệt mật ngũ sắc thứ hai, đỏ như lửa. Màu đỏ tươi ấy dường như không bám trên bình xứ, mà bao bọc lấy cái bình, như ngọn lửa cháy bùng bùng vậy. Nhìn thấy món đồ xứ này, ngay cả kẻ ngoại đạo như trác mộc cường ba cũng có thể lập tức nhận ra ngay bảo vật là gì chứ đây chính là bảo vật hai chân mất Kinh mềm nhún suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất chỉ nghe y kinh ngạc thốt lên gốm đại hồng đấy gốm đại hồng đấy trác mộc cường ba vừa nhích lại gần đã bị mước Kinh níu tay giữ lại nét mặt y cực kỳ kích động trông bộ dạng như cầu khẩn trác mộc cường ba hãy nghe y trình bày vậy anh biết không anh biết không màu đỏ rực này là màu sắc tượng trưng cho điểm lành cho việc vui mừng ở đại đa số các nước trên thế giới, Trung Quốc các anh cũng không phải là ngoại lệ. Lúc kết hôn, người ta dán chữ song hỉ màu đỏ, đốt nến màu đỏ, không phải cũng là ý này sao? Việc trải thảm đỏ trong các buổi lễ lớn cũng cùng một lẽ đó. Vì vậy, ở đất nước Trung Quốc khởi nguồn của đồ sứ các anh, cơ hồ như mỗi triều đại đều không ngừng theo đuổi thứ gốm sứ có màu đỏ rực. Nhưng ngay trong giới chơi đồ gốm sứ cổ cũng phổ biến nhận định rằng, gốm đại hồng màu đỏ rực chưa bao giờ nung thành công cả. Bởi tất cả các chuyên gia đều cho rằng, chỉ cần trên đời này xuất hiện gốm đại hồng thì chắc chắn sẽ được chế tác với số lượng lớn, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, mà họ chưa từng phát hiện ra bất cứ món vật mẫu nào, ngay cả một mảnh vụn cũng không, thậm chí không tìm thấy bất cứ ghi chép nào trong sử sách. Huống hồ, những chuyên gia ấy còn cho rằng trước thế kỷ 20, người ta chưa từng phối chế được màu men có thể tạo ra thứ thành phẩm màu đỏ rực. Cho dù là gốm tế hồng thời Minh được xưng là đỏ như máu gà, trơn mịn như ngọc, sử chép cũng chỉ nung được chín món mà đều đã tuyệt tích trên đời rồi. Một hai chục năm trở lại đây mới có chuyên gia nung được thứ gốm đại hồng đỏ rực. Thứ này, rốt cuộc được chế tác từ bao giờ vậy? Muốn biết năm bao nhiêu hả? Đây là cái gì chứ? Của hồi môn của văn thành công chúa mang vào đất tạng. Khoảng những năm 600 sau công nguyên, anh nhìn xem, nhìn mà xem. Sớm hơn so với thời điểm các nhà sử học cho là gốm đại hồng xuất hiện chênh lệch tận gần 1.500 năm, gần 1.500 năm cơ đấy. Tại sao trong danh sách của hồi môn của Văn Thành Công Chúa, không thấy ghi chép nào liên quan đến những món đổ gốm xứ này nhỉ? Bọn Trác Mộc Cường ba từng tốn vô số tâm huyết, tìm được mấy phiên bản danh sách các món hồi môn của Văn Thành Công Chúa mang theo vào đất tạc, nhưng đều không thấy nhắc đến những món này. Merkin chỉ nói một câu đã khiến Trác Mộc Cường ba cứng họng. Mấy danh sách mà các anh tìm được đều là do người đời sau viết lại theo trí tưởng tượng mà thôi, danh sách chính xác thời bấy giờ chỉ sợ đã thất lạc trong chiến loạn rồi, đến cả lịch sử còn bị xóa nhòa, huống hồ là một bản danh sách vớ vẩn như thế. Rốt cuộc, Trác Mộc Cường ba đành thở dài cảm khái, lại là một món hàng độc tuyệt thế. Merkin lặp lại mấy chữ hàng độc tuyệt thế đồng thời chậm chậm tiến lại gần, chậm chậm đưa tay ra, tựa hồ muốn chạm vào ngọn lửa rực cháy bao bọc lấy chiếc bình, vừa chạm vào rìa ngoài của ngọn lửa ấy, y đã lắp bắp thốt lên, công nghệ trong truyền thuyết. Băng hỏa. Thấy Trác Mộc Cường ba không hiểu gì, Merkin lại cất công giải thích, tôi cũng có siêu tầm đồ gốm đại hồng chế tác bằng công nghệ hiện đại, màu đỏ ấy chỉ là phủ lên bề mặt gốm xứ một lớp đỏ rực, tuy cũng bóng mịn, nhưng so với công nghệ bang hỏa trong truyền thuyết thì. Y lắc đầu nói, anh cũng thấy rồi đấy, toàn thân cái bình này như được bọc trong lửa đỏ, từ xa cũng có thể trông thấy ánh lửa ngùn ngụt bốc lên. Trong các bút ký tiểu thuyết thời xưa có ghi, khi người ta đến gần loại đồ gốm xứ này, thậm chí có thể bị bỏng, nhưng nếu có lòng thành, ngọn lửa này chẳng những không nóng, ngược lại còn hơi man mát dịu dịu nữa. Trác Mộc Cường ba khẽ đưa tay lại gần, thấy cũng không khác chiếc bình màu xanh ra trời lúc nãy, cảm giác mát lạnh tự nhiên như chạm tay vào một lớp băng mỏng, nhưng chỉ dịu dịu không thấm vào xương, mát mà không lạnh. Nhìn bộ dạng chuyên chú của Merkin, gã lên tiếng nhắc nhở, phía trước chắc còn nữa chứ nhỉ. Dĩ nhiên rồi, để tôi xem một chút đã nào. Trong mắt Merkin đã hoàn toàn không còn Trác Mộc Cường Ba nữa. Trác Mộc Cường Ba đành một mình tiếp tục đi lên phía trước, được khoảng trăm bước chân, lại thấy một cái bình cao bằng người nữa. Có điều, cái bình này hơi khác với hai cái đằng trước, hình như được đéo từ ngọc phỉ thúy, nhưng so với phỉ thúy lại có thêm chất óng ánh như hạt băng trong không khí, gần như trong suốt, sắc xanh thuần vô cùng. Điều đặc biệt nhất là, nhìn qua thân bình có thể thấy đồ vật chứa bên trong, trông như quả cầu pha lê tròn tròn, to bằng nắm đấm. Mắc ông lại đây xem, cái này là gì? Trác Mộc Cường 3L cảm nhận được đầu mối, dường như đã nhìn thấy vật phẩm giống thế này ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không sao nhớ ra được Merkin rời khỏi cái bình xứ đỏ như lửa nét mặt xem chừng ấm ức trác mộc cường ba nói cái này thì gọi thế nào xanh như ngọc bích hà Merkin lắc đầu kỳ quái thật cái này không phải đồ gốm xứ mà là bình ngọc lưu ly li. có biết tại sao người trung quốc cổ đại không gọi là thủy tinh mà gọi là lưu ly li không là bởi đa phần chúng đều là hàng mỹ nghệ có màu sắc chứ không phải đồ thủy tinh không màu mang tính thực dụng ở lưu vực lưỡng hà. Ở Trung Quốc cổ đại, lưu ly li được coi như một loại châu ngọc nhân tạo có thể chế luyện được. Có điều, cái bình lưu ly li này khí chất cao nhã, toàn thân không tì vết, sắc độ chẳng thua gì phỉ thúy cả, màu xanh biếc như muốn chảy ra vậy. Tôi dám khẳng định, các món đồ bằng ngọc lưu ly li ở thế giới ngoài kia, tuyệt đối không có thứ nào so bì được với nó đâu. Chắc Mộc Cường ba chẳng muốn nghe mấy điều này, gã chỉ hỏi, có thấy thứ ở bên trong bình không, ông thấy có gì đặc biệt không? Mơ kiên hít sâu một hơi, phát ra tiếng xì xì, rốt cuộc vẫn không thể nói được đó là thứ gì. Xem ra hiểu biết của y đối với đồ ngọc lưu ly li không được sâu như đồ gốm xứ cổ. Chắc Mộc Cường ba định thử lấy đồ vật bên trong ra xem, nào ngờ đường kính của thứ trông giống quả cầu pha lê ấy to hơn đường kính của miệng bình, không rót ra được. Đành thò tay vào lần mò, đúng là khá giống quả cầu pha lê, nhưng lại không có cảm giác như chạm vào pha lê. Có lẽ bảo là những quả cầu bằng đá thì đúng hơn có điều cầm lên tay lại thấy nhẹ bóng. Trác Mộc Cường Ba nói, chẳng lẽ trong những cái bình kia cũng đựng mấy thứ này sao? Gã không khỏi lấy làm kinh ngạc, vừa nãy gã nâng cái bình đó lên đã thấy nhẹ lắm rồi, nếu trong bình đúng là đựng những quả cầu đá này nữa, vậy thì trọng lượng của riêng cái bình há chẳng phải là nhẹ như lông hồng rồi hay sao? Xem thì biết ngay thôi, Merkin lại chạy lên phía trước, cái bình tiếp theo xuất hiện ở trước mắt họ, hiển nhiên chính là trắng hơn tuyết rồi. Công nghệ trong truyền thuyết, Lưu Vân Phi bộc 12, còn chưa đến gần cái bình xứ trắng, Merkin đã đột ngột kêu toáng lên. Cả cái bình xứ tưởng như được điêu khắc từ bạch ngọc nguyên khối, trắng hơn tuyết xương, xung quanh tỏa ra một quầng sang trắng lóa. Màu sắc ấy như thể màu của dòng sông băng khổng lồ xưa nay chưa từng có người đặt chân đến ở Nam Cực, trong sắc trắng thuần khiết lại thấp thoáng ẩn một chút sắc lam cực nhạt, vô cùng nhạt. Merkin không biết nên thể hiện tâm trạng của mình thế nào nữa, cứ luôn miệng lẩm bẩm về thứ công nghệ trong truyền thuyết đó, Lưu Vân Phi bộc, một thác chín tầng, loại đồ sứ này nhìn xa thì giống như mây trắng tràn xuống khe núi, cuồn cuộn sôi trào, khí tượng mút ngàn, nếu chăm chú nhìn ở cự ly gần, anh sẽ phát hiện thấy, tựa hồ tiết trời đã lạnh, có thể trông thấy cánh hoa lả tả rơi trên thân bình, rồi vô số đóa hoa tuyết bay răng răng khắp trời. Lấy ý cảnh từ thiên nhiên, trở về với thiên nhiên, đây chính là cảnh giới mà các thợ gốm thời xưa theo đuổi cả đời. Đám người châu Âu đến tận thế kỷ 18 mới nung được gốm trong xưởng, tưởng rằng đã vượt qua công nghệ của Trung Quốc, nhưng sắc màu trắng nhợt ấy làm sao có thể so sánh được với sắc trắng tự nhiên chân chính này cơ chứ? Công nghệ của bọn họ, so với công nghệ trong truyền thuyết này có đáng là gì, chẳng đáng là gì cả. Điều khiến Merkin càng kích động hơn là, từ vị trí này nhìn về phía trước, cả hành lang dài ngun ngút tưởng chừng vô tận này xếp đầy những bình xứ đứng lặng lẽ, trông ngợp cả mắt. Merkin như biến thành đứa trẻ 3 tuổi, dảo chân chạy đi chạy lại khắp trốn trên hành lang, nhìn thứ này rồi lại sờ thứ kia. Công nghệ trong truyền thuyết, Công nghệ trong truyền thuyết. Công nghệ trong truyền thuyết. Y kích động đến nỗi hai hàng lệ nóng rưng rưng tuôn từ khóe mắt. Y đứng giữa đống bình xứ, xòe hai tay, cơ hồ muốn đón lấy những món bảo vật vô hình trên trời rơi xuống, nước mắt thỏa sức chảy dài trên má, trong miệng phát ra tiếng cười dài sảng khoái, ha 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 ha. Càng cười, nước mắt y càng tuôn, toàn thân run bần bật. Trác Mộc Cường ba thấy thế, biết ngay trạng thái tâm lý của Kim lúc này đã vượt quá phạm vi khống chế của y rồi, sợ rằng để y thấy thêm một hai món bảo vật thần chí sẽ không còn tỉnh táo nữa không thể để mất kinh mê man giữa đống bảo vật thế này được trác mộc cường ba không chút do so dự khép bàn tay chặt mạnh một cú vào gáy đối phương mất lập tức ngã vật ra sự thực là dù trác mộc cường ba có không đánh ý mất cũng đã vừa khóc vừa cười đến độ đứng còn chẳng vững nữa rồi trác mộc cường ba đỡ mất kinh dậy chẳng buồn để ý đến những chiếc bình xứ phát ra ánh sáng lóa mắt kia nữa một lòng chỉ muốn tìm đường ra khỏi hành lang dài tiết tắp này. Không bao lâu sau, Merkin đã dần tỉnh lại, nhưng trận cười điên đảo vừa nãy cơ hồ đã rút sạch thể lực của Y. Y rũ người dựa vào trác mộc cường ba, nói, anh biết không, mỗi một tác phẩm nghệ thuật ở đây, dẫu là gạch lát sàn, bích họa, hay tường thủy tinh, đều chỉ có thể dùng bốn chữ tuyệt không đâu có để hình dung, càng không cần phải nhắc đến những đồ gốm xứ kia làm gì, toàn bộ đều là những món nằm ngoài tầm tưởng tượng của người đời. Tôi có thể nói thế này, cứ cho là trước mắt chúng ta đây không phải những món đồ còn nguyên vẹn hoàn chỉnh, mà chỉ là một đống mảnh vỡ chăng nữa, anh tùy tiện nhặt một mảnh vỡ ấy mang ra ngoài, cũng đủ để ném một quả bom nguyên tử xuống dưới nghiên cứu và siêu tầm đồ sứ rồi. Cách nhìn của họ đối với lịch sử ngành gốm sứ, nhận thức và lý giải của họ về kỹ nghệ truyền thừa gốm sứ cổ đại của thế giới, sẽ hoàn toàn bị lật nhào. Trác Mộc Cường Ba không buồn để ý đến Mơ nữa, chỉ xốc cánh tay, lôi y về phía trước, nhưng Mơ vẫn tiếp tục nói thao thao, anh tả lại những món đồ sứ anh vừa nhìn thấy cho bất cứ chuyên gia đồ sứ nào trên thế giới, hỏi họ xem có thứ như vậy hay không, tôi dám khẳng định, họ chắc chắn sẽ trả lời cho anh rằng, tuyệt đối không thể có. Bởi vì những chuyên gia giám định ấy chỉ xem các ghi chép trong cung đình, chỉ xem danh sách của các nhà siêu tầm, bọn họ làm sao biết đến những món đồ chỉ có trong truyền thuyết. Những ghi chép của cung đình trải qua nghìn năm, hủy hoại mất bao nhiêu, còn bảo tồn được bao nhiêu chứ? Những thứ tuyệt mật trong cung, liệu được ghi chép lại mấy phần trong sổ sách. Rồi thử hỏi, có được bao nhiêu món lưu lạc vào tay các nhà siêu tầm. Trong bọn họ, có bao nhiêu người đi nghiên cứu các tiểu thuyết thần quái từ sau thời nhà đường trở đi, rồi bỏ công nghe ngóng những câu chuyện truyền miệng trong dân gian. Hừ, nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ tuyệt đối không bao giờ tin đâu. Tâm trạng mất lại kích động, chắc Mộc Cường ba cảm thấy rõ thân thể y đang khẽ run từng chập, bất cứ công nghệ cổ đại nào, hầu như đều trải qua một quá trình thế này, dần dần phát triển đến đỉnh cao, sau đó bắt đầu xuống dốc cho tới khi thất truyền. Trong lịch sử đồ gốm sứ của Trung Quốc các anh, các nhà nghiên cứu lớn đều nhận định rằng thời Tống là đỉnh cao của kỹ nghệ gốm sứ, sau này mới dần xuống dốc, chỉ có mình tôi tin rằng gốm sứ thời Đường mới là các tác phẩm đỉnh cao của gốm sứ Trung Quốc. Cơ hồ tất cả các món đồ gốm sứ trong truyền thuyết đều xuất hiện ở thời đại Đường thịnh thế. Lực lượng sản xuất của đế quốc Đại Đường thời bấy giờ có thể nói là đứng ở đỉnh cao toàn thế giới rất nhiều ngành công nghệ phát triển tới đỉnh điểm. Chỉ tiếc rằng sau đại loạn ngũ đại thập quốc, các công nghệ đại đường lưu truyền hậu thế không còn được một phần mười, cho dù nói chỉ còn một phần trăm, một phần nghìn thôi cũng không hề quá đáng. Chính vì vậy, sau này, khi hậu thế muốn tìm hiểu, có rất nhiều kỹ nghệ phải đến các nước như Nhật Bản hay vùng Trung Á để khảo chứng. Thực ra thì, đất nước ở gần đại đường nhất, kế thừa được nhiều kỹ nghệ nhất, có lẽ là thổ phồn. Bên trong tòa thần miếu này, Chính là những tác phẩm đỉnh cao của thời kỳ đó rồi còn gì. Những tác phẩm kết tinh của trí tuệ cổ nhân ấy, đều ở nơi đây, tất cả đều ở nơi đây. Dọc đường đi, nước mắt không ngừng chảy xuống cầm Merkin, nhỏ xuống đất, phát ra những âm thanh tí tách tí tách. Để Merkin giữ được lý trí tỉnh táo, chắc một cường ba không thể không nhấn mạnh, đừng kích động quá, chớ quên rằng, những thứ này chỉ là dạng san hô, dạng san hô thôi gọi là dạng san hô là cách nói của Murgin khi kể lại những gì y biết với Trác Mộc Cường Ba. Theo nghiên cứu của gia tộc nhà y, bảo vật ở Sanrila có thể chia làm ba cấp bậc. Những thứ nằm giải rác bên ngoài Sanrila, giá trị có lẽ ngang với những bảo vật mà Morgan Stanley phát hiện, nên họ cũng dùng luôn cách nói của Morgan Stanley, gọi chúng là những hạt cát trên bờ biển. Còn các vật bày biện ven đường trong bạc ba la thần miếu được gọi là những dạng san hô dưới biển, giá trị cao hơn các món bảo vật Morgan Stanley phát hiện một bậc còn những thứ cất giấu ở trung tâm của bạc ba la thần miếu, phải dùng chìa khóa mà sứ giả mang ra mới mở được, mới là kỳ tích mà biển cả thai ngén ra. Trân Châu, có điều, xét những gì trước mắt họ đây, chỉ dạng san hô thôi đã thế này rồi, Trân Châu không hiểu sẽ thế nào nữa, thực tình chắc Mộc Cường ba không tưởng tượng nổi. Quả nhiên, nghe chắc Mộc Cường ba nhắc nhở, mất kinh bật cười tự diếu, có thể nhìn thấy mấy dạng san hô này thôi, y đã thỏa mãn lắm rồi, chẳng mong cầu gì Trân Châu nữa đỡ mất kim đi cả một quãng đường khá dài. chắc một Cường ba cơ hồ đã hiểu được đôi chút về tòa thần miếu. Bạc ba la thần miếu kết cấu có vẻ giống một kim tự tháp đáy lớn đỉnh nhỏ. từ các ô cửa kính có thể nhìn thấy kiến trúc dạng pháo đài thành trì bên dưới. dĩ nhiên cũng không thể khẳng định kiến trúc pháo đài dưới đáy hồ chính là phần đáy của thần miếu. tòa thần miếu này to lớn đến mức không theo một chuẩn mực nào. vị trí của bọn gã lúc này có lẽ ở trên đỉnh của thần miếu. từ độ cong của hành lang có thể thấy đỉnh thần miếu hình chóp nhọn chỉ là hình tròn này lớn quá nên gần như không nhận ra được độ cong của nó hành lang hình tròn một nửa lộ ra ngoài đáy hồ nửa còn lại thì ẩn bên trong lòng núi trác mộc cường ba không hề biết rằng tuyến đường bọn gã đi và tuyến đường bọn lính đánh thuê kia đi vừa khéo vạch nên hai vòng xoáy đồng tâm theo hai hướng ngược chiều nhau một bên xoáy vào trong một bên lại xoáy ra ngoài thậm chí trác mộc cường ba còn nghĩ không hiểu có phải tòa thần miếu này có lối vào trên đỉnh ở tầng bình đài thứ ba rồi thông xuống cả ba tầng bình đài hay không. Xây một tòa thần miếu dựa theo mạch núi Himalaya, từ đỉnh xuống đáy cách nhau gần 7.000 mét. Nếu đúng thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, tòa bạc ba la thần miếu này sẽ là kiến trúc nhân tạo vĩ đại nhất mà Trác Mộc Cường ba có thể tưởng tượng ra được. Gã đột nhiên nghĩ đến lúc bọn gã từ tầng thứ nhất bám vách đá leo lên tầng thứ hai, tại sao lại có một con dốc nghiêng như thế? Liệu có phải đó là đường đáy của thần miếu hay không? Nói như vậy, há chẳng phải cả ba tầng bình đài tu di sơn này chỉ là ba cái lan can của bạc ba la thần miếu hay sao còn biển ngầm dưới lòng đất kia chính là hồ chữ nước của thần miếu chính bản thân trác mộc cường ba cũng giật bắn cả người vì suy nghĩ này sắc mặt tái đi nếu đúng là có kiến trúc như vậy e rằng tất cả những thứ gọi là kỳ quan thế giới cộng lại chưa chắc đã bằng một phần người của tòa thần miếu này trác mộc cường ba gạt những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu hiển nhiên không thể nào có công trình kiến trúc khổng lồ như thế được nhân lực vật lực ở nơi này đều không thể thảo mãn điều kiện để xây dựng công trình trong tưởng tượng ấy của gã. Gã lại tập trung suy nghĩ vào việc tìm lối ra, nếu hành lang này chỉ là một vòng tròn hoàn chỉnh, vậy thì đúng là hỏng bét. Merkin đã hồi phục một chút thể lực, lại tập trung chú ý vào đống bình xứ, chỉ là sau khi được Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở, y không dừng lại xăm soi từng cái bình một, mãi không chịu nhấc chân đi như lúc đầu nữa. Cứ đi như vậy, y cũng phát hiện ra một đặc điểm, những bình xứ này không phải toàn bộ đều là cực phẩm, những loại tinh phẩm từ trên xuống dưới đều như thể phủ một quầng ánh sáng, hiển nhiên là của hồi môn của công chúa Văn Thành mang vào đất tạc, số lượng rất ít, đi lâu như vậy cũng chỉ thấy có 5 chiếc kém hơn một chút, có lẽ là do các thợ giỏi đi theo công chúa sử dụng nguyên liệu tại chỗ nung thêm, không có ánh sáng rõ rệt lắm, nhưng cũng là hàng cực phẩm trong các loại cực phẩm rồi, loại cuối cùng. Hiển nhiên là sản phẩm của đời sau, kỹ thuật cũng như trình độ đều không thể so sánh với hai loại trên, song số lượng lại nhiều nhất, có vẻ như đem ra để góp cho đủ số, chỉ có thể coi là hàng cực phẩm thôi. Merkin vừa xem xét, vừa giải thích cho Trác Mộc Cường ba. Mắt thấy đoạn hành lang ngoài sáng sắp đi đến tận cùng, phía trước đã là bóng tối như mực, Trác Mộc Cường ba bỗng giật thoát mình, nhớ ra rồi. Những bình xứ và các quả cầu trong bình ấy, gã từng đọc về chúng khi nghiên cứu tài liệu, đây là một tế đàn mạn Đà La. Tùy theo số lượng và phương vị các bình xứ khác nhau, vị chủ thần được bái tế ở đây cũng khác nhau, nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn, trong kinh điển mật giáo, các vị thần Phật ấy đều sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sâu thẳm bên trong trác mộc cường ba lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành, theo kinh nghiệm của gã, vẻ hùng vĩ của kiến trúc cùng vẽ tinh xảo đẹp đẽ của nội thất bên trong xưa nay đều tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm của kiến trúc ấy. Tòa thần miếu này không chỉ là nơi tập trung của các món báu vật trong truyền thuyết, mà còn tập hợp cả những thành tựu vĩ đại nhất trong các lĩnh vực cơ quan học, cổ độc, nuôi dưỡng sinh vật. Vừa nhớ đến đoạn ghi chép tìm thấy trong làng của người qua ba, chắc một cường ba không khỏi dùng mình ớn lạnh. Thần kỳ quá, đội ngũ lính đánh thuê đông đảo cũng phát ra tiếng thở dài cảm khái hệt như chắc Mộc cường ba và mất kinh. Có điều, cảnh tượng mà bọn chúng trông thấy khác hẳn với hai người bọn chắc Mộc cường ba. Những bước điêu khắc cuối cùng của cánh cửa chúng sinh càng lúc càng nhỏ dần, hình người cuối cùng đã thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu. Bước qua cánh cửa này là một hành lang dài tràn ngập ánh sáng, so với bên trong cánh cửa đã chật hẹp, không gian đột nhiên rộng mở, ánh sáng chiếu khắp phòng khiến tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Chán ngang trước mắt bọn lính đánh thuê là một đường hầm khoét vào lòng núi, trông như thể ống thoát nước được phóng to. Đường hầm này rất tròn, chính giữa lại có một dòng nước nhỏ chảy róc rách, khiến nó trông càng giống đường cống ngầm hơn. Sở dĩ, không ai cho rằng đây là đường cống ngầm, là bởi ánh sáng chói lòa ở khắp mọi nơi. Phía trên đường hầm ngầm treo hai hàng gương đồng lớn, không hiểu người xưa đã dẫn ánh sáng từ chỗ nào, ánh mặt trời trói lóa được những tấm gương đồng chuyển tiếp lan đi khắp trốn, một nhóm gương phản xạ, một nhóm gương khúc xạ, có tia sáng chiếu xuống mặt xong rồi lại phản xạ hát lên, giao nhau chẳng chịt, tạo thành một mạng lưới ánh sáng phủ khắp bên trong đường hầm. Nhìn lưới ánh sáng đó, tất cả đều thấy dâng lên một cảm giác thần kỳ khôn tả, tựa như đang đứng trước con đường thông lên cõi thiên đường vậy. Chỉ riêng người thanh niên kia là thoáng thất vọng, so với cánh cửa chúng sinh, mạng lưới ánh sáng này cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật thị giác, vẫn chưa thể khiến người ta rung động đến tận sâu thẳm tâm linh. Y lặng lẽ nhìn con sông chảy ngang trước mắt, vì có ánh sáng phản xạ, mặt sông lấp lánh ánh vàng, có thể thấy những vệt sóng lăn tăn gợn nhẹ, nước chảy không xiết, song cũng không quá chậm. Có một điều hơi lạ là trong không gian có hiệu quả vọng âm rất cao thế này, dòng sông ấy lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Người trẻ tuổi đó nghiêng tai lắng nghe một hồi, không sai, y chỉ nghe thấy toàn tiếng bàn tán xì xào của bọn lính đánh thuê, dòng sông này không hề có tiếng nước chảy đây là sông phù sinh sao chẳng qua cũng có vậy mà thôi cùng lắm chỉ có thể coi là một cái kênh lớn trong lòng y không khỏi có chút bất mãn gượm đã đó là gì vậy y hơi khom người xuống đôi mắt cơ hồ muốn nhìn xuyên qua mặt nước nhưng dòng sông này không ngờ lại sâu hơn y tưởng dưới đáy sông dường như có thứ gì đó nhờ ánh sáng phản xạ hắt lên có thể thấy được mấy mảng màu sắc mơ hồ hình vẽ à chẳng lẽ cổ nhân đã đục đẽo đáy sông thành các hình khắc điêu khắc dưới đáy sông để cho ai xem chứ. Người trẻ tuổi lấy làm thắc mắc, bèn ngồi xổm hẳn xuống, nhiều người ra phía mặt sông xem thử. Quả nhiên, dưới đáy sông có những hình khắc lồi lõm, và lại, không biết người xưa đã tận dụng màu sắc thiên nhiên của đá núi lửa hay sử dụng phương thức đặc thù gì khác, mà các hình khắc ấy đều lên màu. Lòng sông không hề bằng phẳng, mặt sông liên tục nổi sóng, khoảng cách quá xa, lại thêm sóng nước dập dành, căn bản không thể nhìn rõ được dưới đáy sông khắc những gì. Tuy nhiên, Người thanh niên ít nhất cũng hiểu được hai vấn đề, một là đường hầm này không phải hình tròn, mà là hình số 8, không gian phía trên và phía dưới mặt nước hoàn toàn đối xứng, chỗ bọn họ đang đứng chính là phần thắt eo của số 8 ấy. Thứ hai, nhiệt độ của nước sông khác nước hồ bên ngoài, nước hồ bên ngoài do nước tuyết động trên núi chảy xuống, tuy được địa nhiệt trung hòa, song vẫn hơi lạnh, còn dòng sông này lại chịu ảnh hưởng của địa nhiệt, nước sông nóng hơn một chút so với nước sông hồ bình thường ngoài kia. Vừa bước chân vào đường hầm này, y đã cảm thấy ẩm thấp hiển nhiên là do hơi nước từ mặt sông bốc lên, đồng thời, cũng vì trong đường hầm mù mịt hơi nước, nên các cột ánh sáng kia mới để lại những dấu vết rõ rệt trong không trung, đan thành mạng lưới ánh sáng hiện lên trước mặt cả bọn như thế. Hừ, sông Phù Sinh, đây cũng gọi là sông Phù Sinh à. Người trẻ tuổi lạnh lùng cười, ra lệnh, đừng nhìn nữa, mau đi theo hướng dòng sông chảy. Dòng sông Phù Sinh, đi trong đường hầm đầy ánh sáng không được bao xa, liền nghe những tên lính đánh thuê ở phía sau kêu toáng lên, nhìn kia. Đó là gì thế, đó là gì thế, nhiều tên lính đánh thuê khác dường như cũng chú ý, nhao nhao thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên là đã thấy sự vật kỳ diệu gì đó, thậm chí, một số tên còn đắm chìm mê muội vẻ mặt thẫn thờ si dại. Nghe thấy những tiếng kêu thẳng thốt vang lên mỗi lúc một nhiều, Pháp Sư Á là đi đầu tiên cũng không thể không dừng bước ngoảnh đầu lại, liền nghe người phía sau hét váng, biến đổi rồi, lại biến đổi rồi chỉ thấy trên vách của đường hầm đầy những cột ánh sáng đan xen nhau ấy, dường như bị đèn tụ quang chiếu lên, xuất hiện một quầng sáng hơn hẳn, đường kính khoảng 2 mét. Quầng sáng dịch chuyển thuận theo dòng nước chảy, chậm chậm di động trên vách tường. Khi quầng sáng đó nhích đến gần, Pháp Sư À La mới ngạc nhiên phát hiện, quầng sáng ấy giống như có một máy chiếu phim đang chiếu một hình ảnh lên trên vách tường, nhân vật trong ảnh phản chiếu quần áo rực rỡ, thần thái động tác đều cực kỳ vi diệu, thậm chí cả lông bờm trên mình động vật cũng rõ đến mức có thể phân biệt được từng sợi chẳng những thế nhân vật trong ảnh chiếu còn đổ bóng xuống rồi có cả cảm giác gồ ghề lùi lõm nếu ở bất cứ một nơi bình thường nào khác trông thấy một máy chiếu hình đang chiếu phim lên tường thì cũng chẳng có gì lạ nhưng trong tòa thần miếu nghìn năm lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng này thì chẳng khác gì hiện tượng siêu nhiên quầng sáng kia chẳng phải vật phàm mà dường như trở thành một thứ kết nối hai cõi âm dương những hình ảnh kia cũng không còn giống hình ảnh do ánh sáng tổ hợp được chiếu ra từ máy chiếu nữa, mà như đã thành một thứ thực thể, rồi trên hình ảnh không ngừng xuất hiện những đường vặn vẹo như dòng nước gợn sóng lan tăn, tựa hồ tín hiệu giữa linh giới và dương gian không được thông thuận cho lắm vậy. Đám lính đánh thuê thấy thế, lại càng thêm tin tưởng vào ý nghĩ của mình. Từ thời cổ đại, mặt nước đã được coi là cánh cửa lớn thông đến thế giới khác, trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đại đa số các quốc gia và tôn giáo đều tin rằng đó là chân lý giờ đây trong đám lính đánh thuê cũng có khá nhiều tên bị ảnh hưởng thậm chí đã có kẻ định quỳ xuống bái lạnh rồi bởi vì ngoại chưa tin rằng đó là ảnh chiếu của thế giới khác ra thực sự không có cách nào giải thích được hiện tượng kỳ quái này bọn lính đánh thuê đều trợn tròn mắt lên chăm chú quan sát mặt nước và bức vách nơi quầng sáng kia xuất hiện nhưng không phát hiện ra bất cứ điều dị thường gì quầng sáng ấy chỉ thình lình hiện ra ở đó lẽ nào cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia đã hé mở Người thanh niên kia khẽ nhếch mép cười, thầm nhủ, dòng sông phù sinh, thì ra đây mới là diện mạo thực sự của ngươi. Phù sinh, phù sinh, lẽ nào ngươi đã khắc họa hết thảy ngàn vạn cuộc đời trốn phàm trần này sao? Y sớm đã chú ý thấy, ở chính giữa mặt sông có một vệt váng dầu trong suốt không màu, bề ngang ước chừng to bằng miệng bát, nếu không có con mắt tinh tường thì tuyệt đối chẳng thể nào phát hiện ra được. Dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước, tự nhiên hình thành một thấu kính lồi, những luồng sáng kia không biết trải qua phản xạ khúc xạ như thế nào, cuối cùng được thấu kính váng dầu phóng lớn, hắt lên vách tường tạo thành quầng sáng. Hình ảnh trên đốm sáng, chẳng qua chỉ là những hình khác bên dưới lòng sông mà thôi. Nếu ảnh chiếu đều đúng chiều, có nghĩa, những hình điêu khắc dưới lòng sông kia đều là bóng ngược. Một bức điêu khắc chính diện muốn làm đến mức sống động như thật thì chỉ cần một người thợ cả tay nghề thâm hậu là đủ, nhưng muốn để bóng ngược thành thuật, đồng thời cũng sống động như thật, lại không chỉ một hai bức, mà là toàn bộ bên dưới lòng sông đều khắc đầy những bức hình như thế, thử hỏi, phải tốn công sức đến chừng nào. Những bức họa hiện lên trước mắt người đời bằng phương thức phù quang lược ảnh này, rốt cuộc còn bao hàm tư tưởng triết học gì của người xưa đây. Khóe miệng người trẻ tuổi hơi vỉnh nhếch lên, hé ra một nụ cười khá dễ coi. Còn một người nữa cũng phát hiện ra điều bí ẩn này, đó là Pháp Sư Á La. Chỉ cần lần theo vị trí của quầng sáng và điểm tụ của cột sáng là có thể phát hiện ra điểm khác biệt giữa mặt sông, tiếp tục lần theo đầu mối ấy, sẽ nhìn thấy những hình điêu khắc bên dưới lòng sông. Điều khiến Pháp Sư Á là chú ý, không phải là sự sáng tạo độc đáo của người xưa, mà là bản thân những bức họa chiếu lên tường ấy. Quần sáng đó từ từ dịch chuyển, hình ảnh hiện lên bức vách cứ thế nối tiếp nhau, không khó để nhận thấy, sắc da của nhân vật trong tranh rất khác nhau, y phục cũng có điểm độc đáo riêng, từ đại đường đến thổ phồn, rồi tới Trung Á, Châu U, Châu Phi, thảy đều xuất hiện trong tranh. Quan sát kỹ hơn, thậm chí còn phát hiện, Mỗi bức tranh đều kể lại một câu chuyện, ngụ ngôn y sóc, nhìn lẻ một đêm, thần thoại Ai Cập, thần thoại Maya, ngoài ra cũng không hiếm những điển cố trong đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo. Dòng sông phù sinh này không ngờ lại là dòng chảy hội tụ các nền văn minh cổ đại. Những bức họa tinh diệu tuyệt luân ấy đã phơi bày trước mắt bọn họ tất thảy tinh hoa trí tuệ của các nền văn minh trước thời thịnh đường, trong lòng pháp sư Á La không khỏi trào dâng xúc cảm. Những hình ảnh ông từng thấy, chưa từng thấy, đang lặng lặng mở dần ra trước mắt ông thủ thì kệ lại câu chuyện về những nền văn minh đã thất lạc. Không sai, đây chính là Bạc Ba La Thần Miếu, vùng đất tồn lưu hoàn mỹ nhất của những nền văn minh thất lạc, Pháp Sư Á La Thầm Nhủ. Tóm, một tiếng, không biết tên lính đánh thuê nào mà nhìn đến xuất thần, suýt chút nữa ngã xuống sông, may mà có người kịp với tay giữ hắn lại, nhưng hai tay tên lính đánh thuê ấy đã trống xuống mặt sông, làm nước bẩn tóe lên. Chỉ nghe xẹt một tiếng, quần sáng trên tường nhạt hẳn rồi tan biến bọn lính đánh thuê đột nhiên ngây hết người ra, không biết có phải đã chọc giận đến thần linh hay không. Người trẻ tuổi lắc đầu, bọt nước bắn tung lên làm thấu kính váng dầu vỡ tan ra rồi, tự nhiên không thể hình thành được quầng sáng hoàn chỉnh nữa. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong óc, bên tai y lại vang lên những tiếng trầm trồ suýt xoa mới. Chỉ thấy, quầng sáng kia ảm đạm tan đi, nhưng không hoàn toàn biến mất, mà dường như lại nhanh chóng thích ứng được, thoáng chốc đã tụ thành rất nhiều đốm sáng nhỏ. Trong mỗi đốm sáng ấy đều hiện lên một hình ảnh, chỉ là đã thu nhỏ đi rất nhiều. Những hình ảnh ấy, tựa như ánh đèn trên sân khấu, không ngừng đưa qua đưa lại giữa các luồng sáng chẳng chịt, lại mang đến cho người ta những ngạc nhiên mới. Các đốm sáng nhỏ giống như bầy con nghịch ngợm của quần sáng lớn ban đầu, vừa có được tự do liền chạy tản đi khắp trốn. Chỉ là, sau khi chúng khuếch tán ra một phạm vi nhất định, dường như lại nghe thấy một lời triệu gọi nào đó, bắt đầu tụ về một phía. Dần dần, hình ảnh này đè lên hình ảnh khác, đốm sáng này trồng lên đốm sáng kia, cuối cùng lại tự ghép thành một quần sáng to y như ban đầu. Trọn vẹn quá trình ấy, bọn lính đánh thuê cứ trợn mắt há mồm ra nhìn. Cả bọn lại tiếp tục men theo bờ sông, xuôi theo dòng nước đi giữa mạng lưới ánh sáng, chốc chốc lại hiện lên những hình ảnh ly kỳ. Nếu nói đường hầm chật hẹp kia mang đến cho con người cảm giác ức chế đến mức gần suy sụp tinh thần, thì hành lang ánh sáng này lại khiến bọn lính đánh thuê như được một lần rửa tội, tẩy sạch mùi máu tanh nồng nặc, trở nên an phận hơn rất nhiều. Trác Mộc Cường Ba và Merkin cũng trở nên an phận hơn. Merkin không cần Trác Mộc Cường Ba phải dìu đi, bởi nơi này đã không còn những món đồ sứ khiến y kích động nữa rồi. Sau khi rời khỏi mặt sáng lộ ra dưới đáy hồ, chuyển vào đường hầm trong lòng núi tối tăm thì không còn đồ sứ gì nữa, cứ đi mãi đi mãi, cả bích họa trên tường cũng không thấy đâu. Tiếp tục tiến lên phía trước, mặt đất không còn dấu vết đục đẽo, càng không cần phải nói đến đá lát sàn gì đó. Mới đi được một lúc, họ đã từ hành lang bên ngoài thánh đường của các tác phẩm nghệ thuật đi vào hang động nguyên thủy nào đấy, vách tường như thể do một loài giã thú nào đó đảo bới, trông thô kệch hết sức. Merkin không thể chấp nhận được sự biến đổi đột ngột như thế, cứ một mực truy vấn Trác Mộc Cường Ba xem có phải đã đi nhầm đường hay không. Trác Mộc Cường Ba lại nhấn mạnh điều đó tuyệt đối không có khả năng xảy ra, chỉ có một con đường, cứ đi mãi đi mãi, nó liền biến ra như vậy. Merkin nhíu mày nói, chẳng lẽ bạc ba la thần miếu vẫn chưa xây xong. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không giống như chưa xây xong, tôi cảm thấy dường như họ cố ý xây thành như thế này đó. Hả, Merkin đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường ba dò hỏi. Trác Mộc Cường ba bèn tiếp lời, ông chỉ nhìn thấy giá trị của bản thân những món đồ sứ ấy, mà không lưu ý xem tại sao chúng lại được sắp đặt như thế. Theo những gì tôi được biết từ Pháp Sư Á La, mật tu giả bọn họ có một loại thế đàn mạn Đà La rất đặc biệt, cần đến những cái bình đựng đầy các quả cầu giống như chúng ta vừa trông thấy những bình này phải đặt ở vị trí hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho thần lực của thần mặt trời truyền tới, có thể thay đổi vị trí của các quả cầu và bình chứa để thay đổi vị chủ thần mà một tế đàn mạn đà la đang thờ phụng. Số lượng bình và hạt châu khác nhau đại diện cho những vị chủ thần khác nhau. Dựa theo những tài liệu trong tay chúng tôi, trong các thần linh mà người qua ba cổ đại thờ phụng, có một phần rất lớn là những loài động vật hoang dã sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ và đích thực có tồn tại trong thực tế. Hả, Merkin trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào hang động tối om, sắc mặt cũng hơi tái đi. Trác Mộc Cường ba vẫn giữ nguyên nét mặt cứng rắn, nói tiếp, tôi nghĩ, hang động sở dĩ được đào thế này, bởi đây là môi trường thích hợp cho vị thần linh được tế đàn mạn đà la thờ phụng. Anh bảo liệu có phải, có phải là, con quái vật nghìn năm cu cu bu bu gì đó mà bài văn tế kia nhắc đến hay không? Mơ kiên nhắc nhở Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba khe khẽ gật đầu, nói, hồ tế và giếng tế theo lẽ là phải dựa vào nhau cùng tồn tại, xét theo quan hệ liên đới, chủ nhân của hồ tế được coi là chủ thần của tế đàn mạn Đà La cũng là điều dễ giải thích, đúng là rất có khả năng này. Trong lúc nói chuyện, họ để ý thấy trên vách bắt đầu xuất hiện một số lỗ hồng, vách tường cũng trở nên ướt nhơm nhớp, một số loài thủy tảo hay thực vật trông như rêu mọc bám đầy trên đó. Đây rõ là điểm chẳng lành, chắc Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến thành tựu trong lĩnh vực nuôi dưỡng sinh vật của người qua ba. Mà môi trường âm u ẩm thấp này lại cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng một số loại. Côn trùng. Trác Mộc Cường ba chiếu đèn pha vào một cái hốc trên vách tường, thấy bên trong trống không, có điều chẳng ai dám đảm bảo mỗi cái hốc ở đây đều trống không cả, càng tiến lên phía trước, những khe hở và hốc nhỏ trên vách sẽ càng lúc càng nhiều hơn. Merkin có phát hiện mới trước Trác Mộc Cường ba, y tìm thấy một sợi dây leo to tướng ở chỗ giao nhau giữa vách tường phía bên kia và mặt đất dưới chân. Mới đầu, Merkin tưởng đó là một khúc cây, đường kính ít nhất cũng phải khoảng 30cm, nhưng bước lại gần xem kỹ y mới nhận ra mình đã nhầm. Phần đuôi thứ đó đâm vào trong khe nham thạch, đoạn lộ ra ngoài ít nhất cũng chừng 30 mét. Nếu là cành cây đường kính khoảng 30 cm, thì rất hiếm khi mọc dài đến tận 30 mét, và lại chắc chắn phần ngập trong khe đá cũng không phải ngắn, vì vậy mất kin chỉ có thể cho rằng nó là một đoạn dây leo mà thôi. Bảo nó là một loại thực vật dạng dây leo là bởi lớp vỏ ngoài của thứ này trông giống như vỏ cây, vừa khô nứt khô nẻ vừa đen đúa, lại lồi lồi lõm lõm không được nhẵn nhụi. Merkin đưa chân đá vào mấy cái, thấy rất cứng, vẫn giống cành cây hơn, nhưng khi y đá mạnh một cú, lại cũng thấy có lực đàn hồi, giống như một loại cao su đặc vậy. Thứ này vốn nằm trong góc tường, chẳng hề nổi bật, cái thu hút sự chú ý của Merkin là một loài hoa nhỏ sống ký sinh trên thân nó kia. Loài hoa này cao khoảng 10cm, cánh hoa xòe rộng ra cũng chỉ bằng đồng xu. vấn đề là nó lại có sắc đỏ tươi của thịt sống, giống như môi vừa thoa son vậy, trong bóng tối dường như còn phát ra một quầng sáng nhàn nhạt. nhạt. Merkin gọi Trác Mộc Cường Ba lại gần quan sát, mới phát hiện trên lớp biểu bì của cái khúc đen đúa khô cong trông như cành cây ấy còn mọc đầy gai nhọn, loại gai vốn vẫn thường thấy trên thân cành của các loài thực vật có gai. Merkin hỏi, đây là giống thực vật gì vậy? Dây leo hay là một cái cây mọc ngang? Anh nhìn mấy bông hoa kia xem, hình như sinh trưởng cũng rất tốt, chúng hút dưỡng chất từ đâu nhỉ? Trác Mộc Cường Ba giẫm lên khúc cây đen đúa, dồn sức đè thử. Nếu cành cây đen này thuộc về gốc cây cái, thì bộ rễ của nó có thể luồn qua các khe hở trực tiếp hút dưỡng chất trong hồ nước. Vậy những bông hoa nhỏ kia có lẽ là một loài thực vật ký sinh. Bọn chúng hút dưỡng chất từ thân gỗ đen để sinh trưởng và phát triển. Những khúc cây thế này hẳn có tác dụng như một loại ống truyền dẫn chất dinh dưỡng. Ngoài ra, cánh của mấy bông hoa kia thoạt nhìn khá dày dặn, mà nơi này lại rất thích hợp để nuôi dưỡng các sinh vật hệ côn trùng, phỏng chừng loài hoa này chính là thức ăn của bọn côn trùng ấy nghe trác mộc cường ba phân tích khá hợp lý mắc kin gật gật đầu ngồi xổm xuống xem xét kỹ những bông hoa đồng thời nói nói như vậy đây vẫn có thể coi là một loại cây vì hình như rất hiếm khi gặp loại dây leo nào có gai có điều nói vậy cũng không ổn lắm anh nhìn mà xem nếu những bông hoa này muốn tìm kiếm sự bảo vệ thì chúng phải mọc sát cạnh những cái gai kia mới phải chứ sao lại toàn mọc ở chỗ thoáng thế trác mộc cường ba nói những cái gai này hẳn là để bảo vệ thân cây cái không bị lũ côn trùng ăn mất không thể bảo vệ được hoa. Thực ra, cả Trác Mộc Cường ba lẫn Mắc Kinh đều không hiểu biết mấy về thực vật. Bọn họ không hề nhận ra, những cái gai ấy không mọc lộn xộn trên khúc cây, mà hoàn toàn đối xứng nhau qua một đường trung tuyến nào đó. Mắc Kinh vê nhẹ cánh hoa, khẽ hồ một tiếng, quan sát ở khoảng cách gần, những cánh hoa ấy càng không giống cánh hoa chút nào, mà giống như một lát thịt đo đỏ, chạm tay vào có cảm giác như thể sờ vào da thịt vậy. Mắc Kinh vân vê cánh hoa mà thấy như đang vân vê thùy tai của người nào đó y hơi vận sức vò mạnh, cánh hoa nhỏ như bị đau, những nếp uốn liền co vào trong, cuối cùng rụt hẳn vào trong khúc cây, chỉ trừ lại một cái núm gổ lên trông như ống khói nhỏ. Trác Mộc Cường ba hiển nhiên cũng chú ý đến cảnh ấy, nghi hoặc hả lên một tiếng. Mơ Kinh nói, rốt cuộc là cái gì vậy? Anh bảo nó là động vật hay thực vật nhỉ? Trác Mộc Cường ba nhìn Mơ Kinh hỏi, ông cảm thấy giống cái gì hơn? San hô, hai người không hẹn mà cùng thốt lên, những bông hoa nhỏ màu thịt tươi ấy thực chẳng khác nào san hô bám trên dạng đá ngầm, hễ có động tính gì là lập tức rụt ngay vào. Thể sống giống thịt mà không phải thịt trước mắt họ đây, có thể coi như phiên bản trên lục địa của san hô. Thoáng sau đó, miếng thịt kia chừng như cảm thấy không còn gì nguy hiểm nữa, lại chậm chậm ló đầu, trải những nếp uốn ra, nở thành một đóa hoa nhỏ như trước. Sinh vật bậc thấp, Merkin đưa ra phán đoán. Trác Mộc Cường ba đưa tay lên phía trên cánh hoa phe phẩy mấy cái, cánh hoa vừa né vừa rung rinh nhẹ nhẹ, tựa như đang cười khúc khích vì ngứa. Nhìn những cánh hoa mềm mại, chắc Mộc Cường ba cũng không nhịn được khẽ bật cười, có điều, gã lại nghĩ ngay, những bông hoa này có thể rụt vào trong khúc cây, chắc không phải là thức ăn cho lũ côn trùng rồi. Chúng mọc ở đây là ngoài ý muốn của cổ nhân, hay còn có tác dụng gì khác? Gã lắc đầu đứng dậy, thuật nuôi dưỡng sinh vật của người qua ba rất khó lý giải. Hai người ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được mấy thứ thực vật này rốt cuộc có tác dụng gì, bỏ mặc chúng ở đó, tiếp tục tìm đường. Dọc đường đâu đâu cũng trông thấy những khúc cây có gai ấy, hai đầu mọc đâm vào vác tường, phần lộ ra bên ngoài dài từ mấy mét đến mấy chục mét. Càng lúc chắc Mộc Cường Ba và mất kim càng thêm tò mò, người qua ba chôn mấy khúc cây này ở đây rốt cuộc để làm gì. Những hang hốc trên vách tường bên trái mỗi lúc một nhiều, kích thước càng lúc càng lớn hơn, nếu chăm chú lắng nghe sẽ không khó nhận ra, trong hang động văng vẳng tiếng động khi di chuyển của động vật nhiều chân. Có điều những động vật này đều náu mình trong chỗ tối, không hề có ý bỏ ra tấn công người. Chắc Mộc Cường Ba và Mơ cũng quyết định không trêu vào chúng, nếu có thể bình yên tìm được đường ra khỏi đây là tốt nhất. Khốn nối ý trời lại không chịu chiều lòng người, đi thêm chừng mấy trăm mét về phía trước là hết đường, vách núi phẳng lì chắn ngay trước mặt. Mơ không nhịn được cất lời cằn nhằn, tôi đã bảo là đi sai đường mà lại, giờ thì hay rồi, đành phải quay lại thôi. Chắc Mộc Cường Ba không đồng ý với Mơ hẳn không thể sai được, thông đạo của người qua ba xây dựng nhất định là đi ngược chiều kim đồng hồ, phả lại, ông nhìn đường hầm này mà xem, bốn phía đều đục đẽo hết sức gồ ghề lùi lõm, còn vách đá trước mặt chúng ta lại phẳng như bàn là vậy, chắc chắn có vấn đề. Merkin liếc mắt nhìn chắc một cường ba, hỏi, ý anh là, đây có thể là một thông đạo bị bít lại. Ừm, đúng vậy, con đường chúng ta đi vốn đã không phải thông đạo bình thường rồi. Nếu là lối thông với giếng tế, hồ tế, sau khi xây dựng xong bị bít lại cũng không có gì lạ, nói không chừng, hai bên đều bị bít lại, cả đây rất có thể là một đường cong khép kín. Trác Mộc Cường Ba khẳng định thêm. Merkin nói, vậy còn không khí mà chúng ta hít thở. Thực vật và động vật kia thì sao? Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, rồi lập tức mở bừng ra, đi thẳng đến chỗ vách đá trơn nhẵn, có gió. Bước đến gần, Trác Mộc Cường Ba mới phát hiện, thì ra đó không phải vách đá mà là một bức tường ghép bằng những viên gạch rất lớn, có điều khe hơ giữa những viên gạch này cực nhỏ, đứng xa không thể nhìn thấy được. Khi chiếu đèn pha lên phía trái bức tường ấy, chắc Mộc Cường ba còn phát hiện một hàng chữ nhỏ. Kinh cũng ghé đầu lại hỏi, nô lệ, tuyệt vọng. Viết gì vậy? Đây là lời khuyên răn dành cho những phạm nhân và nô lệ bị đem làm vật tế. Nếu bọn họ có thể may mắn thoát khỏi miệng của ba em Ma Kha, thì khi nhìn thấy những hàng chữ này, bọn họ hãy tuyệt vọng đi. Chắc Mộc Cường ba đáp, gương mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào. Câu cuối cùng khi các ngươi nhìn thấy hàng chữ này, hãy tuyệt vọng chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào tim gã hiển nhiên khi xây dựng giếng tế người xưa đã nghĩ cả đến trường hợp những nô lệ hoặc phạm nhân thông minh có thể sẽ lợi dụng lối thông gió được biết bằng đất dầm để thoát thân nên đã đi trước một bước chặn luôn lối thoát này lại vật tế tức là vật tế lễ vật hiến tế nhất định phải bị ăn thịt nếu thoát khỏi 3 m ma kha họ sẽ phải nhận lấy kết cục trôn thây trong bụng lũ côn trùng ở nơi này hai người đều hiểu sở dĩ đến giờ vẫn chưa thấy lũ côn trùng xuất hiện hiển nhiên là vì theo đồng hồ sinh học, lúc này vẫn chưa đến giờ ăn của bọn chúng. Merkin lấy làm khó hiểu, theo cách nói của anh lúc trước, nếu không phải con ba em gì gì đó, thì phải là con Kubu Kubu, còn lớn mạnh hơn, khủng khiếp hơn cả đống xương trắng trong giếng tế mới đúng chứ. Sao lại biến thành côn trùng vậy? Hoặc giả, bài văn tế ấy nói nó rất to lớn, không phải chỉ thể tích, mà là chỉ thực lực của chúng rất mạnh, bọn côn trùng quần cư xưa nay đều hợp tác săn mồi mà. Không thể nào, Merkin và Trác Mộc Cường Ba vừa thảo luận, vừa tiếp tục tìm kiếm lối ra. Merkin dò tìm xung quanh bức tường đá xem có phát hiện gì mới không, còn Trác Mộc Cường Ba lần lượt gõ lên mặt tường, xem có thể dùng thuốc nổ phá hủy được hay không. Tường khổng minh, Trác Mộc Cường Ba nói, hay là cho nổ tường giống như đã làm với đường thông gió. Không được, Merkin tức khắc gạt ý kiến của gã đi, đây là tường gạch, không phải đất dầm, cho nổ sẽ gây ra chấn động, có thể chọc giận lũ côn trùng kia, Nói không chừng những người xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu cũng đã tính toán đến khả năng này rồi. Thời bấy giờ, hẳn phải có hỏa dược rồi chứ. Trác Mộc Cường ba gật đầu, trước khi đạo quân ánh sáng biến mất, hỏa dược đã xuất hiện từ rất lâu, có trời mới biết bọn họ đã nghiên cứu ứng dụng thuốc súng đến trình độ nào rồi. Mơ Kim nói, vậy thì phải rồi, các nghệ nhân thời xưa còn hiểu tâm lý con người hơn cả anh và tôi, trong các kiến trúc cổ, chúng ta thường hay gặp phải tình trạng như vậy. Khi anh tưởng rằng mình đã phá giải được cơ quan cạm bẫy, thực ra lại chính là lúc anh khởi động bẫy dập. Về mặt này, kinh nghiệm thực chiến của Murkin phong phú hơn Trác Mộc Cường ba nhiều. Y bước đến phía bên phải bức tường, đột nhiên kêu lên, ủa, bên này cũng có chữ. Chí tuệ là con đường sống duy nhất. Trác Mộc Cường ba dịch một cách máy móc. Murkin lấy làm khó hiểu, thế là ý gì? Vừa mới nói tuyệt vọng xong, lại bảo có đường sống. Anh dịch có đúng không vậy? Trác Mộc Cường ba nói đại ý chắc không sai đâu, tôi nghĩ, ý của cổ nhân là, thân là vật tế dâng lên thần linh, bị ăn thịt là lựa chọn chính xác duy nhất, nhưng nếu tế phẩm ấy đủ thông minh, vậy thì trí tuệ ấy sẽ có thể bù đắp được những lỗi lầm y mắc phải, hoặc gả lấp đầy sự bất công của số phận, khiến y có được cơ hội sống lại làm người. Nếu đã như vậy, nói không chừng còn có phương pháp đặc thù nào khác để vượt qua bức tường này cũng nên. Tường khổng minh, ngu xuẩn quá, câu nói cuối cùng của Trác Mộc Cường Ba đã nhắc nhở Mơ Kinh, y đột nhiên, áp sát hai bàn tay lên mặt tường xòe năm ngón tay dở dẫm một hồi. Ông nói gì vậy? Merkin vừa dở dẫm từng viên gạch một, vừa giải thích, anh đã bao giờ chơi trò mở khóa gỗ của Trung Quốc chưa? Hình như còn gọi là khóa lỗ ban hay gì đó ấy, không có móc ngầm nào mà chỉ là từng khối từng khối linh kiện ghép lại với nhau. Bức tường khổng minh này cũng dùng nguyên lý đó, những viên gạch ghép vuông này, nhìn bề ngoài thì giống nhau hết, nhưng kết cấu bên trong lại khác nhau hoàn toàn, chỉ cần tìm được viên gạch đầu tiên, những viên gạch còn lại sẽ dịch chuyển theo các hướng trên dưới trái phải mở ra một cánh cửa cho chúng ta thoát khỏi đây kết cấu này xuất hiện rất sớm tôi nghe người ta gọi nó là tường khổng minh loại tường này ẩn mật hơn các kiểu cửa ngầm thông thường nhiều lẽ ra ta phải chú ý đến nó từ đầu mới đúng anh nhìn xem mặt hướng về phía chúng ta toàn bộ đều là những hình vuông chắc chắn có biết tại sao phải làm thành hình vuông không chỉ có vậy mới đảm bảo được khi người ở bên ngoài di chuyển chúng sẽ không thể nhìn thấy biến hóa của kết cấu bên trong. Nói tới đây, y chừng như đã phát giác được gì đó, bèn lấy ngón tay ấn lên, trên viên gạch liền xuất hiện một lỗ nhỏ, vừa đủ để đút ngón tay vào trong. Merkin đặt ngón giữa vào, ấn ấn, không thấy nhúc nhích gì, lại nhấc lên móc ra phía ngoài, cũng vẫn không có phản ứng. Merkin lắc lắc đầu, tiếp tục giờ dẫm những viên gạch khác, không lâu sau, y lại tìm được một viên nữa, thọc vào lỗ nhỏ, ấn vào trong không được lại móc ra ngoài, viên gạch ấy tức thời lùi ra nửa lóng tay, kế đó, Merkin tiếp tục ấn thử các viên gạch xung quanh, nhưng đều không thấy nhúc nhích gì. Y nghĩ ngợi dây lát rồi ghé sát mặt vào chỗ viên gạch lồi lên tiếp giáp với các viên gạch xung quanh, thổi lớp bụi bám trong khe hở đi, chợt hai mắt sáng bừng lên, tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì đó, liếm liếm môi, nắm tay vào phần gồ lên ấy, dùng sức vặn một cái. Không ngờ viên gạch ấy lại xoay được 90 độ, Merkin thử đẩy nhẹ, viên gạch liền trượt về vị trí ban đầu, mặt tường lại phẳng nhẵn. Y đẩy thêm chút nữa, viên gạch lại lõm vào chừng nửa lóng tay. Merkin dường như đã tìm được phương pháp, bắt đầu thử di động những viên gạch cạnh đó, kéo viên bên phải ra, ấn viên bên trái vào, đẩy viên phía dưới lên, cũng có lúc các viên xung quanh đều không thể nhúc nhích, y lại phải phục nguyên trạng thái ban đầu, đổi hướng làm lại, cứ tiếp tục lần mò như vậy, càng về sau độ khó càng cao, nhưng dần dần, trên bức tường cũng thấp thoáng hiện ra hình dáng một cánh cửa. Chỉ là, thời gian không còn nhiều nữa, Trác Mộc Cường ba đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, bỗng nghe thấy những âm thanh lạo xạo vang lên. Lũ côn trùng trong các hang hốc ở vách tường bên trái cơ hồ đã náo động lên rồi. Gã vội nhắc nhở, có thể nhanh hơn chút nữa được không? Hình như lũ côn trùng kia đói rồi thì phải. Merlin đang tập trung toàn bộ tinh thần vào những viên gạch trước mặt, bực bội gắt, đừng quấy giày tôi nữa. Thứ này chỉ cần sai một bước là phải làm lại từ đầu đấy. Nếu bọn chúng có chui ra, anh phải nghĩ cách mà chặn chúng lại chứ. Trác Mộc Cường ba cũng biết Mắc Kinh lúc này không thể phân tâm, nếu y nhớ nhầm bước nào, không thể đưa bức tường về vị trí ban đầu, khiến một viên gạch nào đó bị mắc kẹt thì họ rất khó sắp xếp để biến bức tường này thành một cánh cửa. Chỉ hiềm nỗi, lũ côn trùng kia cũng không cần biết lý lẽ gì, cứ ùn ùn chui ra. Trác Mộc Cường ba thoáng giật bắn mình, nhưng cũng lập tức yên tâm lại ngay, bởi chúng không phải giống gì khác, mà chính là lũ rán lớn gã đã quen thuộc. Trác Mộc Cường ba biết rõ, phần miệng của sinh vật ngoại hình xấu xí hung tợn này không lớn lắm, chúng chỉ có thể ăn được chút địa y hay bùn đất gì đó mà thôi, không thể gây tổn hại đến con người được. Trác Mộc Cường Ba lấy làm lạ, sao người ta lại nuôi dưỡng thứ côn trùng không thể gây tổn hại gì cho con người thế này chứ? Trừ phi, bọn chúng chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, nếu bọn chúng không phải kẻ ăn thịt, vậy thì chúng chính là kẻ bị ăn thịt. Lũ rán to tướng ấy mau chóng bò khắp cả hang động. Mơ Kinh hoàn toàn không để ý, coi như không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Trác Mộc Cường ba cảnh giác nhìn chằm chằm bọn rán, thấy trên cẳng chân chúng vẫn có gai nhọn hoắt, ai biết được bọn chúng có đột nhiên nổi xung lên tấn công hay không. Chỉ thấy bọn rán đó như chúng phải một thứ tà thuật gì đó, sau khi bò ra khỏi hang hốc trên tường, liền ngoan ngoãn đứng yên dưới đất, cái đó bắt đầu nối đuôi nhau thành từng hàng, lần lượt tiến theo một hướng. Trác Mộc Cường ba cực kỳ kinh ngạc, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, mới khiến hành vi của lũ rán này trở nên bất thường như thế gã liếc nhìn sang Merkin đang dồn toàn bộ tinh thần vào việc sắp xếp điều chỉnh các viên gạch trên tường, lũ rán này hẳn sẽ không gây nguy hại gì cho Merkin, mà cho dù có nguy hiểm, chắc hẳn Merkin cũng có thể một mình đối phó được chứ. Và lại, đối với thành ý mà Merkin biểu lộ, chắc một cường ba vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, gã quyết định lần theo hướng đi của bọn rán này xem sao, chuyện này mà không làm cho rõ ràng, không khéo lại dẫn đến tai họa bất ngờ gì ập xuống đầu chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy, chắc Mộc cường ba liền bảo Merkin, là lũ rán, không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, nhưng hành vi của chúng rất quái dị, tôi đi xem thế nào, ông cẩn thận đấy. Merkin xua xua tay, ý bảo Trác Mộc Cường Ba không cần lo cho y. Trác Mộc Cường Ba rè rặt đi theo lũ rán, mới đi được vài bước, gã đã ngạc nhiên nhận ra, thứ thu hút bọn rán này chính là những bông hoa nhỏ màu thịt tươi trông có vẻ yếu ớt kia. Những bông hoa nhỏ nhịp nhàng xòe ra cục vào, mỗi lần như thế lại phun ra một làn hơi xương mỏng mảnh. Bông hoa phía trước vừa phun ra, bông phía sau lại tiếp nối lũ rán cứ thế men theo làn hơi xương đó lần lượt chậm chậm tiến về phía trước dựa theo phương pháp nhận biết chất độc của lữ cánh nam truyền dạy trác mộc cường ba sơ bộ phán đoán làn hơi xương kia không có độc gã khẽ hít nhẹ một hơi chỉ thấy một mùi hương ngọt ngọt bay vào mũi trác mộc cường ba vội lắc lắc đầu thứ hơi xương này có lẽ không độc nhưng hiển nhiên có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác trác mộc cường ba còn chú ý thấy khi những bông hoa xòe ra cục vào cánh hoa không ngừng run lên chắc hẳn còn phát ra một âm vực gì đó mà tai người không thể nghe được. Sau khi biết được nguyên nhân lũ rán lần lượt bám đuôi nhau đi về một phía, chắc Mộc Cường ba càng lúc càng sợ hãi sinh vật có hình dạng giống như khúc cây kia. Nếu lũ rán này không phải kẻ săn mồi mà là kẻ bị săn, hành vi của chúng lại kỳ lạ như vậy, lẽ nào khúc cây và những bông hoa nhỏ kia mới là kẻ săn mồi? Lại là một loài thực vật ăn thịt, hay giữa bọn chúng có quan hệ cộng sinh? Trác Mộc Cường ba chẳng buồn để ý đến mấy hông hoa dưới chân nữa chỉ dạo chân bước nhanh, sau khi đi qua hai khúc ngoặt, vượt qua lũ rán đến chỗ gã và mất in phát hiện ra khúc cây đầu tiên, Trác Mộc Cường Ba liền trông thấy một cảnh tượng giận người. Trong đời, Trác Mộc Cường Ba đã gặp khá nhiều quái vật, giờ đây những thứ có thể dọa khiếp gã cũng chẳng còn mấy, cho dù thần lằn khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt, gã vẫn có thể ung dung đối phó được. Nhưng giống sinh vật ở trước mắt này thực sự khiến Trác Mộc Cường Ba không thể tưởng tượng nổi, thực sự không hiểu tại sao trên đời này lại có giống vật quái dị đến thế, khúc cây mới rồi còn nằm im lìm dưới đất, lúc này đang chậm chậm nhúc nhích, hai hàng gai nhọn đối xứng ở hai bên, tựa như những mái chèo hai bên mạn thuyền rồng, đều đặn gạt về phía sau. Tầng biểu bì sờ vào thấy khô ráp như vỏ cây, giờ lại cuộn lên từng đợt sóng nhu động, một đầu của khúc cây ấy đã rút ra khỏi vách đá, lộ ra đầu nhọn hoắt như hình thoi. Phần biểu bì của đầu nhọn ấy có vằn xoắn, thoạt trông như mũi khoan, sau khi rút ra khỏi vách đá liền nghiền cao lên, chẳng khác nào một con rắn. Thứ này làm sao có thể coi là thực vật được chứ, đây rõ ràng là mô thức hành vi của động vật. Tiếp sau đó, mới là màn để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Trác Mộc Cường Ba. Cái đầu nhọn đó nghền cao trước mặt gã, xòe ra bốn năm cánh như một bông hoa nở, mỗi cánh đều giống như một lưỡi kiếm bản rộng, hai bên có răng cưa. Mỗi lưỡi kiếm ấy phải dài cả mét, giữa các lưỡi kiếm có một lớp mô thịt phủ đầy những mạch máu li ti. Mé bên trong của lưỡi kiếm ấy, lần lượt có bốn ngạnh cứng, những cái ngạnh ấy lại vươn dài ra như con dao gấp nhìn thoáng qua những ngạnh cứng đó rất giống chi trước của con rán phía bên trong cũng có răng cưa sắc nhọn khiến mảng thịt lại càng banh rộng thêm ra cả quá trình ấy kỳ thực diễn ra rất nhanh thứ trông như khúc cây khô kia chỉ thoáng cái đã xòe ra trước mặt trác mộc cường ba biến thành một cái lồng chụp bằng thịt bán kính gần 2 mét bốn ngạnh cứng không ngừng khép ra đóng vào trông quái đản tột cùng cái lồng chụp ấy nghiền cao xoay chuyển mấy góc độ trên không trung như hệ thống ra đa bắt tín hiệu cơ hồ đã dò được lũ rán kia đang tiến đến tấm thân như khúc cây của nó liền vắt ngang đường, hạ cái lồng chụp đó tranh trách xuống mặt đất. Động tác của nó lúc này bảo linh hoạt như rắn cũng không hoa chút nào. Lúc này, chắc một cường ba mới nhìn được bên trong cái lồng chụp bằng thịt đó, chỉ thấy ở phần trung tâm ra đa là một hang động đen ngòm sâu không thấy đáy, bên trong vươn ra rất nhiều móc ngược, không ngừng thò ra rụt vào như pít tông. Giữa những móc ngược nhỏ ấy còn có rất nhiều xúc tu mềm mại, thoạt nhìn trông như nhụy hoa, hoặc thứ gì đấy khác, sợi nào sợi ấy y hệt những con sâu đỏ, không ngừng nhu động theo những móc câu kia. Đây là thứ gì chứ? Hiển nhiên không thể gọi là phần đầu của thứ sinh vật nào đó được rồi, con quái vật này không có đầu, đây cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một cái miệng, một cái miệng dạng túi cực kỳ lớn mà thôi. Lẽ nào, thứ này đã tiến hóa đến độ không cần đại não, không cần ngũ quan, chỉ cần một cái miệng và cái bụng đủ lớn để tiêu hóa thức ăn. Đây hiển nhiên là mô thức tiến hóa cuối cùng để đáp ứng nỗi khát khao được ăn uống rồi. Một luồng khí lạnh chảy từ gót chân lên đỉnh đầu lan tỏa khắp châu thân trác mộc cường ba bản năng cho gã biết tốt nhất là không nên đụng đến con quái vật này làm gì nhìn những con rán như bị chúng phải bùa mê xung quanh trác mộc cường ba bắt đầu suy nghĩ tìm đường rút lui lũ rán ấy như đã được hẹn trước thảy đều bò đến chỗ cái lồng chụp kia không biết cái lồng chụp ấy làm sao cảm nhận được sự tồn tại của lũ rán chỉ thấy nó dường như càng thêm hung phấn những cái móc câu nhỏ và các xúc tu đều hân hoan ve vẩy nhung nhúc con rán đầu tiên bò vào bên trong cái lồng chụp những cái móc câu đó liền giữ chặt con mồi, rồi như cái máy nghiền, ép nát con rán thành một bãi nước xanh lục, nuốt cả vỏ vào trong. Thân thể trông như khúc cây kia lại rung lên nhảy nhẹ, tạo thành những đợt sóng nhu động. Cả một thân hình dài chừng ấy, phải nhét vào bao nhiêu con rán mới đẩy được đây. Hết con rán này đến con rán khác chui đầu vào cái lồng chụp to tướng, miệng con quái vật kia như thể một hang động không đáy, bất kể bao nhiêu rán nhét vào cũng không thấy biến đổi gì, Đồng thời, màn xương do những bông hoa nhỏ kia tỏa ra cũng nhạt dần rồi biến mất, lũ rán dường như sắp hồi phục lại sự tỉnh táo đến nơi. Thì thoảng gặp con rán nào không chịu ngoan ngoãn chui đầu vào giọ, bốn cái càng kia cũng không bỏ qua, trong phạm vi của lồng chụp, chúng chỉ cần khẽ co rỗi một cái, hệt như bốn cánh tay máy chuyên bốc gắp đồ vật, không ngừng bắt lấy lũ rán nhồi vào trong miệng. Dường như cái lồng chụp bằng màng thịt ấy cũng biết, thời gian ăn uống thỏa thuê của nó sắp kết thúc nên càng lúc càng thêm cuồng loạn, không đợi lũ rán bỏ vào chỗ mình nữa bốn ngàm cứng bên trong bắt đầu tăng tốc thỏ ra thụt vào đồng thời những xúc tu nhỏ ở chính giữa nhụy hoa của nó cũng phát huy tác dụng chúng bắn mạnh ra như lưỡi tắc kẻ mười mấy sợi xúc tu quấn lấy một con rán rồi lập tức rụt trở về chỉ trong chớp mắt con rán đã biến mất mỗi lần đám xúc tu bắn ra như thế đều cuốn vào được bốn năm con rán lớn cộng với những ngàm cứng không ngừng vươn ra vơ vào con quái vật liên tiếp nhồi thêm thức ăn vào miệng nó Trác Mộc Cường Ba để ý thấy những con rán ở phía sau đã bắt đầu chạy tán loạn rồi. Gã cũng hiểu, còn không chạy cho mau e rằng sẽ muộn mất, nhưng gã vừa mới nhấc chân lùi lại một bước, hai cái ngàm cứng ở mé trên trong cái miệng quái vật kia lập tức như hai đầu giò, khóa chặt gã lại. Đồng thời, cả cái lồng chụp cũng xoay về phía gã đang đứng. Các ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu Trác Mộc Cường Ba, làm sao nó phát hiện được mình nhỉ? Con quái vật này không có mắt, chiếu đèn pha vào nó cũng không biết, xong nó lại cảm giác được lũ rắn kia, phải rồi, chuyển động, nó có thể cảm nhận được những chuyển động rất nhỏ. Trác Mộc Cường ba đoán không sai, lúc này, trong sự cảm chi của cái lồng chụp bằng màng thịt kia, gã chính là một con rắn cực lớn. Dựa vào thể hình và trọng lượng cảm ứng được, nó đưa ra phán đoán, con rắn Trác Mộc Cường ba này thuộc loại thịt nhiều mỡ béo. Vậy là, nó lập tức nhắm vào con rắn khổng lồ này mà truy kích như con sói đói quanh năm chỉ được ăn chay bỗng ngửi thấy mùi thịt, Trác Mộc Cường Ba thấy con quái vật có ý đồ với mình, lập tức quay người bỏ chạy. Tuy trên tay có súng và các thứ vũ khí khác, nhưng chỉ cần liếc nhìn độ dài và thể hình của khúc cây đó, gã thực tình chẳng hứng thú chiến đấu với nó chút nào cả. Trác Mộc Cường Ba bỏ chạy trước, ngay lập tức, con quái vật dị hợm kia cũng cuồn cuộn thân hình như mãng xà khổng lồ đuổi theo, bốn cái ngàm cứng cọ sát vào nhau, phát ra âm thanh xoèn xoẹt như mài dao, nghe dần cả gai ốc. Tốc độ chạy của Trác Mộc Cường Ba lại thua thân thể to tướng đó, xem chừng gã sắp bị nó đuổi kịp đến nơi. Bốn ngàm cứng bên trong xòe rộng hết cỡ, chụp thẳng xuống đầu chắc mộc cường ba như một cái ruột tượng khổng lồ. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chắc mộc cường ba thình lình nghiêng người sang mé bên, rồi lăn tròn một vòng dưới đất theo thế lăn lư giã cổn 13 đòn tấn công của con quái vật liền chụp vào khoảng không. Một đòn không trúng, cái lồng chụp lại xòe ra rộng ngoác. Chắc mộc cường ba bò dậy chạy tiếp, được khoảng 5-6 mét, cái lồng chụp bằng màng thịt kia cuối cùng cũng dừng lại cách gã khoảng 4 mét. Trác Mộc Cường ba nghiêng đầu quan sát, liền phát hiện ra thân thể như khúc cây của con quái vật đã kẹt vào trong vách đá, không nhúc nhích được nữa. Bấy giờ, gã mới yên tâm thở hắt ra một tiếng. Nhưng cái lồng chụp kia dường như không từ bỏ ý định. Nó gấp bốn ngàm cứng lại, khép bốn cánh hoa như bốn lưỡi kiếm vào, trở lại thành đầu nhọn như mũi khoan lúc ban đầu, rồi rụt trở lại đầy bất mãn. Có điều hai hàng chân giả trông như gai nhọn trên thân thể nó vẫn co vào rũi ra, cơ hồ muốn chen ra khỏi vách đá. Ánh mắt chắc một cường ba chợt hướng về phía một khúc cây khác, quả nhiên, khúc cây ấy cũng co rũi theo một tiết tấu nhất định, phối hợp với cái lồng chụp ở đầu. Liên tưởng đến những bông hoa nối tiếp nhau phun ra làn xương mờ mờ kia, chắc một cường ba giật bắn mình kinh hãi, rõ ràng, những khúc cây nửa chôn trong vách đá. Nửa lộ ra bên ngoài thông đạo này đều thuộc về nó, con quái vật này không ngờ lại dài đến cả mấy trăm mét hiển nhiên tốc độ sông lên trước của con quái vật tẩm lợm này rất nhanh nhưng lại không quen trường giật lùi chỉ thấy toàn bộ gai của nó đều ra sức bám chặt lấy mặt đất thân thể to đùng mới nhích về phía sau được một chút xíu xem tình hình này nó muốn hoàn toàn rụt ra khỏi vách đá có lẽ cũng cần một khoảng thời gian nhất định nữa bạn đang đọc truyện được tại trác mộc cường ba liền bỏ mặc cái đầu như mũi khoan ấy lại chạy thẳng ra chỗ mất kin bên bức tường khổng minh Merkin quả nhiên không nói sai, chỉ thấy y chuyển viên gạch này lên, ấn viên gạch kia xuống, mặt tường bằng phẳng đã bị y xếp thành hình dạng một cánh cửa, lõm vào bên trong khoảng nửa mét, có điều không biết bức tường rốt cuộc dày đến chừng nào. Tôi tìm ra bí quyết rồi, sẽ nhanh chóng mở được bức tường khổng minh này thôi. Thấy Trác Mộc Cường Ba chạy lại, Merkin lập tức nói. Trong miệng Trác Mộc Cường Ba không biết từ lúc nào đã nhét mấy miếng kẹo cao su kiêm chất nổ dẻo, gã thở hồn hền, nghiêm túc nói, tốt nhất là nhanh lên một chút, Ngoài ra, cái thiết bị dẫn nổ của anh sử dụng thế nào vậy? Merkin đáp, gặp phải quái vật gì à? Trác Mộc Cường ba vội tóm lược tình hình, khúc cây mà chúng ta nhìn thấy đó là vật thể sống, nó chính là kẻ săn mồi, lũ rán ở đây đều là thức ăn của nó. Tất cả những khúc cây mọc tròi ra thụt vào trên vách đá, thực ra đều là thân thể của con quái vật ấy. Nhân lúc nó còn chưa thoát hẳn khỏi vách đá, tôi định cho nó nổ tung thành mấy khúc. Merkin lắc đầu đáp, thiết bị điều khiển nổ này hơi đặc biệt một chút, trong mấy phút ngắn ngủi tôi rất khó giải thích rõ. Anh cứ dùng giấy bạc bọc bên ngoài bã kẹo cao su, chỉ cần có áp lực khoảng 10kg đè lên là có thể dẫn nổ được rồi. Có điều, loại sinh vật hình thể dài kiểu này, đa số đều có hệ thần kinh dạng vòng, giống như con run đất ấy, anh phải cẩn thận, không khéo một con lại biến thành hai con thì khốn. Merkin ít nhiều cũng từng nghe Sos nói về một số đặc tính sinh vật cổ quái. Cơ hàm đang nhai kẹo cao su của Trác Mộc Cường ba tức thì cứng đơ, nếu đúng như Merkin nói, thân thể con quái vật này giống như đuôi thần lằn, sau khi đứt lìa vẫn có thể cựa quậy một lúc lâu thì quả là hỏng bét. đó hiển nhiên là tình cảnh mà gã không hy vọng gặp phải nhất. một ý nghĩ lóe lên trong đầu, gã nói tiếp: bức tường này còn dày không? hay là dùng thuốc nổ hủy nó đi luôn? đằng nào cũng bị con quái vật kia chú ý đến rồi. morgan lắc đầu phản đối: tốt nhất là không nên. tôi xem kỹ rồi, phía trên bức tường này là một tảng đá nghìn cân, nếu cho nổ tường, khối đá ấy sẽ rơi xuống lúc ấy thì chẳng còn đường nào thoát cả. Đừng dục cuống lên nữa, nếu con quái vật kia đuổi đến thật, thì nghĩ cách ngăn nó lại một lúc đi. Ngăn, chắc một cường ba thầm cười khổ, làm sao ngăn được nó bây giờ. Nhìn thân thể dài thừa to gấp đôi con chăn khổng lồ nam mỹ ấy, nếu bị nó cuốn phải. Người trẻ tuổi vừa bước đi, vừa quan sát hai chấm đỏ trên màn hình PDA, lòng lấy làm kỳ quái, sao vậy, lâu thế rồi vẫn không có động tĩnh à. Đang nghỉ ngơi hay bị thứ gì chắn đường không phải bị ăn thịt rồi chứ. Đã cấp cho chúng đầy đủ vũ khí thế rồi mà, với năng lực của chúng, lẽ ra phải không có chuyện gì chứ nhỉ. Bấy giờ, Khạp Phù đang đi phía trước áp giải ba người bọn Pháp Sư Á là đột nhiên lên tiếng, Ngài Thomas, chúng ta đi ra rồi. Bọn lính đánh thuê lại ồ lên đầy kinh ngạc, đó là gì vậy? Sao lại thế này? Đó, đó là gì chứ? Hồ Tế, đi hết dòng sông, ánh sáng đã yếu dần, Cảnh tượng trước mắt bọn lính đánh thuê bị bao phủ trong một tấm màn u ám mông lung. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái hồ, tòa thần miếu ở giữa hồ, trong miếu lại có hồ, chẳng trách đám lính đánh thuê đều ồ lên kinh ngạc như thế. Có điều, thứ khiến bọn chúng kinh ngạc hơn bội phần, là kiến trúc xung quanh hồ nước và cảnh tượng kỳ lạ ở giữa hồ. Ven bờ hồ có các cột đá, nhìn theo những cột đá này, liền phát hiện ra hẳn còn 7-8 dòng sông phát ra ánh sáng mờ mờ chảy vào trong hồ nước. Đưa mắt nhìn lên phía trên thác nước, dưới ánh sáng chập chờn diện mạo của kiến trúc dần dần hiện ra từng chút từng chút một, cảm giác như thể đang quan sát con báo qua ống vậy. Cái hồ này, hoặc nên gọi là một bể chứa nước cực lớn, vì nó nằm trọn trong một gian đại sảnh khổng lồ. Những cột đá nhân tạo, hành lang đá, bệ đá, mái vòm, tạo thành một điện đường vĩ đại hình tròn cao 3 tầng, mỗi tầng có bảy tám dòng sông chảy ra, thậm chí nhiều hơn. Dòng nước phẳng lì tựa như tấm khăn lụa nối 3 tầng bình đài với hồ nước bên dưới. Có điều, kiến trúc này hầu như ẩn bên trong bóng tối, không nhìn rõ được, chỉ gây ấn tượng hết sức kỳ vĩ. Một sự kỳ vĩ khiến người ta phải chấn động và kinh hãi. Nếu nói kiến trúc hùng vĩ này mang đến cho con người ta cảm giác xứng sở chấn động, thì ánh sáng kỳ dị ở giữa hồ lại khiến người ta kinh ngạc, mừng rỡ và cảm thấy huyền diệu khó tin. Vốn dĩ giữa hồ lẽ ra phải bị bóng tối bao trùm, nhưng trong bóng tối ấy lại sinh ra những vệt ánh sáng. Những vệt sáng ấy tựa như tinh linh nhảy múa, lại gần một chút thì thấy giống như ngọn lửa ở xa thì nhìn như ánh đom đóm lướt qua lướt lại rất nhanh trên mặt hồ. Bảo là cá, thì không giống lắm, bởi những vệt sáng lơ lửng phía trên mặt hồ, thoát cái đã tắt phụt, rồi không hiểu ở đâu, lại thình lình sinh ra một vệt sáng mới. Dưới ánh sáng lờ mờ của những vệt sáng di động, có thể thấy giữa hồ có rất nhiều cột. Nhìn những cái bóng lồi lõm đều đặn, có thể đoán rằng, các cột trụ giữa hồ hẳn phải có chạm trổ. Người trẻ tuổi bình tĩnh ra lệnh, tìm kiếm ven bờ hồ xem chắc phải có thuyền bè gì đó, chúng ta cần ra giữa hồ. Kế đó, y lại cảnh cáo bọn lính đánh thuê đang trầm trồ không ngớt, nhỏ tiếng thôi, đừng trách tao không nhắc nhở chúng mày, chủ nhân của cái hồ này không thích hồn ào quá đâu, tuy đã qua một nghìn năm, nhưng tao cũng không thể xác định nó còn sống hay đã chết. Nếu ghi chép trong cổ thư không sai thì con quái này có thể dựa vào chấn động sóng âm để bắt mồi đấy. Quả nhiên, bọn lính đánh thuê từng sống sót thoát khỏi rừng rậm ấy hết sức mẫn cảm với những từ ngữ như quái vật, quái thú, vừa nghe câu đó, lập tức không tên nào dám lớn tiếng nữa. Kha Phu thì thầm hỏi nhỏ, chủ nhân của cái hồ này là quái vật gì vậy? Người trẻ tuổi ấy cũng thấp giọng đáp, mà lòng tán lớn mạnh nhất đến từ phương Bắc, trong truyền thuyết, ngay cả cách tát nhĩ vương cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được nó, khổ cáp nhân đức duy ngõa khổ. Nói đoạn, y dừng lại quay sang hỏi Pháp Sư Á La, đọc như thế phải không nhỉ? Giống như là tên ngoại lai, phát âm theo tiếng Phạn, tôi cũng không đọc được chính xác. Pháp Sư Á La thoáng ngẩn người ra, tên đầy đủ của Ma Long Tân trong truyền thuyết ấy rất dài, nó lại có rất nhiều tên khác nhau, phát âm cực kỳ phức tạp. Có điều, cái tên mà gã Thomas này vừa đọc ra hình như rất giống tên của Ma Long Thần trong Mật Tông, một vị thần linh lớn mạnh nhưng cực kỳ tàn bạo. Người trẻ tuổi tiếp tục giải thích với bọn lính đánh thuê, người tạm thời cổ đại đã sùng bái rồng từ rất sớm, có điều, rồng thời bấy giờ và rồng trong suy nghĩ của người hiện đại chúng ta không giống nhau cho lắm. Ếch xanh, cá, rắn, đều được coi là hóa thân của rồng, về sau, chịu ảnh hưởng của những miêu tả về rồng truyền từ Ấn Độ và Trung thổ tới, rồng trong tâm thức người Tạng mới trở thành vị thần linh cư trú dưới nước, có khả năng tạo mây tạo mưa. Còn Tán là thần linh của bản giáo cổ đại, vua thổ phồn thời xưa đều được gọi là Tán phổ, cũng chính là vì lẽ vậy. Long thần và Tán thần kết hợp lại, sinh ra hậu đại, gọi là Long Tán, trong đó lớn mạnh nhất phải kể đến Ma Long Tán. Trong thánh điển của bản giáo, Thập Vạn Long Kinh có giải thích rằng chúng sở hữu sức mạnh kết hợp của long thần và tán thần, đồng thời còn sinh ra ma lực của bản thân nữa. Sách cũng có một phần miêu tả về ma long tán phương Bắc, nói rằng nó có pháp lực vô biên, có thể nuốt cả đất trời, diện mạo cực kỳ dữ tợn, đầu có chín sừng, mặt có chín mắt, cơ thể mọc ra chín cánh tay. Về điểm này, tao nhớ có một học giả chuyên nghiên cứu thập vạn long kinh từng chỉ ra, số 9 ở đây, do ảnh hưởng của truyền thừa từ Trung Nguyên, có lẽ mang ý nghĩa là số lớn nhất, tức là chỉ nhiều vô số. Nói vậy có nghĩa là, trên thân thể ma long tán mọc ra vô số sừng, vô số mắt và vô số cánh tay. Nếu ma long tán đúng là chủ nhân của hồ tế, thì sinh vật sống dưới nước ấy hẳn phải là một thứ có nhiều xúc tu hay chân mềm như sứ hoặc bạch tuộc, tôi nói vậy có đúng không hả Pháp Sư Á La? Lúc này, hình như có tên lính đánh thuê đã tìm được dụng cụ để băng qua mặt hồ, nhưng lại không dám khẳng định, bèn nhờ Thomas đến xem thử. Đi được mấy bước, bên bờ hồ hiện ra một vật hình tròn nổi dập dình, không đầu không đuôi, chẳng có cạnh bên cũng không có bánh lái hơi giống như một cái nệm cói lớn phỏng chừng còn mỏng hơn cũng có người cảm thấy nó giống như một lá bèo lớn nổi trên mặt nước chất liệu rất kỳ quái giống như là đá nếu trác mộc cường ba và mơ kin ở đây nhất định sẽ phát hiện loại chất liệu nhân tạo nổi trên mặt nước này gần như giống hệt chất liệu của những quả cầu đá hai người họ nhìn thấy trong các bình xứ tên lính đánh thuê đầu tiên phát hiện ra thứ này còn tưởng nó là một bệ đá nhô ra ven hồ trong suy nghĩ của chúng Đá chẳng thể nào nổi trên mặt nước được. Về sau có người đẩy một cái, cả bọn mới phát hiện ra thứ ấy có thể chuyển động, nổi dập dành trên mặt nước. Một phiến đá ấy áng chừng đủ chỗ cho bảy tám người đứng lên trên, người trẻ tuổi sai một gã lính đánh thuê leo lên thử, cánh bèo bằng đá ấy không hề đung đưa dao động mà hết sức vững chãi. Bấy giờ, người trẻ tuổi mới gật gật đầu, nói, đúng nó rồi đấy. Xung quanh còn rất nhiều, lại một tên lính đánh thuê khác báo cáo. Người trẻ tuổi nói, tốt lắm, sáu người một nhóm, vừa khéo có thể ngồi thành hai hàng, tao sẽ dẫn đường, chúng mày cứ đi theo tao là được. Y và ba người bọn Pháp Sư Á la cùng lên một cánh bèo đá, mũi bàn chân đẩy nhẹ vào bờ hồ một cái, cánh bèo liền dập dành trôi về phía giữa hồ. Người trẻ tuổi ấy cảnh cáo lữ cánh nam, cô chớ nên có ý định gì, nhiệt độ của nước hồ này lên tới hơn 80 độ, rơi xuống chắc chắn sẽ bị bỏng nặng đấy, cho dù sống sót cũng bị hủy dung nhan. Lữ cánh nam nghe xong vẫn hờ hứng, nét mặt thoáng vẻ khinh thường, còn mẫn mẫn thì tái mét cả mặt mày. Bọn lính đánh thuê còn lại cũng chẳng nhàn dỗi, tên thì học theo người trẻ tuổi dùng chân đạp vào bờ, tên lại lấy bang súng làm mái treo, nhưng cánh bèo bằng đá cứ xoay mòng mòng, thậm chí còn có mấy tên suýt chút nữa ngã lăn cành xuống nước, khó khăn lắm mới nắm được cách điều khiển thứ tròn tròn này tiến lên phía trước. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ nóng bỏng, hơi nước nghi ngút cũng theo làn sóng mà lúc tụ lúc tan. Vì có lời cảnh cáo lúc nãy của người trẻ tuổi kia, không gian tăm tối rộng minh mông ấy giờ đã chìm vào tĩnh lặng, càng gần đến giữa hồ lại càng yên tĩnh, vô số cánh bèo đá cứ thế trôi dập dành trên mặt hồ nước trong gian đại sảnh khổng lồ. Đến gần những đốm sáng hơn, bọn lính đánh thuê mới kinh ngạc nhận ra, những đốm sáng ấy chính là từ đáy hồ vọt lên. Những bong bóng nước thỉnh thoảng sủi lên từ đáy hồ, cuồn cuộn nổi lên mặt hồ rồi vỡ tung. Đúng vào khoảnh khắc ấy, tựa hồ có một sinh mạng mới được đản sinh, hóa thành một đốm sáng màu vàng như ngọn lửa pháo hoa đốt đêm giao thừa, không phát ra những tia sáng nhàn nhạt, nhạt dịu dịu, mà liên tục bắn những tia lửa nhỏ ra xung quanh. Những tia lửa nhỏ tựa như những cái chân của đốm sáng, đẩy cho nó bay qua chạy lại, lượn lờ như tinh linh trên mặt hồ. Tinh linh màu vàng lướt phù ra đằng xa, đột nhiên sau lung họ lại xuất hiện một tinh linh màu lam nhạt, thoáng dừng lại trên mép một cánh bèo đá, vạch nên một vệt sáng hình số 8 trên không trung, rồi mới lướt đi chỗ khác. Càng đến gần trung tâm hồ nước, những tinh linh đủ sắc màu ấy lại càng nhiều, nhiều nhất là màu đỏ màu vàng kim, màu xanh lam, có cả những đốm sáng màu tím, màu hoa hồng hiếm gặp nữa, chúng không ngừng phát sáng lập lè, bắn tóe tia lửa nhỏ ra xung quanh nên nhìn đẹp hơn những đốm sắc màu bình thường gấp bội. Có lúc, chúng như những chú bé nghịch ngợm tò mò súng lại chỗ cánh bèo đá, lúc lại như cô bé thẹn thùng chạy túa ra xung quanh, nhưng phần nhiều chúng đều xoay chuyển, muốn lượn trên không trung, vạch nên vô số vệt sáng đẹp mắt, khiến mặt hồ bị bóng đen bao phủ này thêm phần sống động. Mãi tới khi những tia lửa nhỏ không còn tóe ra nữa, ánh sáng mở đi, các đốm sáng mới tắt lụi, tan biến vào không khí, xong chỉ giây lát sau, bọt nước dưới đáy hồ lại nổi lên bắt đầu một màn trình diễn mới. Bọn lính đánh thuê trông thấy cảnh tượng kỳ ảo, nhất thời quên khuấy mất mình đang ở đâu, ánh mắt mải dõi theo bóng dáng những tinh linh ánh sáng ấy, nhìn chúng sinh ra, nhảy múa, rồi tan biến, trong lòng cũng theo đó mà dâng lên hy vọng, hưng phấn, sau cùng chỉ còn lại nỗi buồn thương. Không hiểu sao, những kẻ giết người không chớp mắt này lại thấy chua sót trong lòng, khóe mắt dương dương. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt không ngờ lại khiến chúng rung động hơn cả những bức tranh tập trung hết tinh hoa của văn minh nhân loại thời xưa dọc theo dòng sông khi nãy. Kỳ dị hơn là, tên lính đánh thuê đầu tiên phát hiện cánh bèo đá không tiếp tục tiến lên nữa, bởi lúc y dùng báng súng làm mái chèo khô xuống nước, nước hồ bắn lên, không ngờ lại hóa thành những đốm lửa nhỏ li ti, cái báng súng kia cũng như thể vừa được nhúng xuống sông ngân, bên trên dính đầy ngôi sao nhỏ, chớp chớp lé lé rồi phù tắt trong nháy mắt. A. À, Mặc dù người trẻ tuổi kia đã cảnh cáo, tên lính đánh thuê đó vẫn xứng sở trước vẻ đẹp ấy, không kìm được phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Trên mặt hồ, vạn vật đều tĩnh lặng, tiếng kêu thảng thốt ấy của y vang đi rất xa. Một tên lính đánh thuê trên cánh bèo đá khác chợt cảm thấy cây cột đá đằng trước hình như hơi nhúc nhích, nhưng ngay sau đó, hắn lại cho rằng mình đã hoa mắt, cột đá làm sao nhúc nhích chứ. Không phải ngạc nhiên, người trẻ tuổi kia điềm đạm giải thích là thực vật thích nhiệt độ cao, một loài tảo có thể sống ở 90 độ C, Bọn chúng lợi dụng khoáng chất trong hồ để tạo ra một loại enzyme huỳnh quang. Vật chất này hễ bị chấn động và tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa rồi phát ra ánh sáng, giống như pháo hoa vậy, đẹp lắm phải không? Câu cuối cùng của y hiển nhiên là dành cho Mẫn Mẫn. Pháp sư Á La không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc, nghe giọng điệu của người trẻ tuổi này có thể thấy kiến thức của y rất uyên bác, tuyệt đối không kém gì thân thủ siêu phàm mà y từng thể hiện. Ông lấy làm khó hiểu, ở đâu ra một gã trẻ tuổi lợi hại như vậy nhỉ? Bọn lính đánh thuê lại bắt đầu khua mái treo, phần lớn là vì muốn nhìn thấy những đốm lửa nhảy lên khỏi mặt nước sinh ra trên tay mình, rồi lại trở về với nước, vạch ra một vệt sáng như ánh sao băng. Khi bọn họ vượt qua cây cột đá thứ nhất, đám lính đánh thuê ấy mới phát hiện, những cột đá này quả nhiên không nhẵn nhụi bằng phẳng, có chỗ hõm vào một mảng lớn. Lại có chỗ lồi hẳn ra, phải chăng là bị nước hồ xâm thực. Không giống lắm, rõ ràng là có dấu vết bàn tay con người điêu khắc. Tiếp tục tiến lên, lại có người phát hiện, bên dưới mặt nước không chỉ có cột đá, mà còn có rất nhiều cọc đá, lại gần hơn nữa mới nhìn rõ những cọc đá ấy hóa ra lại là đầu Phật, còn cả tượng Phật bán thân, có lớn có nhỏ, có cao có thấp, quanh các tượng Phật còn quấn đầy thứ gì đó, trông như dây leo. Khoảng 10 phút sau, cánh bèo đá của người trẻ tuổi kia đã đến trung tâm hồ nước, sừng sướng trước mắt họ là cây cột đá lớn nhất hình tứ giác, mỗi cạnh dài khoảng 100 mét, có lẽ không nên gọi là cột đá, mà là một tòa kiến trúc dựng giữa lòng hồ thì đúng hơn đúng là một kiểu lồng vào nhau kỳ quái, cả tòa thần miếu được xây bên dưới hồ, trong miếu lại có hồ, trong hồ lại có kiến trúc khác. Bốn mặt cây cột này đều là mặt tường phẳng lì, người trẻ tuổi bám hai tay vào tường để cánh bèo dưới chân dịch chuyển xung quanh cây cột khổng lồ, lẩm bẩm kỳ lạ thật, lẽ ra phải có chỗ đốt lửa chứ. Kha Phu, chú ý quan sát xem trên mặt tường có chỗ nào khác biệt, thứ gì đó giống như nến hay dầu mỡ gì đó. Ngài Thomas, có phải người muốn nói đến thứ này không? Kha Phu chỉ ngón tay lên trên, người trẻ tuổi ấy ngẩng đầu, liền thấy trên tường có bám một đống trong nhờ nhờ như dầu mỡ, cách cánh bèo khoảng 5-6 mét. Cao vậy à, người trẻ tuổi lẩm bẩm một câu, đoạn lại cất tiếng gọi, Kha Phu. Kha Phu lập tức hiểu ý, khuỷu chân xuống tấn, hai tay bắt lại như đang nâng súng, người trẻ tuổi kia khẽ nhún mũi chân dẫm lên đầu gối Kha Phu, cái đó lại dẫm lên cánh tay y, tung mình lên cao. Toàn bộ đều là các động tác chuẩn mực, hệt như những gì Lữ Cánh Nam từng dạy bọn Trác Mộc Cường Ba, chỉ là khi thân thể ở trên không, hai tay người trẻ tuổi đó dang rộng như cánh chim, mũi chân liên tiếp dẫm lên tường năm sáu lần, đẩy thân thể lên độ cao mà đám biệt kính đặc trùng thông thường khó thể nào với tới. Nhìn cảnh tượng ấy, Lữ Cánh Nam không khỏi giàu dĩ trong lòng. Cô biết, bản thân mình sau khi dẫm năm bước lên tường, đến bước thứ sáu thì không tài nào dồn được sức xuống chân nữa. Thoạt nhìn thì chỉ tưởng kém nhau có một bước chân, nhưng thực tế lại là một nút thắt cực kỳ khó đột phá. Xoẹt, trong bóng tối lóe lên một ánh lửa, ngọn lửa lập lè liếm lên khoảng mặt tường trong nhờ nhờ, thoáng cái không gian đã sáng bừng lên, ngọn lửa theo vệt dầu trên tường lan đi khắp xung quanh, tựa như những quân bài domino. Nhìn động tác đảo lộn trên không một cách hết sức tự nhiên của người trẻ tuổi, lứa cánh nam nặng nề liếc nhìn Pháp Sư Á La, Pháp Sư Á La chỉ gật đầu rất khẽ, không để ý thì khó lòng phát hiện, biểu thị mình cũng có thể làm được, nhưng khi thấy người trẻ tuổi đó hạ xuống mà cả cánh bèo đã không hề rung rinh dao động chút nào Pháp Sư cũng không khỏi nhíu mày. Khác với Pháp Sư Á La, những người còn lại đều ngẩng đầu nhìn vệt lửa trên mặt tường. Vệt lửa bám theo vách tường, lượn vòng lên trên như một con rắn khổng lồ, ở những phương vị khác nhau, người ta lại có thể trông thấy những cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Con rắn lửa bắt đầu khuếch tán, tựa như cây sinh mệnh đâm chồi sinh ra cảnh mới, một tách thành hai, hai phân thành bốn, mỗi lúc một nhiều hơn, Bốn mặt cột đá khổng lồ tựa như một chiếc màn quay đầy khói lửa đã được chôn dây dẫn hỏa từ trước. Những con rắn lửa lúc thì quấn vào nhau bốc lên cao, lúc lại chia tách như con sông rẽ dòng, dần dần hình thành nên một tấm lưới lửa khổng lồ. Chỉ có điều, lớp vật chất cháy bám trên mặt tường rất mỏng, thoáng cái đã cháy hết, nên nhìn vệt lửa lại càng giống vô số con rắn đang không ngừng trườn về phía trước. Cuối cùng, ở cả bốn mặt cột đá đều có thể trông thấy vô số rồng vàng lao vút lên trên, tốc độ cực nhanh dần dần lên đến độ cao mắt thường khó lòng nhìn thấy được hồ nước trong gian đại sảnh khổng lồ lại chìm vào bóng đêm mịt mùng đúng lúc cả bọn nghĩ rằng ánh lửa đã lụi tàn thì bỗng một luồng sáng trói mắt bùng lên trên đỉnh cột đá khổng lồ ngọn lửa bùng bùng phát ra một tiếng bùm lớn khiến cả đám người vây quanh ngước nhìn đều thoát tim nghẹt thở tưởng chừng toàn bộ không khí trong không gian đều bị hút sạch về phía đỉnh cột đá trong khoảnh khắc tiếng nổ vừa vang lên đó ngọn lửa hừng hực ấy cơ hồ cháy lên đến đỉnh vòm bên trên trên trần lập tức lại sinh ra vô số con rắn lửa, tỏa ra khắp bốn phía như những tia nắng, cuối cùng rơi xuống phía rìa gian đại sảnh vĩ đại, đốt cháy lên vô số chậu lửa, hoặc quấn quanh chạy xuống bên dưới những trụ đá khác, đốt cháy lên hết trụ đá này đến trụ đá khác, thậm chí còn có những ngọn lửa nhỏ rơi xuống như giọt nước, đốt cháy những trụ đá vốn không đủ cao để tiếp xúc với đỉnh vòm. Cả quá trình ấy như ở một trung tâm thương mại khổng lồ, trước tiên thắp sáng ngọn đèn trần bằng pha lê ở giữa, sau đó những ngọn đèn trang trí nhỏ hơn cũng lần lượt sáng lên. Các loại gương phản quang trong khu thương mại cũng góp phần khiến không gian càng thêm rực rỡ, những ngọn đèn trang trí tạo hình khác nhau liên tục sáng bừng lên khiến người ta hoa hết cả mắt. Bọn lính đánh thuê trên mặt hồ lúc này đều có chung một cảm giác, mỗi nơi được thắp sáng lên đều khiến người ta phải kinh ngạc trầm trồ. Thì ra, gian đại sảnh này không chỉ có 3 tầng, mà là 4 tầng, những dòng thác cao thấp không đều nhưng lại phẳng lì như mặt gương quay thành một tấm màn nước xung quanh gian đại sảnh. Những chỗ bị trụ đá tách lìa ra, vốn chẳng phải hành lang mà là những khảm thờ Phật. Tranh Phật được vẽ lên tường, giữa hai cây cột lại có một bức tranh, chỉ là niên đại đã quá lâu, rất nhiều bức bị bong chóc không còn màu sắc nữa. Trên mặt hồ, cũng chỉ có trụ đá trung tâm chỗ bọn họ đang đứng là bốn mặt nhẫn nhụi, còn những trụ đá khác thảy đều được điêu khắc thành tượng Phật với đủ loại tạo hình khác nhau. Nhiều bức bám vào trụ đá theo nhiều tư thế, nhưng chủ yếu vẫn là những bức tượng đứng sừng sướng dưới hồ, cao một chút thì lộ ra đầu và vai, thấp hơn chút nữa thì chỉ ló lên mỗi trỏng mũ. Những bức tượng Phật ấy và các khảm thờ xung quanh đều bám đầy một loại dây leo kỳ quái, dễ trắng muốt, vừa mảnh vừa dài, như tầng lông trắng mọc ra trên tượng Phật và cột đá vậy. Ngoài ra, còn có một loài thực vật, thoạt nhìn đen đúa to lớn như khúc cây, đường kính cỡ bằng cái thùng nước, dường như trên vỏ cây còn mọc rất nhiều gai nhọn và những đóa hoa nhỏ màu đỏ. Loài thực vật màu đen ấy hiển nhiên rất thích mọc trong khe hốc, chúng đã đâm xuyên qua khá nhiều tượng Phật, thậm chí một số bức tượng còn bị quấn chặt hẳn cả vết. Người duy nhất cảm thấy thứ màu đen đó không giống thực vật là mẫn mẫn. Không hiểu tại sao, cảm giác đầu tiên của cô khi nhìn thấy thứ ấy, chính là nó không phải thực vật, nếu bỏ đi những đóa hoa nhỏ màu đỏ, thoạt trông nó khá giống cái vòi của con sao biển, chỉ to gấp vạn số lần mà thôi. Có điều, cô cũng không nói ra cảm giác của mình với bất cứ ai. Ủa, chúng mày nhìn kìa, một tên lính đánh thuê khác chỉ vào tượng Phật kêu lên, Cùng với tiếng kêu ấy, cả bọn đều chú ý thấy những bức tượng vốn nhô một phần lên mặt nước đang chìm xuống. Không chỉ một hai pho tượng, mà tất cả các bức tượng Phật đều đang chìm xuống, nhưng ngay lập tức bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra, không phải tượng Phật chìm xuống, mà là mực nước hồ đang dâng lên. Lượng nước ở sông phù sinh đổ vào không hề tăng, sao nước hồ lại đột nhiên nhiên dâng lên thế này? Đây là cơ quan gì thế? Thần kỳ quá, bọn lính đánh thuê bắt đầu xì xào bàn luận, ít gặp thì thấy lạ thôi người trẻ tuổi có vẻ rất không hài lòng với tố chất của đám lính đánh thuê cái hồ này thông với hồ nước lớn bên ngoài kia chúng mày có thể mường tượng thế này lấy một cái bát lớn úp ngược vào trong vũng nước phần đáy bát hướng lên trên vẫn còn lại một ít không khí giờ đây chúng ta đang ở trong phần không gian ấy ngọn lửa cháy lên làm tiêu hao hết oxy nước ở đáy hồ tự nhiên sẽ tràn vào thôi chúng mày không thấy những bồn lửa kia chỉ cháy đến tầng thứ hai thôi sao tầng dưới cùng không có lửa hiển nhiên là sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn rồi Đến khi nào lượng oxy tiêu hao bởi những ngọn lửa kia đạt đến độ cân bằng với lượng oxy được hút vào khoảng không gian này, mực nước tự nhiên sẽ không dâng lên nữa. Cái này có phải cơ quan gì đâu, chẳng qua chỉ là một ứng dụng đơn giản nhất của nguyên lý tự nhiên mà thôi. Oxy được hút vào từ đâu?" Pháp sư Á La hỏi, như thể thầy giáo đang khảo vấn người trẻ tuổi trong kỳ thi vấn đáp. Khóe miệng người trẻ tuổi khẽ nhếch lên, y đưa mắt nhìn sang các dòng sông phù sinh, nói, "Đó chẳng phải là ống thông khí hay sao?" lúc đi men theo dòng sông tôi đã nhận ra rồi hướng gió thổi trùng với hướng chảy của dòng sông tại sao hồ bên trong và hồ bên ngoài thông nhau vậy mà nhiệt độ nước hồ bên trong cao như thế trong khi hồ bên ngoài lại gần như đóng băng hiển nhiên vẫn còn một vòng nội tuần hoàn nữa chắc hẳn người ta đã lợi dụng một loại cơ quan nào đó có lẽ phần đáy của cây trụ này có thứ gì đó tương tự như máy bơm hút nước hồ vào tiến hành trao đổi nhiệt ở chỗ nào đó biến thành nước sôi rồi đưa trở ra theo sông phù sinh nuôi sống các loài tảo thích nhiệt độ cao ở đây, đồng thời duy trì không khí ở không gian này. Còn nữa, dễ của các loài thực vật và tảo này cũng có thể tạo ra một lượng dưỡng khí lớn. Hệ thống nội tuần hoàn sẽ giữ cho lượng oxy bão hòa trong không gian được cân bằng, không đến nỗi quá nồng hoặc quá thấp. Dường như để chứng minh cách giải thích của người trẻ tuổi ấy là chính xác, tầng dưới cùng, chỗ mấy dòng sông phù sinh chảy ra bắt đầu sủi lên những bong bóng nước lớn, bọt nước sùng sục cơ hồ làm mặt hồ sôi lên, cả cánh bèo đá cũng khẽ lắc lư dao động người trẻ tuổi giải thích câu nào câu nấy đều hết sức hợp lý nhưng từ đó pháp sư á la lại nhận ra một thông tin khác người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi gã này dường như chỉ nôn nóng muốn người ta biết rằng học thức của y uyên bác đến đâu phó công của y cao thâm chừng nào nói không chừng còn có thể moi ra một số thông tin hữu ích mẫn mẫn và y rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ pháp sư từng nghe chắc mộc cường ba nói mẫn mẫn có người anh trai tên là đường thọ vì chụp ảnh từ kỳ lân mà đã phát điên nhưng xem xét trải nghiệm và cuốn sổ tay của anh ta để lại có thể thấy người trẻ tuổi tên là đường thọ ấy tương đối lợi hại vì vậy khi kẻ này vừa xuất hiện pháp sư á la đã nghĩ ngay đến đường thọ nhưng nhìn quan hệ của mẫn mẫn và người trẻ tuổi này dường như không giống anh trai và em gái cho lắm từ khi thân phận bị vạch trần mẫn mẫn vẫn không nói một lời còn người trẻ tuổi kia cũng không hề chú ý đặc biệt đến cô ngược lại còn hơi đề phòng nữa điều này khiến pháp sư á la là lấy làm khó hiểu Pháp sư Á là đưa mắt ra hiệu cho lữ cánh Nam ý bảo cô nếu có cơ hội thì hãy khơi gợi cho người trẻ tuổi kia mở miệng. Lữ cánh Nam cũng đưa mắt đáp lại ý rằng đã hiểu. Mực nước dâng lên, bọn họ mới phát hiện đỉnh trụ đá ấy không phải là một chỗ lửa lớn mà ở bốn góc có bốn chỗ khuyết ngọn lửa cháy trong đó. Thoạt nhìn giống như cả phần đỉnh trụ đá đều đang cháy hừng hực. Thực ra cây trụ đá khổng lồ này vẫn chống đỡ cả đỉnh vòm như cột chính trong một căn lều vậy. Cây trụ cũng không phải hoàn toàn chơi chọi, bên dưới ngọn lửa ba mặt của cây trụ lần lượt có ba bức phủ điêu tâu tầm quái thú, chỉ có một mặt để trống. Cả ba con quái vật ấy đều có một thân hai đầu, trong đó hai con là thú, một con là chim, hình dạng quái dị khôn cùng, bọn lính đánh thuê đương nhiên chẳng kẻ nào nhận ra được. Chỉ có Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam mới biết, những tâu tầm này chính là đại biểu tứ phương thủy thú của bạc ba la thần miếu. Chỉ là, tại sao lại thiếu mất một phương? Pháp Sư Á La lẳng lặng đưa mắt liếc nhìn người trẻ tuổi hiển nhiên y cũng nhận ra những con thú lành này, và lại còn biết tại sao lại có một mặt để chống nữa. Tự nhận mình là tội nhân, vì vậy không muốn để lại bất cứ dấu tích nào hả? Suy nghĩ giống vua maya quá, thật đáng thương thay cho đại bản ba của bộ tộc qua ba hư, các người căn bản không lý giải được ý nghĩa đích thực của sự tồn tại. Người trẻ tuổi thầm cười khẩy diếu cợt, rồi tập trung sự chú ý vào bốn chỗ khuyết ở gần bọn họ nhất. Bên dưới bốn bức phù điêu khổng lồ, cách tấm bèo đá chỉ khoảng sấp xỉ 10 mét, trên bốn mặt trụ đá còn có bốn chỗ khuyết nữa. Từ khoảng cách gần như vậy, họ có thể nhìn rõ bốn chỗ khuyết vào ấy chính là bốn cánh cửa. Từ sau khi ngọn lửa bùng lên, người trẻ tuổi không ngừng điều khiển cánh bèo đá xoay chuyển xung quanh trụ đá khổng lồ, hiển nhiên đang nghĩ xem nên chọn cánh của nào mới là thích hợp nhất. Lần đầu tiên pháp sư Á la để ý thấy y lộ ra thần sắc do dự. Rõ ràng, y cũng chưa từng đến Bạc Ba La thần miếu, chẳng qua chỉ nắm được một số đầu mối nào đấy mà bọn họ không biết đồng thời dường như đã biết một phần tuyến đường bên trong tòa thần miếu này nữa. Người trẻ tuổi dừng lại ở mé phải mặt có bức phù điêu hình con chim hai đầu, chỗ này vừa khéo có một đoạn dây leo đen xuyên qua vách đá, bám vào bề mặt cột trụ. Chỉ nghe y nói, tao lên trên đó xem sao, chúng mày ở đây đợi. Dứt lời, y liền bám vào mép cột leo lên. Chỉ thoáng cái người trẻ tuổi ấy đã lên đến chỗ cửa kia rồi. Pháp sư Á La khẽ đảo mắt, lữ cánh nam đứng lên. Kha Phu lập tức căng thẳng gắt, làm gì đó, ngồi xuống. Lữ cánh nam vừa đứng lên lập tức lắc người né sang một bên, họng súng của Kha Phu dịch chuyển, không ngờ cũng theo kịp tốc độ của lữ cánh nam, khẩu súng vẫn chặn ngay phía trước cô. Cô đưa tay ra gạt, xong Kha Phu lại khéo léo đưa đẩy, nòng súng xoay một vòng quanh cổ tay lữ cánh nam, rồi vẫn chắn ngay trước mặt cô. Trong một tích tắc, hai người đã lần lượt thay đổi năm sáu động tác, lữ cánh nam không thể xông lên, nhưng Kha Phu cũng chẳng thể ép được cô lùi lại. Trước khi những tên lính đánh thuê kịp phản ứng, một bàn tay gầy gò đã đặt lên nòng nòng súng của Kha Phu. Kha Phu tức khắc cảm thấy khẩu súng trên tay nặng tựa khối đá nghìn cân, y kinh hoàng liếc nhìn Pháp Sư Á La, cơ hồ không dám tin ông già gầy guộc trước mắt mình sau khi bị thương như thế, vẫn còn sức mạnh đến nhường này. Nhân cơ hội ấy, Lư Cánh Nam đã lách người tránh khỏi nòng súng của Kha Phu, nhanh nhẹn bám vào sợi dây đen leo lên, được chừng 2 mét, cô ngoảng mặt xuống nói với Kha Phu, sợ ta bỏ chạy thì cứ việc nổ súng. Kha Phu ngẩng đầu nhìn Lữ Cánh Nam, rồi lại nhìn Pháp Sư Á La, cuối cùng ngước mắt nhìn người trẻ tuổi đứng ở chỗ khuyết bên trên, hừ mạnh một tiếng, rồi chơ mắt ra nhìn Lữ Cánh Nam leo lên chỗ người trẻ tuổi đang đứng. Người trẻ tuổi dường như không hề để tâm chuyện Lữ Cánh Nam có thể leo lên, thong dong cất tiếng như đang hỏi một người bạn cũ, cô nghĩ thế nào về những tâu tầm và cánh cửa này. Lữ Cánh Nam cũng điểm nhiên đáp, chúng là thần tế hộ của Tân Nhiêu. Trong truyền thuyết bản giáo cổ xưa, tổ sư bản giáo Tân Nhiêu cư trú ở thiên giới, một hôm ngài đột nhiên nhận được thần khải, nói rằng khi thời cơ tới, hãy đến vùng cao nguyên tuyết truyền bá giáo lý mật giáo cho vị thất xích vương đầu tiên, và hãy giúp đỡ cho vương triều, tăng lữ và giáo lý ở nơi đó. Khi tổ sư Tân Nhiêu cảm thấy thời cơ đã đến, ngài bèn quyết định đến Tây Tạng giúp đỡ nhiếp xích tán phổ. Bốn vị nữ thần tiến ngài rời khỏi thiên giới, ngài dẫn theo một con rồng, một con chim cánh vàng, một con sư tử, cũng có thuyết nói là một con rồng, một con chim ưng và một con sư tử. Ba loại thần thú này chính là tế hộ thần của Tân Nhiêu, hay còn gọi là chiến thần hộ thân, về sau, chịu ảnh hưởng của tư tưởng thú lành từ Trung Nguyên, cuối cùng đã hình thành ba loại tế hộ thần đặc biệt của mật giáo, Tỳ Hưu, Kỳ Lân và Phượng Hoàng. Người trẻ tuổi gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, lại bổ sung thêm, trong truyền thuyết Tượng Hùng, tổ sư bản giáo giúp đỡ cho Tượng Hùng Vương, đồng thời, chiến thần hộ thân của Tân Nhiêu cũng không phải rồng, mà là voi. Hình lập phương, thế nghĩa là sao? Có lẽ khi ngọn lửa cháy lên cửa đá ở chỗ khuyết này đã mở ra từ chỗ lũ cánh nam đứng có thể nhìn thấy những bậc thang đi xuống và những hình lập phương điêu khắc trên khung cửa người trẻ tuổi nói chứng ánh sáng quả trứng đản sinh ra vị vương của hiện tại tượng trưng cho sinh tồn ánh sáng và hy vọng thông đạo dẫn xuống dưới kia hình xoắn ốc theo chiều bên phải hoặc chữ vạn ngược ừm um, xem ra đúng là đường này rồi kha phu bảo tất cả lên đây tiến vào cánh cửa này xuống đến cuối cầu thang này có thể nghỉ ngơi một chút người trẻ tuổi gọi với xuống dưới đột nhiên trao mày, dịch chân mình ra, nhìn chầm chầm xuống đất. Chỗ dưới chân y đứng đã bị thứ dây leo màu đen kia xuyên thủng, một khúc dây leo to tướng thay thế vị trí của nham thạch. Vừa nãy y dường như cảm thấy dưới chân mình có gì đó nhích động, nhưng dịch bàn chân ra, lại chỉ thấy khúc dây leo đen xì xì, ngoài ra chẳng có gì khác. Y cảnh giác liếc mắt nhìn sang lữ cánh nam, song chỉ thấy cô cũng đang nhìn y chầm chầm với ánh mắt tò mò. Người trẻ tuổi không hề biết, tuy y đã nắm bắt được các cơ quan bày ra trước mắt mình, nhưng vẫn đánh giá quá thấp trí tuệ của người qua ba cổ. Tất cả các cơ quan cạm bẫy đều móc nối với nhau một cách chặt chẽ, gỡ được mối này nhất định sẽ làm kinh động đến mắt xích tiếp theo. Dưới đáy hồ, nơi tất cả không thể nhìn thấu được, vị chủ nhân của hồ tế đang lặng lẽ nằm yên. Vốn dĩ, nó vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng nghìn năm dưới đáy hồ ấm áp, chấn động lớn lúc cánh cửa chúng sinh mở ra đã khiến nó khó chịu rồi, giờ đây ngọn lửa bùng lên, nước hồ lạnh buốt tràn vào, càng khiến cho vị chủ nhân ấy run cả lên. Chủ nhân hồ tế bừng bừng nổi giận, có điều, giấc ngủ kéo dài cả nghìn năm và hệ thống thần kinh quá nguyên thủy khiến nó cần một thời gian tương đối để khôi phục hoàn toàn cơ năng sinh lý. Chỉ là, thời gian đó chắc hẳn cũng không quá lâu. Đối với vấn đề này, chắc Mộc Cường Ba và McKin đã có trải nghiệm hết sức sâu sắc. McKin vẫn cẩn trọng làm việc một cách rành mạch và chậm rãi, như thể một ông thợ sửa đồng hồ ra, còn chắc một Cường Ba thì căng thẳng tột bậc nhìn sợi dây leo màu đen đang rút dần ra khỏi cái đá, từng đoạn từng đoạn một. Mỗi lần rút ra được một đoạn, phạm vi hoạt động của nó lại lớn thêm một chút, khoảng cách từ chỗ nó vươn xa nhất đến chỗ Trác Mộc Cường 3 và Mức Kinh lại rút ngắn thêm một chút. Sau khi nghe Mức Kinh tuyên bố, Trác Mộc Cường 3 không dám tấn công nữa, lại cũng không thể trốn tránh đi đâu được, chỉ biết trơ mắt chân chân nhìn thứ quái dị ấy mỗi lúc một nhích đến gần, cảm giác căng thẳng trong lòng cứ dâng lên từng nấc một. Này, vẫn chưa xong à, Trác Mộc cường ba không biết mình đã nhắc nhở Merkin đến lần thứ mấy nhưng câu trả lời của Merkin thì lần nào cũng như lần nào, còn một chút nữa thôi. Không biết một chút ấy của y rốt cuộc là bao lâu. Đã đến rồi, Trác Mộc cường ba nói. Merkin không buồn ngoảnh đầu lại, chỉ đáp gọn lỏn, ngăn nó lại. Trác một cường ba nhìn khẩu súng trên tay, ước lượng độ dài, không được, vẫn không to bằng cái miệng ấy, không thể bệnh nó ra được, phải lấy thứ gì ngăn nó lại đây cái miệng con quái vật hình dáng giống sợi dây leo khổng lồ màu đen đã vươn tới chỗ trác mộc cường ba, dường như nó cũng nhận biết được điều này, liền không rút mình ra nữa mà quằn quèo thân thể dài thượt, vươn cái đầu nhọn hoắt như đầu thăm dò tới. Khi còn cách trác mộc cường ba khoảng răm mét, nó liền dựng lên như con rắn, bành một tiếng, cái miệng to tướng xòe rộng ra như tán ô, bốn cái càng bên trong hung hăng vung vẩy, những móc nhỏ và đầu lưỡi giống hệt xúc tu ra sức nhu động, chừng như muốn dọa trác mộc cường ba chết khiếp. Trác Mộc Cường Ba đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, thấy cái miệng vừa ngoác ra, gã liền dương súng tọng vào trong đó một loạt đạn, dù cái miệng ấy có là máy nghiền bằng kim loại thì cũng bị đạn của gã bắn cho thành một đống sắt thép phế thải, cả màng thịt do so bốn cái càng kia căng ra cũng bị bắn cho thủng lỗ chỗ. Món ngon đến miệng không ăn được lại sơi phải nguyên một băng đạn vào giữa móm, con quái vật đùng đùng nổi giận, oàn mình một cái, vòng sang mé bên, động tác linh hoạt dị thường. Loạt đạn sau của Trác Mộc Cường Ba xả hết vào thân nó, tuy thân thể giống như khúc dây leo có thủng thêm vài lỗ, nhưng với tấm thân bồ tượng thì mấy viên đạn ấy chẳng khác nào vết kim châm, không tổn thương gì mấy. Trác Mộc Cường ba vội vàng điều chỉnh họng súng, nhưng con quái vật còn nhanh hơn, cái chụp màng thịt bị bắn rách thoát cái đã vươn đến cạnh gã, bốn cái càng ngoe nguẩy vụt đến như lưỡi liềm. Trác Mộc Cường ba né được cú móc của lưỡi liềm, nhưng con quái vật tẩm lợm vẫn còn lưỡi, những cái lưỡi có thể bắn vụt ra dài đến mấy mét giống lưỡi thần lằn. Trong chớp mắt, cái lưỡi dài thượt ấy đã quấn lấy cánh tay và súng của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba chẳng kháng cự nổi sức mạnh của mười mấy sợi xúc tu, vội buông khẩu súng ra, cánh tay chưa bị quấn nhanh chóng rút dao chém mạnh xuống. Chẳng ngờ, những sợi xúc tu này cực kỳ bền chắc, chém không đứt, chỉ có thể cắt dần. Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng đưa đi đưa lại lưỡi dao mấy lượt, rốt cuộc cũng cắt được ba sợi xúc tu, kịp thời thoát thân khỏi cái lồng chụp bằng thịt trước khi bốn cái càng khép lại, nhưng cánh tay vẫn bị một cái móc nhỏ rạch cho một vệt dài gã không sao ngờ được rằng, cả những cái móc cũng có thể vươn dài chừng ấy. Trác Mộc Cường ba xoay mình nhảy tránh, những con quái thú không thừa thắng truy kích, ngược lại còn khép lông chụp của nó lại, dường như đang chem chép miệng, cẩn thận nếm thử mùi vị máu tươi. Cha, ngon hòn lũ rán kia nhiều, quái vật hung phấn đến độ toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Trác Mộc Cường ba lấy làm khổ sở, rõ ràng đã bắn chúng không biết bao nhiêu phát vào giữa miệng con quái, vô số móc câu và xúc tu bị bắn nát, nhưng nó dường như chẳng có cảm giác gì xem chừng hệ thống thần kinh của loài sinh vật này đúng là không hề phát triển một con quái vật không biết đau đớn là gì hiển nhiên còn đáng sợ hơn trong dự liệu của gã bội phần sắc mặt trác mộc cường ba trở nên cực kỳ khó coi gã hét toáng lên vẫn chưa xong à mơ kín hân hoan reo lên thấy ánh sáng rồi thấy ánh sáng rồi có ánh sáng từ phía bên kia bức tường khổng minh dọi qua trác mộc cường ba lại lớn tiếng hỏi có thể xô đổ được không tôi sắp không chặn nổi nó rồi. Chỉ thấy con quái vật kia lại xòe rộng cái miệng to tướng của nó, Cách một tiếng, nôn khẩu súng của Trác Mộc Cường Ba ra, món này nó nhai không được, cộm răng. Trác Mộc Cường Ba đã rút ra một khẩu súng khác, mắt không ngừng lia qua lia lại tìm kiếm, rốt cuộc chỗ trí mạng của con quái này nằm ở đâu chứ? Loạt đạn vừa nãy bắn chúng cả miệng lẫn thân thể nó rồi, nhưng quái vật vẫn hoàn toàn vô sự, chẳng lẽ con khốn kiếp này không có nhược điểm nào trí mạng sao? Lúc này tâm trạng Merkin rất thoải mái, chỉ còn một chút nữa là mở được bức tường khổng minh ra, y bèn ngoảnh đầu lại buông một câu, thế không được. Rồi thình lình sướng sợ im bặt, hóa ra y vừa khéo trông thấy cảnh tượng con quái vật xòe rộng cái miệng phun khẩu súng ra. Từ nãy đến giờ, y chỉ biết chắc Mộc Cường Ba đang chiến đấu với thứ gì đó, nhưng chưa từng nghĩ xem thứ đó rốt cuộc trông như thế nào, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, bèn lập tức kêu lên thành tiếng, đó là cái gì thế? Giọng Merkin lớn hơn một chút, con quái vật tức thì chuyển hướng cái lồng trục nhằm thẳng về phía y. Nhìn rõ bốn cái càng cùng với những xúc tu và móc câu nhỏ trong cái miệng tẩm lợm, Merkin lại thêm một phen kinh hãi. Chắc một cường ba nhân một thoáng rảnh tay ấy, nhanh chóng giải thích, tôi đã bảo với ông rồi còn gì. Đây chính là thứ giống như dây leo mà chúng ta nhìn thấy, lũ rán kia là thực phẩm của nó. Bọn rán ăn rong nước, ăn vi sinh vật, còn con quái vật này sơi lũ rán, kỹ thuật chăn nuôi sinh vật theo chuỗi thức án điển hình. Trác Mộc Cường Ba vừa mở miệng nói chuyện, cái lồng chụp bằng màng thịt ấy lại nghiêng nghiêng chĩa về phía gã. Mắc bây bấy giờ mới hiểu ra, à, đây chính là cái con Kubu Kubu kia. Đúng thế, Trác Mộc Cường Ba chán trường nhếch mép lặp lại, nó chính là con Kubu Kubu, đấy. Cái lồng chụp bằng thịt cứ đảo qua đảo lại giữa Trác Mộc Cường Ba và Mắc rốt cuộc vẫn lựa chọn Trác Mộc Cường Ba. Chút máu tươi vừa nãy còn đọng lại đầy dư vị trong miệng nó, mà cánh tay đang chảy máu của Trác Mộc Cường ba chính là cội nguồn tỏa ra hương vị ấy. Hiển nhiên, những bông hoa nhỏ trông như miếng thịt trên thân nó không chỉ có mỗi một công năng phun ra màn xương mỏng mảnh. Trác Mộc Cường ba lại quần thảo một trận với cái lồng chụp, thấy Mơ vẫn đứng bẩn thần, gã liền quát lớn, còn không mau mở cửa đi. Mơ vội tiếp tục điều chuyển vị trí các viên gạch trên tường. Trác Mộc Cường ba lách người trượt sang ngang, một tay vung dao lên chém mạnh, soạt xoạt, rạch toác một mảng lớn trên màng thịt của cái lồng chụp. Nhưng kết quả ngược lại chỉ khiến những cái càng kia linh hoạt thêm. Cổ tay gã xoay một vòng, lại chém xuống một cái càng, chẳng ngờ lớp vỏ trông như càng cua ấy cứng hơn gã tưởng nhiều, nhát dao của Trác mộc cường ba nảy bật lên. Cùng lúc ấy, cánh tay kia của gã vẫn cầm súng nhả đạn không ngừng, song cũng không gây ra tổn thương gì lớn cho con quái vật cả. Con quái vật này quá đối linh hoạt, lại bám đuổi rất giáo giết. Trác Mộc Cường Ba đã mấy lần định rút lựu đạn ra ném mà không tìm được cơ hội. Đột nhiên, trong hốc tường có ánh sáng chiếu sang, thì ra Merkin đã dịch được một viên gạch nữa. Gã liền đổ người ra đất lăn hai vòng, nhìn rõ tình hình trong hang động lúc này. Merkin lại dịch chuyển thêm được hai viên gạch khác, mở rộng lỗ hổng trên tường ra khoảng 30cm vuông. Thân thể dài thượt của con quái vật cuộn tới, Trác Mộc Cường Ba bật người vọt ra khỏi vòng vây, lúc đang ở trên không gã liền vứt dao đi, bây giờ mới rảnh tay ném được một quả lựu đạn. Trong lúc ấy, Merkin dịch chuyển được viên gạch thứ tư và thứ năm, lỗ hổng rộng ra chừng 50cm. Trác Mộc Cường ba ném xong quả lựu đạn, thực tình không muốn dây dưa thêm với con quái vật đáng sợ này một giây một phút nào nữa, lập tức nhún người lên chui qua bức tường khổng minh còn chưa mở ra hết, đồng thời hét gọi Merkin, chạy mau. Merkin không ngờ tình thế đã khẩn cấp đến độ không đợi y mở hết cả bức tường, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy cái miệng của con quái vật mở ngoác, khoảng hơn chục mét phía sau bị nổ ra một cái lỗ lớn, để lộ rất nhiều sợi màu trắng trông như sợi gân, song cái lỗ kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến năng lực hoạt động của nó. Mắt thấy cái miệng mở lớn ấy nhau về phía mình, Merkin cũng nhún người, chui qua lỗ hổng vừa mở ra trên tường như tuyển thủ bơi lội lao xuống nước. Cái miệng quái vật bị kẹt bên ngoài lỗ hổng trên tường, chỉ bắn ra được hơn chục cái lưỡi như xúc tu, song cũng chẳng ít gì, đành hầm hực rụt trở về bên kia bức tường. Merkin thở phào nhẹ nhõm, nói, xong rồi. Ai bảo thế, Trác Mộc Cường ba bên cạnh nói với ngữ khí vừa băng lạnh lại vừa nghiêm túc, hình như vẫn chưa xong đâu. Chủ của Hồ Tế, hai. Mơ Kin bấy giờ mới ngoảnh đầu nhìn hoàn cảnh mới. Trước mắt y là một đại sảnh khổng lồ hình bầu dục, giống như sân vận động tổ chức thế vận hội, nhưng lớn hơn bất cứ sân vận động tổ chức thế vận hội nào mà Mơ Kin từng trông thấy không biết bao nhiêu lần. Chính giữa đại sảnh khổng lồ này, không ngờ lại có một hồ nước. Đại sảnh cao 4 tầng, mỗi tầng đều có một hành lang hình vòng cung uốn lượn, ở dìa hành lang, cứ mỗi 10 mét lại có một cái cột to hai người ôm, khiến cả gian đại sảnh thoạt nhìn giống một nhà hát ca kịch vĩ đại. Đỉnh vòng của đại sảnh được xây dựng theo thế mặt trời tỏa nắng, do một cây cột ở chính giữa, ước tính sơ bộ cao khoảng 60 đến 70 mét chống đỡ. Nước đã dâng ngập hết tầng dưới cùng. Trong hồ lại có rất nhiều tượng Phật với đủ tạo hình khác nhau đứng sừng sững, trên mặt nước dập dềnh một lớp song tảo, đa phần đã dung nhập làm một với những bức tượng Phật kia phần đỉnh của cây trụ chính ở giữa, tất cả mảng tường bên trong các hành lang cùng một số vị trí trên các tượng Phật đều đang có lửa cháy phừng phừng, cả gian đại sảnh được ánh sáng bập bùng ấy chiếu rọi. Ánh sáng cũng khiến những sợi dây leo khổng lồ màu đen đang vung vẩy trên không tựa như nổi trận lôi đình kia hiện lên rõ mồn một trong mắt Merkin và Trác Mộc Cường Ba. Ừ, chó chết thật, Merkin đần thối mặt, chỉ riêng ở trước mắt hai người bọn họ thôi, ít ra cũng phải có đến hai ba chục sợi dây leo khổng lồ khua quất loạn xạ, mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa đang chậm chậm nhu động chừng như muốn rút ra khỏi các bức tường và tượng Phật. Không biết kẻ nào đã chọc giận bọn chúng, lũ quái vật ấy dường như đang ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm thứ để trúc giận. Chỉ một sợi đã khó đối phó như vậy rồi, chóc mắt lại thình lình xuất hiện cả một bầy đàn, chẳng trách giọng nói của Trác Mộc Cường ba lại băng lạnh đến thế. Những con quái vật dài thượt kia cũng ngay lập tức tìm được chỗ trúc giận, chính là hai con côn trùng nhỏ đột nhiên chui từ trong tường ra, Trác Mộc Cường ba và mất Kinh bọn chúng đã cảm chi được chấn động do hai người gây ra hệ thần kinh đơn giản chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất tiêu diệt mertzin nhìn trác mộc cường ba hỏi anh có cách gì không cách gì trác mộc cường ba trừng mắt với mertzin rồi lại nhìn sang mười mấy sợi dây leo đen đúa đang từ từ quay lại chỉ thấy bọn chúng gần như cùng lúc xòe rộng màng thịt để lộ cái miệng to tướng hung dữ nhất tề lao bổ tới trác mộc cường ba vội hét lớn chạy mau hai người bắt đầu huồng chân lao đi trên hành lang hình bầu dục khổng lồ, xông qua khoảng cách 10.000m với tốc độ của người chạy cự ly 100m. Những con quái vật dây leo đen đúa vươn thân hình ướt xuống lên khỏi hồ nước, phát động hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, tựa như rắn bắt mồi, khiến chắc Mộc cường ba và mất khốn đốn hết nhảy lên rồi lại thụp xuống. Mới đầu... Merkin vẫn còn tràn trề hy vọng bảo chắc Mộc cường ba, nói không chừng chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau để tranh cướp chúng ta, đến lúc ấy hai chúng ta có thể thừa cơ tẩu thoát được, các loài sinh vật bậc thấp luôn luôn phạm phải sai lầm bậc thấp như thế. Nhưng sau đó, Merkin nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Những sợi dây leo đen kia phối hợp với nhau một cách hết sức chặt chẽ, cơ hồ không có kẽ hở, sợi này vừa tấn công xong, sợi khác đã bập đến ngay lập tức, phía trước chặn đánh, phía sau bám sát không buông. Hai người đạp tường, trượt sàn, ôm cột vòng qua, thậm chí còn nhảy cả xuống hồ, những chiêu trò có thể nghĩ ra được đều nghĩ hết cả rồi, nhưng vẫn không tài nào thoát được những đợt công kích dồn dập đợt sau hùng hậu hơn đợt trước của lũ quái vật. Chẳng mấy chốc, công kích lại tăng thêm một bậc nữa, những sợi dây leo phá tường chui ra, vươn đầu khỏi vách tường gia nhập vào đội ngũ tấn công hai người. Merkin vừa không ngừng né tránh những cái càng như lưỡi liềm vung vẩy và những sợi xúc tu liên tiếp bắn ra, vừa cao nhau, sao lại nhiều vậy? Đám người qua ba kia rốt cuộc đã nuôi bao nhiêu con quái vật kiểu này ở đây? Trác một cường ba vừa chạy vừa nghĩ thầm, hồ tế, hồ tế, lẽ nào là chỉ cái hồ bên trong này? Phải rồi, vị trí của các tượng Phật trong hồ kia chẳng phải đúng như sắp xếp của một đàn tràng hay sao? Nhưng chủ của hồ tế không phải chỉ có một thôi sao? Lẽ nào trải qua nghìn năm, nó đã sinh sôi nảy nở, số lượng tăng lên? Cả gã và Merkin đều vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào mới thoát khỏi được những đợt công kích liên tu bất tận đang ập đến kia. Trong khi chắc một cường ba và Merkin cắm đầu cắm cổ chạy thuộc mạc, đội ngũ lính đánh thuê đã đi hết các bậc thang, xuống đến tầng dưới cùng. Những bậc thang đi xuống dưới rất dài, mấy vòng trước đều phải đi chừng trăm mét mới có một chỗ ngoặt 90 độ, kế đó lại xuống bậc thang, rồi vòng sang trái, sang trái, sang trái, mỗi lần rẽ ngoặt, bậc thang lại ngắn hơn một chút. Cả bọn có cảm giác như thể đang đi bên trong vỏ một con ốc biển. Khi đến điểm thắt trung tâm, chẳng ai nhớ nổi mình đã rẽ ngoặt bao nhiêu vòng nữa. Sau đó, cả bọn lại bắt đầu ngoặt sang phải, rồi mỗi lần mặt bậc thang lại tương ứng dài ra một chút, nếu không phải các bậc thang luôn theo một chiều đi xuống, có lẽ cả đám đã cho rằng mình lại vòng theo đường cũ trở về rồi cũng nên. Người trẻ tuổi thầm tính toán trong đầu, từ khởi điểm của vòng luân hồi chữ vạn ngược, đi đến điểm cuối, hoàn thành quá trình vô tướng chuyển thân, chúng ta đã tiếp nhận tất cả các thử thách rồi, thần miếu cũng nên xuất hiện đi thôi. Ánh đèn đuốc bên ngoài chiếu xuống những bậc thang, nghĩ tới tầng đáy là có thể nghỉ ngơi bọn lính đánh thuê đều rảo chân bước rất nhanh, thoát cái đã đến chân cầu thang. Nơi này là một gian phòng đá không rộng mấy, chỉ khoảng 200 mét vuông, 6 bảy chục tên lính đánh thuê đứng đã thấy hơi chen chúc. Chính giữa gian phòng đá đặt bốn hình hộp chữ nhật ghép từ các phiến đá, trông như thể bốn cỗ quan tài, bốn vách tường đều có bích hỏa vẽ toàn những quái thú và ác ma mà bọn lính đánh thuê chưa từng trông thấy bao giờ. Tám cây cột đen nhọn hoắt như con thoi vươn xuống từ đỉnh phòng, ngoài cánh của đá để đi vào bốn vách gian phòng này đều biết kín xem chừng không còn lối ra vào nào khác bọn lính đánh thuê lấy làm thất vọng nhốn nháo đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía người trẻ tuổi đây chính là bạc ba la thần miếu hay sao một căn phòng đá tồi tàn chẳng có thứ gì hết so với những gì bọn họ trông thấy lúc trước nơi này chẳng thể nào so sánh được chỉ có một khả năng duy nhất đó là lúc ở trước bốn cánh cửa người trẻ tuổi đã chọn nhầm đường Cả Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam cũng đồng quan điểm này, những hình vẽ trên tường và cả khối hộp chữ nhật ghép từ các phiến đá kia, rõ ràng không thuộc về giáo phái của họ. Trái với những người khác, người trẻ tuổi lại có vẻ mừng rỡ ra mặt, y nhìn những bức họa trên tường đá, hân hoan nói, chính là đây rồi, không sai được. Nói đoạn, y bắt đầu giải thích với bọn lính đánh thuê, đây là hình thức mộ táng của tượng hùng. Y chỉ tay vào bốn khối hộp chữ nhật nói tiếp, ở đất tạng và tượng hùng cổ xưa, vẫn luôn dùng cách thần hóa những linh hồn đã chết, an táng những nhân vật lớn mạnh lúc sinh tiền vào các kiến trúc thần thánh, nhằm bảo vệ, phù hộ cho người đời sau. Hiển nhiên, khi người qua ba cổ xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu cũng đã áp dụng cách làm này. Nói tới đây, y lại chỉ vào những bức bích họa trên bốn vách tường, đây đều là các thần linh của bản giáo cổ đại và tượng hùng, phỏng trưng, số chuyên gia từng được nhìn thấy chúng tính trên toàn thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi những bức họa này lần lượt đại diện cho sự trung thành, dũng cảm, trí tuệ, toàn bộ đều là các thần linh bảo vệ, phù hộ cho người trong gian phòng đá này có thể an toàn đến bờ bên kia. Một tên lính đánh thuê chỉ tám cây cột màu đen trên trần nhà hỏi, đây là cái gì vậy? Tô tầm. Người trẻ tuổi ỉ lắc đầu đáp, sao lại là tô tầm được? Tao thấy khá giống với đám dây leo màu đen ngoài kia, nhìn thấy những bông hoa nhỏ màu đỏ kia không? Chắc là đầu mút của mấy sợi dây leo thôi đám dây leo này hiển nhiên rất thích mọc men theo những kẽ hở, không ngờ lại chọc cho chỗ này thủng lỗ chỗ khắp nơi. nhưng ở đây làm quái gì có gì? một tên lính đánh thuê khác kêu lẽn, đây mới là vấn đề mà bọn chúng quan tâm nhất. người trẻ tuổi cười khẩy nói, cả gian phòng này chính là một cơ quan. cơ quan ở đâu? lữ cánh nam và pháp sư á là không dễ bị gạt như đám lính đánh thuê đầu đất kia. người trẻ tuổi thần bí chỉ tay vào mấy cỗ quan tài đá trước mặt, buông một tiếng, ừm thấy lữ cánh nam chừng như muốn lập túc bửa ngay khối hình hộp chữ nhật ấy ra, y vội nói tiếp, ở yên đấy đã, đây là loại cơ quan chọn một trong bốn, chọn sai là hết cách, chỉ có thể quay ngược trở ra mà đi vào một cánh cửa khác. Pháp sư Á la cho mày, cả bốn cố quan tài biết bùng kín mít, nghe lối nói của người trẻ tuổi, hiền nhèn, mỗi phiến đá đều có khả năng phá hoại toàn bộ cơ quan, phải làm sao mới tìm được cố quan tài chính xác đây chứ. Bốn chọn một, vận may chiếm có 25% mà thôi. Người trẻ tuổi lại thong dong nói, cũng may chúng ta có kỹ thuật hiện đại trợ giúp, không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Nói đoạn, y đón từ tay Kha Phu một thiết bị nhỏ, trông khá giống chiếc máy siêu âm sách tay, lần lượt hướng về phía các cỗ quan tải đá tiến hành kiểm tra. Mới kiểm tra được một nửa, chợt nghe có tiếng kêu lên, đó là cái gì thế? Cả đám lính đánh thuê đều giật bắn mình, âm thanh ấy rõ ràng là giọng của Mơ Liền ngay sau đó lại vang lên một câu khác, ưm, um, nó chính là con Kubu Kubu, đó. Giọng nói vang lên hết sức rõ ràng, cơ hồ lơ lửng ngay trên đầu cả bọn, người trẻ tuổi cũng không thể không dừng công việc giang dở lại, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh lạ. Thoáng sau, cả bọn lại nghe thấy chắc một quần ba kêu lên, chạy mau. Lữ cánh nam, Pháp sư Á La và Mẫn Mẫn đều biến sắc, nửa mừng nửa lo. Người trẻ tuổi cũng lập tức chú ý đến những bông hoa nhỏ màu đỏ bám trên lớp vỏ xù xì của những dây leo đen, không khỏi tái mặt thốt lên, em mờ thanh mô phỏng. Gì cơ, Kha Phu từ đầu chí cuối vẫn luôn theo sát bên cạnh người trẻ tuổi. Tương tự như màu sắc ngụy trang vậy, màu sắc ngụy trang là cách một số động vật hoặc thực vật hòa mình vào không gian xung quanh để tránh né các kẻ địch tự nhiên, còn âm thanh mô phỏng lại là thủ đoạn dẫn dụ vật săn của một số loài động thực vật săn mồi, chúng nắm bắt và ghi nhận những chấn động mạnh mẽ nhất trong không khí, sau đó tự rung động bản thân để mô phỏng chấn động không khí ấy, giống như một cái máy photo âm thanh vậy. Đây là một dạng hành vi vô thức, Bản thân loài động thực vật săn mồi kia cũng không phải loại cao cấp gì, nhưng có thể phát ra âm thanh mô phỏng rõ ràng thế này, chỉ sợ là bọn chúng thuộc loài ăn thịt. Người trẻ tuổi chợt giật mình hiểu ra, vội nhắc nhở đám lính đánh thuê đang đứng chen chúc cẩn thận, những sợi dây leo kia có thể cử động đấy. Có điều, lời nhắc nhở ấy dường như hơi muộn, người trẻ tuổi vừa mở miệng nói xong, mấy sợi dây leo đen đã bụp, 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 lần lượt mở to cái lồng chụp bằng màng thịt vươn ra bốn cái càng như càng rán, bổ nhào tới chỗ bọn lính đánh thuê. Chỗ này vốn đã chật hẹp, bọn lính đánh thuê đứng díu sát vào nhau lại không có sự chuẩn bị, những sợi dây leo đen kia chụp một phát ăn ngay, tức thì đã có tám tên lính đánh thuê bị cái lồng ấy úp lên đầu, cả người quấn trong màng thịt, không kịp kêu một tiếng. Những tên còn lại vẫn đang kinh hãi, chỉ thấy tám tên lính đánh thuê đó, có tên thì bị bọc kín toàn bộ, có tên lòi được hai cái chân ra ngoài dãy đạp mấy cái rồi cả bọn lần lượt bị những dây leo đen đùa ấy nhấc lên không chung, sau đó sụt một cái, thân thể biến mất toàn bộ cứ như người ta hút cọng mì vào miệng vậy. Những sinh vật bậc thấp ấy cực kỳ phàm ăn, tám tên lính đánh thuê vào bụng xong lại lập tức xòe rộng màng thịt, vươn xuống như những cánh tay máy trong dây chuyển sản xuất. Lúc này, bọn lính đánh thuê đã định thần, nheo nhau, nhau nổ súng xạ kích, đồng thời áp sát vào nhau, tránh để những cái miệng to tướng đáng sợ kia hút vào. Nhất thời, tiếng súng vang lên không ngớt, tình thế cực kỳ hỗn loạn. Cơ hội, lữ cánh nam liếc mắt nhìn sang phía Pháp Sư Á La, hỏi ông xem có nên nhân lúc rối ren này thoát đi hay không. Pháp sư Á La khẽ lắc đầu, ý nói vết thương của mình không cho phép vận động mạnh, chỉ bằng cứ đi theo người trẻ tuổi, xem xem thần miếu mà y nói rốt cuộc như thế nào. Đôi mày ngài của Lữ Cánh Nam hơi nhíu lại, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu, lẽ nào người này đấu với pháp sư Á La một chiêu ấy, cũng là có ý đồ từ trước. Khiến pháp sư Á La trọng thương không thể hành động, từ đó cũng hạn chế hành động của mình tất cả mọi sự đều đã nằm trong tính toán của y hay sao? nếu vậy thì tâm tư của kẻ này thực quá đáng sợ. mỗi một bước đi y đều đã tính toán cẩn mật, căn bản không hề sợ cô bỏ trốn hay có ý đồ gì khác. thậm chí cả những khả năng mà đối thủ chưa nghĩ ra, y cũng đã đưa vào trong tính toán của mình rồi. đối đầu với một kẻ như vậy sẽ khiến người ta nảy sinh một thứ cảm giác bất lực, như thể dù giãy giụa vùng vằng thế nào cũng vẫn bị đối thủ khống chế trong tay vậy. người có thể khiến lũ cánh nam có cảm giác này? cũng chỉ có tên lùn ở thành tước mẫu kia nữa mà thôi. Những cái lồng chụp bằng màng thịt chẳng hề sợ súng đạn, mặc cho bọn lính đánh thuê xả đạn bắn thủng lỗ chỗ như cái sàng, chúng vẫn cứ bổ nhào đến sơi tái đối thủ không ngần ngại. Về điểm này thì chắc Mộc Cường Ba đã có trải nghiệm hết sức sâu sắc, giờ đến lựa ợt đám lính đánh thuê nếm mùi. Thoát cái, đã lại có thêm ba tên lính đánh thuê nữa bị nuốt chừng. Một trong ba tên ấy còn suýt nữa đã thoát dược, sau khi ngã bổ nhào mới bị lôi ngược trở lại, chỉ nghe hắn rú gào thảm thiết, hai tay cào xuống nền đất, cảnh tượng khủng khiếp đó khiến đám lính đánh thuê còn lại tên nào tên nấy tái mét mặt mày. Có một sợi dây leo bị bắn liên tiếp vào cùng một vị trí, cộng thêm vừa liên tiếp nuốt chừng hai tên lính đánh thuê còn chưa kịp tiêu hóa hết sốt cuộc không chịu nổi trọng lượng của chính mình, bắt đầu toát ra ở chỗ lỗ đạn, tên lính đánh thuê bị nuốt đầu tiên rơi bịch xuống đất như một bao xi măng. Mấy tên đồng bọn đứng quanh đấy vội nháo nhác lùi lại liền mấy bước. Cái chết của tên lính đánh thuê kia thực sự quá thảm thiết, toàn thân dính đẫm chất nhầy như nhất, hai mắt lồi ra đáng sợ nhất là toàn bộ cơ thể hắn cả áo chống đạn lẫn ra thịt bên trong bị rạch vô số vết dài sâu tận xương sau đó lại bị nén ép cho vừa kích cỡ khoang miệng con quái vật xương cốt bị ép cho vặn vẹo không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa kha phu nổi giận giật khẩu súng của tên đứng bên cạnh quét một loạt đạn dữ dội vào sợi dây leo sắp đứt lìa ra ấy đoạn dây leo đen đúa bị bắn rơi xuống chẳng ngờ vẫn không chết hẳn vừa chạm đất liền bật tung lên lao bổ về phía tên lính đánh thuê đứng gần nó nhất động tác linh hoạt như một con cá chạch tên lính đánh thuê kia còn chưa bị đoạn dây leo chạm vào đã sợ hãi kêu toáng lên mắt thấy đoạn dây leo đen bắn ra mấy sợi xúc tu quấn lấy hai chân minh tên lính đánh thuê xui xẻo càng thêm hoảng loạn đang định giơ súng lên bắn nhiều thì bị người trẻ tuổi kia vung tay đánh bay khẩu súng đi kế đó hai tay y vuốt vào chỗ eo hông tên lính đánh thuê một cái lúc rút tay ra mỗi bàn tay đã móc vào hai quả lựu đạn quăng thẳng xuống chỗ con cá trạch đang quấy loạn dưới đất lữ cánh nam để ý thấy không hiểu người trẻ tuổi kia sử dụng thủ pháp gì, khi lựu đạn trên tay rõ ràng vẫn chưa rút chốt, nhưng trong khoảnh khắc quả lựu đạn rời khỏi lòng bàn tay y, chốt khóa lại tự động tuột ra, kỹ thuật thực thần kỳ hết sức. Thuật ném lựu đạn một tay, lứa cánh nam nhủ thầm trong óc. Bốn quả lựu đạn nối thành một đường thẳng, lần lượt rơi vào cái miệng to tướng ghê tởm, kế đó là một loạt tiếng bùm bùm vang lên, con cá trạch bị nổ thành một đống thịt vụn, không thể tấn công ai được nữa. Có điều những miếng thịt vụn ấy vẫn không ngừng ngọ nguậy. Bọn lính đánh thuê bị nước thịt nhầy nhụa bắn đầy đầu đầy mặt đều kinh hoàng đến sướng sờ, đây rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy? Người trẻ tuổi quát, đồ ngu, đừng bắn bọn chúng rơi xuống, không thấy dễ của chúng đều kẹt trong đá, không thể nhúc nhích được hả? Tránh xa ra, đừng để chúng tóm được là xong, những sinh vật bậc thấp này chỉ bắt mồi theo bản nảng, hệ thống thần kinh chậm chạp khiến chúng không hề biết đau đớn là gì đâu. Và lại, chỉ cần nhìn hình dạng dài thượt này của nó, đủ biết đây là sinh vật có hệ thần kinh dạng vòng, Mày bắn nó xuống, ngược lại còn giải phóng nó. Dựa vào phản ứng thần kinh bản năng, đoạn dây leo đứt ra vẫn có thể ăn thịt được mày như thường. Kha phu lấy làm khó hiểu hỏi, sao lại thế? Người trẻ tuổi nói, sinh vật bậc thấp không cần bộ não, mỗi bộ phận trên thân thể đều có thể vận động nhờ vào hệ thống thần kinh riêng biệt. Giống như cái đuôi của con thạch sùng vậy, đứt rồi vẫn có thể ngõ ngậy, chân của một số loài nhện bị cắt lìa khỏi cơ thể vẫn có duỗi được, đầu rắn bị chặt xuống cũng vẫn có thể nhảy bật lên cắn người. Điều tao lấy làm lạ là âm thanh lúc nãy, tại sao tất cả các dây leo này đều biết phát ra những âm thanh giống nhau như thế. Nói tới đây, y bỗng sực hiểu ra, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, tao hiểu rồi, những dây leo này không phải những sinh thể tồn tại đơn độc, bọn chúng chỉ là một số xúc tu, là cơ quan săn mồi, con quái vật này có vô số cánh tay xúc tu, kiểu như con hải quỷ vậy, những dây leo màu đen kia có chung một thân thể, tất cả dinh dưỡng được chia đều. Ma long tán của Phương Bắc thì ra là thế này cũng may lúc chúng ta đi qua mặt hồ không làm nó thức tỉnh. Kubu bu, nghĩ đến cái tên Merkin đặt cho con quái vật này, khóe miệng người trẻ tuổi hơi nhếch lên một chút. Thấy bọn lính đánh thuê đã ổn định trở lại, y lại bắt đầu thăm dò những cỗ quan tài đá. Bọn lính đánh thuê nghe theo mệnh lệnh của người trẻ tuổi, nhốn nháo chen chúc vào những góc mà đám dây leo không vươn tới được. Tên nào tránh không đủ xa, bị dây leo bắn xúc tu ra quấn lấy, lập tức có 7-8 tên khác tràn lên giúp sức, kẻ thì kéo lại, kẻ rút dao ra cắt những sợi xúc tu dai nhách, quyết liệt rằng co với đám dây leo quái dị, rốt cuộc cũng không có thêm thương vong nào nữa. Ở khu vực trung tâm, chỉ có mình người trẻ tuổi cầm thiết bị thăm dò, mỗi lần có dây leo tấn công, không để ai kịp thấy y có động tác gì, y đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của chúng rồi. Sau mấy lần liên tiếp, không hiểu người trẻ tuổi đã phát hiện ra bí mật của đám dây leo đen, hay chúng đã từ bỏ tấn công y, tóm lại, dường như những sợi dây leo hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của y nữa, mà dồn hết sự chú ý lên đám lính đánh thuê đang ẩn nấp trong góc. Tìm được rồi, người trẻ tuổi vừa thốt lên, những sợi dây leo lại bổ tới tấn công. Y thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, đã giật chốt quả lựu đạn cầm trên tay, nhanh chóng ném vút ra. Thời gian phát nổ được y tính toán rất chuẩn xác, quả lựu đạn vừa khéo làm nổ tung cả đoạn trước sợi dây leo cùng toàn bộ màng thịt đang xòe rộng, phần còn lại tự nhiên không thể gây tổn thương gì cho y được nữa. Sau mấy lần tấn công vô ích, Đám dây leo đen dường như đã quyết định rút lui. Bọn lính đánh thuê thấy trên bề mặt dây leo xuất hiện những đợt sóng nhu động cuồn cuộn, rồi nó từ từ rút vào bên trong cái đá. Người trẻ tuổi lúc này đang đứng bên cạnh cố quan tài đá được chọn, gõ gõ đập đập, chừng như đã phát hiện ra chốt lẫy phát động cơ quan. Y tìm ra một phiến đá, đưa tay kéo ra ngoài, cả cố quan tài liền rời ra thành từng mảnh, các phiến đá rơi vung vãi dưới đất. Bên trong quan tài không có xương cốt mà đặt một thứ hình trụ tròn, hai đầu phình to ở giữa hơi thất lại, đường kính khoảng 20 đến 30 cm, hình dạng rất giống quân xe trong môn cờ vua. Trên đỉnh hình trụ ấy có một lỗ hình tròn theo phương ngang, phỏng chừng có thể xuyên một cây trúc qua. May, may, qua đây." Người trẻ tuổi gọi hai tên lính đánh thuê thể hình quần tráng bước lên, xuyên nòng súng qua cái lỗ tròn, rồi bảo hai tên lần lượt đứng ở hai đầu chỉ tay vào cái lỗ nói, "Đẩy đi." Pháp sư Á la thấy lư cánh nam đứng bên cạnh nhíu chặt hai hàng lông mày lại, liền nói với cô, bạc ba la thần miếu là nơi cất giữ báu vật, để tránh bị người bên ngoài làm vấy bẩn, thiết kế cơ quan có phức tạp một chút cũng là chuyện hết sức bình thường. Lữ cánh nam lắc đầu, có thể tìm ra cái chốt duy nhất chống đỡ toàn bộ cố quan tải đá giữa bao nhiêu phiến đá như vậy, nhãn lực của kẻ này còn lợi hại hơn những gì con nghĩ nữa. Pháp sư Á la giờ mới hiểu tại sao lữ cánh nam lại lo lắng, cũng không nén được tiếng thở dài, đúng thế, nếu có pháp sư tháp Tây ở đây thì tốt biết mấy hai tên lính đánh thuê đẩy cái trụ tròn như người ta đẩy cối say. Nào ngờ, khi cái trụ chầm chậm nhích động, cả gian phòng bắt đầu nghiêng đi. Bọn lính đánh thuê đều hơi hoảng loạn, đám dây leo màu đen dường như cũng cảm giác được gì đó, lại càng rụt về nhanh hơn. Tiến vào bạc ba LA thần miếu. Người trẻ tuổi dường như sực nhớ ra gì đó, bèn rút máy tính bỏ túi ra sắc mặt trầm xuống, thầm nhủ, bị cầm chân lại đó rồi hả? Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tao rất coi trọng hai chúng mày đấy, đừng để tao thất vọng nhé, mất chắc một cường ba. Cả gian phòng đá đã nghiêng đi được chừng 30 độ, một số tên lính đánh thuê buộc phải bám vào tuần hoặc quan tài đá để trụ vững. Gian phòng bắt đầu rung lên khe khẽ, tựa như có thứ gì to lớn và nặng nề lắm cuối cùng cũng được đặt xuống đất. Tiếp đó, lại thêm một trận rung động nữa, gian phòng đá dường như bắt đầu trượt xuống theo mặt phẳng nghiêng, hai tên lính đánh thuê đang đẩy cái trụ tròn dừng lại hỏi, có tiếp tục đẩy nữa không, thưa ngài. Người trẻ tuổi lắc đầu, Tạm thời không cần nữa. Nhớ kỹ, tiếp sau đây sẽ là quá trình gia tốc. Chúng mày cảm thấy tốc độ nhanh đến mấy cũng tuyệt đối không được buông tay ra. Ba cơ quan tài đá còn lại hẳn dùng để theo dõi chuyển động của gian phòng đá này. Nếu phát hiện chúng bị vỡ tung ra vì chấn động do gia tốc gây nên, chúng mày phải phải lập tức nghĩ cách đẩy cái trụ đá theo hướng ngược lại. đã hiểu chưa? Hai tên lính đánh thuê gật đầu tỏ ý đã hiểu. Gian phòng đá chuyển động rất chậm chạp. Bảy sợi dây leo đen trên trần nhà chưa rụt hết về, vẫn đang kiên trì vùng vẫy nhưng sức lực của chúng làm sao bị được với trọng lượng của cả gian phòng đá cộng thêm đám người lúc nhúc ở bên trong. Dưới xúc kéo của gian phòng đá, từng sợi dây leo bị giật đứt, phần đầu nhọn như mũi khoan rơi bình bịch xuống sàn, khiến bọn lính đánh thuê đều kinh hoàng nhảy lùi ra sau né tránh. Có điều, lần này những đoạn dây leo đen bị nghiến cho đứt đoạn rơi xuống dường như đã bị thương tổn đến các đốt thần kinh, không còn thấy nhúc nhích gì nữa. Thể lực của Merkin đã tiêu hao quá nửa lúc quần thảo với Trác Mộc Cường ba trong hầm tối, vẫn chưa kịp hoàn toàn hồi phục, lần rua ợt đuổi này khiến y có cảm giác, đến chút tiềm lực cuối cùng mình cũng sắp dùng hết rồi. Nghĩ đoạn, y lại đưa mắt liếc nhìn bộ dạng Trác Mộc Cường Ba, vừa nhìn là biết Trác Mộc Cường Ba hẳn cũng đã chịu đựng đến cực hạn. Bọn họ đã chạy xung quanh hành lang hình tròn này không biết đến vòng thứ ba hay vòng thứ tư nữa, căn bản là không biết rốt cuộc đã chạy được bao xa, còn sức lực của những dây leo đen quái quỷ kia thì dường như vô cùng tận. Trác Mộc Cường Ba vừa nghiến răng cầm cự, vừa nghĩ xem làm cách nào thoát khỏi nguy cơ. Hướng tấn công của đám dây leo khốn kiếp này không có góc chết, chúng có thể quấn trên cột trụ, có thể chui từ trong vách tường ra, sức mạnh vô cùng, thân thể linh hoạt, khuyết điểm duy nhất chính là thể hình quá lớn, vậy mới để gã và mất có cơ hội hết lần này đến lần khác thoát hiểm trong gang tắc. Thể hình quá lớn, gượm đã, chắc một cường ba dường như đã nhìn ra được sơ hở gì đó từ thể hình khổng một ồ của đối phương, gã đột nhiên nói với mất nghĩ cách lên trên, đi trên tầng trên rồi, thể hình chúng lớn quá, trọng lượng quá nặng, không lên được. Merkin lập tức hiểu ý, loại dây leo khổng lồ này quá cành càng nặng nề, chỉ có thể nghiền lên khỏi mặt đất một độ cao nhất định, ở dưới hồ, nhờ vào lực đẩy của nước chúng mới có thể co rỗi linh hoạt như vậy. Còn trên mặt đất, chúng không thể không quấn vào một số loại cột đá, hoặc men theo các lỗ hổng trên tường để mượn lực bò lên. Y nghiến răng nói, chẳng trách bọn này lại thích chui rúc trong tường như thế. Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, những dây leo to tướng đã vây kín bên ngoài hành lang, cơ hồ giọt nước cũng khó mà lọt qua được, muốn lên được tầng trên, hai người bọn họ gần như sẽ phải lướt qua sát sàn xà trước vô số cái miệng khổng lồ đang há to, chỉ cần bị bất cứ cái móc nào móc phải là có thể nói bye bye với bạc ba la thần miếu dược rồi. Chắc một quần ba lo lắng, cứ tiếp tục chạy thế này, thể lực của họ sẽ không đủ để chạy lên tầng trên nữa, vội hét lớn, lên, rồi xông về phía một cây cột hành lang, còn Mơ cũng xoay người lao về phía một cây cột khác. Động tác của hai người gần như giống hệt nhau, đều là một chân đạp mạnh vào cột, mượn sức bật lên, vươn tay móc vào mép hành lang tầng trên, rồi lộn người là có thể leo lên. Trác Mộc Cường ba tương đối may mắn, lúc gã lộn người lên không bị những sợi dây leo tóm chúng, nhưng mắc thì không được tốt số như vậy, giữa không chung, một sợi dây leo đen đúa vung mạnh thân thể to tướng, quất mạnh vào mắc quét y bật ngược trở về. Mắc chỉ kịp cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, thân thể đã bị nhấc bổng lên không, mắt thấy mình sắp bị quăng về phía một sợi dây leo khác đang há ngoác miệng, y vội vàng rút dao ra, cắm thẳng vào thân sợi dây leo vừa quét chúng mình, sau đó mặc cho sợi dây leo ấy vùng vẫy quản quại thế nào, y cũng nắm chặt cán dao, nhất quyết không chịu buông tay. Trác Mộc Cường ba vừa lên được tầng trên, lại nhảy bật lên một cú nữa, lộn người lên tầng cao nhất, mảnh đầu nhìn lại liền thấy Mức Kim bị quăng qua quăng lại giữa lưng chừng không, tình thế hết sức nguy cấp. Gã vội rút vũ khí, vừa bắn hạ những sợi dây leo đang có ý đồ tiếp cận Merkin, đồng thời hét lớn, mau lên đây, Merkin. Tôi lên được chắc, Merkin thầm kêu khổ không thôi, nhắm chuẩn một cơ hội, mượn sức quăng quật của dây leo, buông tay bay vút ra, loạn trọng rơi xuống hành lang tầng thứ tư thở hồn hển. Những gai nhọn trên thân dây leo kia hiển nhiên cũng không đơn giản chỉ là chân giả, trên áo chống đạn của Merkin chúng đã để lại một hàng vết cào sâu hóm. An toàn chưa, Merkin ngồi phệt dưới đất hỏi chắc Mộc Cường Ba. Hy vọng là thế, câu trả lời của Trác Mộc Cường ba chẳng khiến người nghe hài lòng chút nào. Merkin đến bên mép hành lang, chỉ thấy đám dây leo đen đúa đang nhao nhao quấn lên cột đá, khi thế như thể không bắt được bọn họ thì quyết không buông tha. Trác Mộc Cường ba lấy làm khó hiểu hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Merkin đáp, hình thái sống nguyên thủy, bắt mồi, ăn, bài tiết. Trác Mộc Cường ba đáp, không, bọn chúng có nguồn thức ăn cố định, nếu không thì đã chết từ lâu rồi, không có lẽ nào lại nhất quyết đuổi giết không tha chúng ta như thế. Vừa nãy, chúng ta đang ở trong phạm vi tấn công của chúng thì còn lý giải được, giờ hai ta đã thoát khỏi phạm vi tấn công ấy rồi, bọn chúng phải buông tha mới phải chứ. Còn nữa, ông xem đi, nếu chúng thực sự muốn bám theo cột đá bò lên trên này, với khả năng cơ động của chúng, chắc cũng không đến nổi chậm như vậy, phải không? Mơ kín nghĩ lại, tốc độ của những sợi dây leo kia quả hết sức chậm chạp, so với những đợt tấn công như bão táp vừa nãy thì khác nhau một trời một vực. Cảm giác như thể bên dưới những sợi dây leo kia bị đeo vào thứ gì đó hết sức nặng nề vậy. Y ngẫm nghĩ một thoáng rồi mừng rỡ nói, tôi hiểu rồi, người qua ba cổ đại đã xích những thứ này dưới đáy hồ, khiến chúng không thể tự do hoạt động được. Chắc một cường ba khe khẽ gật đầu, có lẽ Mekin có lý, chỉ có một điểm gã vẫn chưa hiểu cho lắm, lẽ nào một nghìn năm trước, người qua ba cổ đại đã xích từng ấy sợi dây leo quái dị này xuống đáy hồ rồi ư theo như đoạn văn bia kia ghi lại, chủ của hồ tế chỉ có một thôi mà. Hai người dĩ nhiên không thể biết được, những đoạn dây leo quấn chặt lấy cột hành lang, hoàn toàn không phải vì muốn bắt bọn họ sơi tái, mà vì một lượng lớn nước lạnh tràn vào dưới đáy hồ đã khiến vị chủ nhân của hồ tế lạnh đến không thể chịu nổi và muốn trồi lên mặt nước theo bản năng mà thôi. Chỉ là, thân thể của nó quá khổng lồ, cho dù muốn dịch chuyển trong nước cũng cực kỳ khó khăn. Thấy nguy cơ đã tạm thời qua đi, chắc Mộc Cường Ba và Mức Kinh tranh thủ khôi phục lại thể lực, đồng thời bắt đầu quan sát gian sảnh lớn gian sảnh này so với hành lang dưới đáy hồ lúc nãy hiển nhiên là tàn tạ hơn rất nhiều vách tường và mái vòm bị nước hồ suối rửa chưa chốc để lộ ra dấu vết nhân công đục đẽo hang đá nguyên thủy có điều nó rất lớn rất hùng vĩ dù là bản thân đại sảnh hay những tượng phật lớn san sát dưới hồ tất cả đều toát lên khí phách ngùn ngụt khiến người ta phải sướng sờ nghĩ đến cảnh tượng năm xưa khi đại sảnh này mới hoàn thành các bức phật họa trên vách vẫn còn nguyên vẹn tượng phật sơn son thiếp vàng đèn đúc sáng người phản chiếu xuống nước hồ nếu không có những quái vật đang quằn quại vùng vẫy kia thử hỏi khí thế phải lớn đến chừng nào huống hồ lại còn cả cây cột ở giữa hồ kia nữa cũng chỉ có trong gian đại đại sảnh khổng lồ cỡ này mới có thể nhìn thấy một cây cột vĩ đại chu vi đến gần trăm mét như thế nếu khoét các lỗ nhỏ trên bốn mặt trơn nhẫn của nó thoạt nhìn có khác gì tòa nhà cao chọc trời đâu chứ những sợi dây leo được gọi là kubu kubu đâm chọc khắp nơi, bốn vách tường và các tượng Phật đều bị chúng đâm xuyên qua, trông chẳng còn hình dạng ban đầu nữa. Nếu không có ánh lửa chiếu sáng, chắc một quần ba và Merkin đều đoán định, chắc chắn mình không thể thoát chết. Merkin tò mò bước lại gần một bát lửa, xem bên trong rốt cuộc là vật chất gì đang cháy. Chỉ thấy trong bát là một khối chất rắn, trông như một cục sáp nến chưa tan hay một thứ vật chất dạng keo. Từ trong vách đá, có một lỗ nhỏ đang không ngừng tiết ra thứ vật chất này Merkin lấy mũi súng khêu lấy một tí, chất keo sệt lập tức bùng cháy ngay trên mũi súng. Lúc y nhấc mũi súng lên, thấy kéo ra những sợi tơ mảnh, thoạt trông như sợi bông thuốc súng đang cháy. Cùng với quá trình đốt cháy, thứ vật chất ấy không ngừng tan ra, một phần hóa thành chất lỏng, vừa cháy vừa rơi xuống đất, tạo ra một mảng lửa nhỏ cháy bừng bừng. Đây là gì vậy? Chắc Mộc Cường ba hỏi. Merkin lắc đầu, tôi cũng không biết, chắc là một loại thể rắn cháy được nào đấy, có lẽ hình thành do ảnh hưởng của địa nhiệt và núi lửa, kiểu như loại băng có thể cháy được dưới đáy biển ấy, trải qua đè nén biến dạng, trong điều kiện thích hợp liền tạo nên một loại năng lượng rắn cháy được. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu không biết thì đừng nghiên cứu nữa, giờ chúng ta cần phải nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi đây. Tìm thấy đường ra rồi à? Mơ Kinh đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, vừa nãy bọn họ chạy vòng quanh hành lang, phát hiện thấy nơi này ngoài đường sông thì không còn lối ra nào khác. Sở Dĩ bọn họ từ đầu chí cuối vẫn không rời khỏi gian đại sảnh này, chính vì những dòng sông kia đều chảy vào đây, nếu cứ men theo bờ sông đi ngược lên hiển nhiên là sẽ trở ra ngoài, nói không chừng sẽ không bao giờ có cơ hội tiến vào trung tâm Bạc Ba La Thần miếu nữa cũng nên. Trác Mộc Cường ba chỉ vào cây cột lớn nhất nói, xem ra chỉ còn chỗ kia thôi. Suy nghĩ của gã cũng rất đơn giản, tại sao người xưa phải xây một cái cột to như vậy? Hiển nhiên là bên trong cây cột ấy có bố trí đường hầm. Trong gian đại sảnh này ngoại trừ qua cây cột đó, chỉ còn cách lặn xuống đáy hồ tìm lối ra, mà đáy hồ này thì. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn không muốn nghĩ đến, ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, Trác Mộc Cường Ba bèn giơ ống nhòm điện tử lên quan sát, kết quả đúng như gã dự đoán, chỉ là bên trên có thêm ba cánh cửa khác nữa. Kin cũng nghĩ đến khả năng này, y đón lấy ống nhòm trên tay Trác Mộc Cường Ba, băn khoản hỏi, nhưng chúng ta làm sao qua bên đó được. Lúc nãy, khi chạy thục mạng, trông thấy những phiến đá nổi dập dành mà đám lính đánh thuê chưa sử dụng. Hai người đã nghĩ đây là phương tiện để đi ra giữa hồ rồi, nhưng cho dù biết thì sao. Trong tình hình lúc đó, dừng nói là ra giữa hồ, chỉ riêng chuyện đến gần bờ hồ đối với họ đã là chí mạng rồi. Tình thế trước mắt cũng vậy, tuy có rất nhiều dây leo đã quấn lên cột hành lang, nhưng dưới nước vẫn tua tủa không biết bao nhiêu sợi dây leo khác, thoạt trông như vô số những cây cọc màu đen lờ mờ đâm qua xuyên lại, chốc chốc lại có một cây cọc đột nhiên xòe rộng cái miệng to tướng của nó ra, Cảnh tượng cực kỳ quái dị. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu nhìn lên những đường tỏa ra như tia nắng trên trần, hỏi ý kiến Mokerin, đi phía bên trên được không? Mokerin cả kinh, thốt lên, ý anh là, đeo người lơ lửng bám trần leo qua đó. Đây là phương pháp cực đoan nhất, nguy hiểm nhất trong các kỹ thuật leo bám vách đá, thân thể hoàn toàn lơ lửng trên không trung, chỉ dựa vào sức lực của các ngón tay bám vào khe nứt trên đỉnh đầu, cho dù là cao thủ leo núi đỉnh cao có sức ngón tay mạnh đến mấy, dùng phương pháp này mà dịch chuyển được tầm trăm mét là đã giỏi lắm rồi. Phòng trừng khoảng cách từ chỗ họ đến giữa hồ cũng tương đối xa. Merkin lắc đầu nói, không được, với thể lực hiện nay của tôi, không đủ để cầm cự ra đến giữa hồ. Nếu để rơi xuống dưới, y liếc nhìn những cái miệng đang há ngoác ra dưới nước, lo lắng nói, thì không hay lắm đâu. Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết nhìn thế này thôi à? Chắc Mộc Cường ba hơi bực bội, gã tháo ba lô xuống hỏi Merkin, các người có chuẩn bị công cụ gì không? Merkin cười khổ hỏi lại, vậy các anh đã chuẩn bị những công cụ gì rồi? Cả hai tắc tị, không nói được gì nữa. Họ đều chưa từng đến bạc ba la thần miếu, căn bản không thể tưởng tượng nổi quang cảnh bên trong thế nào. Những thứ công cụ mà họ chuẩn bị, dùng để thăm dò các kiến trúc cổ bình thường thì hoàn toàn đủ, nhưng ai có thể nghĩ ra trong bạc ba la thần miếu lại có một gian đại sảnh khổng lồ như thế này. Lớn đến mức chứa được cả một hồ nước bên trong, mà đám người cổ đại ấy lại còn nuôi dưỡng ra thứ sinh vật kỳ quái cả vũ khí hiện đại cũng chẳng thể làm gì nổi dưới kia nữa. Merkin có chuẩn bị súng bắn dây nhưng độ dài dây thường cùng lắm cũng chỉ được 200 mét, mà khẩu súng ấy lại không để trong cái ba lô này. Chắc một quần ba có dây móc, nhưng sử dụng thiết bị này ở trần phẳng đã cần kỹ xảo cực cao rồi, huống hồ nơi này lại là mái vòm hình bán cầu, dây móc bắn ra, thu về, rồi bắn ra lần nữa căn bản không thể chạm tới đỉnh vòm. Anh chọn đi đường nào chưa? Merkin đi vòng một đoạn hành lang, cũng chú ý đến bốn cánh cửa ấy, liền chuyển sang chủ đề khác. Ừm, Trác Mộc cường ba khẳng định, ông nhìn cái cột đá đó xem, ba mặt đều có dã thú, chỉ có mặt kia là không, chọn cánh cửa ở mé bên phải mặt tường không có gì ấy. Giác quan thứ sáu của Trác Mộc Cường ba có thể nói là không tồi, gã không chút do dự chọn ngay cánh cửa đền tội. Có lẽ bị vẻ quả quyết của Trác Mộc Cường ba tác động, hơn nữa đằng nào cũng phải chọn một cánh cửa. Merkin cũng tán đồng luôn quái thú trên ba mặt tường kia to lớn như thế, trông lại hung dữ cuồng loạn như thế, chẳng cần dùng ống nhỏm vẫn đập vào mắt rõ mồn một, một, nói không chừng thật sự tượng trưng cho thứ lực lượng tà ác nào đấy cũng nên. Trác Mộc Cường ba cảm thấy có một bước điêu khắc trông khá quen thuộc, nhưng gã lại cho rằng đó là tại mình nghiên cứu quá nhiều tượng Phật của mật giáo, mà những tượng Phật và quái thú trong mật giáo đều tương đối hung dữ, nhìn cũng giống giống nhau. Mơ cũng có cùng một cảm giác như thế. Gian phòng đá trượt xuống trên mặt phẳng dốc khoảng gần 30 độ, Mới đầu còn tương đối chậm, sau đó, tốc độ mỗi lúc một nhanh, người bên trong như đứng trong một cái thang máy khổng lồ, cùng với gia tốc rơi, tim họ đều như sắp nhảy lên đến cổ họng. Ma sát do gia tốc gây ra khiến mặt sàn gian phòng rung lên bần bật, mới đầu còn trông thấy một số viên đá nhỏ nảy lật bật, nhưng rồi mức chấn động tăng dần không thấy những viên đá ấy chuyên động nữa, thay vào đó là một thứ âm thanh xoáy tròn gần giống như lúc máy bay khởi động. Đường hầm trượt xuống dường như kéo dài vô tận chỉ có một vài cá nhân cảm nhận được họ lại đi xuống theo đường xoáy ốc. Chỉ những người này mới cảm thấy sự nghiêng lệch rất nhỏ do quán tính gây ra. Pháp sư Á La lẳng lặng đếm số lần hít thở và mạch đập của mình, cộng với sự phụ trợ của sóng âm để phán toán tốc độ. 100 km h 200, 300, 350 và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Tốc độ trượt xuống của gian phòng đá mỗi lúc một nhanh, Pháp sư Á La nhận ra nhịp tim và mạch đập của mình cũng đang gia tốc, hiển nhiên tốc độ này đã vượt quá giới hạn mà trình độ tu luyện và thương thế của ông có thể chịu đựng nổi pháp sư liếc sang phía lữ cánh nam thấy sắc mặt cô đanh lại hiển nhiên cũng đang điều chỉnh nhịp thở hòng chống chọi tốc độ không ngừng tăng lên chóng mặt đó ông lại nhìn sang phía bọn lính đánh thuê sắc mặt chúng càng khó coi hơn nữa đã có mấy tên sắp nôn oẹ dường như chỉ có một mình người trẻ tuổi là trông như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy thực ra sắc mặt người trẻ tuổi cũng chẳng dễ chịu gì nhưng khác với những người còn lại y không hề kinh hoàng, chỉ căm tức và giận dữ. Vì đám dây leo đen đâm thủng mấy lỗ trên chân, trong lúc gian phòng tăng tốc tiến lên, chốc chốc lại có một ít cát mịn rơi xuống là tả. Người trẻ tuổi bắt lấy những hạt cát mịn đó, khe khẽ miết trên đầu ngón tay. Cát rất mịn, rất trơn, giống như phấn trang điểm thoa mặt vậy, hiển nhiên người xưa đã dùng thứ cát này làm chất bôi trơn giúp gian phòng đá chuyến động được dễ dàng hơn. Có điều, trong mắt người trẻ tuổi, việc xuất hiện thứ cát nhân tạo cực mịn chỉ chứng tỏ rằng trong tòa kiến trúc này sẽ xuất hiện rất nhiều những cơ quan cạm bẫy mà y không hề muốn gặp phải. Đối với những cạm bẫy đó, ngay cả y cũng đành bó tay, hoàn toàn không có cách gì ứng phó. Y rủa thầm trong bụng, tại sao ở Trung Quốc lại xuất hiện lão gia cát lượng chứ? Gian phòng đá vẫn không ngừng tăng tốc, tiếng rít sắc nhọn mỗi lúc một cao hơn, cảm giác như thể đang ngồi trên xe trượt siêu tốc lao xuống con dốc thẳng đứng vậy, có điều là con dốc này quá dài những cố quan tài ghép từ đá phiến kia cuối cùng cũng không chịu nổi chấn động tốc độ cao, lần lượt gồ ra ngoài, mà không chỉ quan tài đá, dường như cả gian phòng đá kín mít này cũng sắp bị lực ma sát làm cho rời ra đến nơi. Tim mỗi người đều treo ngược cả lên, đang lao đi với tốc độ cao như vậy, nếu gian phòng vỡ tung ra, chỉ sợ tất cả những người ở đây không ai có thể thoát chết. Hai tên lính đánh thuê giữ hai đầu khẩu súng đã bị rung động khiến cho tê trồn cả tay lẫn chân, nhìn ba cố quan tài đá có thể long ra từng mảnh bất cứ lúc nào, chúng sợ hãi nói, đã, đã xoay được chưa ạ? À? Ngài Thomas, người trẻ tuổi nhìn không chớp mắt vào ba cỗ quan tài còn lại, trầm giọng nói, đợi thêm chút nữa, đợi đã. Đồng thời, hai tài y giỏng lên, chăm chú lắng nghe tiếng rít chói tai, rốt cuộc cũng là bọn họ may mắn, khi quan tài đá gần như vỡ tung ra, tiếng rít lại bắt đầu yếu dần, còn mặt phẳng dốc 30 độ cũng từ từ biến đổi, chỉ thoáng sau độ dốc đã giảm xuống còn không độ. Cả bọn vừa thở phào nhẹ nhóm, bỗng nghe cạch cạch một tiếng, Cả ba cỗ quan tài đá cùng lúc vỡ tung ra, phòng trường đang nhắc nhở bọn họ, tuy đã đến đoạn đường phẳng, nhưng gian phòng đá này vẫn lao vụt đi với tốc độ như một viên đạn. Người trẻ tuổi nhắc nhở những tên lính đánh thuê phía trước, đứng lùi lại một chút để phòng có va chạm mạnh. Bọn lính đánh thuê vừa nghe vậy, vội nhao nhao lùi ra sau, chỉ nghe tiếng bịch bịch, đã có mấy tên ngã bổ nhào bổ ngửa, nhưng là vì đứng lâu quá, hai chân bị ảnh hưởng của chấn động thành ra mất cảm giác. Pháp sư Á la nhắm mắt lắng nghe, trong tiếng giết đang không ngừng yếu dần, chốc chốc lại vẳng lên một tiếng cong, nghe như đá tảng ma sát với kim loại. Người trẻ tuổi cũng chú ý lắng nghe âm thanh ấy, đồng thời thầm đếm, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Y vừa đếm dứt số 1, bỗng nghe ầm một tiếng, vách tường phía trước gian phòng đá thình lình vỡ tung ra, cả gian phòng chấn động dữ dội, dừng xứng lại. Người bên trong đều ngả nghiêng ngã ngửa, thậm chí cả Pháp Sư Á La cũng không tránh khỏi, duy chỉ có người trẻ tuổi đã chuẩn bị sẵn từ trước là đứng được, song y cũng không thể trụ vững, liên tiếp lùi 7-8 bước, lưng đập vào vách sau của gian phòng đá. Bọn lính đánh thuê rên rỉ bò dậy, chỉ thấy một cái bánh xe hình con thoi khổng lồ lộ ra ở chỗ tường vỡ. Vừa rồi, gian phòng đá đã va đập chính diện với nó, khiến cả bức tường sập xuống, cú va chạm mạnh mẽ đồng thời cũng phá hoại chốt lấy gì đó của bánh xe. Sau khi gian phòng đá dừng lại, chiếc bánh xe khổng lồ ấy liền chậm chậm tăng tốc chuyển động theo một quỹ đạo khác. Khi bánh xe khổng lồ đó lăn đi, người trẻ tuổi lập tức giảo chân bước ra phía trước bức tường bị đổ sập, đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi quay đầu lại nói, các vị, hoan nghênh đến với bạc ba la thần miếu. Kế đó, y cũng dịch người theo hướng chuyển động của bánh xe, nhường ra một lối. Cánh cửa chuộc tội. Cảnh tượng trước mặt cả bọn đột một biến đổi, một tòa cung điện hùng vĩ nguy nga bằng đá tảng xuất hiện ngay trước mắt. Cảm giác đầu tiên nó đem đến cho bọn họ là to lớn, như thể họ vừa chui từ trong hang động ra thảo nguyên minh mông vậy, hiệu ứng thị giác trời đất bao la trải dài vô tận khiến quả tim vừa nãy vẫn còn treo lơ lửng của mọi người lập tức trầm xuống, tựa hồ rơi vào một nơi vô cùng dễ chịu. Những cây cột khổng lồ, những tượng Phật khổng lồ, những phiến đá lát sàn khổng lồ, khi mỗi người nhìn thấy diện mạo thực sự của tòa thần miếu dưới lòng đất này, cảm giác đầu tiên là thấy mình thật nhỏ bé. Họ giống như một lũ kiến ở bên trong hộp diêm được đưa đến một phòng khách thật sự vậy. Những ngọn lửa cháy bừng bừng khắp nơi kia, có lẽ được đốt lên từ lúc họ ở phía hồ tế, hoặc được đốt lên khi gian phòng đá va chạm với bánh xe, song điều này đã không còn quan trọng nữa, chỉ riêng những phiến đá lát sàn trơn bóng như gương dưới chan cũng đã đủ thu hút ánh mắt bọn họ rồi. Chẳng những vậy, xung quanh họ còn vô số tượng Phật trang nghiêm, uy vũ đứng sừng sững. Trong lúc cả đám lính đánh thuê vẫn đang chìm đắm trong cảm giác hoan hỉ đến sướng sợ ấy, người trẻ tuổi đã nhanh nhạy phát hiện được cú va chạm của bánh xe vừa nãy sau khi nó dịch chuyển sang một quỹ đạo khác. Liền ngay sau đó, từ phía sau lưng bọn họ bỗng truyền lại những chấn động mạnh mẽ. Y vội hét lên với bọn lính đánh thuê còn đang ngay người ra trong gian phòng đá, "Mau chạy ra, lối thoát này sắp bị bít kín rồi." Khi toàn bộ bọn lính đánh thuê vừa ra khỏi gian phòng đá, lại xảy ra một trận va chạm cực mạnh, phía trên dốc nghiêng trượt xuống không biết bao nhiêu khối đá thể tích tương đương với gian phòng, nghiền nát gian phòng đá thành một đống đá vụn, đồng thời bít kín con đường bọn họ dùng để tiến vào nơi này đại đa số lính đánh thuê đều đắm chìm trong sự chấn động khiến người ta tưởng chừng nghẹt thở ấy, chỉ một bộ phận nhỏ bắt đầu hoảng loạn. Người trẻ tuổi nói, không cần lo lắng, tất sẽ có lối ra khác, người xưa làm vậy chỉ là để khiến bọn trộm vặt thèm muốn bảo vật này sinh lòng tuyệt vọng mà thôi. Giờ tất cả có thể nghỉ ngơi tại chỗ, nếu thấy thứ gì vừa mắt cứ thoải mái mà lấy, chẳng ai ngăn cản chúng mày cả, nhưng tao cũng phải nhắc nhở chúng mày một câu, chúng ta càng tiến sâu vào bên trong, những thứ chúng mày trông thấy sẽ càng tốt hơn gấp bội, đến lúc ấy không tìm được thứ gì để chứa thì đừng trách tao không nói trước đấy nhé bọn lính đánh thuê hân hoan nhận lệnh tên nào tên nấy còn hưng phấn hơn cả uống thuốc kích thích toàn bộ vẻ mệt mỏi ủ rũ đã bay biến đi đâu mất lữ cánh nam khinh miệt liếc nhìn bọn lính ô hợp rồi bước đến bên cạnh pháp sư á la cùng pháp sư ngước lên quan sát tòa thánh điện của các bậc tiền nhân để lại với ánh mắt sùng kính người trẻ tuổi đứng cách bọn họ không xa lắm ánh mắt cũng nhìn về cùng một hướng với pháp sư á la trên một chiếc bàn cao lớn, có khắc mấy hàng chữ. Những kẻ mê đắm trong tham lam, sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Người trẻ tuổi đọc lên bằng tiếng Trung, cười khẩy một tiếng. Cùng lúc bánh xe khởi động cơ quan và gian phòng đá bị nghiền nát, phía trên hồ tế cũng xảy ra một vài biến cố. Đầu tiên, chấn động dữ dội lan tới, không chỉ chắc một cường ba và mất kinh cảm thấy không ổn, mà ngay cả vị chủ nhân dưới đáy hồ cũng thấy không ổn, nó càng cuồng loạn vung vẩy hơn hỏng nhanh chóng rời khỏi đáy hồ băng lạnh nhưng thể tích của nó dường như quá lớn, làm vậy chỉ khiến một số tượng đá khổng lồ ló lên mặt nước bị đẩy ngã, đổ vật về phía hành lang tròn xung quanh hồ, cộng với chấn động dưới đáy hồ, làm cả đại sảnh khổng một ổ rung lên bần bật, cảm giác như thể đất long núi lở đến nơi. Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh cẩn thận vịn tay vào vách tường, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến khi chấn động yếu dần, Mơ Kinh và Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ra giữa hồ quan sát. Trời đất, anh có nhìn thấy không? Mơ Kinh kinh hãi thốt lên. Trác Mộc Cường Ba nói, lớn như vậy, ai mà không nhìn thấy chứ? Lúc này, một vật thể khổng lồ lù, lù lù xuất hiện ở chính giữa hồ tế, thể tích của nó áng chừng chiếm khoảng một phần tư hồ nước, thân thể mập mạp, phần lộ ra khỏi mặt nước là một lớp biểu bì mọc đầy xúc tu. Thân thể nó quá to lớn, thành thử rất nhiều chỗ bị kẹt giữa các tượng Phật bằng đá, nhưng vì nó quá khỏe, nên các tượng đá đều bị lèn cho ngã nghiêng ngã ngửa. Cái thứ ấy, bảo là sao biển, nhím biển, hải sâm, hải quỳ hay san hô, cá mực, bạch tuộc, cũng đều không sai, dẫu sao chắc một cường ba và mức kin mới chỉ nhìn thấy một phần thân thể nó mà thôi. Lớp biểu bị ấy không ngừng phồng lên xẹp xuống như một con cá nóc đang tức giận, nối liền với rất nhiều dây leo đen đúa. Đến giờ, chắc một cường ba và mức kin mới hiểu, thứ trước đó họ trông thấy chỉ là xúc tu của con quái vật mà thôi. Độ dài những xúc tu này không đồng đều, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét. Xúc tu màu đen hiển nhiên là những phần đã trưởng thành, bên cạnh chúng còn rất nhiều xúc tu khác màu trắng sữa hay trong nhờ ngắn hơn nhiều từng cụm từng cụm trong như xúc tu của hải quỳ bên trong những xúc tu trong nhờ kia lại loáng thoáng trông thấy những sợi đen nhu động không theo quy luật nào cả như một loại ký sinh trùng đang sống ký sinh trong đó hoặc cũng có thể những xúc tu đó có công dụng khác lại có một số xúc tu khác vừa nhỏ vừa dài nhìn bề ngoài hơi giống hải sâm lúc thò ra lúc thụt vào nói một cách tương đối hình tượng con quái vật này giống như một đàn đủ các chủng loại thuộc họ rắn đuôi mọc dính vào nhau nhưng mỗi con rắn lại đều có thể hành động độc lập trông thấy con quái vật chưa từng gặp bao giờ trác mộc cường ba và mất kin kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời liên tưởng đến đoạn văn khác trong hầm mộ trác mộc cường ba mới sực hiểu ra hồ tế chỉ có một chủ nhân duy nhất cái hồ này có lẽ thông với hồ lớn bên ngoài con quái này chui vào đây ăn đến nỗi béo ú ra nên không chui ra được nữa Merkin lại chú ý đến một sự kiện khác vội nhắc nhở trác mộc cường ba nhìn xem có đường rồi thì ra, những bức tượng Phật bị chủ nhân hồ tế chèn cho đổ nghiêng ngả dồn đống, không ngờ đã nối lại thành một cây cầu. Tuy rằng cây cầu này tạo thành bởi rất nhiều tượng Phật và cột trụ mọc đầy rêu xanh chân nhấy, nhưng cả trác mộc cường ba lẫn mất kinh chỉ liếc một cái đã phát ngay trong đầu tuyến đường ra cây cột lớn ở giữa hồ. Đi thôi, trác mộc cường ba bắt đầu hít thở sâu, chuẩn bị cho một loạt các cú nhảy liên hoàn tiếp sau đấu. Bọn họ cần phải rời khỏi nơi này trước khi con quái vật bò lên khỏi đáy hồ bọn họ men theo các tượng phật đạp tường nhảy lên bước chân uyển chuyển như mèo động tác nhanh như vượt trác mộc cường ba thậm chí còn dùng cả dây móc để dẫn dụ xúc tu đang bổ về phía mất kin sau một loạt những động tác như chạy parkour, cua hai người rốt cuộc cũng đến được giữa hồ tới trước cánh cửa trác mộc cường ba đã chọn từ trước chỉ bị mấy phen kinh hãi chứ không gặp hung hiểm gì các bậc thang vươn dài xuống dưới những ngọn lửa nhảy nhót không ngừng hân hoan dẫn đường cho bọn họ chỗ cạnh cửa gồ lên một ký hiệu hình như mũi dùi Trác Mộc quần ba trông thấy ký hiệu đó, thoáng ngẩn người, gã chưa từng thấy ký hiệu nào giống như thế cả. Trên khung cửa màu vàng kim còn có một hàng chữ nhỏ, Trác Mộc quần ba ngẫm nghĩ dây lát rồi dịch ra thành, cần mang theo trái tim thành kính tiến về phía trước. Nhưng gã lại bỏ qua mất một ý nghĩa khác của hàng chữ ấy, con đường chuộc tội. Mắc Kinh nghi hoặc nhìn khung cửa màu vàng kim trước mặt, lờ mờ nhớ hồi nhỏ dường như y đã nhìn thấy thứ tương tự như vậy ở đâu đó rồi. Ông nội y từng nói, Khung cửa màu vàng kim này có một hàm nghĩa đặc biệt, dù là ở quốc gia nào, dân tộc nào, ý nghĩa đó cũng tương thông với nhau. Hai người đi xuống cầu thang hình xoắn ốc theo chiều từ phải sang trái, đoạn đường đầu tiên gần như giống với nhóm lính đánh thuê, chỉ là ở cuối cầu thang không phải một gian phòng đá rộng 200 mét vuông, mà là một kiến trúc kiểu như điện thờ lớn. Tòa đại điện này cao khoảng 10 mét, hẹp và dài, ở giữa là một con đường đá xanh rộng chừng vài mét, hai bên có các loại tượng tạo hình khác nhau tuy so với cung điện mà bọn lính đánh thuê trông thấy thì nhỏ bé hơn nhiều, nhưng đối với Trác Mộc Cường Ba và Mất Kinh, đây vẫn là một điện thờ trang nghiêm hùng vĩ. Đây chính là bạc ba la thần miếu, giọng Mất Kinh không giấu nổi vẻ thất vọng, so với đoạn hành lang dưới đáy hồ hai người đi qua lúc trước, nơi này không khỏi có hơi quá đơn sơ tầm thường. Tượng đá, mặt sàn và cột hành lang đều điêu khắc trần, không tô màu, thậm chí vẫn còn dấu vết đục đéo khá rõ rệt. Ngoài ra cũng không bày biện bất cứ đồ trang trí đẹp đẽ tinh xảo gì, duy chỉ có hai hàng ngọn lửa nhảy nhót không ngừng, làm cả gian đại điện càng toát lên vẻ âm u tăm tối. Trác Mộc Cường ba chú ý đến những bức tượng cao 7-8 mét ở hai bên con đường lát đá. Không thể nói những bức tượng này là tượng Phật được, Trác Mộc Cường ba đã tìm hiểu đại thể về hệ thống tượng Phật của mật giáo, tuy đa số tượng Phật trong hệ thống này đều mang tướng mạo phẫn nộ, bộ dạng cực kỳ hung ác, nhưng gã vẫn có thể dựa trên những tạo hình ấy mà phán đoán được dụng ý của người xưa. Còn những bức tượng này, đều là những tạo hình trác mộc cường ba chưa từng gặp bao giờ. Toàn bộ các bức tượng trong gian điện này có bụng to, mặt nung núc thịt, hơi giống với Phật Di Lặc đang tuét miệng cười nhưng hiển nhiên không phải là tượng Phật Di Lặc. Y phục của các bức tượng rất quái dị, đa phần có tóc, một số còn đội những chiếc mũ kỳ lạ, hoặc mọc sừng, hoặc mũi lợn miệng rắn, đường nét đơn giản mà thô lậu vụng về. Thứ khiến gian đại điện trở nên âm u chính là bụng của những bức tượng ấy. Những cái bụng phình lên trông như bụng bà chửa 10 tháng, Bên trên còn được người xưa điêu khắc những hình tượng ghê rợn. Có cái bụng mọc ra một cái miệng đang há ngoác nhe răng cười, có cái lại vươn ra ba bốn cánh tay trẻ con, có cái mọc đầy những con mắt, có cái thì vỡ toác để lộ một động vật nửa người nửa thú bên trong. Trác Mộc quần ba lấy máy tính của giáo sư Phương Tân ra, chụp ảnh một số bức tượng rồi tiến hành so sánh đối chiếu với các hình ảnh lưu sẵn trong máy, không ngờ lại tìm được một bức ảnh Vương Tụ. Đó là ảnh chụp tượng điêu khắc khai quật được ở khu vực A lý theo khảo chứng thì có lẽ thuộc về thời kỳ văn minh tượng hùng. Có điều, bức tượng này nhỏ hơn nhiều so với những bức ở trước mắt họ lúc này, chiều cao không đến 60cm, song đường nét cũng thô kệch và quái dị như thế, đầu lợn, bụng phình to, trông như yêu quái lợn thành tinh vậy. Ở phần ghi chú của bức ảnh có viết, nghi là thần linh của thời kỳ cổ đại mông muội hoặc có liên quan đến bản giáo cổ đại, trước mắt vẫn chưa phát hiện tác phẩm điêu khắc nào tương tự. Còn ở hàng ý nghĩa tượng trưng và ý nghĩa thờ cũng chỉ thấy ghi, chờ khảo chứng. Trác Mộc Cường ba nói với McKin, đây có lẽ là những thần linh cổ đại nửa người nửa thú ở thời kỳ Văn Minh Tượng Hùng, nói không chừng chỉ là một con đường dẫn đến Bạc Ba La thần miếu, không thể coi là thần miếu được. Ừm, McKin cũng cho là vậy. Hai người men theo con đường lát đá ở giữa, nhận thấy đại điện này tổng cộng có hai mươi mấy tượng thần. Cảm giác bị những thần linh quái dị ở hai bên đường cúi nhìn chằm chằm thật chẳng dễ chịu chút nào, may mà hai người cũng đã đi đến cuối gian điện sâu bên trong đại điện chỉ có một cánh cửa nhỏ bị khóa chặt, hai bên là tường cao sừng sững. Trác Mộc Cường ba nhìn hàng chữ lớn trên bức tường, lại càng thêm khẳng định con đường mình chọn là đúng. Những chữ khác trên bức tường này giống hệt như chữ khác phía bên ngoài thần miếu, một người huyết thống tuần trùng, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không sợ hãi, thân thủ tuyệt thế. Thấy chưa, Trác Mộc Cường ba chỉ hàng chữ lớn đó, nói với Mơ Kinh. Mơ Kinh gật đầu, vuốt tay lên mép cửa nói, thần miếu này. Y chợt trông thấy bên cạnh cửa có một lỗ nhỏ hình vuông, vừa khéo ở ngay bên dưới mấy chữ một người huyết thống thuần chính. Mertzkin dơ đèn lên chiếu thử, rồi thò tay vào trong thì Mộc Cường Ba nhắc nhở cẩn thận có bẫy. Mertzkin ngoảnh đầu lại liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, đây là lần đầu tiên gã nhắc nhở Y cẩn thận. Thoáng sau đó, Y rụt tay, bên trong có một cái tay nắm, nhưng tôi không sao nhúc nhích nó được. Trác Mộc Cường Ba cũng thò tay vào trong xem thử chợt nghe cách cách một tiếng, cái đó là âm thanh ù ù cánh cửa đá đã từ từ nâng lên. Merkin ngạc nhiên thốt, anh làm thế nào vậy? Trác Mộc Cường ba lắc đầu đáp, tôi cũng không lung lay được, không hiểu chuyện gì nữa. Xong cả hai người cũng khỏng muốn tìm hiểu kỹ thêm, chỉ nhìn ra phía ngoài cánh cửa, bên ngoài không có đèn đuốc gì, chỉ thấy một mảng tối om như mực, làn gió ấm kèm theo mùi đất ẩm thổi táp vào mặt. Thế này là sao? Trác Mộc Cường ba bước lên hai bước, đột nhiên bị Merkin vươn tay kéo lại. Merkin dường như vẫn chưa hết kinh hoàng, Chầm giọng nói hết đường rồi trác mộc quầng ba chiếu đèn pha xuống dưới cũng không khỏi toát cả mồ hôi lạnh bên ngoài cánh cửa kia chẳng ngờ lại là một khoảng không gã chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là không biết ngã lăn xuống đâu rồi trác mộc cường ba vịn tay vào khung cửa nhìn xuống dưới chỉ thấy một vùng tăm tối mịt mùng không biết sâu đến bao nhiêu gã lại thò đầu nhìn sang hai bên trái phải không ngờ cũng trống rỗng cánh cửa này mở ra ở giữa vách đá dựng đứng mà vách đá này dường như lại ở trong bụng một ngọn núi nào đó sao lại hết đường, gã đang nửa kinh hãi nửa nghi hoặc, phía đối diện bỗng vẳng lại tiếng cách cách, tựa như có thứ gì gió đang tiến lại phía này. Merkin ủ rũ nói, là cơ quan liên hoàn, đều tại chúng ta nóng nảy quá. Phía đối diện có một chiếc cầu vươn tới, chiếc cầu này, có lẽ gọi là cái thang thì hợp lý hơn. Kết cấu của nó giống như đường dây xe lửa, được chế tạo từ vật liệu không phải kim loại, cũng không phải đá, vươn ra từng bậc từng bậc một. Loại cơ quan này chắc Mộc Cường Ba cùng biết, gã buột miệng thốt lên, công nghệ thang máy của lỗ ban. Merkin nói, ừm, um, bên trên hình như có chữ. Phía trước thang máy còn có hai cây cột không lớn lắm, trông giống như cột đá kỷ niệm lúc xây cầu. Chắc một quần ba cẩn thận đọc hàng chữ khác trên đó, rồi dịch ra, người bước lên con đường này, đừng bao giờ. Đừng bao giờ bỏ cuộc, ừm, um, ý là phía trước có thể gặp khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì át sẽ giành được thắng lợi. Merkin đưa mắt nhìn chắc một cường ba, vẻ mặt đầy nghi hoặc, Đối với trình độ dịch thuật của Trác Mộc Cường Ba, y không khỏi nảy sinh lòng ngờ vực. Bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng đang nghĩ, hình như không phải từ bỏ. Đừng bao giờ gì đây nhỉ? Ừm, tư liệu về mặt này trong máy tính của thầy giáo ít quá. Hai người hết sức dè dặt bước lên thang máy, giữa các bậc thang này trống không, hai bên lại không có tay vịn, bước hụt một bước là tiêu đời ngay. Đi trên thang máy, đèn pha mới miễn cưỡng chiếu được sang tới vách đá đối diện, chắn ngang trước mặt họ một ờ mờ có thể trông thấy một sạn đạo 14 còn mé bên trái và mé bên phải đều là núi đá. Hiển nhiên, địa hình này cũng được hình thành trong tự nhiên, giống như khe nứt lớn dưới lòng đất ở cổ cách vậy, chẳng qua những khe nứt ngầm này không chỉ có một, mà đan xen nhau chẳng chỉ tỏa ra khắp bốn phía như một mạng nhện khổng lồ, bên dưới sâu thăm thẳm, không biết là gì. Người qua ba cổ đại đã xây dựng các sạn đạo ruột dê men theo vách đá dựng đứng, đường đi quanh co, không rõ là thông đến nơi nào phía trên sạn đạo có ánh sáng, nhưng không sáng rõ như đèn đuốc, mà chỉ là ánh huỳnh quang leo lét. Vì khoảng cách xa, ánh sáng lại quá mờ nhạt, nên bọn chắc Mộc Cường Ba và Mức Kim dùng ống nhỏm cũng không nhìn rõ được thứ gì đang phát sáng, chỉ biết là không có phản ứng hồng ngoại. Sang đến đầu bên kia của thang máy, chắc Mộc Cường Ba và Mức Kim mới phát hiện, thứ phát ra ánh sáng ấy hóa ra là những viên đá nhỏ khảm trên vách đá, cũng không biết do con người khảm lên hay tự hình thành nữa. Những viên đá nhỏ này phát ra ánh sáng dịu dịu màu xanh nhạt, độ sáng thực ra rất thấp, ánh sáng của viên đá lớn nhất cũng chỉ chiếu được trong vòng 40cm quanh nó, có điều số lượng những viên đá phát sáng này rất nhiều, cả một vách đá khảm đầy những viên đá lớn nhỏ tựa như một bầu trời đầy sao, thoát sáng thoát tối, nhấp nháy không theo một quy luật nào. Thi thoảng lại thấy phía dưới khe nước dâng lên một màn sương mỏng, tựa như phủ lên những ngôi sao màu xanh nhạt này một tầng xa nhẹ, hình thành nên những quầng sáng mong manh, nhạt dần rồi tan biến. Đây là kiến thức về mặt địa chất mà Lữ Cánh Nam truyền thụ cho bọn Trác Mộc Cường ba có thể nói là không nhiều lắm. Đây chắc là một loại fluorite, nghe nói loại đá này hình thành trong miệng núi lửa, có thể phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt trong thời gian dài, độ cứng không cao lắm, nhưng vì số lượng quá ít nên không nhiều người biết đến, xưa nay vẫn chưa chính thức được liệt vào hàng ngũ các loại đá quý. Merkin đưa ra nhận xét từ góc độ của một chuyên gia về đá quý, sau đó lại thở dài cảm thán, đây tuyệt đối có thể coi là một kỳ quan của tự nhiên, thật nhiều quá đi mất. Hai người một trước một sau đi trên con đường ruột dê, vì phần dưới sạn đạo này không được chống đỡ theo góc nghiêng tạo thành hình tam giác, mà do những thanh giường đá trực tiếp cắm thẳng vào lỗ khoét trên vách đá, mới đầu chắc một cường ba và mất kin còn lo chúng không đủ chắc chắn, đi được vài bước cảm thấy dưới chân vững như bàn thạch, bèn dảo chân bước nhanh hơn. Những viên bảo thạch màu xanh lam lập lòe chớp sáng kia như một sự dụ hoặc thần bí, dẫn đường cho bọn họ tiến lên phía trước. Có điều hai người không biết, lúc này cánh cửa đá bọn họ mở ra kia đang chậm chậm hạ xuống như đồng hồ cắt chảy, còn các tượng thần quái dị trong gian đại điện cũng bắt đầu lần lượt chuyển động, những cái miệng ngoác to trông như đang cười nghiêng ngả. Đi được một đoạn đường, Merkin dần sinh lòng nghi hoặc với con đường nhỏ nhúm sắc lam nhàn nhạt, nhạt này, y cảm thấy có gì đó không ổn, xong lại không tìm ra nguyên nhân. Chắc một quần ba vẫn là người có phản ứng trước, xem chừng, những viên đá chất sáng lập lè này dường như có thể mang đến một số ảo ảnh thị giác, đồng thời sạn đạo nhỏ không có tay vịn và vực sâu vô tận tối tăm phía dưới cũng tạo thành một dạng hiệu ứng đặc biệt. Cơ thể bọn họ đang tự điều chỉnh một cách vô thức, chắc một cường ba phát giác, thân thể mình dường như trở nên nhẹ hơn, rõ ràng là hiệu ứng thị giác kia đã khiến gã có cảm giác không thực chất. Đi nhanh lên, chắc một cường ba nhắc nhở, khi não bộ hoàn toàn cho rằng chúng ta đang bay, chúng ta sẽ không thể khống chế được cơ thể này nữa đâu. Merkin đấm mạnh vào mấy viên đá phát sáng trên vách núi, sự đau đớn kích thích y hồi phục lại một phần cảm giác chân thực, kế đó, y bỗng giơ tay ra chỗ ánh sáng nhìn chăm chú. Sao thế hả? Trác Mộc Cường ba hỏi. Merkin lắc đầu, không có gì, tay tôi không hiểu bị thương từ lúc nào, có một vết thương rất nhỏ. Kích thích có thể khiến anh thoát khỏi ảo giác, thử xem. Trác Mộc Cường ba vẫn tiếp tục tiến lên, nói, tôi không cần. Gã nghĩ đến bàn tay bị thương của Merkin, cũng không kìm được xòe tay ra xem thử. Kỳ lạ, lòng bàn tay gã cũng có một vết thương rất nhỏ, nhưng không thấy đau đớn gì, đến giờ nhìn thấy mới có cảm giác hơi tê tê. trác một cường ba bỗng nảy sinh liên tưởng, chẳng lẽ là do lúc nãy mở cửa. Con đường không thể quay đầu. Một đợt chấn động lan đến làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Trác Mộc Cường Ba, gã dừng lại đưa mắt quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì khác thường cả. Trác Mộc Cường Ba bất giác tự nhủ, chẳng lẽ lại là ảo giác. Ngoảnh đầu ra phía sau, gã thấy Merkin đang ngạc nhiên hỏi mình, anh có cảm thấy chấn động không? Không phải ảo giác à, chắc một cường ba lầm bẩm Liệu có phải con đường này có vấn đề? Merkin nhắc nhở. Đường, chắc một quần ba thoáng trầm ngâm bỗng sực hiểu ra, tôi nghĩ ra rồi, ý của câu đó là, đặt chân lên con đường này, đừng bao giờ quay đầu lại. À, anh, Merkin rốt cuộc cũng không nhịn nổi tức tối gắt lên, chắc một cường ba, anh là đồ con lừa. Y vội lấy ống nhòm ra, chỉnh chế độ giả quang lên mức cao nhất, rồi đưa lên mắt quan sát. Sạn đạo do những trụ tròn ghép lại dưới chân hai người đang bị thứ gì đó đẩy ra ngoài, từng cây từng cây trụ lần lua tuột khỏi hốc khoét trên vách đá. Con đường sau lưng họ đã hoàn toàn bị cắt đứt, hơn nữa tốc độ sụp đổ cũng cực nhanh, chỉ trong giây lát sẽ đuổi kịp hai người bọn họ. Mau, mau lên, mơ luôn miếng thúc giục, những trụ tròn dưới chân chúng ta sẽ tự động bị đẩy ra khỏi hốc đá rơi xuống, sắp tới đây rồi hai người bắt đầu chạy thuộc mạng trên con đường ruột dê chật hẹp Hỏa vô đơn trí khi những trụ đá rơi nhanh sắp đuổi kịp bọn họ phía trước lại hết đường trác mộc cô ường ba dừng phát lại làm mớkin suýt chút nữa thì huyết gã rơi xuống ông làm cái gì vậy anh làm gì đấy hai người đều nổi cáu gầm lên nhưng tình thế đương khi khấn cấp kiên nhìn rõ tình hình phía trước cơn tức liền xẹp xuống tắp lự tính sao giờ trác mộc cường ba nói người xưa có để lại một con đường giờ chỉ xem chúng ta có vượt qua được không thôi. Trác Mộc Cường ba giờ đèn pha lên, chỉ thấy mấy cây gậy có vẻ bằng kim loại, thoạt trông như chiếc đòn gánh cắm vào vách núi, mỗi cây gậy cách nhau khoảng chừng mấy mét, có điều, vị trí của những cây gậy này lại thấp dần xuống. Giờ làm sao? Merkin trao mày hỏi. Trác Mộc Cường ba nói, ông đã xem tiết mục siếc đu cầu vồng vô tích bao giờ chưa? Nói dứt lời, gã cũng không kịp giải thích gì nhiều, lập tức làm mẫu cho Merkin. Chỉ thấy hai tay gã bám vào cây gậy, mượn lực lao xuống lộn một vòng rồi buông tay cong người lộn ba vòng rưỡi trên không duỗi người ra bám vào cây gậy tiếp theo cứ thế lặp đi lặp lại nhanh chóng nhảy xuống bên dưới chơi trò người bay hả mơ kin chắt lưỡi có điều tình thế cấp bách y cũng không nghĩ ngợi được nhiều vội nhảy theo trác mộc cường ba xuống dưới y vừa rời khỏi sạn đạo cây trụ đá cuối cùng cũng vừa khéo bị đùn ra khỏi vách đá rơi xuống vực sâu tăm tối cây gậy nhỏ cắm vào vách đá đó quả nhiên được đúc bằng kim loại Tuy người xưa đã xử lý chống oxy hóa rất tốt, nhưng trải qua nghìn năm bị hơi xương ăn mòn, những cây gậy này sớm đã không thể chịu nổi sức nặng. Lúc trước đã bị chắc một cường ba đu người lên, đến lượt Muskin mới lộn được nửa vòng. Cây gậy kim loại đã từ từ uốn cong lại, khiến Y giật bắn mình, vội vàng buông tay. May mà trong lúc hoảng loạn vẫn kịp bám được vào cây gậy thứ hai, tình huống cũng giống hệt như vậy. Song Muskin lại cho rằng người xưa có ý thiết kế như vậy, đã gọi là con đường không thể quay đầu vậy thì hiển nhiên những cây gậy kim loại này chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Khóa huấn luyện đặc biệt lữ cánh nam dành cho bọn Trác Mộc Cường 3 đã dần dần phát huy tác dụng, trình độ đu xà của Trác Mộc Cường 3 cao hơn mức kim hẳn mấy bậc, chỉ thấy gã lộn một vòng rồi lại một vòng, động tác thuần thục vô cùng, khi xoay mình trên không trung vẫn còn nhìn rõ được vị trí của cây gậy tiếp theo. Sau khi đu qua mười mấy cây gậy, gã phát hiện khoảng cách đến cây gậy tiếp theo quá xa, đang lấy làm kinh hãi thì bỗng liếc thấy trên vách đá có một chỗ gồ lên rất nhỏ, Rõ ràng dùng để đạp chân lên, liền không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ xuống điểm đạp chân đó một cách chuẩn xác, đồng thời chân kia cũng không dừng bước, sử dụng kỹ thuật chạy trên tường nghiêng người lao xuống dưới, sau 7-8 bước, đà lao giảm dần, rốt cuộc cũng với được đến cây gậy ở đằng xa. Hai người cứ lao một mạch không ngừng như thế, có lúc vách núi bỗng thu hẹp lại, hai vách áp sát nhau tạo thành một khe nhỏ, ở giữa lại không có cây gậy nào, chỉ có mấy kẽ nứt nhỏ xíu đến độ gần như không nhìn thấy trên vách đá. Khi ấy Trác Mộc Cường ba buộc phải dùng kỹ thuật nhảy lật người trong môn vác cua, mũi chân áp sát vào vách đá, ngón tay phải móc được vào khe nứt một cách chuẩn xác, sau đó cả tay và chân phát lực, xoay người bật sang phía vách đá đối diện, cứ lặp đi lặp lại, hoặc lên hoặc xuống, cơ bắp toàn thân căng cứng, tuyệt đối không được phép để xảy ra bất cứ sai sót nào. Trác Mộc Cường ba cứ thế đu xà lao đi vun vút, sau mười mấy lần lộn nhào lại chạy đạp tường khoảng 7-8 mét, rồi nhảy lật người. Sau đó lại phải xoay người bám vào những cây gậy kim loại cắm vào vách đá, đu lên, lột nhào trên không. Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao lâu sau, gã mới tìm được một điểm đặt chân ở không gian tăm tối phía bên dưới. Chỗ đặt chân này giống như một cái giường đá bị gãy, nằm vắt vẻo giữa không trung. Trác Mộc Cường ba lộn người phóng xuống, lăn mấy vòng trên giường đá rồi mới dừng lại. Gã duỗi tứ chi mỏi như, ngoảnh đầu nhìn lại xem Merkin có ở phía sau không. Gã cũng từng lo lắng không biết Merkin có thể theo kịp mình hay không, nhưng rồi lại nghĩ, mình không cần phải lo chuyện sống chết cho loại người như Merkin làm gì. Có điều, từ đầu chí cuối không nghe thấy tiếng kêu thảm của Merkin, chắc Mộc Cường Ba cũng thầm yên tâm phần nào. Giữa bóng tối mịt mùng trong không gian lạ lẫm đầy rẫy những cảm bẫy chưa biết và bóng tối mịt mùng này, có một kẻ địch bên cạnh bầu bạn cũng còn đỡ hơn phải đơn độc một mình. Chắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu, chỉ thấy không gian phía sau tối đen như mực, không thấy bóng dáng Merkin đâu cả, lẽ nào y đã rơi xuống rồi sao? Gã đang băn khoăn, chợt thấy Mokin xuất hiện ở chỗ nhảy lật người giữa hai vách đá, rồi cũng đu qua từng cây kim lịa phi xuống, tuy động tác còn hơi vụng về hoảng loạn, song cũng không xảy tay lần nào. Mokin ở trong bóng tối trông thấy Trác Mộc Cường ba trước cả khi Trác Mộc Cường ba trông thấy y, vội luôn miệng hô lớn, còn ngẩn ra đó làm gì. Đi mau, mau lên, đừng dừng lại. Thì ra, Mokin ở phía sau nên nắm rõ những biến hóa trên con đường độc đạo này hơn Trác Mộc Cường ba nhiều, những cơ quan kia vẫn luôn đuổi miết sau lưng y, Y vừa buông tay khỏi cây gậy kim loại nào, cây gậy ấy liền bị đẩy ra khỏi vách đá, hệt như những trụ đá tạo thành sạn đạo phía trên kia vậy. Y vừa nhún người rời khỏi điểm đặt chân, dẫm lên mặt tường thì điểm đặt chân ấy lập tức sụt ra, lúc Y nhảy lật người giữa hai vách đá, kẽ đá để móc tay vào cũng lần lưu ợt biến mất cùng với một trận chấn động nhỏ. Merkin chỉ liếc nhìn ra phía sau một cái đã hiểu ngay, nơi này tuyệt đối không được dừng lại dù chỉ một giây lát, lại càng không có cơ hội để làm lại lần thứ hai. Trác Mộc Cường Ba cũng đã trông thấy, hễ mắc kim chụp phải cây gậy kim loại nào, sau khi y buông tay ra, cây gậy đó liền như bị thứ gì đó vô hình đùn ra ngoài, rơi xuống. Mỗi lần liếc về phía sau như thế, mắc kim thậm chí không dám chần chừ dù chỉ một giây, y tức thì lộn nhào trên không bổ tới chỗ cây gậy tiếp theo. Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía mắc kim, lùi lại mấy bước, cái đó liền xoay người tăng tốc ngay tức thì, ai biết được loại cơ quan kia có lan đến cái giường đá này hay không chứ. Merkin cũng nhảy xuống giường đá, nhanh chóng đuổi kịp Trác Mộc Cường Ba, nhưng không phải vì Trác Mộc Cường Ba chạy không nhanh, mà vì đường tiến lên phía trước của họ lại bị cắt mất lần nữa. Lần này không giống như vừa nãy nữa, xung quanh đều là vách đá dựng đứng, thậm chí không có lấy một khe hở chứ đừng nói gì đến những cây gậy bằng kim loại. Bọn họ như thể rơi xuống một cái lưỡi dài đang thè ra, chạy từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi rồi hết đường, hết đường một cách triệt đề. Chấn động quả nhiên đã lan truyền đến giường đá này, phỏng chừng nó cũng sẽ bị long ra và rơi xuống khỏi vách đá giống những cây trụ phía trên kia. Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn bình tĩnh, giờ cũng không khỏi có chút hoảng hốt, không ngờ vượt qua bao gian khổ khó khăn, rốt cuộc lại đâm đầu vào tuyệt lộ thế này. Không đúng, Merkin nói với giọng khẳng định chắc chắn, không đúng. Nếu nói về những trải nghiệm thập tử nhất sinh, kinh nghiệm của y phong phú hơn Trác Mộc Cường Ba rất nhiều, không phải vô cớ mà lần nào y cũng có thể sống sót trở về. Trong khoảnh khắc nguy ngập ấy, Merkin trần nhớ lại hàng chữ khác trên cửa, một người trí tuệ tuyệt luân. Chắc Mộc Cường ba từng dịch ra cho y như thế, đồng thời, sự kiện gặp phải bức tường khổng minh lúc ở cuối hành lang dưới đáy hồ cũng hiện lên trong óc y. Những người qua ba cổ đại kia rõ ràng rất thích thiết kế những cơ quan cảm bẫy khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Giờ đây, trước mặt họ lại là một con đường cụt, trường hợp này chỉ có hai khả năng, một là chắc Mộc Cường ba chọn sai đường, nhưng từ đầu tới giờ, y cũng có để ý, hình như không có ngã rẽ nào khác, Vậy thì chỉ có một khả năng nữa, đây là một loại cơ quan cạm bẫy do đám người qua ba kia thiết kế, một cơ quan khiến người ta nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Trong chớp mắt, không biết đã có bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Mokin, y đột nhiên đẩy chắc một cường ba sang một bên, dồn sức đạp mạnh vào vách đá trước mặt. Báp một tiếng, càng chân Mokin bị vách đá cứng rắn phản chấn lại tê dần, nhưng y đã nghe được âm thanh vẳng ra từ bên trong. Vách đá này chỉ dày chưa đến 30 cm, vẫn còn hy vọng chấn động mỗi lúc một dữ dội, chỗ mép giường đá bụi bắt đầu rơi xuống là tả, không ngừng có những viên đá nhỏ này bật lên. Merkin lấy ra mấy miếng kẹo cao su, bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm, lẩm bẩm nói, đánh cược một ván thôi vậy. Trác Mộc Cường ba hỏi, ông nói gì cơ? Merkin đẩy Trác Mộc Cường ba ra, dính kẹo cao su lên giấy bạc rồi ấn lên vách đá, đoạn rút một quả lựu đạn, nói với gã, lùi lại, nằm xuống. Chuẩn bị sẵn sàng để nhảy, Rút lời, bản thân y cũng lùi lại mấy bước, ném lựu đạn vào chỗ dán giấy bạc, rồi lập tức thụp người xuống giường đá. Âm, ánh lửa còn chưa tắt, Mokin đã nảy bật người lên như một con cá, lao thẳng vào miệng hang vừa bị phá vỡ ra. Cùng lúc ấy, chấn động mãnh liệt khiến cho giường đá gãy lìa từ gốc. Trác Mộc Cường ba tuy chưa kịp chui vào trong, nhưng cũng chuẩn bị sẵn, đúng vào khoảnh khắc rô ẩn đá trầm xuống, gã đã kịp thời nhổm lên bám vào mép hang động. Khi Trác Mộc Cường ba đã an toàn, đang định đưa người lên chui vào hang, bỗng thấy mức kiên tái mặt xoay người chui ra, học theo gã đeo người phía bên ngoài miệng hang, y lại chỉ dùng một cánh tay. Sao hả, chắc một cường ba còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng ầm ầm vang tới, một quả cầu đá lớn đường kính ít nhất cũng phải 3 mét một ao vụt ra ngoài, rơi xuống vực sâu tối om như mực bên dưới. Cũng may là cửa hang nổ ra đủ lớn, mà hai người đều bám vào chỗ khe hở giữa quả cầu đá và cửa hang, nên không bị nhiến phải. Rất có thể, chấn động vừa nãy chính là do quả cầu đá này gây nên hai người đều treo mình lơ lửng bên ngoài mép hang động, nhìn sắc mặt tái mét của đối phương, há miệng thở hổn hển. Merkin dường như vẫn chưa dám tin đó là sự thật, lẩm bẩm nói, cạm bẫy liên hoàn đáng sợ thật, tôi đã đi nhiều nơi, vậy mà cũng chỉ mới gặp lần đầu tiên. Dứt lời, Merkin chừng như định bò lên, nhưng lại bị Trác Mộc Cường ba kéo tay giữ lại, đừng gấp. Tuy chấn động mãnh liệt đã qua đi, nhưng Trác Mộc Cường ba vẫn cảm thấy vách đá dường như đang rung lên nhẹ nhẹ, ở nơi này tuyệt đối không thể lơ là dù chỉ một mảy may, bọn họ đã có mấy lần suýt toi mạng rồi. Hai người đợi thêm khoảng 7-8 phút, cánh tay đeo lơ lửng đã bắt đầu tê dại mà vẫn không thấy gì bất thường. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị trèo lên, đột nhiên vách đá lại rung lên một chập, chỉ nghe từ rất sâu bên trong hang động truyền ra một tiếng thình, dường như có vật nặng nào đó rơi từ trên cao xuống, kế đó là một loạt tiếng huỳnh 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 nặng nề vẳng tới. Quả nhiên, quả cầu đá khổng lồ thứ hai đã lao ra theo quỹ tích của quả cầu trước, chắc một cường ba và mất đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt nhau, không biết có còn quả cầu đá thứ ba nữa hay không. Ánh mắt hai người gặp nhau, ngay tức thì, cả hai gần như cùng lúc dồn sức bật người trèo vào hang động, không dám dừng lại, lập tức huồng chân chạy một mạch. Bên trong miệng hang do mất phá vỡ là một thông đạo hình tròn cao khoảng 3 mét, nếu có quả cầu đá nào lăn xuống nữa, thông đạo này sẽ kín mít, không có khe hở nào, cũng không có đường nào khác hai người chạy men theo con dốc, cảm giác như thể đang ở trong đường tàu điện ngầm vậy. Cả hai không dừng lại lấy hơi, cũng mặc kệ mình đang kiệt sức, chạy được nhanh chừng nào thì nhanh chừng ấy, cho đến khi leo lên đỉnh dốc, tới điểm cuối cùng của thông đạo hình ống đó, họ mới nhìn thấy một thông đạo khác ở phía trên, cách mặt đất chừng 7-8 mét. Quả cầu đá hiển nhiên là lăn từ trên đường hầm kia xuống. Sau khi chắc chắn vị trí hiện tại của họ không thể bị quả cầu đá đụng chúng, hai người mới dừng lại, một người dựa vào vách đá, người kia hai tay chống gối thở hổn hển thậm chí không còn sức nói chuyện nữa. Tim họ lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết, nước bọt trong cổ họng tiết ra rất xuống thành dòng nơi khóe miệng. Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh cứ đứng thở hồng hộc như vậy mười mấy phút đồng hồ, không thấy có quả cầu đá nào lăn xuống nữa. Bấy giờ hai người mới dần bình tĩnh trở lại, Trác Mộc Cường Ba hỏi, đi bên nào? Cuối đường hầm hình ống ấy là một đường hầm khác cắt ngang, họ đang đứng ở chính giữa ngã ba hình chữ T, hai bên đều đi được. Trác Mộc Cường ba giờ đã không dám dẫn đường bậy nữa, vì vậy mới quay sang trưng cầu ý kiến McKin. McKin trợn trừng đôi mắt xanh lên, hết ngó bên trái rồi lại ngó bên phải, đường đi hai bên giống hệt nhau, hơi dốc xuống dưới, y cũng không biết nên đi hướng nào, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng lại nhìn sang phía Trác Mộc Cường ba, mà Trác Mộc Cường ba cũng đang chố mắt ra nhìn y. Hai người lồng ngực phập phồng, cứ vậy đốn mặt ra nhìn nhau, không nói một lời nào. Rốt cuộc, vẫn là Trác Mộc Cường ba lên tiếng trước đi bên phải vậy, gặp đường nhánh thì rẽ phải, đây cũng là một thông lệ trong mật giáo. Hai người đi vào lối bên phải, không bao lâu liền gặp một đại điện đèn đuốc sáng trưng, kỳ lạ nhất là cả đại điện này lại chỉ có một khung cửa nhỏ, không lớn hơn cửa chống trộm bình thường là mấy, bức tường ngăn cách giữa đại điện với đường hầm hình ống bên ngoài rất dày. Merkin cẩn thận xem xét cửa đá phía trên khung cửa ấy, sau đó lo lắng bảo chắc một cường ba, nếu cánh cửa đá này sập xuống, sợ rằng khó lòng mà mở ra được hai người nhìn qua khung cửa vào bên trong, chỉ thấy bốn vách tường đều lấm tấm vết máu, chính giữa đại điện là vô số bộ xuân người. Trông thấy cảnh tượng ấy, cả hai càng thêm rẻ rặt. Mặt sàn đại điện có một rãnh lớn hình tròn, bên trong hình tròn lại có rất nhiều rãnh nhỏ, hình thành nên các ký hiệu và đồ hình của mật giáo. Phần còn lại, dường như dùng vật liệu gì đó đắp lên, trải qua nhiều năm tháng những thứ này đều đã mục nát, dẫm chân lên phát ra tiếng lạo xạo như đang đi trên đống cành cây khô mục, đồng thời cũng làm vẩn lên vô số bụi đất ở bốn hướng đông tẩy nam bắc của hình tròn ấy dựng rất nhiều cây cột to bằng miệng bát trên thân cột lại có các nhánh kim loại đâm ra theo phương ngang lởm chởm gai nhọn trên những gai nhọn đó treo lơ lửng những bộ xương người không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng vậy mà đều còn nguyên vẹn không hề rời ra chẳng qua có một vài bộ bị treo ngược đầu cắm xuống đất chân trồng lên trời nhìn xa trông như vô số xác kiến treo trên cành cây lúc đến gần hai người mới phát hiện chỗ nối giữa các khớp xương đều được buộc bằng sợi vàng sợi bạc, chẳng trách vẫn giữ được nguyên vẹn hình người. Bên trong hình tròn, cũng có rất nhiều giá đỡ nhỏ, cao khoảng 2 mét. Mỗi giá gồm một cây cột trống và một vật thể hình chữ vạn ngược, trên chữ vạn ngược ấy cũng đầy những gai nhọn, nhưng không có bộ xương nào. Chắc một cường ba để ý thấy bên dưới những giá đỡ nhỏ ấy đều có máng dẫn, kết cấu rất giống với kết cấu huyết trì. Phòng trừng đại điện này được xây dựng để phục vụ cho lại hình tế bái nào đó, một trận gió âm thổi đến, những bộ xương trắng treo lơ lửng trên cao đung đưa qua lại, những khúc xương va chạm vào nhau, phát ra những tiếng kéo kẹt giận người. Lại một trận gió nữa phất qua, âm thanh lớn dần, vang vẳng trong đại điện rộng lớn, tựa hồ mỗi bộ xương trắng kia đều hồi phục sức sống, đang ngoác miệng ra cười khành khạch. Trác Mộc Cường Ba và Mức Ký Lô Mét vừa mới trải qua một phen thập tử nhất sinh, giờ lại gặp phải gian đại điện này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an, chỉ sợ bước sai một bước sẽ lại phát động cơ quan cảm bẫy nào đó, nên cũng chỉ đi vài bước phía bên ngoài vòng tròn, không dám tiến vào trung tâm. Hay là chúng ta đi lối kia vậy? Merkin đề nghị, chắc Mộc Cường Ba lập tức đồng ý ngay, được. Hai người bèn quay ngược trở lại ngã ba, đi vào lối rẽ phía bên trái. Ở cuối đường, họ cũng thấy một gian đại điện khác, cũng chỉ có một khung cửa nhỏ. So sánh ra đại điện này sạch sẽ hơn gian điện phía bên kia nhiều, có điều lại sạch sẽ đến mức hơi bất bình thường. Sàn bên trong đại điện lát bằng đá phiến, không có cây cột nào, cũng không có tượng Phật hoặc bất cứ đồ đạc, hình thù điêu khắc gì khác, trống rỗng như thể một nhà kho bỏ hoang. Từ đầu bên này đến đầu bên kia đại điện khoảng tầm 4-500 mét, chắc một cường ba ngồi xổm xuống giờ tay lên một phiến đá lát sàn, nói, sàn nhà này rất có thể có vấn đề. Khoảng cách xa như vậy, nếu là sàn nhà lật, bên dưới đầy gai nhọn thì rất khó vượt qua được. Đúng vậy, sạch sẽ quá. Mơ Kinh cũng đồng tình, chợt nghe chắc Mộc cường ba kêu lên, nhìn phía trên kia xem. Merkin ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn bộ phần trần đại điện điêu khắc chi chít hình đầu của một loại thú nào đó, nhìn qua ống nhòm, hai người sơ bộ phán đoán đây là đầu rồng, mang đậm phong cách thời đường. Merkin biết rõ dân tạng thời kỳ thổ phồn cũng cực kỳ sùng bái rồng, có điều, chạm trổ nhiều đầu rồng thế này trên trần một gian đại điện kiểu như vậy không thể nào chỉ để trang sức. Trác Mộc Cường Ba cũng đang quan sát những đầu rồng, chưa phát hiện ra điểm gì đặc biệt, tạo hình của chúng giống hệt nhau, áng chừng chỉ to cỡ nắm tay, nhưng lại tỏa ra nhiều hướng khác nhau, đồng tây nam bắc, hướng nào cũng có. Miệng rồng có thể sẽ phun ra thứ gì đó. Merkin ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba, bảo gã ném ba lô ra thử xem sao. Trác Mộc Cường Ba lấy máy tính và một số đồ không tiện va đập ra, rồi cầm ba lô lăng vào phía trong khung cửa, không thấy có phản ứng gì. Gã lắc lắc đầu, Merkin lại nói, dùng dây thừng. Trác Mộc Cường Ba hiểu ý, lấy dây thừng buộc vào ba lô, ném ra xa hơn nữa bịch, chiếc ba lô rơi xuống đất, vẫn không có phản ứng gì. Trác Mộc Cường ba nói, hay vì thời gian đã quá lâu, cảm bẫy mất tác dụng rồi. Merkin lắc đầu, những cảm bẫy chúng ta gặp phải từ trước đến giờ, có cái nào mất tác dụng chưa? Trác Mộc Cường ba đã đứng trên một phiến đá lát sàn, gã rộm chân bước lên trên hai bước, ngoảng đầu lại nói, an toàn. Merkin cho mày. Nếu đi tới giữa điện những cơ quan cảm bẫy kia mới khởi động thì thực sự không có cách nào tránh được, và lại, dựa trên kinh nghiệm hai lần trước đó, rất có khả năng đám người qua ba cổ đại kia sẽ thiết kế kiểu bẫy này. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Merkin vẫn dẫm chân lên sàn đại điện đi lại hai vòng. Bọn họ đã kiểm tra kỹ lưỡng, phần rìa bên ngoài này không bị chìm xuống, lật ngược, hay có hệ thống cảm ứng áp lực, nhưng đi ra giữa đại diện tình hình ra sao thì rất khó nói. Hai người vẫn quyết định tiến lên phía trước, dẫu sao cũng không thể ở mãi trong đường hầm này được, và lại nếu những đầu rồng kia có phun ra thứ gì, hai người cần bảo vệ đầu và tay là được. Bộ đồ do Merkin thiết kế có thể chống đạn, cũng không đến nỗi không ngăn được ám khí hay cung nỏ của người xưa. Merkin thầm nhủ, nếu có cả mũ bảo hiểm thì hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch sang đầu bên kia rồi. Hai người áp sát chân tuần tiến lên, thầm tính nếu xảy ra sự cố thì có thể nấp vào góc chết của những đầu rồng ấy. Dù sao thì hai người đều đã quan sát kỹ phương vị cũng như góc nghiêng của chúng, chỉ cần men theo bờ tường leo lên cao là có thể tránh được các thứ phun ra từ trong miệng rồng dọc theo bờ tường có một hàng lỗ nhỏ phỏng chừng có thể bắn ra tên hay phi tiêu gì đó song chỉ cần họ có thể cố định thân người trên tường thì cũng tránh được ám tiễn do những lỗ nhỏ này bắn ra hai người bọn trác mộc cường ba đã đi được nửa đường vẫn không thấy gì khác lạ nhưng không ai dám lơ là mỗi khi dẫm lên một phiến đá lát sàn mới họ đều phải kiểm tra trước xem chỗ mép núi có lung lay không rồi dùng lực ấn lên xem có biến cố gì không sau đó mới dám tiếp tục tiến bước khi gần đến chính giữa đại điện Trác Mộc Cường Ba để ý thấy trên tường có hai vòng tròn, nhỏ hơn vòng tròn lớn trong gian đại điện phía bên kia, nhưng đường kính cũng đến 5-6 mét, bên trong vòng tròn là các ký hiệu và đồ hình mật giáo, nhìn kỹ lại thấy rất giống hình vẽ thái cực bát quái. Hai vòng tròn này đối xứng nhau ở giữa gian đại điện, không biết có tác dụng gì. Merkin đứng bên cạnh Trác Mộc Cường Ba thúc giục, đi được chưa? Ừm, Trác Mộc Cường Ba đáp một tiếng, gã đột nhiên phát hiện vòng tròn trên bức tường đối diện dường như đang chuyển động, bèn vô thức ngoảnh lại nhìn bức tường mình đang áp vào. Quả nhiên, vòng tròn trên bức tường bên này cũng đang chuyển động. Không phải là ảo giác, chắc một cường ba mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã tỉnh táo ý thức được rằng đây không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, gã đã buột miệng thốt lên, cẩn thận. Merkin vừa nghe chắc một cường ba kêu lên, liền biết ngay có chuyện chẳng lành. Chỉ nghe hai tiếng thịt thịt, hai cánh cửa ở hai đầu đại điện cùng lúc hạ xuống, biết chặt lối vào và lối ra. Merkin chua chát thầm nhủ, lần này toi đời rồi. Hai người gần như cùng lúc bật ra câu hỏi, rốt cuộc anh trên ông đã chạm phải cái gì? Nhưng ngay sau đó họ lập tức nhớ ra, cả gian đại điện này trống rỗng, cho dù có va phải thứ gì cũng tuyệt đối không thể không phát giác ra được, như vậy nghĩa là hai người họ đều không đụng phải bất cứ gì cả. Trong khoảng khắc chắc một Cường Ba và Merkin ngần ra, hai vòng tròn trên tường cơ hồ như đã tăng tốc độ, nhưng ngay sau đó, họ đã nhận ra, không phải đồ án hình tròn đang chuyển động, hình tròn trên tường ấy không hề nhúc nhích, mà là cả gian đại điện này đang chuyển động. Cả gian đại điện hình chữ nhật đột nhiên xoay 180 độ theo trục giữa, chắc một cường ba và mất còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, cả người đã thình lình lơ lửng giữa không chung, sau một thoáng mất trọng lực ngắn ngủi, họ liền rơi từ độ cao 3-4 mét xuống mặt đất, lăn lông lốc 7-8 vòng, không còn phân biệt được phương hướng nào nữa. Chắc một cường ba thấy đau, vị trí tiếp xúc với mặt đất trước tiên là eo lưng dường như bị thứ gì đó cộng lên, hai tay trống xuống, bàn tay cũng sở thấy thứ gì đó gồ ghề, lòng bàn tay cũng hơi đau đau. Trác Mộc Cường ba cúi đầu nhìn, liên đờ người ra, sao lại thế này? Mặt đất không phải là sàn nhà phẳng phiêu hay sao? Trần nhà đều là những đầu rồng chi chít, tại sao? Tại sao mình lại dẫm lên đầu rồng? ngẩng đầu nhìn lên, trời đất, sàn nhà sao lại trở thành trần nhà vậy chứ? Đầu óc mơ kinh cũng trống rỗng, trước đó y đã thầm sự đoán về các loại cạm bẫy ở đây y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng chẳng hạn như đầu rồng có thể phun ra tên phun nước hoặc chất dọc chỉ là không thể ngờ cả gian đại điện bằng đá lại hoàn toàn đảo ngược lộn tùng phèo như thế này nhưng những người thiết kế ra cạm bẫy không định để cho hai kẻ hồ đồ như bọn họ nhiều thời gian mà nghĩ ngợi cả hai còn chưa kịp đứng lên những đầu rồng bên cạnh họ đã bắt đầu chuyển động chỉ thấy vô số các đầu rồng kia nhô lên từng cái từng cái một có cao có thấp hệt như những mẫu chữ chỉ dùng trong in ấn thời xưa. Toàn bộ các đầu rồng nhô lên đều xoay về phía Trác Mộc Cường Ba và Mức in vẫn ngây ra chưa kịp phản ứng gì. Không ổn, hai người đều phản ứng cực nhanh, cùng lúc bật người lên, lăn về phía không có đầu rồng chĩa vào. Ban đầu họ tính là đi men theo bờ tường, sẽ có góc chết mà đầu rồng không thể bắn tới, giờ cả gian đại điện đã lộn ngược, đầu rồng đều ở dưới chân, thêm vào đó, những đầu rồng này có thể dịch chuyển lên cao hoặc xuống thấp, khiến cho toàn bộ cảm bẫy này không còn bất cứ góc chết nào nữa. Hai người bọn chắc Mộc Cường Ba chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy giữa trận địa toàn những đầu rồng quái dị ấy. Khốn nỗi, hai cánh cửa ở hai đầu đã bị bít kín họ có chạy thế nào thì cũng không thể thoát khỏi gian đại điện bằng đá này. Tuy tốc độ cả hai đều rất nhanh, nhưng những đầu rồng kia cũng không ngừng tăng tốc theo, mỗi khi một trong hai người đặt chân xuống, xung quanh liền có đầu rồng bật lên ngay tắp lực, cái cao cái thấp, phun ra một trận mưa kim châm rồi lại tụt xuống trở về vị trí ban đầu. Trác Mộc Cường Ba và Mức Kim kẻ lăn người bò hết nhảy lên lại thụp xuống, giờ đủ 18 ban võ nghệ, chỉ nghe trên không trung toàn những tiếng kim bay vù vù vù, bỗng Mức Kim loạn trọng bổ về phía trước, hiển nhiên là đã trúng chiêu. Vai phải Trác Mộc Cường Ba nhói lên, gã hít vào một hơi khí lạnh, thầm chửi áo chống đạn của tên Mức Kim này không chắc chắn. Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Mức Kim được, ngoại trừ đạn phá giáp, đại đa số các loại đạn đều không hạ gục đối phương bằng sự bén nhọn của đầu đạn, mà những mũi kim này lại vừa nhọn vừa sắc, đầu kim nhỏ như lông trâu, thậm chí còn phát ra ánh sáng lành lạnh, áo chống đạn chặn được thân kim, chứ không thể ngăn được đầu mũi kim. Thực ra, cũng may là có bộ áo chống đạn này, nên những mũi kim bắn chúng người họ chỉ đâm vào thịt được chừng 2-3mm. Chỉ khốn nỗi, chính vì cách ra 2-3mm ấy là chỗ đau nhất khi bị kim chích vào. Mỗi lần chúng kim châm, cơ thể hai người đều không tự chủ được mà vặn vẹo cả đi, nhất thời, bao nhiêu tư thế quái dị nhất đều bày ra hết, chốc chốc lại vang lên những âm thanh hự, ối, á kỳ dị. Hai người nhanh chóng phát hiện ra, dù họ có né tránh thế nào cũng vô dụng, họ nhảy càng nhanh, tốc độ bật lên và bắn kim châm của các đầu rồng cũng nhanh theo, hy vọng duy nhất của họ là mỗi cái đầu rồng ấy đều không lớn lắm, chắc cũng không chứa được nhiều kim châm, bắn ra hai ba cái là hết. Đương nhiên, tốt nhất là không bắn ra cái nào. Cuối cùng, hai người mới phát hiện ra chỉ cần đứng yên bất động những đầu rồng kia bắn hết một đợt kim châm đầu tiên sẽ không bật lên nữa ở những chỗ xa hơn cũng không có đầu rồng nhô lên tấn công chỉ có điều khi trác mộc cường ba và mơ kin phát hiện ra điều này cả hai đã bị bắn cho không còn ra hình người nữa mơ kin chỉ lo chắn đỡ mặt trước bỏ mặt phía sau kết quả là số kim châm ghim trên lưng y ít nhất cũng phải nặng đến mấy cân nhìn từ vị trí của trác mộc cường ba trông y thực chẳng khác nào một con nhím khổng lồ đan xù lông tình hình chắc một Cường ba đỡ hơn một chút, gã có ba lô trên lưng che chắn phía sau, song cũng vì đeo ba lô nên động tác của gã không thể nhanh nhẹn bằng mất kim, phía trước phía sau đều bị kim châm bắn trúng. Trên ngực gã có hơn trăm mũi kim xếp thành hình tam giác ngược, trông như một đám lông ngực rậm rạp. Còn bộ mặt, gã đã phải dở hết mọi cách, tung mọi chiêu trò, cũng coi như là giữ được dung nhan toàn vẹn. Hai người phát hiện ra sự ảo diệu của cơ quan, rốt cuộc cũng có chút thời gian rảnh rang nhổ những kim châm cắm chi chít trên người mình. Merkin đau đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, mỗi lần rút một cây kim ra lại lầu bào chửi một câu. Cơ quan chó chết gì thế này? Thằng chó chết nào thiết kế ra cái cơ quan này thế? Bọn người qua ba là đồ con lừa. Merkin từng xâm nhập không ít mộ cổ, số lượng cơ quan cảm bẫy mà y đã gặp nhiều không đếm xuể, nhưng y chưa từng gặp phải loại cơ quan nào như thế này. Chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên bất động, để đợt kim châm đầu tiên chích cho vài phát thì không sao, nếu dám nhảy tránh, càng nhảy sẽ càng trúng nhiều kim châm trên đời này sao lại có loại cảm bẫy thất đức như thế chứ? Chắc một cường ba lặng lẽ nhổ kim ra, những cây kim này dài khoảng 10cm, hai đầu nhọn hoắt, cũng không hiểu những đầu rồng này bắn chúng ra như thế nào nữa. Thấy mất chửi bới càng lúc càng khó nghe, gã không nhịn được bèn nói, bớt bớt lời đi, theo tôi thấy, những người qua ba cổ đại đối xử với chúng ta thế này là cũng khá lắm rồi. Hả, mất ngạc nhiên ngẩng đầu lên, muốn xem có phải chắc một cường ba bị kim bắn chúng nhiều quá đâm ra lú mề hay không? Trác Mộc Cường ba nhón tay nhổ một cây kim ra, nói, ông xem, trên mũi kim không tẩm độc, cũng không có móc ngược, thế này đã là phúc tổ 18 đời nhà chúng ta rồi đấy. Mơ Kim nghiến răng cúi đầu, bụng tầm rủa luôn cả Trác Mộc Cường ba. Lại còn muốn trên mũi kim có móc ngược nữa hả? Trác Mộc Cường ba chẳng có tâm tư đâu tính toán với y, lại cất tiếng hỏi, giờ làm sao? Làm sao? Hỏi tôi làm sao hả? Mơ Kim vẫn chưa hết tức tối. Tôi làm sao biết phải làm sao chứ? từ lúc theo anh đi ra khỏi cái giếng tế chết tiệt đó là đã chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Sao lại không có, chắc Mộc Cường ba nói, lúc trông thấy mấy cái bình xứ, không phải ông đã mừng rớt nước mắt đấy sao? Mặc Kinh nghẹn họng, nhưng ngay sau đó lại phản pháo, khổ nhiều hơn vui, nếu không có khổ sở, làm sao ông biết đến niềm vui? Những câu nói mang đậm chất thiền này chắc Mộc Cường ba từng nghe cha gã nói đi nói lại rất nhiều, mặc dù đã lâu không dùng đến, nhưng giờ chỉ cần mở miệng là lời tự tuôn ra, Merkin tuyệt đối không phải là đối thủ của gã. Tiếng Trung của Merkin vốn đã không lưu loát cho lắm, không nói lại được với Trác Mộc Cường Ba, chỉ biết lầm bẩm chửi rủa mấy câu tiếng Anh rồi lại mấy câu tiếng Trung, thì thoảng còn chêm vào tiếng của mấy nước khác nữa. Hai người nhổ hết những cây kim có thể nhổ ra được trên người, rồi quay sang nhổ giúp nhau ở những chỗ không thể tự với tay đến, sau đó đứng trên đám đầu rồng nhất thời cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu tiếp tục xông ra cửa, sẽ không tránh khỏi phải sơi thêm vô số kim châm nữa, ra đến đó rồi, lại cũng chưa chắc có thể tìm được cơ quan mở cửa hay không. Đang trầm ngâm suy nghĩ, mất đột nhiên thốt lên, tôi hiểu rồi. Gì vậy? Tôi biết cái bẫy được khởi động như thế nào rồi, chính là những lỗ nhỏ kia. Mất chỉ ngón tay vào hàng lỗ nhỏ giờ đây đã đáo vị trí lên sát với trần nhà, nói là kỹ thuật lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh. Những người thợ thời xưa khi thiết kế gian đại điện này đã tính toán hết sức chu đáo, họ đoán bọn trộm mộ e ngại cảm bẫy dưới sàn không dám đi ra giữa, vì vậy đã để lại một hàng lỗ nhỏ dưới chân tường. Chúng ta vừa nãy đi sát vào tường, đã chắn mất tia sáng chiếu vào trong lỗ nhỏ ấy, tới khi ra đến giữa đại điện, cảm bẫy tự nhiên sẽ được kích phát. Chắc một cường ba lấy làm nghi hoặc, thời xưa đã có kỹ thuật này rồi sao? Làm thế nào mà cảm ứng được? Merkin lắc đầu, tôi không phải kỹ sư thiết kế, tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là nhờ một loài thực vật cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng, loại cơ quan này tôi mới gặp một lần, chỉ có trong mộ thời đường ở Trung Quốc. Khả năng lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh của người thời đường quả thực đã đạt đến đỉnh cao, nhưng sau này lại thất truyền gần như toàn bộ. Trác Mộc Cường Ba nói, không ngờ lại có công nghệ thần kỳ như thế. Merkin nói, cái đáng sợ không chỉ là công nghệ, mà là việc người thiết kế cơ quan này có thể tính toán được hành động của chúng ta cả nghìn năm sau đó, tâm tư ấy mới gọi là đáng sợ. Y e liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, kỳ quái, đột nhiên nói, có lẽ anh nói không sai, nếu chẳng nhờ may mắn, có khi chúng ta đã chết mấy lần rồi cũng nên. Trong đầu chắc Mộc Cường ba lại hiện ra mấy hàng chữ khác trên cửa, một người huyết thống thuần trùng. Tại sao lại nói vậy? Chẳng lẽ nếu người khác tiến vào đây, sẽ là một loại cạm bẫy khác? Đột nhiên, một đợt rung động truyền đến, hai người đứng không vững, loạn choạng lùi lại mấy bước, nhưng lần này không thấy có đầu rồng nào bắn kim châm ra nữa, chỉ thấy những đầu rồng như con chữ chỉ dưới chân bắt đầu trồi lên sụp xuống theo hình sóng. Trác Mộc Cường ba kinh hãi kêu lên, lại gì nữa đây? Merkin nghĩ ngợi trong giây lát, rồi giật mình thốt lên, không xong, gian đại điện này sắp vỡ ra rồi. Thế là sao? Là sắp sụp đổ chứ còn sao? Merkin còn chưa dứt lời đầu rồng ở giữa đã tụt xuống, để lại một lỗ nhỏ dưới sàn, ngay sau đó lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền, những đầu rồng xung quanh nó cũng đua nhau tụt xuống. Trác Mộc Quần Ba và Merkin vốn chẳng còn chỗ nào để chạy, xem chừng cũng sắp rơi xuống theo những đầu rồng ấy. Đúng lúc ấy, cả gian đại điện lại xoay chuyển một lần nữa. Mặt sàn đang theo phương ngang, đột nhiên nghiêng di, cuối cùng dựng đứng lên một góc 90 độ so với mặt đất. Chắc Mộc Cường Ba và Mơ kim vội bám tay vào các đầu rồng đu người lên, khốn nỗi những đầu rồng ấy cũng không ngừng lìa ra, buộc cả hai phải liên tục di chuyển xuống phía dưới. Cuối cùng, khi không còn chỗ nào để di chuyển nữa, cả bức vách ở phía dưới cũng bung hết ra, thân thể Chắc Mộc Cường Ba và Mơ kim hẫng một cái, lập tức rơi tự do xuống dưới đang luống cuống, chắc một cường ba liếc thấy ánh sáng, có cây cột. Gã không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cổ tay hất lên, dây móc bắn vút ra. Thân hình khôi vĩ của gã vạch trên không chung nửa vòng tròn rồi chậm chậm đu xuống. Merkin thì không được may mắn như vậy, y rơi thẳng xuống mặt sàn tầng bên dưới. Dẫu có mình đồng ra sắt thì cú ngả này cũng khiến cho y xây sầm mặt mày, hồi lâu vẫn chưa bỏ dậy nổi. Độ cao của cú rơi tự do này lớn hơn lúc toàn bộ gian đại điện xoay 180 độ nhiều trong tình huống hết sức cấp bách đó, Merkin vẫn kịp sử dụng phương pháp nhảy của lính nhảy dù, vừa chạm đất liền cuộn người lăn tròn về phía trước để hóa giải bất lực phản chấn, nhưng rốt cuộc y vẫn bị những cái đầu rồng rơi vung vãi dưới sàn đập cho thâm tím mình mẩy, may mà không gãy cái chân cái tay nào. Trác Mộc Cường ba nương theo dây móc từ từ hạ xuống, đến bên cạnh Merkin hỏi, ông không sao chứ? Merkin ngẩng đầu lên, nói, anh xem tôi có sao không? Trên đầu y bị đầu rồng thơm cho một phát, giờ xương phồng lên to tướng, thoạt trông cứ tưởng mọc ra một cái bướu thịt. Bỏ đi, Trác Mộc Cường ba nói, xem xem chỗ này là nơi nào. Gã ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trên là một khay tròn khổng lồ rỗng ở giữa. Gian đại điện mà bọn họ tiến vào ấy, chính là xoay chuyển 180 độ bên trong lỗ tròn này. Giờ đây, các vách tường của gian điện đều đã sụp đổ, chỉ còn lại sàn nhà vẫn dập dềnh như bập bênh bên trong lỗ tròn. Chỗ họ vừa rơi xuống là một mỏng đá trơ trọi, diện tích lớn hơn lỗ tròn phía bên trên, có cột đá thô sơ núi liền với bên trên, hiển nhiên đây là phần đáy của cái bẫy, mặt đất gồ ghề, không được gia công mài đục, vẫn còn giữ nguyên bế mặt đá núi xù xì. Lúc này, đầu rồng rơi vùng vãi khắp nơi, ngoài ra còn vô số những vật thể trông như cành cây gãy. Mấy ngọn đèn vốn gắn trên tường đại điện cũng rơi xuống, nhưng còn chưa tắt hẳn, ngọn lửa vẫn bập bùng nhảy múa chiếu sáng xung quanh. Bốn bề nổi lên từng trận gió ấm, hệt như lúc trước khi hai người chui vào trong hang động. Bên ngoài mỏm đá toàn là những khe nứt khổng một ồ, có điều thứ ánh sáng dịu dàng màu lam nhạt ấy giờ đây đã trở nên mờ mờ ảo ảo, xa xăm như thể những ngôi sao trên trời. Trác Mộc Cường Ba nói, hình như chúng ta rơi xuống bên dưới của cơ quan rồi. Chẳng lẽ vì niên đại quá lâu nên cái bẫy này mới bung ra thành từng mảnh như thế? Không giống lắm, Merkin cẩn thận kiểm tra những vật thể giống như cành cây, đầu rồng và một số khối đá lớn khác, đưa ra kết luận, bản thân cơ quan được thiết kế như vậy, nếu có người phát hiện đứng yên sẽ không có kim châm bắn ra nữa, nhất định sẽ đứng yên tại chỗ, người xưa đã tính đến khả năng này khi thiết kế ra cơ quan, chỉ cần đứng yên bất động, toàn bộ phần dưới gian đại điện sẽ từ từ bung ra không ai thoát được hết. Nói đoạn, mưa Kinh ngước nhìn vị trí ban đầu của gian đại điện, ánh mắt dường như vẫn chưa hết kinh hoàng. Nếu không phải gian đại điện ấy dựng đứng lên mà cứ thế vỡ bung ra, bọn họ sẽ rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống, lúc ấy dù là người thép cũng nát bấy. Chắc một quần ba thắc mắc cả gian đại điện lớn như vậy, họ làm thế nào mà khiến nó đột một xoay 180 độ được nhỉ? Merkin không lên tiếng, chỉ cắm cúi tìm kiếm gì đó trên mỏng đá. Lúc nãy khi rơi xuống, hai người họ đều nhìn thấy gian đại điện phía trên lại xoay một vòng nữa, vách tường ở đầu bên kia cũng rơi xuống, tưởng chừng sắp biến hai người họ thành miếng thịt kẹp trong bánh sandwich tới nơi, nhưng rồi hai vách tường đá ấy không hiểu sao lại đột nhiên biến mất. Lúc đó, thân thể Merkin đang lộn nhào giữa không trung, không nhìn rõ được, giờ đây ngách si kỹ lại, mới thấy tình hình lúc đó thực sự là tột cùng hung hiểm. Sau đó, trước khi y chạm đất, lại nghe thấy một vật thể nặng nề đập xuống nền đá bên dưới, rồi không còn âm thanh gì nữa. Merkin suy đoán, vật nặng ấy đã trượt từ mép mỏng đá xuống bên dưới rồi. Quả nhiên, y tìm được một chỗ vỡ mới trên mép vách đá. Nham thạch cứng như vậy không ngờ cũng bị va đập làm vạt đi một mảng lớn, từ diểm này có thể thấy thứ kia nặng nề đến chừng nào. Kế đó, Merkin lại quan sát tỉ mỉ kết cấu của mâm tròn có một ổ thủng ở giữa kia, đặc biệt là hai vách tường của cái cầu bập bênh còn sót lại sau khi gian đại điện vỡ tung. Hồi lâu sau, y bỗng reo lên, tôi hiểu rồi. Thế nào, chắc một cường ba cũng hết sức quan tâm chuyện này. Merkin nói, hai bức tường trước và sau của đại điện kia chắc rằng mỗi bên đều gắn một khối đá nam châm khổng lồ, đồng thời ở điểm đối ứng với hai khối đá ấy trên mâm tròn kia, cũng có hai khối đá nam châm lớn tương đương như thế. Bốn khối nam châm này hút lẫn nhau, khiến cả gian đại điện được cố định ở vị trí song song với mặt đất. Một khi cơ quan được kích hoạt, liền có một lực lớn hơn làm thay đổi khối đá nam châm gắn ở bên trong mâm tròn, có lẽ là đảo chiều hai cực nam bắc. Khi ấy khối nam châm ở hai đầu gian đại điện sẽ đồng thời chịu tác động của lực đẩy và lực hút, tất nhiên sẽ xoay 180 độ. Còn khi chúng ta đứng yên bất động, sàn đại điện bắt đầu vỡ ra, cũng chính nguồn lực đó đã đổi khối đá nam châm bên trong mâm tròn đi, lần này hẳn là đổi thành một khối đá bình thường trọng tâm của gian đại điện ấy nằm ở hai khối nam châm hai đầu khi phần sụp đổ không đều đại điện tự nhiên sẽ chầm chậm nghiêng đi khi khối nam châm ở một đầu rơi xuống trọng tâm của gian đại điện liền thay đổi lần nữa đầu bên kia cũng lập tức xoay ngược lại hai khối nam châm khổng lồ hút lẫn nhau giữa không trung một trong hai khối xoay tròn một vòng lực đạo khổng lồ đó khiến cả hai cùng thay đổi hướng rơi ban đầu cuối cùng lăn xuống vách đá kia Hai người chúng ta xém chút nữa là bị kẹp vào giữa. Chắc một cường ba bất giác nghĩ thầm, toàn bộ cảm bẫy này được thiết kế tinh vi như vậy, tại sao cuối cùng lại thay hai khối đá nam châm kia đi? Nghĩ tới đây, gã không kìm được đưa mắt nhìn sang Merkin, đồng thời nhầm lại trong đầu một người huyết thống thuần trùng. Merkin vừa giải được bí mật kết cấu của cảm bẫy trong gian đại điện phía trên, không khỏi thầm hoan hỉ, chẳng ngờ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ra một sự lạ, liền buột miệng thốt, này, cường ba anh nhìn chỗ kia xem. Hai người vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh, chắc một cường ba cũng không để tâm đến tiếng gọi cường ba ngượng nghịu ấy của mức kinh, bước đến đứng cạnh y bên rìa vách đá, dõi mắt nhìn ra phía xa. Xa xa chỉ thấy một mảng tối đen, chắc một cường ba căng hết cả mắt cũng không nhìn thấy gì, đang định chất vấn mức kinh, chợt trong bóng tối lóe lên một tia chớp xé canh tấm màn đêm mịt mù, chiếu sáng một giải phía xa, khiến tòa cung điện ở thế giới dưới lòng đất này bỗng hiện lên trước mắt họ đại diễn luôn hồi đài ánh sáng màu tím đỏ lóe lên một cái rồi biến mất ngay trong chớp mắt ngắn ngủi đó chắc mộc cường ba và mất đều nhìn thấy nơi được ánh sáng chiếu rọi ấy tươi sáng rực rỡ muôn phần trên dốc núi hiện lên một tòa cung điện đường nét góc cạnh rõ ràng tầng tầng lớp lớp nhô cao giữa các mỏm núi có cầu treo nối với nhau trọn vẹn một quần thể kiến trúc quanh có uốn lượn như rồng trầu kéo dài liên miên không dứt cảnh tượng vô cùng tráng lệ huy hoàng sau khi ánh chớp lóe tắt phụt đi phía xa xa lại chìm vào màn tối mênh mang. Hai người bọn trác một cường ba đứng trong bóng tối đó, ngưng thần nín thở, mắt mở to không chấp. Chẳng rõ bao lâu sau, ánh sáng đó lại lóe lên, cung điện nguy nga hùng vĩ ẩn mình trong bóng tối thấp thoáng hiện lên, mái cao mái thấp, kiểu cách độc đáo, giường cột san sát, phật tháp chen trúc. Trên vách núi dựng đứng còn thoáng thấy một hàng bậc thang nhỏ, hoặc quanh co uốn lượn, lúc ẩn lúc hiện, hoặc vươn thẳng lên cao, dựng đứng nhìn thước có điều ánh sáng chỉ chấp lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khoảng cách lại ở quá xa hai người chỉ có thể thoáng lướt qua cảnh quan ấy một chút rồi trước mắt lại tối sầm ánh sáng xung quanh họ cũng dần ảm đạm những ngọn lửa trên đại điện rơi xuống đã sắp tàn chắc mộc cường ba nhắc nhở phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này thôi mcginn hỏi ngược lại gã anh nói xem đó là cái gì chắc mộc cường ba hỏi ông hỏi những chùa triền cung điện đó ư mcginn lắc đầu không thứ ánh sáng đó cơ Trác Mộc Cuông Ba nói, ừm, um, khoảng cách xa quá, hay là ánh chấp? Mơ phản đối, ánh chấp, trong lòng núi thì lấy đâu ra sấm với chẳng chấp? Trác Mộc Cường Ba nói, ánh sáng ấy lóe lên rồi phụt tắt, không phải ánh chấp thì là gì? Chấp, chính là rất nhiều positron và đập với electron, điện tích nén lại hình thành hồ quang điện và phát ra ánh sáng. Người qua ba cổ đại đã có thể dùng những khối đá nam châm nặng hàng trăm tấn để cố định một gian đại điện bằng đá, thử hỏi còn chuyện gì họ không làm được nữa chứ. Merkin vẫn lắc đầu nói, thần miếu, thì ra là như vậy. Đến tận lúc này hai người họ mới biết, thì ra thần miếu chỉ là một tên gọi chung, không phải là một ngôi chùa miếu, mà là một quần thể kiến trúc. Mạch núi khổng lồ ở đây không biết chịu tác dụng của ngoại lực gì, khiến cả ngọn núi nhìn bề ngoài vẫn hoàn hảo, nhưng bên trong lại đỡ vỡ toác, rãnh vực chằng chịt. Người qua ba cổ đại đã lợi dụng lòng núi trống rỗng này để xây dựng nên vô số kiến trúc vô tiền khoáng hậu, diện tích rộng lớn vô cùng, muốn đi hết toàn bộ thần miếu không biết phải mất bao nhiêu ngày nữa. Ánh sáng ấy phải một lúc thật lâu mới lóe lên một lần, hai người căng mắt ra vẫn không thể nhìn rõ được những kiến trúc mờ mờ hư ảo ở phía xa, mãi hồi lâu sau mới định thần lại, bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Mỏm đá trơ trọi này cũng lơ lửng chia ra giữa khoảng không, hệt như cái giường đá ban nãy, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, ngoại trừ diện tích lớn hơn cái giường đá nhiều lần ra thì cũng không có lối thoát nào cả. Hai người tìm cả buổi, tuy uổng công vô ích, xong lại tìm được một rãnh nước. Trên vách đá có nước chảy di dì từ trên cao xuống, đến đây tụ lại thành dòng, trải qua trăm nghìn năm, không ngờ đã tạo thành một rãnh nước nhỏ sâu chừng ba ngón tay. Từ lúc rời khỏi hồ nước đến giờ, hai người đều chịu uống giọt nước nào, dọc đường chạy nhảy liên hồi, miệng đã khát khô hết cả. Mới đầu, họ còn lo lắng trong nước có tạp chất dị vật gì, sau khi uống mấy ngụm, chỉ thấy ôn nhuận ngọt mát, nước miếng trào ra, liền vụt đầu uống thỏa thuê. Trác Mộc Cường ba thấy mấy đốm lửa sắp tắt lụi, bèn nói, xem ra, người xưa không hề lưu lại lối thoát để ra khỏi mỏm đá này, chẳng lẽ phải bám lên vách đá leo qua đó. Trong hoàn cảnh bình thường, leo vách đá cũng không là gì với hai người bọn họ, nhưng leo vách đá ở trong lòng núi xòe tay không thấy ngón như thế này, có thể coi là đã sáng tạo ra một môn thể thao mới rồi. Đèn pha của Merkin cho dù vẫn còn đầy pin, thì cũng cầm cự được bao lâu. Ai biết đến lúc nào họ mới leo qua hết vách đá khổng lồ này nếu được nửa chừng đã hết pin, vậy phải làm sao? Khe rãnh ở đâu, điểm đặt chân ở chỗ nào, chẳng lẽ phải sờ mó bằng tay? Leo vách đá, đúng rồi, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Câu nói ấy của Trác Mộc Cường ba đã nhắc nhở mức kin, y lớn tiếng kêu lên, nhớ gian đại điện trên kia như thế nào không? Hai đầu đều có cửa, tức là, chúng ta chỉ cần leo một lúc thôi, phía trước liền có một thông đạo khác, nói không chừng leo ra phía mé bên vách đá này là trông thấy luôn cũng nên. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy thì leo lên thôi. Bỗng Mơ Kinh lại lo lắng nói, nếu leo lên mà không thấy lối vào thông đạo đó thì sao? Trác Mộc Cường Ba cười khổ đáp, giờ không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Hai người đi đến dưới chân vách đá, bật đèn pha lên. Trác Mộc Cường Ba tinh mắt, lập tức phát hiện dưới chân vách đá có khắc một hàng chữ nhỏ, kẻ không tìm thấy lối ra, hãy tự tuyệt tại đây. Mơ Kinh nghe Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm trong miệng, liền hỏi, nghĩa là gì thế? Trác Mộc Cường ba bực bội nói, ý là, nếu không tìm thấy đường thì từ đây nhảy xuống cho xong. Merkin tức giận gầm gừ, đám cổ nhân này cũng coi thường ngô phi ta quá. Trác Mộc Cường ba lại chợt nghĩ, rốt cuộc là sao nhỉ? Người thiết kế cơ quan này rất am hiểu tâm lý của kẻ xâm nhập, mỗi lần bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, người này đều để lại các dấu hiệu, toàn là những lời khiến người ta phải tuyệt vọng. Muốn dọa khiếp kẻ xâm nhập ư, nếu chỉ là vậy, tại sao những cảm bẫy đó lại không thực sự đẩy người ta vào chỗ chết chứ? Trong lòng gã hiểu rất rõ, mặc dù gã và Merkin đều đã dốc hết toàn lực, mấy lần thập tử nhất sinh, nhưng cũng phải thừa nhận, những cơ quan cảm bẫy đó căn bản chưa hề triển khai toàn bộ, dường như người thiết kế cơ quan đã cố ý nương tay một chút. Cảm bẫy giống như một kẻ lúc nào cũng ở phía sau truy đuổi bọn họ, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không hạ sát thủ. Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng có cảm giác, những cạm bẫy này dường như không phải dùng để giết người, ít nhất thì cũng không dùng để giết chết hai người bọn họ, mà là một khảo nghiệm giống như trong đảo huyền không tự vậy. Họ phải vua ợt qua khảo nghiệm này mới có tư cách tiếp tục tiến lên phía trước, bằng không sẽ bị vây khốn ở đây cho đến chết. Người thiết kế cơ quan không để cho những kẻ không thể vượt qua khảo nghiệm bất cứ cơ hội lùi bước nào. Nghĩ vậy, tư duy chắc mộc cường ba càng lúc càng thêm rành mạch, để lại văn tự ở nơi tưởng chừng là tuyệt lộ này, thoạt trông thì có vẻ khiến người ta suy sụp tinh thần mất đi ý chí, nhưng sự thực, nếu đúng là cùng đường tuyệt lộ rồi thì cớ gì phải để lại những lời đó nữa. Vậy chẳng phải là vẽ rắn thêm chân hay sao? Nếu không phải là tuyệt lộ thì hàng chữ để lại ấy lại hơi có chút dấu đầu hở đuôi, càng cố che đậy càng lộ ra ý đồ. Vậy tức là, mấy chữ đó chỉ có thể ngăn được những người tâm trí không kiên định, còn đối với những người một lòng muốn phá giải bí mật của thần miếu như bọn gã, ngược lại còn là một sự cổ vũ tinh thần nữa. Chắc một cường ba bừng tỉnh ngộ, thì ra là vậy, những người qua ba cổ đại kia sớm đã để lại yếu quyết để tiến vào bạc ba la thần miếu ngay ở ngoài cửa lớn rồi. Một người huyết thống thuần chính, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phàm. Tất cả mọi thứ đều xoay chuyển xung quanh ba câu này, nếu thiếu bất cứ điều kiện nào trong ba điều kiện trên, ở trong thần miếu này ắt hắn sẽ khó lòng tiến bước. trác mộc cường ba bất giác thầm nghĩ, không ngờ mình lại được ăn theo mất nếu không có y, không hiểu mình có thể đi được bao xa trong bạc ba la thần miếu này. Nghĩ tới đây, gã lại không khỏi nhớ đến Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn, không hiểu tình hình của họ lúc này ra sao rồi. Tôi lên trước, Mơ Merkin sung phong. Chắc Mộc Cường ba lắc đầu phản đối, ông đang bị thương, để tôi đi trước, ông đi sau. Tuy lúc hai người rơi xuống, gian đại điện đã dựng đứng lên, nhưng độ cao từ điểm rơi xuống mỏm đá cũng phải hai ba chục mét, cho dù đã sử dụng phương pháp cuộn người lộn vòng trong môn nhảy dù thì ngã từ độ cao ấy xuống cũng không phải chuyện chơi. Hai người liền xuất phát ở chỗ hàng chữ nhỏ ấy, sử dụng ánh sáng có hạn của ngọn đèn pha tìm đường trong bóng tối, áp mình vào vách đá, nhích từng chút một, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. McKinsey suy đoán rất chính xác, leo qua chỗ ngoặt trên vách đá, phía trước liền xuất hiện một chiếc cầu đá. Hai người yên ổn lên cầu, phía sau là một con dốc, bậc thang kéo thẳng lên trên hiển nhiên nó nối liền với lối ra của gian đại điện. Phía trước là cây cầu đá rộng chừng 3 mét, bắc qua hai bên khe nứt. Cây cầu này cũng giống như mọi con đường ở nơi này, không có lan can, vươn thẳng sang phía đối diện, bên dưới là vực sâu. Đầu cầu bên kia là một vách đá khác, cửa lớn rộng mở, khênh biết ẩn chứa huyền cơ gì bên trong. Đi thôi, Trác một cường ba hít sâu một hơi, hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi sải chân bước lên cầu. Trong đại điện đèn đuốc sáng rực, Pháp sư Á La và lữ cánh Nam sớm đã không còn để ý đến đám lính đánh thuê kia nữa, mà dồn sự chú ý lên những tác phẩm điêu khắc ở đây. Sợ hãi gấp ba, vừa nhìn thấy những bức tượng này, lữ cánh Nam tức thì liên tưởng đến một thuật ngữ trong ngành tâm lý học. Không biết là trùng hợp hay là người xưa đã cố ý làm vậy. song nhìn những bức tượng này, có lẽ về sau chiếm khả năng lớn hơn. Nếu đúng như vậy, chứng tỏ rằng người qua ba cổ đại cũng nghiên cứu rất sâu về tâm lý học rồi. Sợ hãi gấp ba là một hiện tượng tâm lý. Con người ở thời thơ ấu, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thành thục, có một độ tuổi ký ức mơ hồ, khoảng 3-4 tuổi gì đó, cũng có trường hợp sớm hơn, khoảng 2-3 tuổi. Khi đó, trẻ con trông thấy người lớn liền có cảm giác như đó là thiên thần, bởi người lớn dù là thể hình hay sức mạnh đều hơn xa một đứa trẻ con 3-4 tuổi. Đứa trẻ khi ấy, vì hoàn toàn không có năng lực chống cự lại người lớn, nên chúng sợ hãi nhất chính là người lớn, mà thể hình của một người lớn bình thường so ra thì vừa khéo bằng khoảng 3 lần một đứa trẻ 3-4 tuổi bình thường. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, nỗi sợ này đã bén dễ vào sâu thẳm trong tâm trí con người, dù là khi đã trưởng thành, trong mỗi người đều tồn tại nỗi sợ hãi gấp 3 này. Nói cách khác, khi một người trưởng thành gặp phải một sinh vật có thể hình to gấp 3 lần bản thân, ắt sẽ sinh ra một cảm giác sợ hãi mang tính bản năng. Những bức tượng này, nhỏ nhất cũng cao chừng 5-6 mét, vừa khéo bằng khoảng 3 lần một người trưởng thành, lại được điêu khắc giống hệt như người thật, bước đi giữa chúng người ta không khỏi thấy dâng lên thứ cảm giác sợ hãi vì không thể phản kháng đó dĩ nhiên thu hút nhất vẫn là những bức tượng lớn cao mấy chục mét nổi lên như một tòa nhà đồ sộ thần thái uy nghi khiến ai ai cũng có cảm giác kính sợ điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất là hình dạng những bức tượng này hoàn toàn không giống tạo hình của tượng trong phật giáo tượng phật bình thường đa số đều đứng thẳng dáng điệu trang nghiêm sắc mặt từ ái hoặc phẫn nộ hai mắt khép hờ nhìn xuống còn những bức tượng ở đây lại thiên về tả thực nét mặt của những người khổng lồ cao hai ba chục mét ấy thảy đều khác nhay tư thế cũng khác nhau thoạt nhìn như thể một đám người khổng lồ vẫn đang sống sờ sờ ra đó vậy phía đông có một nhóm tượng năm bức đều cao khoảng 25 mét trong gió có một pho ngồi xổm hai mắt chăm chú nhìn xuống đất như muốn nhìn rõ xem đám người tí hon bên dưới rốt cuộc muốn làm gì một pho tượng khác xem dáng vẻ như thể đang nhón chân bước tới sau lưng y chuẩn bị vỗ vai một cái nét mặt cẩn trọng pha lẫn đùa cợt hai pho tượng khác đang trâu đầu vào nhau một người ghé miệng vào tay người kia ánh mắt lại liếc sang hướng khác còn một người thì nhoẻn miệng nở một nụ cười hiểu ý người còn lại bên cạnh chỉ một ngón tay xuống đất tựa như đang chỉ vào đám kẻ trộm báu vật này tay kia kéo kéo vạt áo của người đang chăm chú lắng nghe kia môi hơi hé ra hình như chuẩn bị nói với người kia có khách đến nhóm tượng này tuyệt đối không phải tượng phật hình dạng các pho tượng rất sống thật động tác tự nhiên y như một đám diễn viên khổng lồ đang diễn kịch nói phục sức của tượng cũng là áo rộng vạt lớn thắt eo, tương tự như dân tạng bình thường. Nếu nói họ là các vị anh hùng, thì những người khổng lồ này có cả nam cả nữ, không giống võ sĩ cũng khổng giống văn thần, còn bảo họ là thần Phật thì trong ấn tượng của Lữ Cánh Nam, không hề có vị thần Phật nào trông như thế cả. Lẽ nào là anh hùng của bộ tộc qua ba? Lữ Cánh Nam ngẫm nghĩ, rồi bột miệng hỏi thành tiếng. Pháp Sư Á La mỉm cười thản nhiên nói, đây là các vị thần. Thần, Lữ Cánh Nam nhíu đôi lông mày thanh tú lại. Pháp Sư Á La giải thích, đúng, không phải các vị thần trong Phật giáo, cũng không phải thần trong bản giáo, mà là thần trong tín ngưỡng dân gian của Tây Tạng, nhưng trong Phật giáo và bản giáo cũng có ghi chép về họ, chỉ là lời lẽ khác nhau mà thôi. Nếu ta không lầm, năm pho tượng nay là năm vị thần núi, nhưng rốt cuộc là năm vị nào thì cũng không rõ. Vì Tây Tạng chúng ta có rất nhiều thần núi, miêu tả về các vị thần đều tựa tựa nhau, không có thú cưỡi và pháp khí thì khó lòng xác nhận được. Nét mặt Lữ Cánh Nam liền trở nên nghiêm trang kính cẩn, những bức tượng lớn nhỏ ở đây, toàn bộ đều là thần linh sao? Tại sao lại giống như người bình thường vậy? Pháp sư Á La mỉm cười, bình thường hóa các vị thần linh, vừa khéo hợp với áo nghĩa Phật chúng bình đẳng, ta tức là Phật của thánh giáo chúng ta. Các người xem những vị thần này, giống như đang làm gì vậy? Người trẻ tuổi đột nhiên xen vào hỏi. Nghe người trẻ tuổi ấy nhắc nhở, Lư Cánh Nam mới phóng tầm mắt ra rộng hơn, không tập trung vào một hai pho tượng hay một nhóm tượng nào đó nữa mà cố gắng có một cái nhìn tổng thể về tất cả các pho tượng trong gian rộng lớn này. Chỉ thấy những vị thần linh ấy tụm năm tụm ba, đằng này một nhóm, đằng kia một nhóm, đều đang đàm luận gì đó, cũng có người nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Xa hơn chút nữa, không ngờ cũng có tượng của Tạng truyền Phật giáo, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không được rõ lắm. Nhưng nhìn mấy pho tượng lớn nhất, lư cánh nam vẫn có thể khẳng định, các tượng Phật ấy trang nghiêm hơn tượng thần này nhiều, tuy cũng đang trò chuyện, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu, liếc mắt không giống các tượng thần linh ở phía này, kẻ đứng người ngồi, tư thế hết sức tùy tiện. Thị lực của Pháp Sư Á là tốt hơn của Lữ Cánh Nam, ông nhìn thấy đằng phía sau các bức tượng Phật ấy, ở mẽ phía tây có một số bức tượng khác nữa, tạo hình độc đáo kỳ dị, nửa người nửa yêu, một sừng, một mắt. Một tia chấp lé lên trong đầu Pháp Sư, ông lập tức hiểu ra, đại điện khổng lồ này quy mô thực sự vĩ đại, đã dung nạp hết mọi lực lượng về một mối. Các thần linh trong truyền thuyết thần thoại dân gian của Tây Tạng cổ chiếm cứ một phương, các vị Phật trong tạng truyền Phật giáo chiếm một phương, các tán, ma, niên trong bản giáo cổ đại chiếm một phương, ngoài ra còn một số bức tượng khác mà ngay cả Pháp Sư Á La cũng không biết lai lịch từ đâu. Các loại thần Phật của Tây Tạng cổ đại đều tề tựu về đại sảnh này, từ những vị người đời đã biết, cho đến những vị xưa nay không được nhắc đến trong kinh sách nào. Quy mô hùng vĩ, số lượng đầy đủ, chỉ riêng một đại điện này thôi, cũng đã ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật và tri thức đủ khiến người đời phải sướng sở kinh hãi rồi. Nếu có thể để các chuyên gia học giả đến khảo chứng, thực không biết sẽ phát hiện ra được bao nhiêu thứ có giá trị văn hóa lịch sử to lớn nữa. Hình như đang hội đàm thảo luận gì đó, lúc này, Lư Cánh Nam đã trả lời được câu hỏi của người trẻ tuổi kia. Không sai chút nào, những tượng thần này ghé đầu ghé tai vào nhau, túm năm tụm ba, thực giống như đang tham gia một buổi thảo luận. Người qua ba cổ đại đã lợi dụng những mỏ đá khổng lồ dưới lòng đất, đẽo gọt ra vô số bức tượng cỡ lớn, rồi thỉnh tất cả các vị thần Phật ấy về một gian đại điện sắp xếp theo hình thức tương tự như đàn tràng mạn đà la, chính là để bọn họ tham gia hội thảo ư? Người xưa rốt cuộc muốn thông qua những pho tượng này nói gì với chúng ta? Các vị Phật này thuộc về nhiều giáo phái khác nhau, rốt cuộc đang thảo luận luận điều gì? Người trẻ tuổi cũng đang hỏi Lữ Cánh Nam đúng câu hỏi ấy, đúng vậy, đúng là đang hội thảo, vậy các người có biết bọn họ đang thảo luận vấn đề gì không? Câu hỏi này Lữ Cánh Nam không trả lời được, thần linh đang thảo luận vấn đề gì, người trần mắt thịt làm sao có thể biết được chứ? Ừm, đáp án ở đằng kia, người trẻ tuổi vươn thẳng cánh tay, chỉ về phía đằng xa. Lữ cánh nam nhìn theo hướng đó, chỉ thấy ở chỗ xa nhất dường như có một bức điêu khắc rất lớn, những người khổng lồ cao hai ba chục mét kia vẫn còn chưa cao bằng một phần bức tượng này. Thứ ấy, có lẽ là tác phẩm điêu khắc lớn nhất trong đại điện này rồi, chỉ có điều khoảng cách quá xa, lại bị vô số các tượng thần lớn nhỏ chắn mất tầm mắt, không dễ gì nhận ra được. Nhìn từ xa, trông vật ấy tựa như một quả đào, có điều phần chóp đỉnh lại không nhọn, hơi giống quả táo. Lữ cánh nam lắc đầu, sợ rằng đi đến được đó cũng phải mất rất nhiều thời gian, chỉ đành chờ khi nào lại gần hơn chút nữa, ra chỗ thoáng đáng rộng rãi mới nhìn rõ được. Tuy Pháp Sư Á là từ đầu đến cuối không nói không rằng, nhưng cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Người trẻ tuổi đề nghị, đi xem đi, để vén lên tấm màn bí mật che phủ trong lòng các người. Nghe giọng điệu ấy, dường như y vốn không hề lo lắng bọn họ sẽ bỏ chạy. Pháp Sư Á La không khỏi thầm than, kẻ này tự tin quá. Ý nghĩa của sự tồn tại Lữ cánh nam diều Pháp Sư Á La cùng tiến về phía bước điêu khắc khổng lồ. Dọc đường toàn là các tượng thần Phật cao lớn, trước mặt một số vị thần Phật quan trọng có kê một chiếc bàn đá khổng lồ. Đồ vật bày trên những bàn đá ấy đã không thể gọi là đồ thờ cúng được, toàn bộ đều là châu báu sáng lấp lánh, chất thành đống như quả núi nhỏ. Bọn lính đánh thuê đang mải mê leo lên leo xuống, qua qua lại lại giữa những ngọn núi báu vật chúng cứ hết hơi hết sức khó khăn lắm mới leo lên được một cái bàn trong đầu chỉ còn biết đống báu vật rực rỡ sáng mắt lên lao bổ vào giữa một rừng pháp khí và châu báu bị va đập mạnh cũng chẳng hề đau đớn nhưng khi chúng leo lên đến đỉnh một ngọn núi châu báu nhìn sang bàn khác lại phát hiện ra đống châu báu ở cái bàn đằng xa ấy to hơn đống bên này bảo vật nhiều hơn tinh xảo đẹp đẽ hơn vậy là lại nhao nhao leo xuống lao về phía cái bàn kia đợi khi leo được lên đến đỉnh lại có phát hiện mới vậy là lại hùng hục sông đến một chỗ khác. Bọn lính đánh thuê nhảy nhót leo trèo như khỉ, hùng hục lao như sói, túi quần túi áo nhét căng các loại đồ trang sức vàng bạc, có tên nhét đầy túi, hai tay cũng không cầm hết được, liền dùng miệng cắn, dùng đầu đội. Nhiều tên khác thì dùng túi da rắn cỡ lớn đã chuẩn bị từ trước, nhét đầy hai túi, buộc dây thừng vào lối đi sình sịch, rõ ràng đã nặng đến nỗi không kéo nổi nữa, mà vẫn ra sức nhét vào, trông thấy thứ gì chân kỳ là lại bất chấp tất cả lao sồng sộc tới, lại bỏ những thứ đã nhét vào vung vãi ra ngoài, trông bừa bãi hết sức. Thi thoảng cũng có tranh chấp, nhưng Kha Phu chỉ thuộc hạ rất nghiêm khắc, luôn có một nhân vật kiểu như tiểu đội trưởng đứng ra hòa giải, hai bên lập tức ngừng ngay lại, càng không nói đến việc phải đụng dao đụng súng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là báu vật ở đây quá nhiều, cho dù bọn lính đánh thuê này có dốc hết tâm lực ra cũng chỉ mang đi được một phần không đáng kể mà thôi. Kim cương sử, thập tự kim cương sử, phản vạn tự kim phù, kim cương quyết, hoàng kim cô lâu bổng, cốt bổng, thiên yết kiếm, thiên yết mâu, thiên yết câu, hoàng kim lâu cốt, thất bảo hải loa, kim dực điểu, ma yết, voi, hổ, ngựa, hoa mạn cung, câu hồn bài, thổ bảo thử. Các loại pháp khí và bảo vật mật giáo nằm lăn lóc vương vãi khắp nơi, pháp sư Á la nhìn mà lắc đầu suốt, ông rảo chân bước nhanh ra phía xa, ít nhất cũng coi như khuất mắt trông coi. Chẳng rõ đi được bao lâu, những tiếng cười the thé náo động, tiếng gào hét đã không còn lọt vào tai họ nữa, hai người dần rút ngắn khoảng cách với bước điêu khắc lớn nhất ở trung tâm, càng đến gần, lại càng thấy kinh hãi. Bước điêu khắc này quả thật rất lớn, cao chừng trăm mét, gần như chạm đến trần đại điện, khi đến gần họ mới phát hiện, hình như đây là một cái đầu người, phần họ trông thấy có lẽ là cái gáy. Một cái đầu người cao cả trăm mét, đặt chính giữa các loại thần Phật của nhiều tôn giáo khác nhau, người qua ba cổ đại rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì. Cả Pháp Sư Á La lẫn Lữ Cánh Nam đều hiểu rõ, bức điêu khắc lớn thế này, đến quá gần sẽ chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận hai người bèn quyết định không tiến lên nữa mà xuyên qua các tượng thần phật đi vòng ra phía chính diện bức tượng đầu người khổng lồ đi mất gần một tiếng lữ cánh nam đột nhiên dừng lại tò mò nhìn xuống mặt đất xung quanh pháp sư á la lướt ánh mắt qua lập tức hiểu lữ cánh nam phát hiện ra điều gì mặt đất chỗ họ đang đi có màu sắc hơi khác với mặt đất chỗ đằng xa kia có điều vì diện tích quá lớn nên không dễ gì phát hiện được Màu sắc dưới đất lại vẽ nên những đường tròn đồng tâm xung quanh tượng đầu người, để ý quan sát sẽ thấy các tượng thần Phật phân bố trên mỗi vòng tròn ấy đều khác nhau. Pháp Sư Á La ngẫm nghĩ hồi lâu, thầm nhủ, bố cục này, kết cấu này, lẽ nào là đại diễn luân hồi đài trong truyền thuyết? Ông bất giác nhớ lại miêu tả về luân hồi đài trong kinh điển mật giáo, các vị thần Phật, đưa mắt nhìn vào, sinh tử luân hồi, mãi không chấm dứt. Lữ cánh nam xem xét một lúc rồi nói với Pháp Sư A-la, chỗ này cũng có cơ quan, chỉ là chưa khởi động thôi. Pháp sư Á La trầm chậm gật đầu, hai người càng thêm dè dặt, các tượng đá ở đây cái nhỏ nhất cũng cao 5-6 mét, cái lớn thì cao đến 2-3 chục mét, nếu cơ quan khởi động thật, tuyệt đối chẳng phải chuyện chơi. Không biết bao lâu sau, hai người rốt cuộc cũng đến được phía trước tượng đầu người đó, cảnh tượng đạp vào mắt không khỏi khiến họ sững sờ. Đây chính xác là một bức tượng đầu người khổng lồ, ngũ quan rõ nét, đầu không có tóc, nhưng không liên quan gì đến hình tượng phật hay la hán trong tôn giáo mà lại hơi giống những hình người ở chỗ cánh cửa chúng sinh không có tóc cũng không phân biệt nam nữ không thể phân biệt được các đường nét trên gương mặt pho tượng đầu người này bởi toàn bộ phần mặt bò lúc nhúc các loại trùng kiến toàn là những loài sinh vật hung dữ có độc khiến người ta nhìn mà phát sợ các loại sinh vật có độc bò ngang dọc khắp trên bộ mặt khổng một ổ ấy mỗi con đều được điêu khắc tinh xảo giống hệt vật sống nhìn từ xa thậm chí còn có cảm giác như chúng đang nhung nhúc di động bản thân gương mặt của tượng đầu người ấy vốn đã rất hung dữ, cái miệng há to, lỗ mũi hét lên, bộ dạng như thể đang chọn người để cắn nuốt, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, trong mắt tựa hồ đang chừng lên nhìn sinh vật trước mặt mình. Nhãn cầu được điêu khắc như mắt của đứa trẻ bị náo ốm thủy, chỗ lông mày tuy bị độc trùng phủ kín, song vẫn nhìn ra được hai hàng lông mày trao lại như thể đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó. Nhìn từ xa, đây là một bức tượng đầu người bị buộc phải banh miệng ra, hai mắt hết sức kinh hãi, đồng thời lại lộ ra dáng vẻ lo lắng trầm tư. Thị lực của Pháp Sư Á là rất tốt, ông còn trông thấy trong cặp mắt trúng xuống và cái miệng khổng lồ đang há to ra ấy dường như còn thứ gì khác, bèn cùng lữ cánh nam tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Khi khoảng cách rút ngắn lại, những sự vật trong miệng và trong nhãn cầu của tượng đầu người cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Lữ cánh nam và Pháp Sư Á là càng lúc càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy trên cặp mắt của pho tượng đầu người khổng lồ ấy toàn là những hình chạm khắc các tư thế giao hợp của nam và nữ, còn trong cái miệng há to kia lại có cả chim bay thú chạy, cây cỏ hoa lá, đủ các loại người, thần Phật yêu ma. Không gì là không có. Quan sát ở cự ly gần mới thấy, lũ độc trùng trên gương mặt kia không chỉ đang cắn xé bộ mặt người khổng lồ, mà đồng thời cũng đang cắn xé lẫn nhau. Phần xương đầu phía trên trán một chút đã bị bọn độc trùng cắn thủng một lỗ, cơ hồ tất cả lũ độc địa ấy đều chen chúc Tranh nhau bò về phía cái lỗ ấy cũng có rất nhiều độc trùng bò ra từ trong tai, lỗ mũi và khóe mắt của pho tượng, song số nhiều hơn lại muốn chui vào. Pháp sư Á La và lữ cánh Nam chưa bao giờ gặp tác phẩm điêu khắc nào giống thế này, không có trong mật giáo, Phật giáo hay bản giáo, thậm chí cả trong các truyền thuyết thần thoại lưu truyền trong dân gian cũng không có thứ kỳ dị đặt giữa trung tâm của chư thần chư Phật này rốt cuộc là gì? Pháp sư đại nhân, thứ, thứ này trong biển tịch có nhắc đến không? Lữ cánh Nam hỏi với vẻ đầy nghi ngại. Pháp Sư Á La khẳng định, không có, tuyệt đối không có. Có lẽ, người qua ba sau khi tới đây mới điêu khắc ra thứ này. Ta tin chắc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, cũng không thể tìm được một bức điêu khắc tương tự. Thứ này rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Đặt nó ở vùng trung tâm của tất cả tượng thần Phật, để các vị thần linh suy tư, rốt cuộc là suy tư vấn đề gì? Tồn tại, giọng nói của người trẻ tuổi kia vang lên ở đằng trước, kế đó, hai người liền thấy y bước ra từ phía sau một pho tượng đá lớn. Thì ra, sau khi Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La đi, người trẻ tuổi ấy cũng tò mò đến xem xét bức điêu khắc trung tâm đại điện. Y đi lối tắt, nên đến phía dưới bức tượng đầu người khổng lồ trước Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La, và đã ở đây quan sát được một lúc lâu rồi. Tồn tại, Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam thực sự không thể liên hệ tác phẩm điêu khắc trước mắt với lời người trẻ tuổi kia vừa nói. Đúng thế, sự tồn tại, người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng bước tới, nét mặt lộ vẻ đắc ý bộ dạng tựa như một hướng dẫn viên thâm niên trong viện bảo tàng chậm rãi giải, giải thích cho hai người trong tất cả các sinh vật những loài sở hữu ý thức tự ngã cực kỳ hiếm hoi voi cá heo tinh tinh gorilla đếm được trên đầu ngón tay đại đa số các sinh vật còn lại đều chỉ hành động theo bản năng mục đích tư duy của chúng cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu mang tính bản năng lãnh địa ăn giao phối những sinh vật cấp thấp hơn nữa còn không có năng lực tư duy ngay cả phương thức hành vi của chúng cũng đều được di truyền trực tiếp từ đời cha ông. Bọn chúng chỉ là một bản sao của chính mình, không ngừng lặp lại bản thân trong dòng thời gian vô tận. Chỉ có con người các ngươi mới thực sự học được và có khả năng sử dụng tư duy để sáng tạo. Nói đoạn, người trẻ tuổi giơ tay chỉ về phía bức tượng đầu người khổng lồ. Điểm này thì Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La chỉ có thể gật đầu thừa nhận, xét cho cùng, ngoại trừ sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ cao xưa nay vẫn luôn nằm trong vòng nghi vấn con mồi có thể xem là vạn vật chi linh, là loài duy nhất trên địa cầu nắm được năng lực tư duy và vận dụng nó một cách thành thục. Đây là sự thật đã được công nhận rộng rãi. Nhưng Pháp Sư Á la lại để ý thấy, người trẻ tuổi kia không nói con người chúng ta, mà là con người các ngươi, nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của y, tựa như không thèm tự nhận mình là con người vậy. Rất rõ ràng, người qua ba cổ đại từ hơn một nghìn năm trước đã nhận thức được đại não, chứ không phải trái tim, mới là hạt nhân của tư tưởng, sớm hơn châu U cả mấy trăm năm, người trẻ tuổi cười gàn lạnh lẽo nói vì vậy bản thân bức tượng đầu người này hẳn là đại diện cho một con người trung khu của năng lực hành vi năng lực phán đoán năng lực tư duy đều nằm ở đại não đó cũng là điểm duy nhất khác biệt giữa nhân loại và các loài sinh vật khác khi quan sát từ xa các người có nhận ra gương mặt này hơi quen quen không không tính đến thể tích khổng lồ và những loài độc trùng bò đầy mặt kia trông nó có giống bức người suy tưởng của rodin hay không nếu không xét tới bộ mặt kinh khủng như vậy cũng không xét tới cái miệng há to mà chỉ nhìn vào hai hàng chân mày nhíu chặt kia rõ ràng những người qua ba cổ đại đó đã nắm bắt được cách biểu đạt hai chữ suy tưởng một cách rất hoàn mỹ nghe người trẻ tuổi chỉ ra vậy lữ cánh nam và pháp sư á là đều trao mày nghe xì kỹ lại cũng thấy hơi giống thật hiển nhiên năng lực quan sát của người trẻ tuổi này sắc bén hơn họ rất nhiều nhưng càng như vậy hai người lại càng thêm lo lắng đồng thời cũng không khỏi run sợ trong lòng họ cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lại không sao nói ra được trong cặp mắt toàn là dục vọng, người trẻ tuổi thu nụ cười lại, ngước nhìn hai mắt pho tưởng, có lẽ các người cho là vậy, nhưng thực ra không phải, tin rằng cả hai đều không lạ lẫm gì với hoan hỷ thiền trong tạng truyền Phật giáo, chắc cũng từng gặp vô số các bức điêu khác miêu tả cảnh quan hệ nam nữ. Hai người xem những hình khắc nam nữ giao cấu trong đôi mắt này, so với những bức điêu khắc ấy, có chút khác biệt nào không? Những hình khắc này kỳ thực chỉ là những bức tranh giao phối rất nguyên thủy, rất bình thường mà thôi, chúng tượng trưng cho sự sinh sản. Bất cứ loài nào muốn duy trì sự tồn tại của mình, cho dù sử dụng phương thức nào chăng nữa, cũng không thể tách khỏi hai chữ sinh sản được. Sinh sản là phương pháp duy nhất để mọi thể sống hữu hạn bảo tồn được hệ thống tự thân của chúng, nhân loại các người cũng không ngoại lệ. Nghe đối phương giải thích, Lư Cánh Nam mới ngẩng lên nhìn lại cặp mắt của bức tượng đầu người, quả nhiên, những hình tượng nam nữ trong đó tuy đang tiến hành giao phối với nhiều phương vị, tư thế khác nhau, nhưng thứ được nhấn mạnh ở đây đích thực không phải tính dục thậm chí người xưa còn cố ý ẩn đi vẻ hoan lạc của hai bên. Nét mặt của các cặp nam nữ đều nghiêm túc dị thường, giống như những cặp khổ sai đang lao động vất vả vậy. Lột bỏ đi tấm áo ngoài văn minh, thực ra hành vi mà nhân loại phê phán, ngợi ca, cảm thấy thần bí, cảm thấy tò mò, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy khinh thường ấy, chẳng qua chỉ vì một mục đích cực kỳ đơn giản. Sinh sản. Không dừng lại ở đó, người trẻ tuổi tiếp tục cất tiếng, mắt nhìn xa hơn, vì vậy nó nhìn thấy ý nghĩa bản chất của sự tiếp diễn giống nòi. Sinh sản, còn miệng, trong cái miệng lớn này có vô số thứ, bao la vạn tượng, nhưng bất luận thế nào cũng không thể thoát ra khỏi phạm chủ vật chất hữu cơ. Nó tượng trưng cho sự tuần hoàn của năng lượng, ừm, nói vậy có vẻ hơi thâm ảo quá, có lẽ người xưa biểu đạt đơn giản hơn một chút, nhưng tôi cảm thấy, nó chính là tượng trưng cho sự tuần hoàn của năng lượng. Một giống loài muốn tiếp tục tồn tại thì không thể tách rời khỏi sự sinh sản, còn một cá thể sinh vật muốn tiếp tục tồn tại thì không thể không có tuần hoàn năng lượng đối với nhân loại bình thường, đó cũng chính là ăn, mọi thứ điều khác bên trong cái miệng này, đều có thể ăn được. Người trẻ tuổi nhếch mép lên, như cười mà không phải cười, liếc nhìn cái miệng khổng lồ đó. Những, những tượng Phật ấy, lữ cánh nam kinh ngạc chỉ vào phía trong cùng, trong đó còn có cả tượng thần Phật yêu ma cơ mà. Người trẻ tuổi nhìn có vẻ diếu cợt, đoạn quay sang Pháp Sư Á La nói, nếu trên đời này có yêu ma thần Phật, con người lại trong tình trạng đói không thể chịu nổi nữa, nói không chừng cũng đành bắt lấy mà ăn thôi, phải vậy không? Pháp Sư Á la ớn lạnh cả sống lưng, đối với tôn giáo, câu nói này thực sự là một điều đại bất kính, nhưng ông lại nhất thời quên cả phản bác, trong lòng ngấm ngầm cảm thấy có lẽ người trẻ tuổi này đã nói đúng. Trong các thần thoại truyền thuyết khác nhau, chuyện ăn thịt thần, ăn thịt ma cũng không hiếm, thí dụ như trong Tây Du Ký, bất kể là yêu ma quỷ quái hay những kẻ xấu bình thường, chẳng phải đều muốn bắt đường tăng ăn thịt đấy hay sao? người trẻ tuổi lại đưa ánh mắt thương hại liếc nhìn lữ cánh nam và pháp sư á la châm biếm phàm những thứ có thể tìm được có thể bỏ vào miệng có loại nào mà con người chưa từng ăn chứ có điều những người qua ba cổ đại này cũng không phê bình hành vi đó họ chẳng qua chỉ biểu đạt một thứ bản năng bằng phương pháp đơn giản và nguyên thủy nhất mà thôi một con người muốn tồn tại ắt phái có sự trao đổi náng lượng ăn chinh là điều kiện cơ bản nhất để nhân loại duy trì sự tồn tại của mình nói tới đây người trẻ tuổi mới dừng lại quay đầu tiếp tục quan sát bức tượng đầu người khổng lồ. Pháp sư Á La liếc nhìn bóng lưng của y, thầm thắc mắc, người trẻ tuổi này nhắc đến cặp mắt, đến cái miệng, nhưng điểm đặc biệt, rõ ràng nhất của pho tượng này thì y lại không hề nhắc đến. Ông rốt cuộc cũng không nén được, cất tiếng hỏi, những độc trùng trên mặt, tượng trưng cho thứ gì. Người trẻ tuổi quay đầu lại, bộ dạng như một ông cụ đang dạy đời cho lũ trẻ con, tượng trưng cho vấn đề mà tất cả thần Phật trong đại điện này đều đang suy tư. Ý nghĩa của sự tồn tại, nét mặt y lúc này tựa hồ một vị trí giả đã nếm trải đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời trong mắt toát lên niềm cảm mộ cùng sự xót thương trước thế sự đa đoan pháp sư á la thầm kinh hãi mỗi cử động dù là nhỏ nhặt nhất của người trẻ tuổi này không ngờ đều mang theo ám thị tâm lý rất mạnh mẽ khiến người ta chấp nhận quan điểm của y một cách vô thức thủ đoạn này đáng sợ thật sự quá đáng sợ nhân lúc người trẻ tuổi ấy không để ý đến mình pháp sư á la khẽ nói với lữ cánh nam nghe y nói chớ nhìn vào mắt y Lữ cánh nam cơ hồ đột nhiên tỉnh ngộ, làm một động tác nhỏ biểu thị ý đã biết với ông. mắt vẫn nhìn về phía người trẻ tuổi kia, nhưng ánh mắt thì đã trách ra tít đằng xa. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn không phát giác ra động tác nhỏ của hai người, hoặc giả đối với y kiểu cách nói chuyện đầy ám thị này sớm đã trở thành một thói sơ quần rồi cũng nên. Y tiếp tục giải thích ý thức của trẻ con lúc mới sinh ra là một mảng trống rỗng, như một tờ giấy trắng vậy, khi nó phát ra tiếng khóc đầu tiên, nghe thấy âm thanh đầu tiên của thế giới này cũng giống như vạch lên tờ giấy trắng ấy một nét bút, khi nó mở mắt ra, bắt được tia sáng đầu tiên, cũng giống như vạch thêm một nét bút nữa lên tờ giấy trắng ấy, cứ thế trải qua một đời người, những gì nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm được, tiếp xúc được, cảm chi được, tất thảy mọi thứ đều vạch lên vô số đường nét khác nhau trên tờ giấy trắng ấy. Đối với bức tượng này, mỗi sự vật trên thế gian đều được biểu đạt bằng một con độc trùng, có lẽ ẩn hàm đạo lý ngũ sắc khiến mắt người ta mù lòa, ngũ âm khiến người ta điếc lác của đạo gia. Cuối cùng, đời người sẽ giống như bức tượng này vậy, bị các loại độc trùng bò khắp nơi, chui vào trong óc, bụp. Người trẻ tuổi phát ra âm thanh như thể tên lửa bắn vút lên, tay làm động tác biểu thị mọi thứ đều kết thúc. Pháp sư Á La thấp giọng nói, lời từ một phía, không thể tin hết được. Lữ cánh nam hỏi, người nói các vị thần Phật ở đây đều đang suy nghĩ, suy nghĩ cái gì? Trên mặt bò đầy sâu bọ, tượng trưng cho ý nghĩa của sự tồn tại ư. Người trẻ tuổi đáp, toàn bộ bức tượng này biểu đạt một sự mâu thuẫn của tồn tại cặp mặt tượng trưng cho sự tồn tại của giống loài cái miệng tượng trưng cho sự tồn tại của cá nhân còn các loại sâu độc bò khắp mặt tượng trưng cho mâu thuẫn của hai sự tồn tại này đây là một cuộc giao tranh rất dữ dội ai cũng biết một sinh mệnh sinh ra trên đời này kết quả cuối cùng là cái chết chưa bao giờ có ngoại lệ từ đó suy rộng ra kết quả cuối cùng của bất cứ loại vật chất nào xuất hiện trên thế gian này cũng đều là diệt vong tiêu vong kể từ ngày bắt đầu sự tồn tại của mình nó đã bước trên con đường dẫn đến sự không tồn tại. Ngay cả chúng ta, trong vũ trụ này, chúng ta cũng chỉ sinh ra từ một điểm đơn lẻ, cuối cùng lại trở về một điểm đơn lẻ, sinh ra trong hư vô rồi lại trở về với hư vô. Đây chính là điểm quy tụ cuối cùng của toàn bộ vật chất mà thời gian và không gian có thể bao hàm. Như vậy, sẽ nảy sinh một vấn đề nếu sinh ra chỉ là bắt đầu của chết đi, mục đích cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt, vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc là ở đâu? Vì cớ gì mà phải tồn tại? Kể từ khi nhân loại sở hữu ý thức tư tưởng có hệ thống đến nay, ngoài việc tìm hiểu xem bản thân là ai, thì vấn đề này cũng là một mệnh đề triết học chung cục. Kỳ thực, cả hai cũng có thể coi là một vấn đề. Kể từ khi con người biết ghi chép lịch sử, đã xuất hiện vô số triết gia, vĩ nhân, nhưng chưa một ai làm rõ được vấn đề này. Nói một cách đơn giản là, ta từ đâu đến, sau này sẽ đi đâu? Gần như mọi tôn giáo đều được sinh ra để giải quyết vấn đề này. Những tôn giáo thâm ảo một chút thì cố trình bày cho rõ, tại sao con người lại sống, tại sao con người lại chết. Những tôn giáo nông cạn hơn thì trực tiếp nói với ta, con người nên sống như thế nào và phải đối mặt với cái chết như thế nào. Nhưng sự thực là không có tôn giáo nào tìm được một đáp án chính xác, những câu trả lời mơ hồ nửa nạc nửa mỡ cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả, những người khác nhau đọc giáo lý của cùng một tôn giáo, lại có được những câu trả lời khác nhau, thậm chí còn có nhân sinh quan và thế giới quan khác nhau nữa. Nói tới đây, y nghiêng mặt nhìn Lữ Cánh Nam nói, cô có biết cô tồn tại vì cái gì không? Lữ Cánh Nam không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay, đương nhiên. Người trẻ tuổi lộ vẻ mặt như thể mình đã hỏi sai người, vỗ vỗ chán nói, à, quên mất, cô là kẻ sống gửi. Lữ Cánh Nam biến sắc, không tự chủ được giơ tay lên chỉ mặt người trẻ tuổi nói, ngươi, ngươi. Pháp Sư Á La cũng ngầm kinh hãi, cả chuyện bí mật như vậy mà đối phương cũng biết, người trẻ tuổi này rốt cuộc đã nắm trong tay bao nhiêu bí mật. Người trẻ tuổi cười cười nói tiếp, đối với một kẻ sống gửi đã quên đi bản thân mình, chỉ tồn tại vì người khác như cô, hỏi vấn đề này thành ra lại thừa thải mất rồi. Người trẻ tuổi lại hướng ánh mắt dò hỏi sang phía pháp sư Á La, pháp sư bèn đáp lại bằng một câu kệ, làm theo tâm mình, cả đời không hối. Chỉ nghe đối phương bật cười châm biếm, ta hỏi ông tồn tại vì cái gì, còn câu trả lời của ông lại là một phương thức tồn tại. Y lắc lắc đầu, nói tiếp, nói gì thì nói điều pho tượng khổng lồ trước mặt chúng ta đây muốn biểu đạt chính là ý này nó đang chất vấn mọi vị thần phật nếu mục đích của tồn tại là để hủy diệt vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc nằm ở đâu đôi mắt uất của người trẻ tuổi bất ngờ ngước lên trong mắt lóe sáng pháp sư á la và lữ cánh nam không hẹn mà cùng chìm vào suy tư chỉ là điều pháp sư á là băn khoăn không phải ý nghĩa của sự tồn tại mà là câu cuối cùng của người trẻ tuổi này hình như có nhầm lẫn không nên nói mục đích của tồn tại là để hủy diệt mà phải nói kết quả cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt mới đúng chứ nhỉ. Cả ba dường như đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhất thời không ai lên tiếng. Lúc này, lư cánh nam nhìn lại bức tượng đầu người khổng lồ ấy, tức thì có cảm giác khác biệt hẳn ban đầu. Nếu không có người trẻ tuổi này giải thích, ai có thể nghĩ ra bức tượng đầu người thoạt trông thì xấu xí, dữ tợn và đáng sợ này, lại ẩn hàm ý nghĩa sâu xa đến thế. Nhìn mãi, nhìn mãi, cô trông thấy bên dưới cái miệng khổng lồ ấy, hình như có mấy bóng người. Vùng đất linh hồn, bọn lính đánh thuê ấy không phải toàn bộ đều là hạng tầm thường dung tục, trong nhóm cũng có một số không bị các thứ vàng bạc châu báu chất đống lên như núi trên những bán đá khổng lồ ấy làm mê hoặc tâm trí. Bọn chúng đã quan sát, đồng thời nhanh chóng nhận ra, trên những bàn đá ấy chẳng qua chỉ là các món đồ thờ dùng để cung phụng cho những vị thần Phật phía sau, rõ ràng đẳng cấp của vị thần phía sau càng cao thì đồ vật bày trên bàn sẽ càng phong phú, châu báu càng tinh xảo đẹp đẽ hơn. Vì vậy những tên lính đánh thuê ấy bắt đầu tìm kiếm xem trong cả đại điện này pho tượng nào có đẳng cấp cao nhất, tìm qua tìm lại, rốt cuộc chúng tìm được pho tượng lớn nhất ở chính giữa này. Tuy không biết đó là gì, nhưng nhìn thể thích của pho tượng, cả mấy tên đều khẳng định đẳng cấp của đồ vật bên trong chắc chắn không thể kém được. Bởi vậy, khi người trẻ tuổi ra lệnh giải tán, mấy tên lính đánh thuê rất biết nhìn hàng không nói lời nào, đã chạy thẳng đến chỗ pho tượng khổng một ồ ở chính giữa luôn. Bọn chúng đến bên dưới pho tượng còn trước cả lũ cánh nam lẫn người trẻ tuổi để những người ở xa cũng nhìn thấy các hình điêu khác trong mắt và trong miệng phần mặt của pho tượng hơi nghiêng đi một chút mấy tên lính đánh thuê kia vốn chẳng quan tâm đến ý nghĩa của hình khắc chỉ một lòng tìm kiếm xem bên trong có bảo bối gì không ngay từ đầu đã thấy trong miệng pho tượng có đủ thứ khác nhau lại thấp thoáng lóe lên ánh sáng riêng của các loại đá quý cả bọn nhận định cái miệng khổng lồ ấy chính là nơi chúng cần tìm bèn hưng phấn chạy một mạch đến bên dưới chỗ đó đến khi tới trước mặt pho tượng Bọn chúng mới phát hiện pho tượng đầu người này quả thực quá lớn, nhìn từ xa thì thấy phần môi dưới chạm đất, nhưng đến gần mới biết muốn leo lên cũng phải tốn khá nhiều công sức. Mấy tên bèn dùng cả tay lẫn chân, dốc hết sức lực leo vào bên trong miệng bức tượng. Thực ra, bọn lữ cánh nam vẫn còn cách bức tượng đầu người ấy khá xa, nếu không quan sát kỹ, khó lòng phát hiện ra mấy tên lính đánh thuê đang đeo bám nhau leo vào trong cái miệng khổng lồ ấy. Hiển nhiên, người trẻ tuổi cũng đã nhận ra mấy kẻ này, chỉ nghe y hoảng hốt gọi lớn, này mấy thằng kia, mau trở lại. Có điều, khoảng cách quá xa, không gian lại quá rộng lớn, tiếng kêu ấy không thể truyền đến tai mấy tên lính đánh thuê đó. Người trẻ tuổi vội vàng lấy thiết bị liên lạc ra, điều chỉnh tần số, tiếc rằng đã muộn mất một bước, còn chưa chỉnh xong lữ cánh nam đã trông thấy tên lính đánh thuê nhanh nhất leo lên đến chỗ mép môi của bức tượng đầu người ấy rồi. Tên lính đánh thuê đó còn chưa kịp vẫy tay hoan hô, thì đã bị một lực hút khổng lồ hút tuột vào bên trong. Lữ cánh nam thoáng ngẩn người, ngay sau đó mặt đất đột nhiên rung lên tiếng ầm ầm vang dội như có một vật thể khổng lồ nặng cả vạn tấn đập mạnh xuống sàn cô đưa mắt nhìn bức tượng đầu người kia chỉ thấy cái miệng đang ngoác to không ngờ đã ngậm lại mấy tên lính đánh thuê con đang đeo bám ở mép môi bức tượng cũng bị chấn động vừa rồi làm cho rơi xuống hết từ độ cao ấy ngã xuống hẳn khó có tên nào sống nổi chỉ nghe người trẻ tuổi thấp giọng lầm bầm một lũ ngu xuẩn lại tốn thêm không ít thời gian của tao rồi sau khi cái miệng lớn ấy khép lại cả bức tượng đầu người khổng lồ đó cũng nảy sinh tiến hóa, trước tiên là đôi mắt dần chuyển thành màu đỏ, vô số hình điêu khắc nam nữ giao phối trên con người cũng nhuốm lên một sắc đỏ yêu dị, cái đó sắc đỏ lan dẫn ra phía ngoài mắt, tựa như vết nẻ trên mặt vậy. Những con độc trùng kia cũng lần lượt bị phủ lên màu đỏ, tựa như đang không ngừng vùng vẫy uốn éo, trông lại càng thêm phần sống động. Những vệt đỏ chằng chịt như mạng nhện ấy rời khỏi bức tượng, tiếp tục vươn ra khắp sàn đại điện. Máu của tên lính đánh thuê đó dù sao cũng có hạn, tuyệt đối không thể nhuộm đỏ cả một diện tích lớn như vậy được, hiển nhiên ở bên trong còn có cơ quan khác nữa. Diện tích bị nhuộm đỏ càng lục càng lớn, toàn bộ luân hồi đài bắt đầu từ từ chuyển động. Lấy pho tượng đầu người khổng lồ làm trung tâm, mặt sàn đại điện tỏa ra thành nhiều vòng tròn đồng tâm lồng vào nhau, hiện giờ các vòng tròn ấy đều đang chuyển động. Pho tượng đầu người ở giữa xoay ngược chiều kim đồng hồ, vòng bên ngoài lại chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, vòng ngoài nữa lại xoay chuyển ngược chiều kim đồng hồ, cứ vậy tiếp nối nhau, tốc độ chuyển động của mỗi vòng cũng khác biệt. Vòng ngoài cùng chuyển động nhanh nhất, bàn đá ở đó cũng nhiều nhất, còn rất nhiều lính đánh thuê đang lăn lê bò toài trong đám châu báu ở trên đó. Từ lúc bắt đầu có chấn động, bọn chúng đã cảm thấy bất ổn rồi, nhưng bàn đá rất cao, không phải nói xuống là xuống ngay được, nhiều tên chưa kịp nhảy xuống thì cả vòng tròn đã bắt đầu tăng tốc. Mấy giây sau, tốc độ xoay chuyển đã làm đống đồ cung phụng chất như núi trên bàn đá chuyển động vài tên lính đánh thuê xấu số bị vùi mình giữa đống vàng bạc châu báu cũng coi như là chết có ý nghĩa, một số tên khác đứng không vững, liền bị hất văng khỏi bán đá rơi xuống đất. Khi tốc độ xoay chuyển tăng dần, chỉ thấy các vòng tròn cũng bắt đầu tách ra, những vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ từ từ chìm xuống, ngược lại, những vòng xoay thuận chiều kim đồng hồ lại dâng lên cao. Mỗi vòng này đều rộng khoảng 50 mét, vậy là, trong đại điện đột nhiên dựng lên vô số bức tường dày. Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La để ý thấy những tượng Phật toàn bộ đều nằm trên các vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ, còn trên các vòng xoay thuận chiều thì hoàn toàn không có vật gì. Khá nhiều tên lính đánh thuê vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng ở vòng tròn đang dâng lên cao, nhìn vòng tròn đang hạ xuống mỗi lúc một thấp ở trước mặt sau lưng, muốn nhảy lại không dám nhảy, chỉ biết cuống cuồng chạy qua chạy lại. Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và người trẻ tuổi kia đều đứng ở giữa các tượng thần Phật, thấy vòng tròn nơi mình đứng chầm chậm chìm xuống. Lữ Cánh Nam ngầm ra hiệu hỏi pháp sư Á là có nên tranh thủ cơ hội nhảy lên vòng tròn đang dâng lên cao không. Nhưng pháp sư lại lắc đầu từ chối, bọn họ hoàn toàn không biết gì về kết cấu cơ quan trong đại điện này, còn người trẻ tuổi trước mắt dường như lại biết khá nhiều, nếu y vẫn đứng yên giữa những tượng thần Phật này, chắc chắn là có nguyên nhân. Đối với những người đứng giữa các pho tượng thần Phật như Lữ Cánh Nam, những vòng tròn không ngừng dâng lên kia giống như các phòng tường vây đang vươn cao vậy. Cùng lúc đó, một bức bích họa khổng lồ tinh xảo cũng từ từ hiện lên trước mắt họ. Kèm theo đó, còn có vô số những ô của trạm trổ đẹp đẽ. Qua các ô cửa này, có thể nhìn thấy các cầu thang hình tròn đan sen chẳng chịt bên trong, lên lên xuống xuống phức tạp vô cùng. Những vòng tròn dâng lên cao đã sắp chạm tới đỉnh vòm mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến bọn lính đánh thuê không may đứng trên những vòng ấy đều phát hoảng, cuống cuồng gào thét ẩm ý. Lữ cánh nam không khỏi thầm khen pháp sư Á la sáng suốt phỏng chừng những vòng tròn ấy không chạm trần đại điện thì sẽ không dừng lại. Bấy giờ, mấy tên lính đánh thuê bị kẹt trên các vòng tròn ấy mới có phản ứng, cuốn cuồng tìm trong ba lô xem có thứ gì dùng thay cho dù để nhảy xuống không. Tiếc rằng ba lô của bọn chúng lúc này đều nhét đầy vàng bạc châu báu, những thứ vô dụng như dù giết đều đã vứt bỏ ở đâu chẳng rõ nữa rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang vẳng vang lên trong đại điện rộng lớn, đã có một số tên đen đuổi bị nghiền nát trong cái cối say khổng lồ. Người trẻ tuổi liên lạc với đám lính đánh thuê còn lại, bảo chúng đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung, y sẽ đến tiếp ứng. Người trẻ tuổi ngẹo đầu, cất tiếng hỏi Pháp Sư Á La, đi cùng tôi không? Nói dứt lời, y liền nhấc chân đi luôn, Pháp Sư Á La ra hiệu, rồi cùng lữ cánh nam theo sau. Lúc này các vòng tròn đá biến thành vô số bức tường vây hình tròn, khắp nơi trên tường đều có các lỗ lớn, trông nửa giống cửa sổ nửa giống cửa ra vào, một số ở sát mặt đất, còn đa phần đều lơ lửng trên cao. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam theo người trẻ tuổi vào một cánh cửa, cuối hành lang bên trong là một cầu thang dẫn lên trên, đi được một đoạn, cầu thang tách ra làm hai nhánh, lại xuất hiện một cầu thang dẫn xuống dưới. Người trẻ tuổi dẫn bọn họ đi vòng vèo lúc lên lúc xuống trên các cầu thang như mê cung này, không lâu sau đã bước ra từ một cánh cửa khác. Hai người quan sát, thấy mình đã đến một vòng tròn có tượng Phật khác, đi thêm chừng trăm mét, liền thấy một pho tượng Phật chắn ngang đường những tượng thần Phật khổng lồ kia lúc này đã trở thành những khối đá cản đường, chắn ngang thông lộ. Người trẻ tuổi chẳng buồn để mắt, liền chui vào một cánh cửa khác. Ba người cứ vậy thoát lên thoát xuống giữa vô số cầu thang, hành lang. Mặt khác, chắc Mộc Cường Ba và Mơ cũng bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới. Sau khi qua cầu, xác nhận tạm thời không có gì nguy hiểm, hai người bèn dừng chân nghỉ ngơi ở đầu cầu, đợi cho thể lực hồi phục. Ngoài ra, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, Họ phát hiện ở đầu cầu có một hàng chữ nhỏ. Giờ đây hai người đã đi đến một sự đồng thuận, phàm là chỗ nào xuất hiện chữ, đều chẳng hay ho gì cả. Trước khi thể lực hồi phục tương đối, cả hai đều không dám mạo hiểm xông vào trong. Nghĩa đen của hàng chữ này được Trác Mộc Cường ba dịch ra là, vùng đất linh hồn quẩn quanh, đến chết không thôi. Nhưng đến giờ thì Kin không còn dám tin lời Trác Mộc Cường ba nữa, qua mấy lần trước đó, có thể thấy trình độ dịch thuật của gã này rất có vấn đề. Rời khỏi chỗ đầu cầu, hai người liền chui vào một hang đá mới đầu động huyệt rất lớn nhưng càng đi sâu vào trong thông đạo càng hẹp dần lại trong động lại có động liên hoàn nối tiếp khiến cả hai nảy sinh cảm giác như đang lần mò bước trong tổ kiến vậy. Mertzin nhìn vách hang ẩm ướt bỗng sực nhớ lại những gì trải qua trước đó không khỏi lầm bẩm nơi này thích hợp để nuôi dưỡng sinh vật chắc mộc cường ba bổ sung nốt phần còn lại đây là câu mà Mertzin không muốn nghe nhất lúc này hai người bọn họ không phải thao thú sư và lại những thứ mà đám người qua ba cổ đại kia nuôi dưỡng, thực sự đều rất khó tưởng tượng. Trong thông đạo âm u ẩm thấp sộc lên mùi mốc meo, cả bốn mặt thông đạo đều ướt sườn rượt, dưới đất có nước động thành vũng, hai người một trước một sau dẫm chân lên các vũng nước phát ra những âm thanh ì hạp. Vũ khí cầm trên tay, cả hai đều tập trung toàn bộ tinh thần cảnh giác. Càng đi sâu vào trong, không gian lại càng tăm tối, chỉ thấy một vùng đen kịt, đèn pha của họ chỉ chiếu được khoảng 3-4 mét phía trước tiếng chân dẫm nước trong hang động mỗi lúc một vang hơn. Không lâu sau, hai người hợ chợt nghe thấy những tiếng táp 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 từ trong hang động vẳng ra, mất nói, động vật nhiều chân, thể hình lớn hơn lũ rán ở ngoài kia. Trác Mộc Cường Ba cũng nói, số lượng không ít, cũng phát ra tiếng dẫm nước, bọn chúng có thể leo bám trên tường. Không biết có phải do ngọn đèn pha hay vì nguyên nhân gì khác, những sinh vật đó không chịu lộ diện mà chỉ ẩn mình sâu trong bóng tối, chốc chốc lại phát ra những tiếng táp 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 khi chuyển động, sau khi đi được một quãng, bọn chúng cũng không bám theo hai người nữa, như thể tiếng bước chân của Trác Mộc Cường ba và Mức đã quấy dày chúng nghỉ ngơi vậy. Mức luôn miệng thúc giục, nhanh lên, nhanh lên. giờ đây bọn họ đã không còn đường quay lại nữa, cũng chỉ biết hy vọng cái hang động tối om này không dài lắm, có khi ra khỏi đây là thoát nợ không chừng. Trác Mộc Cường ba chọn đường thẳng, đi một mạch khoảng hai ba mươi phút là ra khỏi hang tối, có điều cảnh tượng trước mắt lại khiến hai người chẳng thể nào hân hoan nổi. phía trước. Tình cảnh cũng không khác mấy so với lúc hai người phải leo thang mây. Họ đang đứng trên một mỏm đá chia ra như mỏ chim ưng, lơ lửng giữa từng không, leo lên không được leo xuống cũng chẳng xong, đằng trước là khe sâu không đáy. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đối diện họ không phải là vách đá, mà là một dãy cột đá chỉnh tề ngay ngắn. Những cột đá ấy to nhỏ không đều, cái nhỏ chu vi khoảng 1-2 mét, cái lớn chu vi đến mấy chục mét, đều vươn từ đáy vực sâu lên, rồi mất hút trong khoảng không gian đen kịt trên đỉnh đầu giữa các cột đá chia ra các thanh ngang kết cấu tương tự như cầu thăng bằng nhưng khoảng cách và độ rộng hẹp khác nhau trên những cột đá lớn có ánh lửa bập bùng còn những cột đá nhỏ thì được khảm đá phát quang từng hàng từng dãy cột vươn ra toát lên một khí thế mênh mông trong mắt mơ trận địa cột đá này tựa như một dàn cốp pha khổng lồ y bất giác lẩm bẩm khốn kiếp chẳng trách vừa nãy bắt chúng ta luyện tập leo trèo trác mộc cường ba nói xem ra phải leo qua những cột đá này rồi có điều, phỏng chừng có vẻ dễ hơn leo vách đá. Merkin lầm bầm, tôi lo ở giữa những cái cột kia có vấn đề. Vùng đất linh hồn quẩn quanh, đến chết không thôi. Trác Mộc Cường ba lặp lại câu cảnh báo ở đầu cầu, tự hỏi, tại sao lại xây thành thế này nhỉ? Ê, nhìn phía kia xem, Merkin chi lên đỉnh đầu Trác Mộc Cường ba liền ngửa mặt ngó lên, chỉ thấy bề mặt đá phía trên đầu họ phủ lớp vật chất trông như một đám sợi bông mỏng. Từ đám sợi buông xuống những sợi tơ mảnh treo lơ lửng hai vật trông như cái túi, thoạt nhìn thấy giống túi tơ nhện, có điều, kích thước hơi lớn. Theo tính toán sơ bộ của Trác Mộc Cường Ba, thể thích của hai vật hình túi ấy không thể nhỏ hơn người gã được. Chẳng lẽ là nhện, Merkin đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, tựa như đang hỏi gã. Trác Mộc Cường Ba nói, chúng tôi quả thực đã gặp phải một số loại nhện thể hình rất lớn, có điều. Gã nhìn chằm chằm lên phía trên đầu, đoạn nói tiếp, muốn treo được vật lớn như vậy lên, lũ nhện ở đây, chắc hắn còn lớn hơn cả những con mà chúng tôi từng gặp nữa. Mang hai cái kia xuống xem là gì, Merkin đề nghị. Thấy chắc một cường ba chố mắt nhìn mình, Merkin liền giải thích, ít nhất chúng ta cũng phải biết chỗ này rốt cuộc có thứ gì, mới quyết định xem bước tiếp theo sẽ đi như thế nào được chứ. Chắc một cường ba nghĩ lại thấy cũng phải, liền gật đầu đồng ý, Merkin bảo gã dùng dây móc bắn xuyên qua vật thể trông như cái túi ấy, sau đó dồn sức giật xuống. Chỉ nghe bịch, một vật thể dạng túi bọc kín trong tơ nhện rơi xuống đất. Merkin lấy dao cắt ra, mùi ẩm mốc liền sộc thẳng lên mũi. Y lập tức đưa tay che kín mũi miệng, chắc một cường ba đứng xa hơn một chút, thấy vật đó hơi ngả về phía sau, liền buột miệng thốt lên, thứ này. Giống như loài linh trưởng vậy. Chỉ thấy trong túi tơ nhện ấy là một cái xác đã phân hủy được một nửa, bị họ giật từ trên cao xuống, nhiều chỗ lòi cả xương trắng ra ngoài, nhưng vẫn có thể nhận ra đầu mình chân tay, trông rất giống con người xác người đấy, giọng Merkin trở nên lạnh lẽo, số xác chết y từng thấy nhiều hơn chắc một cường ba không biết bao nhiêu lần, vừa liếc mắt là đã nhận ra ngay tắp lực, bên trong cái túi tơ nhện này là xác người. Xác người hả, vừa nghe Merkin nói ra chữ người, chắc một cường ba cũng giật mình kinh ngạc. Merkin không phải thao thú sư, nhưng đã ở cùng Sos một thời gian dài, cũng biết được một số điều, chỉ nghe y gật đầu khẳng định, phương thức bắt mồi điển hình của loài nhện, nhà tơ quấn con mồi chưa ăn hết lại, bơm chất độc vào để phòng thối giữa, đồng thời cũng tiêu hóa con mồi từ bên trong, sau đó, con nhện chỉ cần hút nước chảy ra là đủ. Nhìn mức rộ phân hủy của cái xác này, có thể thấy nó đã ở đây gần một tháng rồi, nơi này sao lại có người được nhỉ? Chẳng lẽ, người qua ba vẫn còn trong thần miếu, nhưng nếu thế, sao bọn họ lại bị lũ nhện này bắt làm thức ăn chứ? Hay là tế phẩm? Đáng tiếc, vì cả hai đều không phải thao thú sư, nên họ không hề biết nhện là loài cực kỳ mẫn cảm với thức ăn của mình ở chỗ treo thức ăn bao giờ nó cũng để lại một sợi tơ kéo ra xa, chỉ cần hơi có động tính một chút thôi là bọn chúng sẽ lập tức cảm ứng được, dù đang ở rất xa. Trác Mộc Cường Ba vừa mới nhớ ra điều gì đó, đã nghe tiếng chân chạy gấp gáp vang lên bên tai gã. nhưng âm thanh rào rào ấy khiến lông tóc gã dựng đứng hết cả lên, không kịp giải thích gì, gã vội vàng kéo tay mất kinh, hét váng lên, chạy mau. Trác Mộc Cường Ba cuốn quyết chạy đà, dồn sức nhảy ra khoảng không, trước khi chộp được vào giá đỡ giữa hai cột đá ấy, một tay gã hơi dơ lên, sẵn sàng bắn ra dây móc bất cứ lúc nào, tay kia lại hơi co lại, chuẩn bị vươn ra tóm lấy mất Gã chỉ lo cái cầu thăng bằng nhỏ ấy không đủ kiên cố, trải qua nghìn năm giờ đã mục nát rồi. Có điều, khi cả hai tay chụp vào rồi, mới biết giá đỡ này tương đối chắc chắn. Merkin cũng nhảy qua theo gã, cảm giác như thể rơi xuống một thanh sắt chữ y rất chắc chắn vậy, không hề thấy đung đưa lắc lư chút nào. Hai người ngoảnh đầu lại, chỉ thấy trong hang động họ vừa đi ra khi nãy tràn ra vô số sinh vật trông giống nhìn nhện. Thể hình của những sinh vật này phải ngang với bánh xe tải, có lẽ vì sống trong bóng tối quá lâu, dưới ánh đèn yếu ớt, toàn thân chúng hiện lên màu trắng bợt bạt như thịt thối giữa. Sở dĩ nói bọn chúng giống nhện là bởi tám cái chân của lũ này to khỏe hơn nhện bình thường rất nhiều, phần đầu không có tám con mắt như nhện, mà gồ lên hai con mắt bóng đèn giống như loài cua, trong mắt chỉ thấy màu trắng đục nhờ nhờ lưu động, có lẽ thị lực đã thoái hóa từ lâu phía trước miệng chúng mọc ra một đôi hàm thịt to khỏe, không ngừng đưa lên đưa xuống, đằng trước hàm thịt là hai cái nanh độc to tường, bên trong đầy dịch thể đen bóng. Chó chết, Merkin vừa nhìn thấy lũ quái vật này đã lạnh toát người, những thứ đám người qua ba cổ đại kiên nuôi dưỡng quả nhiên đều chẳng dễ đụng vào. Trác Mộc Cường ba lại lập tức nhớ đến loài nhện trắng trong truyền thuyết, tuyết sơn có nhện, to như bánh xe, màu trắng như ngọc, gặp sẽ vong hồn. Tuyết sơn tam thánh, rắn trắng, bò cạp trắng, Nhện trắng đều được gọi là thần hộ vệ của núi tuyết, là thánh vật của núi tuyết, nhưng trong những câu chuyện thần thoại ấy, bọn chúng đều là vật kịch độc, bất cứ kẻ nào dám khinh nhờn thần linh trên núi tuyết, ắt đều chúng độc mà vong mạng. Giờ đây, những thánh vật của núi tuyết này đang bừng bừng nổi giận, thả cho các ngươi di qua rồi thì thôi, không ngờ lại dám động đến kho lương thực của bọn ta, không cho các ngươi nếm mùi lợi hại thì các ngươi vẫn còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tám càng chân to khỏe của lũ quái vật này không phải để trang trí chúng chỉ khẽ nhún một cái đã nhảy lên rào rào, cũng có một số con leo lên vách ngoài hang động rồi bật người nhảy ra. Nhất thời, như có vô số chiếc ô nhỏ màu trắng xòe ra trên không, trông cũng khá đẹp mắt. Chỉ có điều, vẻ đẹp ấy lại mang theo sự nguy hiểm chết người. Chắc Mộc Cường Ba và Mơ chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Hai người lại một lần nữa bỏ chạy thục mạng, mà chạy trên cái giá đỡ nhỏ như cái cầu thăng bằng này đâu phải chuyện dễ dàng. Hai người giang rộng cánh tay để giữ thăng bằng, chạy bước nhỏ, mỗi khi nhìn thấy một giá đỡ khác lại tung mình nhảy lên, cũng may những chiếc cầu thăng bằng này không thích hợp với bọn quái vật tám chân kia lắm, bọn nhện trắng đành phải bò trên những cột đá khổng một ồ, rồi từ trên cao bổ nhào xuống chỗ hai người. Vậy là bọn họ vừa phải cẩn thận giữ thăng bằng, chạy trên những chiếc cầu thăng bằng bắc ở giữa vực sâu thăm thẳm với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa phải né tránh lũ nhện trắng từ trên lao bổ xuống. Mới đầu, Merkin còn nổ súng bắn mấy con, nhưng y nhanh chóng nhận ra, nổ súng sẽ rất khó giữ thăng bằng bọn nhện bị bắn trúng, song bản thân y cũng suýt rơi xuống. Vì thế, y không dám làm bừa nữa, chỉ tập trung tinh thần vào việc giữ thăng bằng, di chuyển, né tránh. Lũ nhện trắng này tấn công tương đối đơn giản, chỉ nhảy trồm lên rồi lao bổ tới, muốn tránh cũng rất dễ, khốn nối bọn chúng lại quá nhiều, cứ nhảy tanh tách như châu chấu, mà không gian để né tránh quá nhỏ, hai người thực chẳng khác nào đang đi trên dây thép. Trác Mộc Cường Ba và Mắc Kinh dường như đã trông thấy thần chết đang mỉm cười vẫy tay với mình ở phía trước, nhện tuyết tránh được mấy lần đột nhiên trác mộc cường ba bước hụt chân cả người thụt xuống cái ba lô sau lưng đập mạnh lên mặt cầu thăng bằng cũng may bên dưới còn một cầu thăng bằng khác nằm vắt ngang trong lúc hoảng loạn gã vẫn kịp thời ôm lấy được lúc gã ngẩng lên nhìn bọn nhện đã nhao nhao bổ nhào xuống chỗ gã vừa đứng dĩ nhiên lũ nhện chỉ bổ vào khoảng trống rốt cuộc đều va vào nhau rơi xuống là tả trác mộc cường ba nói bọn này cũng giống như lũ rán ngoài kia Dựa vào năng lực cảm chi chấn động để khóa chặt mục tiêu Chỉ nghe Merkin ở phía sau đáp, biết rồi Sau đó, y lại kinh hoàng thốt lên, hả? Không đúng, không đúng Chắc một cường ba ngoảnh đầu lại nhìn Chỉ thấy Merkin ở cầu thăng bằng phía trên đang đung đưa lảo đảo Thân thể không ngừng lắc lư, mãi vẫn chưa đứng vững được Rốt cuộc lộn nhào rơi xuống Hai chân chắc một cường ba liền móc lại Đu người ra ngoéo lấy hai tay Merkin Hai người xoay hơn nửa vòng trên không rồi chắc một cường ba văng Merkin ra. Merkin bay người bám vào được một cây cầu thăng bằng phía trước, bản thân chắc một cường ba cũng leo lên một cầu thăng bằng khác, đoạn cất tiếng hỏi, chuyện gì thế? Merkin nói, thứ này, thứ này chuyển rộng được, chắc một cường ba sực tỉnh ngộ, vừa nãy gã rõ ràng nhìn kỹ rồi mới đặt chân xuống, sao có thể bước hụt được, hiển nhiên là do thanh ngang ấy đã di chuyển. Hai người đứng vững rồi nhìn lại, mới thấy những thanh gỗ đó, thanh thì rụt về sau, thanh nhô lên trước, lại có thanh lăn sang trái hoặc sang phải. Những thanh gỗ này đều gác trên cột đá hiển nhiên là những cột đá kia có vấn đề. Ánh mắt chắc mộc quầng ba lốt về phía cột đá, quả nhiên phát hiện ra, những cột đá này giống như vô số chiếc hòm chất chồng lên nhau. Không hiểu cơ quan bị phát động từ lúc nào, giờ đây các cột đá bắt đầu phân đốt, mỗi đốt lại xoay chuyển theo một hướng khác nhau. Như vậy, toàn bộ các giá cố định đều đang chuyển động. Một thanh ngang giờ tách ra làm hai, nối với nửa thanh ngang khác, tạo thành một lối đi mới. Không bao lâu sau, tất cả lại thay đổi một lượt. Muốn tìm được lối đi trên những cầu thăng bằng không ngừng dịch qua dịch lại này thực không hề dễ dàng chút nào. Thêm một điều khiến hai người càng giàu dĩ hơn là lũ nhện trắng vẫn nhao nhao đuổi theo. Không có thời gian nghĩ ngợi, lại càng không có nhiều lựa chọn, bọn họ chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ nhìn chỗ nào gần nhất, lại ít nhện nhất thì nhảy sang. Sau khi tránh được mấy đợt tấn công của lũ nhện, hai người cũng lần mò ra một chút bí quyết để di chuyển trên giàn giáo khổng một ồ di rộng được này khoảng cách giữa một số thanh gá là tương đương, đều chĩa về phía trước và thấp dần xuống, có thể sử dụng lực chân giống nhau để nhảy liên tiếp, chỉ cần nắm vững thời cơ đồng thời hoàn toàn quên mình đang nhảy nhót trên độ cao mấy nghìn mét, bọn họ thậm chí có thể lao một mạch không dừng lại. Một số thanh gá lại cao hơn hẳn, càng lúc càng cao dần lên. Họ liền vận dụng cách thức của môn đu xà lệch, hai tay vừa bám vào thanh gá lập tức bật cả người lên. Khi các thanh gá bắt đầu xoay chuyển, họ bèn đeo mình lơ lửng bằng hai tay, dồn sức vào eo lưng đu qua đu lại, chỉ cần thanh gá dừng lại là lập tức lộn người lên trên, hoặc mượn lực lộn vòng trên không, vươn người ra chộp lấy thanh gá phía trước. Dần dần hai người cũng tìm được cảm giác phối hợp, khi khoảng cách giữa hai thanh gá quá xa, một người khó lòng vượt qua được, họ liền dở ra chiêu tiếp lực trên không chung. Hoặc là chắc một cường ba một tay bám vào thanh gá, một tay giữ tay mất mượn lực phung mạnh ném cả người mất kim ra xa, kế đó mất lại chộp lấy thanh gá tiếp theo, còn chắc một cường ba thì leo lên thanh gá nhảy tới, tóm lấy hai chân mất kinh. Mất mượn thế đu người, dồn sức vào hông, hất chắc một cường ba văng ra phía trước. Hai người cứ bắt rồi lại ném nhau như ném bao cát, rất nhiều chỗ không có đường, hai người cũng có thể đu qua, tuy có chút kinh hoàng xong không nguy hiểm gì. Lũ nhện kia cũng phải lựa đường để đi, có những cột đá cách nhau quá xa, không thể nhảy bật qua được, bọn chúng buộc lòng phải dịch chuyển theo phương ngang, rồi nhảy sang cột đá khác bên cạnh một số con nhện đã dần dần mất hứng với hai con mồi vừa khó bắt lại vừa chạy nhanh này, chán nản lui về phía sau. Cứ như vậy, chắc một cường ba và mất Kim cũng dần dần kéo giãn được khoảng cách với một ũ nhện. Chỉ là, hai người cũng chẳng hoan hỉ được lâu, họ nhanh chóng nhận ra, kết quả của việc cắm đầu cắm cổ chạy bừa chính là. Phía trước không còn đường nữa, họ không ngờ lại bị lũ nhện lùa vào góc chết, lúc này, hai người giống như đang đi trên cây cầu độc mộc, bốn bề đều không có thanh gá nào, khoảng cách giữa các cột đá đều hơn hai chục mét. Merkin thấy tình thế không ổn, lập tức nói, chạy ngược lại. Vừa quay người, một con nhện trắng to tướng liền sổ tới trước mặt. Merkin không kịp nghĩ ngợi gì, vung tay lên đấm mạnh, đánh văng con nhện ấy xuống vực sâu vạn trường. Nhưng phía sau con nhện đó vẫn còn rất nhiều con khác không chịu bỏ cuộc, một con bị hất ra, lại có hai con nhảy tới. Merkin vừa đưa tay gạt chúng ra, liền có thêm hai con khác. Trác Mộc Cường ba mở ba lô, lớn tiếng nói, dùng vũ khí. Nhưng dùng vũ khí gì bây giờ? Lúc này, gã sực nhớ ra, bọn nhện này nhờ vào cảm chi chấn động để phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, vậy thì, cho chúng một chút chấn động mạnh là được. Gã giật chốt một quả lựu đạn sáng, ném thẳng lên không trung. Có lẽ vì không gian quá lớn, ánh chắc lóe lên ấy cũng không sáng chói gì lắm. Chỉ là, ở những chỗ ánh sáng chiếu tới, có thể thấy trên các cột đá nhung nhúc toàn lũ nhện trắng ẩn tiếng nổ vang như sấm ngay sau đó làm chắc một cường ba giật thoát mình. Chấn động khởi nguồn từ giữa không chung không ngờ lại khiến những cột đá xung quanh rung lên, rung động lan sang cả các thanh gá, khiến chắc một cường ba và mất kim còn tưởng toàn bộ giàn giáo khổng lồ này sắp sập xuống đến nơi. Sau khi lựu đạn nổ, lũ nhện trắng rơi xuống là tả. Chắc một cường ba thấy có hiệu quả, lại móc ra thêm quả nữa, nhưng mất vội ngăn lại, đừng, đừng ném nữa, hình như lại có cơ quan gì bị khởi động rồi. Trác Mộc Cường Ba liền dừng lại ngay tắp lự, nếu đám người qua ba cổ đại ấy thiết kế cơ quan cảm bẫy gì khác nữa, khiến các cột đá và thanh gá rời nhau ra run gờ gian đại điện gắn đầy đầu rồng kia thì chẳng phải là toi đời sao. Tuy nhiên, dù sao hai người cũng đã ngăn được bọn nhện trong dây lát, lập tức xoay người chạy ngược trở lại. Đột nhiên, thanh gá rời ra, Trác Mộc Cường Ba và Mơ vội chia nhau nhảy sang hai phía. Khốn nỗi, khoảng cách đến những thanh gá gần đó đều quá xa, cả hai liền song song rơi xuống theo phương thẳng đứng. Điêu đời rồi, ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc, Merkin bỗng thấy thân thể trùng xuống, rồi lại nảy lên, tưởng như rơi xuống tấm nệm nhảy vậy. Y toan nhổ người lên, liền phát hiện ra thân thể mình đã bị dính chặt. Merkin ngoảnh đầu quan sát, mới nhận ra giữa không trung có một tấm lưới khổng lồ, còn Y thì đang bị dính trên tấm lưới nhện ấy. Merkin ngoảnh sang phía khác, liền trông thấy chắc một cường ba cũng chung số phận, cả người bị dính chặt vào mặt lưới, lơ lửng giữa từng không. Không thể ngờ, lũ nhện kia lại dồn bọn họ vào một cái bẫy được thiết kế tinh vi đến vậy. Những con nhện còn lại từ khắp bốn phương tám hướng ùa tới, chuẩn bị hưởng thụ một bữa yến tiệc no nê. Trác Mộc Cường ba liếc thấy tay phải mất co vào rũi ra một cái, chớp mắt đã rút ra khỏi bộ áo liền quần, kế đó tay trái y cũng nhanh chóng rút ra được. Chỉ nghe y cuống quyết nói, dùng lửa. Nhện sợ lửa, điều này thì mất biết, nhưng khi đưa mắt nhìn lại, y mới nhận ra vị trí của tấm lưới này hết sức độc địa, lưới được đan giữa bốn cột đá, bên dưới hình như không thấy có thanh gá nào, vội vàng xua tay, đốt là rơi xuống luôn. Nhưng nếu không đốt thì lũ nhện kia đã ùn ùn kéo tới chỗ này rồi, mà bọn chúng bỏ trên lưới lại càng linh hoạt hơn bội phần. Trong khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc, Trác Mộc Cường ba bỗng nhớ ra, loài nhện phán đoán thể trọng kích cỡ của con vật nằm trong lưới như thế nào. Gã vội dồn hết sức, giật được hai tay khỏi tấm lưới nhện dính nhấp, kế đó giang rộng hai tay ra, bám vào mép lưới, bắt đầu làm động tác như bươm bướm đập cánh. Mơ kiên nhất thời vẫn chưa hiểu ra, tròn mắt kinh ngạc nhìn gã. Trác Mộc Cường ba vội dục lắc, lắc đi. Mơ kiên bấy giờ mới có phản ứng, cùng Trác Mộc Cường ba cật lực lắc lưu mảnh lưới, sau mấy lần đung đưa, nhịp lắc của hai người dần trở nên đều đặn, phần giữa tấm lưới nhện bắt đầu rung rinh dữ dội. Lũ nhện không hiểu gì, bắt đầu dừng dại, cẩn thận tra xét chấn động truyền tới. Những rung động đó khiến chúng cảm thấy đối phương là một kẻ săn mồi to khỏe đủ sức xé toang lưới nhện làm thịt ngược lại mình. Vậy là, đàn nhện lập tức nháo nhác lùi lại, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Merkin giơ một ngón tay cái lên với Trác Mộc Cường Ba, ý bảo gã làm rất tốt. Trác Mộc Cường Ba hơi nhếch mép mỉm cười, hỏi, ban nãy làm thế nào vậy? Nói đoạn, gã đưa tay lên thọc vào trong áo. Merkin hiểu ý, liền chập hai tay lại, loáng cái đã rụt trở vào trong bộ đồ liền thân, giải thích, kỹ thuật cởi áo kiểu Houdini, đây là tuyệt chiêu của đặc công Mỹ, rất có tác dụng trong những thời điểm then chốt. Chắc Lưỡi Cánh Nam không biết chiêu này, nên không dạy cho các anh được ngừng lại một chút. Y thở dài tiếp lời, nếu có Sauce ở đây thì tốt, chúng ta cũng không đến nỗi phải khổ sở chạy trốn thế này. Sauce không phải y bị ông đuổi đi sao? Merkin ủ rũ nói, đó là do bị bọn tiểu nhân chia rẽ, không phải ý của tôi. Mảnh lưới nhện mềm mại lại bền chắc, chẳng khác nào giường của hãng Simili Meaton hai người nằm trên đó, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi cực độ. Từng đợt sóng không khí nóng hổi từ bên dưới cuồn cuộn dâng lên. Những luồng không khí lưu động ấy khiến lưới nhện dập dình như sóng, nằm bên trên tựa như đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt biển chết vậy. Trác Mộc Cường Ba và mức Kim cảm thấy xương cốt rã rời, tứ chi mỏi rũ, chẳng muốn nhúc nhích lấy một ngón tay. May thay, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn chút tỉnh táo vội nhắc nhở, bọn nhện ấy không lâu sau sẽ trở lại, không thể nằm mãi ở đây được. Merkin tỏ vẻ đã hiểu, đoạn lại hỏi, đi thế nào đây? Tấm lưới này được lũ nhện đan ở giữa lưng chừng không, chỉ nối với bốn cột đá lớn, mà lại không tìm thấy khe hở nào, hai người làm sao leo lên được. Còn leo xuống ư, bọn họ đã men theo dàn giáo khổng lồ này đi xuống lâu như vậy rồi vẫn chưa xuống tới đáy, có trời mới biết phía dưới kia sâu đến chừng nào. Trác Mộc Cường ba nói, ra bên cạnh cột đá xem thử coi sao. Gã thầm nhủ, dù không tìm được khe hở nào để bám vào thì cũng có thể dùng dây móc cầm cự thêm một quãng thời gian, dẫu sao cũng đỡ hơn nằm trên tấm lưới này thành cá nằm trên thớt. Tuy nhiên, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tấm lưới nhện này thoạt nhìn mỏng mảnh, song thực ra lại rất bền chắc, tựa như dùng tơ tầm xoắn lại thành sợi to như đầu ngón tay vậy, độ dính cũng rất cao, hai người phải dồn hết sức mới đứng lên được. Khi bước đi, thực chẳng khác nào con ruồi trên tấm dính, mỗi bước đều phải dồn sức nhấc chân lên, đồng thời một ải phải giữ thăng bằng cơ thể, bằng không chỉ hơi bất cẩn một chút, người nghiêng đi, sẽ lại bị dính chặt vào lưới. Trác Mộc Cường Ba và Mắc Kin mỗi người dơ một cánh tay nắm vào vai đối phương, cùng nhấc chân lên, cùng cất bước, chỉ có như vậy mới không bị nghiêng người ngã nhào ra. Mới đi được mấy bước, mảng lưới nhện phía trước bị rách toác một lỗ lớn, trông như thể bị sinh vật gì to lớn lắm vùng vẫy xé ra, hai người đành phải cẩn thận đi vòng qua. Trác Mộc Cường Ba lấy làm lạ, nói, mảnh lưới này có phải hơi to quá không nhỉ, do bọn nhện lúc nãy kết phải không? Merkin đưa mắt nhìn, nếu tấm lưới này do một con nhện kết ra, vậy thì con nhện ấy quả thực quá lớn. Y ngẫn nghĩ, đột nhiên nhớ ra một chuyện, lắc đầu nói, tôi nhớ Sos từng kể, có một loại nhện sống thành đàn, chúng cùng kết lưới, sau đó con mồi bắt được cũng chia nhau ăn, tấm lưới này có lẽ là do cả đàn nhện ấy cùng hoàn thành. Chắc Mộc Cường Ba không nói gì, đối với những thứ này thực ra gã cũng không hiểu lắm, khi hai người đến gần chỗ cột đá, liền trông thấy ở rìa cột đá có mấy con nhện bám vào. Bọn chúng không tiến lại gần hai người, cũng không leo lên trên cột, mà cứ chạy qua chạy lại chỗ mảnh lưới tiếp xúc với cột đá. Bọn chúng đang làm gì vậy? Trác Mộc Cường ba hỏi. Mơ Kinh sực hiểu ra, thốt lên, không ổn, chúng đang nhai lưới. Trác Mộc Cường ba cũng nhớ ra, lũ nhện hình như có thói quen ăn lưới do mình kết ra. Bụng chúng giống như một lò tôi luyện, phân giải tơ nhện nuốt vào, rồi một ải phun ra từ lỗ ở đuôi. Hai người biết rõ là vậy, nhưng không sao tăng tốc lên được. Merkin rút súng ra định bắn, đột nhiên một đầu lưới trầm hẳn xuống, tiếp đó là cả tấm lưới trôi tuột vào khoảng không vô tận bên dưới. Bọn nhện kia không ngờ lại cắn nứt toàn bộ lưới nhện trên bốn cột đá. Hai người chắc một cường ba và Merkin tức thì mất thăng bằng, khi lộn nhào giữa không chung, chẳng rõ đã bị bao nhiêu lưới nhện mắc phải. Chắc một cường ba toàn bắn dây móc ra, Xong cánh tay lại bị quấn chặt, Gã định vận sức giật bung ra, nhưng lại va phải gì đó. Gã vừa nghĩ ra thứ ấy hình như giống tấm lưng người, thì đột nhiên chán đau nhói lên một cái, chỉ nghe kinh nói, xin lỗi, xin lỗi. Thì ra, hai người vốn chẳng cách xa nhau lắm, cả hai đều vùng vẫy loạn xạ, bị lưới nhện quấn phải, dồn sức rằng ra lại hóa thành dơ người hứng lấy tay đấm chân đạp của nhau. Trong khi hai người vùng vẫy vùng tay vùng chân, tấm lưới nhện bất thình lình xứng lại giữa không chung. Cả hai vội ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy bốn phía lại có rất nhiều thanh gá nhỏ chia ra, tấm lưới hiển nhiên đã bị những thanh gá này ngoác vào, tách hai người họ ra. Hai người như bị treo trong hai cái kén, chố mắt nhìn nhau qua mảnh lưới, bộ dạng nhếch nhác thảm hại hết sức. Trác Mộc Cường ba gắng sức vươn tay ra, nắm lấy một thanh gá phía trên đầu, nói, dùng lửa. Mơ Kin vội lấy bật lửa ra, lưới nhện này quả nhiên không khác gì tơ nhện thông thường, gặp lửa liền cháy ngay, phát ra những âm thanh lách tách như khi đốt lông tóc người hoặc xúc vật thoáng sau, hai người họ đã thoát khỏi tấm lưới, leo lên trên thanh gá. Giờ đang ở đâu đây? Đây là vấn đề Merkin quan tâm nhất, bọn họ lộn nhào vô số lần trên không, giờ vẫn còn váng vất chóng mặt. Chắc Mộc Cường Ba nói, chắc là vẫn ở giữa đám cột đá, nhưng rơi lâu như thế. Chắc chúng ta đã gần đến đáy rồi. Bên dưới rất tối tăm, chỉ phía trên cột đá mới có đèn đuốc, ngẩng đầu nhìn, trông như tinh tú lập lè vậy, Merkin bật đèn pha lên, quả nhiên, những cột đá này đều sừng sững trên mặt nham thạch, chỉ là không biết nơi đây có phải phần đáy của toàn bộ lòng núi này hay không nữa. Họ nhanh chóng nhận ra là không phải, vì ở đầu bên kia mặt nham thạch, các cột đá xuất hiện đường ranh giới rõ rệt, bên dưới vẫn còn vực sâu. Trác Mộc cua òm ba ngẫm nghĩ giây lát, rốt cuộc cũng hiểu ra kết cấu địa lý nơi này giống như hai cái bàn trải úp vào nhau, những cột đá này chính là lông bàn trải. Đoạn đường họ vừa đi, cột đá mọc từ trên chĩa xuống, còn đoạn đường phía sau cột đá lại dựng từ dưới lên, mà hai cái bàn trải này cũng chia ra lơ lửng giữa lưng chừng vách đá. Xuống dưới trước xem sao, Trác Mộc Cường ba đề nghị, hai người đã chịu đựng lũ nhện đủ quá rồi, liền lợi dụng các thanh gá leo dần xuống, chỉ chốc lát sau đã chạm đất. Bấy giờ, tâm trạng họ mới ổn định lại phần nào. Xong vẫn chưa kịp thở, mất đã kinh hãi thốt lên, nhện. Chỉ thấy ở phía sau xuất hiện một con nhện trắng đại tướng, nhanh chóng lướt qua phía trên đầu bọn họ, hai người chưa kịp định thần lại, trong bóng tối lại lao ra mấy bóng đen, chớp mắt đã bổ nhào tới chỗ con nhện trên cột đá. Hình dáng mấy cái bóng này cũng khá giống nhện, nhưng chỉ có bốn chân. Hai chân trước của bóng đen này dường như rất linh hoạt, loáng cái đã tóm được chân con nhện. Mấy bóng đen cùng lúc vận sức, giật tung cả tám chân nhện ra. Con nhện mất hết chân không ngừng giấy giụa nhưng rốt cuộc cũng không nhúc nhích được gì. Mấy bóng đen ấy cũng chẳng vội vàng, thụp xuống tại chỗ dường như đang nhai sống chân nhện nhìn cách ăn của mấy bóng đen, Merkin càng lúc càng khẳng định đó là một loại động vật bốn chân nào đó. Chỉ có điều, bốn chân loài này đều thon dài, không giống chó săn. Bảo là lừa ngựa cũng không phải, tứ chi và thân thể của sinh vật này tỷ lệ rất không cân đối. Merkin chưa từng gặp loài sinh vật bốn chân nào có cách chạy kiểu như thế. Khi chiếu đèn pha qua chỗ đó, mấy bóng đen dường như bị ánh sáng mạnh thình lình xuất hiện làm cho kinh hãi, vội nháo nhác giơ chi trước lên chắn cột sáng lại. Chi trước ấy, không ngờ lại có năm ngón tay. Merkin và Trác Mộc Cường ba cũng bị sinh vật xuất hiện trong ánh đèn pha ấy làm cho kinh hãi đến ngẩn ra, đó. Đó là con người mà. Lúc này dưới ánh đèn là sáu người trưởng thành đang lom khom dưới đất, đi bằng cả tứ chi. Bốn nam hai nữ trần như nhục, trên người không có một sợi lông tóc, cánh tay và cẳng chân họ gần như dài bằng nhau, to bằng nhau, đều khẳng khiu dài ngoáng, trông chẳng khác nào dân chết đói ở châu Phi. Họ chỉ còn da bọc xương, đúng theo nghĩa đen, chẳng trách trong tối nhìn giống như lũ nhện bốn chân. Những người này bất luận nam hay nữ, trước ngực đều lộ rõ hai hàng xương sườn gồ lên, bụng lõm xuống. Dù là ai nhìn thấy họ, trước tiên ắt sẽ liên tưởng đến từ đói khát. Vì sống quanh năm ở đáy huyệt động không ánh mặt trời, chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt của mấy viên đá huỳnh quang, nên ra sáu người này trắng nhợt một cách dị thường. Giống như lũ nhện kia, làn da họ có màu trắng của thịt thối bị ngâm nước lâu ngày. Kỳ dị hơn nữa là, bộ mặt bốn nam hai nữ này gầy quắt lại, cầm nhọn hoắt, nhưng bộ răng chuyên dùng để cắn xé trong miệng lại vừa to vừa dài. Có hai người thậm chí răng còn mọc chìa ra ngoài môi, biến thành răng nanh. Lúc này, khóe miệng họ vẫn còn vương máu nhện màu xanh nhạt. Còn trong hốc mắt hõm sâu vào của họ, là đôi mắt trông hệt như mắt chuột, tròng đen to khác thường, gần như không thấy tròng trắng. Trác Mộc Cường Ba và mức Kinh ngẩn người ra, cảnh tượng trước mắt đã tạo thành một làn sóng xung kích mạnh mẽ ập vào tâm linh mỗi người đầu óc cả hai đều trống giống, bọn họ đã gặp đủ loài sinh vật quái dị xấu xí, nhưng không có loài nào ghê rợn như những gì đang đập vào mắt họ lúc này đây. Đó, đó là người sao, nếu không phải, tại sao lại có ngũ quan và tứ chi hệt như con người? Nhưng nếu là người, tại sao hành vi của họ lại chẳng khác gì dã thú? Sau một lát hai bên gầm ghè nhìn nhau, mấy người ở đáy huyệt động kia dần dần thích ứng với ánh sáng của ngọn đèn pha, rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng của Trác Mộc Cường Ba và mất Kinh. Tuy hai người cao hơn bọn họ nhiều, song cả sáu đều không có vẻ gì khiếp sợ. Ngược lại, chắc Mộc Cường ba còn nhận thấy vẻ đói khát và tham lam trong mắt họ. Mấy người ở đáy huyệt động ấy đưa mắt nhìn nhau, chừng như muốn làm rõ tranh lệch về số lượng giữa hai bên, khóe miệng nhếch lên, lộ ra mấy chiếc răng to tướng, vẻ như đang cười. Kế đó, chỉ thấy chân sau họ đạp mạnh, chi trước trồm lên, lần lượt ba nam một nữ bỏ tới chỗ Trác Mộc Cường ba và Mơ Kinh. Một nam một nữ còn lại thì cảnh giác canh chừng con ngồi họ vừa săn được lúc nãy. Tư thế lao tới của mấy người này khiến chắc một cường ba nhớ đến bước chạy kiểu sói của gã. Audio điện tử võ tấn bền Đòn bổ nhau tấn công của đám người ở đáy hang cực kỳ nhanh, mạnh, hiệu quả, có điều chỉ dùng được với đám nhện hoang thôi. Lần này, bọn họ lại gặp phải hai cao thủ quyền thuật. Hai chân chắc một cường ba bất động, thân trên ngả ra sau, tránh được bốn cánh tay dài thòng kế đó hai tay gã cùng lúc vươn tới, tóm lấy đầu hai người đàn ông, đập mạnh vào nhau. Hai người lập tức gục xuống, không kịp kêu tiếng nào. Mắc hơi rùn người xuống, một chân móc ngược ra sau như đuôi bọ cạp, đá văng người đàn bà đi, kế đó vươn tay thuận theo cú chộp của người đàn ông kéo mạnh, ném hắn ra xa mấy mét, đoạn nói, đây là cái gì vậy? Trác Mộc Cường ba nhìn hai người đàn ông nằm trước mặt mình, chỉ thấy năm ngón tay họ rất dài, bàn tay nổi chai sần sùi, bộ mặt gầy tóc gồ lên hai cục, chính là cơ hàm khỏe mạnh. Gã ngán ngầm thở dài, họ là người có lẽ chính là người qua ba cổ đại. Một nam một nữ còn lại vừa thấy bốn đồng bạn đều ngã xuống, liền bỏ lại con mồi, mỗi người ngoạm một cái đùi nhện bỏ trốn. Họ chạy loạn dưới đất một lúc, rồi phi thân bám vào thanh gá trên cột, động tác leo trèo cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng kém gì lũ khỉ, thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh bảo cái gì, Merkin trợn tròn mắt, Nhìn chằm chằm đám người gầy như que củi, không thể tin nổi. Người đàn ông vừa bị Merkin ném văng ra muốn chạy trốn, nhưng bị y đuổi theo, chỉ mấy bước đã tóm lại được. Người đàn bà thân thể gầy gò bị Merkin đá cho một cước thì gần như đã ngất xỉu tại trận. Merkin giữ chặt hai tay người đàn ông, mặc hắn dẫy ruộ liên tục, chân đá miệng cắn. Merkin bẻ mặt tay kẻ này ra sau lưng, bóp chặt vào cầm hắn cho mở miệng ra, nhìn vào bên trong. Người đàn ông ấy liền rít lên như lợn bị chọc tí ếch sao lại gầy thế này? Merkin cho mày, một tay giữ chặt người đàn ông, tay kia luồn dưới eo người đàn bà nhấc bổng lên, áng thử trọng lược, thấy nhẹ như bấc. Chắc một cường ba nói, chắc là họ quanh năm sổng ở dưới này, lấy lũ nhện làm thức ăn. Merkin ném người đàn bà tới trước mặt chắc một cường ba, lăn lóc bên cạnh hai người bị gã đánh ngất, rồi dơ người đàn ông chưa hôn mê lên cho gã xem, đồng thời hỏi, vừa nãy anh nói gì? Anh bảo họ có thể là người qua ba ấy à? Đúng thế, chán chắc một cường ba nhân tiết lại, ngoài người qua ba cư trú ở đây từ thời xưa, còn có thể là ai khác nữa. Chúng ta chỉ có thể suy đoán như vậy, không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng, những người này, những sinh vật giống hệt như con người này, đã không còn trí tuệ nữa, họ đã thoái hóa thành dã thú rồi, chỉ giữ lại được bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật mà thôi. Merkinn nghe mà lạnh cả sống lưng, lầm bẩm nói, "Chuyện, chuyện gì đã khiến đám người qua ba ấy đến nông nỗi này?" Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không biết, có điều khả năng sinh tồn và thích ứng của con người thực đáng ngạc nhiên. Trong hoàn cảnh như vậy, không ngờ bọn họ vẫn có thể sống được. Merkin lại nói, thế còn tóc của họ thì sao, cả lông nữa. Sống dưới lòng đất thì không mọc lông tóc hả? Trác Mộc Cường ba cẩn thận quan sát lại, chỉ thấy ra người đàn ông đã trơn bóng nhẵn nhụi, không có lấy một sợi lông sợi tóc nào, đang không hiểu vì sao, bỗng thấy kẻ đó đột một ngoảnh đầu lại đỉnh cắn vào vai Merkin. Merkin buông tay ra, người đàn ông kia được thả lỏng hai tay, liền tiện đà chụp lên đầu Merkin một cái, giật đứt mấy sợi tóc vàng, bỏ tọt vào miệng. Merkin cả giận, bàn tay to bè kẹp chặt vai người đàn ông, y chỉ hơi vặn sức một chút đã khiến đối phương chật khớp, kế đó dồn thêm hai phần sức đấm một cú vào bụng. Chắc Mộc Cường Ba thấy vậy, liền sực hiểu ra, lông tóc của họ chắc đã bị họ tự ăn hết rồi. Merkin lạnh lùng nhìn người đàn ông đang há ngoác miệng ra, nói, để sinh tồn, bọn chúng ăn tất cả mọi thứ, sao vẫn gầy đến thế này. Người kia bị Merkin đấm cho một cú, lồng ngực chợt phình lên dữ dội, đường như không hô hấp được, có thể tắc thở bất cứ lúc nào. Merkin vội nới lỏng tay ra, đồng thời phân bua, tôi không hề dùng sức. Chắc một cường ba chợt nhớ lại, cảnh tượng này rất quen thuộc, dường như gã đã thấy ở đâu đó, phải rồi, son trước lúc chết cũng giống như thế này. Gã còn đang nghĩ ngợi, đã thấy người đàn ông kia hoàn người xuống nôn huệ dịch mật và chất dịch dạ dày ộc ra, kèm theo đó là vô số con run nhiều chân, toàn thân trắng nhờ nhờ. Lũ run mình mẩy chân bóng, chia thành nhiều đốt, dài chưa đến 10cm, hai bên mọc hai hàng chân thịt, vừa chạm đất liền bò lung tung khắp nơi, có mấy con nhân lúc hỗn loạn đã chui ngay vào mũi miệng mấy người nằm dưới đất, đại đa số còn lại đều bị chắc một cường ba và mớt kin dẫm liên liệu một hồi, gần như chết sạch. Lúc này, hai người mới nhìn lại người đàn ông kia, càng lúc càng lấy làm quái dị, hắn ta nôn ra thứ sâu bọ gì thế này? Suốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Merkin sực nhớ đến một chuyện, vội nói, đây, đây là, dị thể noãn hóa, ký sinh hai vật chủ. Rất nhiều ký sinh trùng sử dụng phương thức này để sinh sản. Y nhớ lại, Sos từng nói, ví dụ điển hình nhất trong các loại ký sinh trùng hai vật chủ là ký sinh trùng sốt rét. Bào tử của ký sinh trùng sốt rét ký sinh, phát dục trong tế bào gan và tế bào hồng cầu của cơ thể người, sau khi trưởng thành liền phân tách thành rất nhiều giao tử được cái xâm nhập vào máu. sau khi muỗi hút máu của những người mang ký sinh trùng sốt rét, giao tử được và giao tử cái sẽ kết hợp thành hợp tử trong cơ thể muỗi, rồi phát triển thành túi bào tử. trong túi là hàng nghìn hàng vạn bào tử. khi muỗi đốt một người khác, bào tử sẽ xâm nhập vào cơ thể người đó. cứ vậy tuần hoàn liên tục, số lượng ký sinh trùng sẽ ngày một tăng lên. đến lúc này, Trác Mộc Cường Ba và Mơ mới hiểu ra chẳng trách đám người này lại gầy tong teo như vậy chắc hẳn đại đa số chất dinh dưỡng từ những thứ họ ăn vào đều bị thư ký sinh trùng này hấp thu hết. Người ăn nhện, nhện lại ăn người, thư ký sinh trùng này truyền qua truyền lại giữa người và nhện, ba bên cứ như vậy hình thành một hệ thống cộng sinh phức tạp. Ngạ quỷ cổ, chắc một cường ba rốt cuộc cũng nhớ ra, trong cuốn sổ ghi chép ở thôn công bố có viết, kẻ nào phạm tội tham ăn tham uống, liền bị đầy xuống địa ngục đói khát, Kính ngạ quỷ cổ vào cơ thế, người gầy dơ xương, bụng hõm vào như cái thuyền, cả ngày không ngừng ăn, vĩnh viễn bị cảm giác đói khát hành hạ. Gã còn chưa kịp giải thích cho Merkin thì người đàn ông vừa ọc ra vô số ký sinh trùng kia đột nhiên kêu ré lên, tiếng giết nghe như tiếng chuột, nhức cả lỗ tai nhưng lại truyền đi rất xa. Merkin giật mình kêu lên, ngăn hắn lại. Cùng lúc y mở miệng, chắc một cường ba sớm đã nhảy tới, khép bàn tay thành lưỡi đao đánh cho kẻ đó ngất xỉu tại chỗ. Gã từng sống chung với đàn sói nhiều ngày, tự nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa của tiếng giết này một à gì. Tuy âm thanh của người đàn ông này phát ra khác với lũ sói, nhưng tiếng rít gào sắc nhọn truyền đi rất xa này khiến Trác Mộc Cường ba lập tức nghĩ đến tiếng chu tập hợp của bầy sói. Trác Mộc Cường ra vội kéo tay Mước Kinh nói, mặc kệ bọn họ, mau nghĩ cách rời khỏi chỗ này đi. Cơ mặt Mước Kinh giật giật, chỉ nghe Y Trầm giọng đáp, e rằng hơi khó. Phía ngọn đèn pha chiếu tới đã thấy từng đôi mắt như mắt chuột ẩn hiện giữa đám cột đá, chớp sáng trong bóng đêm đen kịt. Một nam một nữ vừa chạy đi lúc nãy quay lại không biết đã dẫn theo bao nhiêu người sống dưới đáy hang siêu giống họ, người nào người nấy cao không đến mét rưỡi, nhưng tay chân thì cơ hồ dài cả mét. Đám người này leo bám nhảy nhót trên các thanh gá như đi trên đất bằng. Vì thân thể họ rất nhẹ, nên sức bật của cánh tay cẳng chân gầy nhẳng đó cũng đủ khiến họ nhảy được một quãng khá xa. Song quyền nan địch tứ thủ, hai ba người thì chắc một cường ba và mức kim còn đối phó được, nhưng giờ đây đối phương kéo đến cả đám, khép chặt vòng vây, hai người bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi hai người nắm tay lại đứng dựa lưng vào nhau đảo mắt nhìn khu vực tăm tối xung quanh mơ hỏi tính sao giờ trác mộc cường ba nói xông thẳng ra thôi mơ lại hỏi đi hướng nào trác mộc cường ba đáp cứ men theo dìa vực chắc chắn có đường đám người ở đáy hang nhao nhao bổ tới trác mộc cường ba hét lớn ra tay hai người cùng lúc tay đấm chân đá như xua ruồi nhặt đánh ngã những kẻ áp sát mình nhưng đám đáy hàng ấy càng đánh càng mạnh cứ bổ tới như thể bất cần cả tính mạng. Lấy răng và móng vuốt làm vũ khí, người nào người nấy gầm gừ như loài dã thú, chừng mắt giận dữ nhìn chắc mộc cường ba và mất kinh, đồng thời không ngừng tấn công hết đợt này đến đợt khác. Xét về kỹ xảo chiến đấu, chắc mộc cường ba và mất kinh cao hơn đám người này không biết bao nhiêu lần, nhưng đối mặt với cuộc tấn công của vô số hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, mình mẩy hai người cũng đợi những thương tích, vết thương đa phần ở những chỗ lộ ra ngoài như mặt hay mờ bàn tay hai người vừa đánh vừa tiến lên men theo mép vực mờ mờ trong bóng tối đi từ tây sang đông một người đáy hang từ trên cao nhảy xuống toàn cưỡi lên đầu Mertzkin, song Y đã kịp lách người né tránh người đó liền nhắm vào mũi Y há cái miệng đầy máu định cắn một con cổ trùng bò ra khỏi khoang mũi hắn đeo lơ lửng phía bên ngoài uốn éo thân thể Mertzkin nhìn thấy phát lợm lên liền vung tay tắt một cú hất văng kẻ đó ra xa con cổ trùng bay lên dính vào mặt trác Mộc Cường Ba hai hàng chân thịt nhung nhúc. Thấy có lỗ hổng, nó liền ngọ nguậy định chui vào. Trác Mộc Cường Ba vội đưa tay tóm lấy nó, bóp nát, đồng thời lách người né tránh đòn tấn công từ bốn phía trước sau trái phải, đá bay người ở trước mặt đi, tiếp tục xông lên. Một lúc sau, trên trán Mokerin đã bị cào rách ba vết, thịt tét ra, đau nhức khôn tả. Y bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi nữa, bèn đề nghị dùng súng đi. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, nhưng bọn họ là con người. Mokerin né tránh một đòn tấn công, lẩm bẩm như thế này còn có thể coi là người sao trác mộc cường ba húc mạnh hất văng ba người trước mặt ra xa lạnh lùng lừ mắt nhìn mất kin thầm nhủ năm đó thực dân tây ban nha chính vì không coi người anh điên là người nên mới dẫn đến vô số cuộc thảm sát và nạn buôn bán nô lệ kéo dài cả trăm năm nghĩ tới đây gã chợt thấy kinh ngạc kỳ lạ thật sao mình lại đột nhiên liên tưởng tới châu mỹ còn so sánh những người ở đáy hang này với cư dân nguyên thủy của châu mỹ vậy chứ phải rồi có lẽ vì họ đều từng sáng tạo ra một quá khứ huy hoàng sau đó đột nhiên biến mất trong lịch sử, để lại một khoảng trống hư vô. Khi tái xuất hiện, họ đều trở thành những người nguyên thủy chưa được khai hóa, sống trong xã hội thị tộc nguyên thủy khép kín của riêng mình. Chẳng những vậy, những người ở đáy hang này có thể nói là không khác gì dã thú, phòng trưng chỉ còn lại bản năng sinh tồn nguyên thủy điều khiển hành động mà thôi, thậm chí còn không có cả quan niệm đẳng cấp cơ bản nhất, chứ đừng nói gì đến hình thành thị tộc. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Thinh Linh, một người đáy hang đập mạnh đầu vào đầu Trác Mộc Cường Ba, Người đó lập tức ngất xỉu sụm xuống, xuống, đồng thời, trong óc Trác Mộc Cường Ba cũng lóe lên một ý nghĩ, đúng rồi. Số lượng của họ, số lượng những người này không đủ, vẫn chưa đạt đến điểm tới hạn của trí tuệ tập thể. Và lại, họ sống ở đáy hang sâu này, ngoài việc săn bắt nhện ra, e rằng không còn việc gì khác nữa, không đủ lực lượng lao động, cũng không thể khiến họ nảy sinh trí tuệ. Trác Mộc Cường Ba lại nghĩ tiếp, vậy thì trước khi thực dân Tây Ban Nha đặt chân lên vùng đất Maya, những người Maya còn sống sót sau thảm họa diệt quốc kia, phải chăng cũng đã trải qua một thời đại luân lạc thành dã thú, không có chút trí tuệ nào. Gã lại nhớ đến sử thi của bộ tộc Kukua và những tư liệu về Maya mà bọn gã thu thập được. Một khi máu tanh làm vấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống khắp nơi như thể cơn mưa đá khủng khiếp, thành thị sẽ trở thành tòa thành chết, không người sống sót. Tai họa đáng sợ sẽ như cơn hồng thủy nhấn chìm cả mặt đất, mặt trời biến mất, thế giới chìm vào bóng đêm, thiên hạ đại loạn, con người sống trong trạng thái hỗn độn, trần chuồng như lũ dã nhân. Ngoài các hang động trên núi, họ không còn nơi nào để náu thân. Hàng ngày họ chui ra khỏi hang, đi khắp núi rừng tìm kiếm thức ăn. nhưng ý nghĩ khiến người ta phải dùng mình ấy liên tục hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba, lời nguyền của bộ tộc Qua Ba, sử thi của người Kukua, lịch sử Maya, lịch sử cổ cách, sự biến mất của đạo quân ánh sáng, đảo huyền không tự bị phong bế, dường như mọi thứ đang được sâu chuỗi lại một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ gan bàn chân gã, nơi này dường như ẩn giấu một bí giật động trời, giờ đây, bí mật ấy sắp sửa phá kén chui ra rồi. Trác Mộc Cường Ba không dám nghĩ sâu xa hơn nữa, gã cuống cuồng chấn chỉnh lại tinh thần, chuyên tâm đối phó với cục diện trước mắt. Chỉ nghe Merkin ở sau lưng gã nói, bọn này hình như không biết đau đớn gì, đánh ngã lại sông lên, chết tiệt thật, cứt. Cút hết cho tao. Trác Mộc Cường Ba chợt giật bắn mình, điều khiển vật chủ, gã tóm lấy cánh tay một người đáy hang, coi thân thể đối phương như một thứ vũ khí, vung mạnh mấy vòng rồi buông tay ném ra xa. Anh nói cái gì? Mơ kiên tránh khỏi ba người đáy hang khác, vung nắm đấm đánh ngã hai người. Chắc Mộc Cường ba nhớ lại những lời son từng nói, bèn thuật lại: ông biết ký sinh trùng hai vật chủ mà không biết loại ký sinh trùng điều khiển vật chủ à? Có những người nghiện ăn các thứ quái lạ như là đinh sắt, thủy tinh, bùn đất, thực ra không phải họ có vấn đề mà là những ký sinh trùng trong cơ thể họ đòi hỏi bổ sung một số vật chất đặc thù. Bọn ký sinh trùng ấy tiết ra các chất ảnh hưởng đến não bộ con người, khiến những người ấy nảy sinh cảm giác thèm ăn những thứ quái đản kia, đây gọi là điều khiển vật chủ. Trong lúc nói chuyện, gã đã đổi hơi hai ba lần, tránh được mấy lượt công kích, đồng thời đánh ngã bảy tám người đáy hang nhào tới. Merkin kinh ngạc thốt, ý anh là, bọn chúng, bọn chúng cảm thấy đói khát, phát động tấn công, thực ra đều do ký sinh trùng trong cơ thể khống chế y vừa ngẩn người ra một thoáng đã suýt bị cắn phải trác mộc cường ba cân nhắc câu chữ đoạn gật đầu xét ở một khía cạnh nào đó có lẽ có thể nói là vậy mơ kin nói hình như càng lúc tránh xa tôi ra một chút càng nhiều rồi trác mộc cường ba nói là phúc không phải họa là họa thì không tránh được gã vụt ngẩng đầu bổ sung thêm lần này hình như không tránh được rồi chỉ thấy trên không trung xòe ra vô số cái ô nhỏ màu trắng lũ nhện từ trên cao nhảy xuống, ồ ạt gia nhập vào cuộc chiến. Merkin bực bội oán trách, đã bảo dùng súng từ trước, giờ thì hay ho rồi. Chắc một cường ba quát, sao ông không dùng đi? Merkin hơi ngần ngừ một thoáng, rồi mới nói, ừm. Truyền thống của gia tộc, chúng tôi tuyệt đối không giết người. Mặc dù đang bận rộn ứng phó đòn tấn công từ mọi phía, chắc một cường ba vẫn tranh thủ xoay người, trợn tròn mắt lên bày tỏ sự kinh ngạc cầu mình. Merkin nói y chưa từng giết người. Trác Mộc Cường ba sao có thể tin được chuyện này chứ? Vậy ai trong rừng chĩa súng vào bọn tôi? Merkin nói, ừm, um, lúc đó tôi chỉ muốn dọa các người, đồng thời tự bảo vệ thôi, không hề có ý muốn giết chết các người. Chạy mau! Bọn nhện trắng vừa tham chiến, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn. đa số người đáy hang bỏ qua Trác Mộc Cường ba và Merkin, đua nhau sông lên nghinh chiên với lũ nhện. Máu đỏ, máu xanh tung tóe khắp nơi, mùi tanh lợm nồng nặc bốc lên khu vực dưới chân cột đá lập tức biến thành một lò giết mổ đẫm máu. Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh thừa cơ bỏ chạy, tuy thỉnh thoảng cũng gặp kẻ cản đường, nhưng dù là nhện hay người cũng không gây được nhiều uy hiếp tới họ. Hai người cứ thế chạy một mạch từ đầu này sang đầu kia trận địa cột đá. Dọc đường, họ đã bàn tính, nếu vẫn không tìm thấy lối thoát nào, sẽ men theo vách núi chạy thêm một vòng nữa. Có điều, rõ ràng họ không cần phải làm vậy, mặc dù cách khá xa, nhưng hai người vẫn nhìn thấy được ánh đèn đuốc rực rỡ chiếu ra từ ô cửa của đình đài lâu các nào đó ở đầu bên kia. Trong khi ở phía bên này, có một phiến đá treo lơ lửng bên mép vách đá, trông như con đỏ ngang chở khách qua sông. Hai đầu phiến đá có hai sợi kim loại to bằng ngón tay cái buộc chặt, đầu còn lại của hai sợi dây kéo dài lên trên rồi mất hút trong bóng tối thăm thẳm. Trông thấy phiến đá này, chắc Mộc cường ba và Mức Kim thoáng ngẩn người ra, đây chẳng phải một cái xích đu cỡ siêu lớn hay sao? có lẽ phải nhờ vào cái xích đu này để vượt qua khe sâu rộng trên trăm mét trước mắt rồi. Chỗ họ đang đứng đã nằm ngoài phạm vi của trận địa cột đá, cũng không biết đầu kia của sợi dây kim loại buộc bàn du khổng một ồ này gắn vào chỗ nào nữa. Bao nhiêu năm nay, bàn xích đu này vẫn luôn bị cố định ở rìa vách đá. Nó không bị người đáy hang đẩy ra, là bởi phần đáy phiến đá được tán vào rất nhiều vòng sắt lớn, to như cánh tay trẻ con, đồng thời trên vách đá lại đúc thêm hai vòng hình bầu dục, các vòng sắt và vòng bầu dục móc vào nhau, cố định phiến đá lại. Kiểu móc nối giữa vòng sắt và vòng hình bầu dục, kỳ thực chính là kiểu cửu liên hoàn thời cổ, có điều người xưa đã tăng thêm số vòng, hai bên phiến đá đều cố định bằng 18 vòng sắt. Thập bát liên hoàn, có lẽ không khó phá giải, chỉ cần tốn thêm chút thời gian và nhớ được trình tự gỡ vòng của mình là được. Những người đáy hang kia tuy cũng từng động tay động chân vào những vòng này, có điều đám dã nhân không có trí tuệ chỉ càng làm các vòng sắt rối loạn thêm, gần như không có dấu hiệu gì chứng tỏ có thể mở ra được. Merkin và Trác Mộc Cường ba tuy đều có năng lực phá giải thứ đơn giản này, nhưng họ lại không đủ thời gian, cuộc chiến giữa đám người ở đáy hang và lũ nhện sắp kết thúc tới nơi, đám người ấy lại rú rít ẩm ý nhau nhau xông thẳng tới. Merkin thấy không đủ thời gian, bèn liền lấy một thanh kẹo cao su cho vào miệng, nói với Trác Mộc Cường ba, chặn bọn chúng lại. Trác Mộc Cường ba cười khổ, ông cũng khéo chọn nhỉ. Chỉ sợ tôi không cầm cự được lâu đâu. Merkin giơ ngón tay lên, một phút. Trác Mộc Cường ba bèn xông thẳng vào giữa đám người đáy hang, thầm nhủ kéo dài được dây nào thì hay dây ấy. Gã dồn thêm sức vào nắm đấm và cú đá, lần lượt hạ gục những kẻ lao tới trước mặt, nhưng đám người đáy hang vẫn ùn ùn kéo tới mỗi lúc một nhiều. Lần này, bọn họ dường như đã thay đổi sách lược, giở chiến thuật đàn kiến ăn sâu, hễ tiếp cận được Trác Mộc Cường ba lập tức ôm chặt, cắn chặt, hai tay hai chân kẹp chặt tay chân gã, nhất quyết không chịu buông. Động tác của Trác Mộc Cường ba tức thì chậm lại, chỉ một thoáng sau đã lại có thêm mấy người đáy hang nhau tới đè lên. Trác Mộc Cường ba như gánh cả ngọn núi trên vai, vận sức hất mạnh, ném văng mấy kẻ đang đeo bám trên người mình ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những kẻ khác lại xông tới. Gã kêu lớn, xong chưa vậy, tôi không cầm cự nổi nữa đâu. Mắc Kim vội vàng chạy trở lại, hiệp trợ Trác Mộc Cường ba xua đám người đáy hang quanh bọn họ lùi ra xa, sau đó không chạy ra phía mép vách đá mà xông thẳng vào giữa đám dã nhân kia những người đáy hang ấy không ngờ hai con mồi này lại dũng cảm như vậy, vừa ngẩn ra một giây, hai người kia đã lướt qua bên cạnh. Chạy được khoảng 50 mét, Merkin nói, chúng ta lao trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất của anh đi. Nói đoạn, hai người lập tức chuyển hướng, xông thẳng về phía cái bàn xích đu bằng đá. Cả bọn người đáy hang vẫn chưa kịp định thần, phải một lúc lâu sau mới gầm gừ lên, người nào người nấy đua nhau truy kích hai kẻ ngoại lai. Dọc đường chạy, Merkin nhấc cánh tay lên, hai khẩu súng đã nằm trên tay. Y bắn liên tiếp mấy phát, ánh lửa chấp lóe. Trong bóng tối, hồ quang ánh lên ven bờ vực, đá núi dưới chân rung lên khe khẽ, rồi tiếng ầm ầm như sấm lan tỏa dần ra theo các cột đá. Mơ can thời gian nổ hết sức chuẩn xác, hai người vừa khéo ở ngay bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của sóng xung kích, liền xông thẳng vào phạm vi sóng xung kích đã yếu đi. Tung mình nhảy lên tấm ván xích đu đã rời khỏi vách đá, đu về phía cung điện dưới màn đêm đen kịt kia. Tạm thoát nguy cơ, hết vòng này đến vòng khác lư cánh nam diều pháp sư á là đi theo người trẻ tuổi không biết đi đã đi qua bao nhiêu vòng trong những bức vách quay thành hình tròn này các bậc thang không ngừng xuất hiện trước mặt họ lên rồi xuống xuống xong lại lên có lúc lỗi ra lại lơ lửng tiết trên cao bờ vai thắt lưng cánh tay đầu gối các pho tượng cao lớn đó đều có khả năng trở thành thông đạo nối liền hai vòng tròn nếu không có người trẻ tuổi dẫn đường hai người họ thực tình cũng không biết phải làm sao mới đi qua được mê cung quanh co vòng vèo này nữa mỗi lần qua một vòng, người trẻ tuổi lại dừng chân nghĩ ngợi dây lát. Pháp sư Á La càng lúc càng chắc chắn, kẻ này chưa từng đến đây, nhưng tại sao y lại nắm được bí mật cầu nơi này, nhớ được mọi thông đạo ở đây. Không biết bao lâu sau, người trẻ tuổi đã tìm được hơn nửa số lính đánh thuê, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Trong đám người lố nhố, lư cánh nam lại trông thấy mẫn mẫn, từ khi thân phận bi vạch trần, cô luôn lặng lẽ đi phía sau đội ngũ. Lữ cánh nam nghĩ rằng mẫn mẫn sẽ một mình bỏ đi, không ngờ cô vẫn lẽo đẽo bám theo nhóm người này như thế bọn lính đánh thuê đã có tên không nhịn nổi bước tới chiêu đùa cợt nhà nhưng mẫn mẫn chẳng khóc cũng chẳng cười tựa như một cái xác biết đi vậy khi mới xác nhận thân phận của mẫn mẫn lữ cánh nam chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mẫn mẫn ngay tại chỗ nhưng nhìn bộ dạng sống mà như chết ấy cô lại thấy hơi mềm lòng nên để cho cường ba quyết định cô ấy tuy đáng giận thật nhưng cũng không thể để mặc cho bọn lính đánh thuê này làm nhục cô ấy được nghĩ vậy Lưu cánh nam liền đi về phía sau đội ngũ, tới bên cạnh mẫn mẫn, không nói một lời, đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào mấy tên vừa dở cho hạ lưu với mẫn mẫn, ánh mắt dữ dội, trong vẻ điềm tĩnh lại thoát lên sự uy nghiêm khôn tả. Mấy tên lính đánh thuê ấy ngượng ngập lùi lại, bọn chúng hiểu rất rõ, người phụ nữ này cực kỳ lợi hại, một khi người trẻ tuổi kia và Kha Phu không đứng ra, bọn chúng cũng không dám làm bừa. Mẫn mẫn hướng ánh mắt cảm kích về phía lưu cánh nam, xong lại thất vọng nhận ra, từ đầu chí cuối, Lữ cánh nam không buồn liếc nhìn cô lấy một lần. Lữ cánh nam trở về chỗ, tâm trạng lẫn lộn đan sen ba phần tức giận, ba phần oán than, cộng với ba phần mâu thuẫn. Pháp sư Á là nở một nụ cười từ ái gật đầu với cô, tỏ ý khen cô làm rất tốt. Lữ cánh nam vẫn không nói một lời, cẩn thận dìu đỡ ông. Pháp sư Á là biết cô vẫn chưa bình tĩnh lại, cũng không nói gì thêm nữa. Người trẻ tuổi rót cuộc cũng từ bỏ việc tìm kiếm những tên lính đánh thuê bị thất lạc, y quay lại dặn dò đám còn lại, nhớ cho kỹ, nơi này không chỉ là một tòa cung điện hoa lệ, mà còn là một mê động đầy dẫy những cơ quan cạm bẫy. Mỗi gian đại điên đều ê hề châu báu, chỉ sợ chúng mày không mang đi hết được thôi, nhưng nhất định phải giữ lấy cái mạng nhỏ của mình thì mới có cơ hội tiêu tiền được, đừng có giống như lời cảnh cáo ngoài kia, chỉ nhìn thấy châu báu trước mắt, rồi chết không có đất chôn thây. Sứt một ơi, y lại quay sang bảo Kha Phu, phải quản chặt bọn chúng đấy. Nhưng lúc này, đã không còn ai đủ nhẫn nại nghe y nói tiếp nữa rồi, trong đầu tất cả mọi người chỉ còn bốn chữ mỗi gian đại điện bay lờn và lờn vờn. Bọn lính đánh thuê chấn động, Kha Phu kinh ngạc, ngay cả lữ cánh nam và Pháp Sư Á là cũng thầm rung động trong lòng. Mọi người vốn tưởng rằng, nơi này chính là chủ thể của thần miếu, là khu vư xê hạch tâm lớn nhất, đẹp đẽ nhất rồi, nhưng nghe người trẻ tuổi kia nói, dường như đây mới chỉ là một gian điện đường trong bạc ba la thần miếu mà thôi. Suốt cuộc bạc ba la thần miếu có bao nhiêu gian đại điện như thế này? Trông thấy phản ứng của cả bọn, người trẻ tuổi kia nhếch mép cười khinh bỉ, có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Đại điện này tuy lớn, nhưng cũng không đến nỗi mấy triệu con người, tổng cộng 6 đời tốn mất hơn trăm năm mới xây dựng xong, phải không? Đây chẳng qua chỉ là một gian đại điện bên trong thần miếu mà thôi, toàn bộ bạc ba la thần miếu là một tòa đàn thành. Đàn thành là cái gì? Pháp sư đại nhân, các người là mật tu giả, chắc hẳn phải rõ hơn tôi chứ nhỉ? Pháp sư Á La tuy vẫn giữ vẻ chấn định, nhưng trong đầu cũng không khỏi ong ong một chập, tim đập gấp gáp. Đàn thành được chia làm rất nhiều loại, phổ biến nhất là đàn thành mật tông, thường thấy nhất là thai tạng giới mạn đà la, kim cương giới mạn đà la, 15, đều có hơn 400 vị chủ tôn Phật, mỗi vị một gian điện đường, nếu gian nào cũng có quy mô rỉ ống đại điện này, vậy thì miếu phải lớn chừng nào? Đương nhiên, điều tiên ông nghĩ tới là thời luân kim cương đàn thành, nhưng pháp sư Á La cũng biết, đó là do người đời sau dựa vào các truyền thuyết về Sanrila tạo ra khả năng lớn nhất là nơi này vẫn được xây dựng theo mô hình thai tạng mạn đà la hoặc kim cương giới mạn đà la được miêu tả trong đại nhật kinh và kim cương đỉnh kinh có điều sau khi nghe người trẻ tuổi kia nói vậy vẫn có không ít lính đánh thuê lướt mắt nhìn ba lô và túi của mình trên mặt lộ rõ vẻ tiến thoái lưỡng nan hiển nhiên bọn chúng đã thỏa mãn tin rằng chỉ cần mình mang đống châu báu này trở về mấy đời sau cũng không phải lo thiếu thốn rồi những tên này muốn rời đi ngay lập tức người trẻ tuổi cũng nhìn ra tâm tư ấy lại nói tiếp đương nhiên những kẻ nào cảm thấy mình đã giàu có rồi muốn rời khỏi đây thì cứ tự tiện nhưng tao vẫn muốn tiến vào sâu hơn nữa thăm dò không thể dẫn đường cho chúng mày được ai muốn có nhiều hơn nữa thì đi theo tao bọn lính đánh thuê đã nếm mùi lợi hại của mê cung vòng tròn này lại biết đường vào đã bị bít kín nếu không có người trẻ tuổi dẫn đường kẻ nào có thể ra khỏi đây được chứ đối mặt với kiểu uy hiếp biến tướng này bọn chúng đành bất lực hoàn toàn không thể phản kháng Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng, người trẻ tuổi này cũng giống như hai người họ, hoàn toàn không động tâm với những thứ châu báu rực rỡ trói mắt ở đây. Vậy y muốn tìm kiếm thứ gì? Chẳng lẽ mục đích của y cũng giống họ, muốn tìm kiếm Thánh Điển ư? Nhưng Thánh Điển có tác dụng gì với y chứ? Và lại, nếu cũng muốn tìm kiếm Thánh Điển, chắc chắn y sẽ không giữ hai người họ lại làm gì. Kha Phu đứng bên cạnh hỏi, đàn thành rốt cuộc là thế nào? người trẻ tuổi tiện tay vạch lên bức tường một hình đoạn nói đàn thành trông như thế này đã được vẽ rất nhiều trên các bức thang ca và bích họa chỉ có điều chúng đều là mặt phẳng nên không thể thể hiện hoàn toàn hình dáng của đàn thành thôi không biết bọn chúng mày đã thằng nào đến thiên đàn ở bắc kinh chưa đại điện của đàn thành cũng khá giống nơi đó từng tầng từng tầng một các giai tầng khác nhau thì bái phỏng các điện phật khác nhau kết cấu của toàn bộ đàn thành và mỗi gian điện về cơ bản là giống nhau trong vuông có tròn trong tròn có vuông bao la vạn tượng hết thảy đều quán thông. Kha Phu lập tức hiểu ra, giống như kim tự tháp. Người trẻ tuổi gật đầu, đúng thế, chỉ có một điểm khác biệt, phải nói là giống bánh ga tô nhiều tầng thì đúng hơn. Đàn thành là sự kết hợp giữa vuông và tròn, còn kim tự tháp thì chỉ thuần hình vuông. Pháp sư đại nhân, ông cảm thấy tòa đàn thành này sẽ thế nào đây nhỉ? Pháp sư Á La chắp tay bắt ấn không nói gì, ông vẫn chìm trong dòng suy tư. Chỉ nghe người trẻ tuổi kia tiếp lời, thực ra đạo vuông tròn của Phật gia và đạo âm dương của đạo gia có rất nhiều điểm tương đồng. Đại đạo trong thiên hạ, xét cho cùng đều quy về một mối. Vạn vật cấu thành đều là một âm một dương, quỹ đạo của vạn vật đều là một cong một thẳng, luân hồi của vạn vật, thải đều một vuông một tròn, đạo lý trên thế gian này cũng chỉ có thế mà thôi. Pháp sư Á là giật mình sực tỉnh, bất giác ngẩng đầu lên nhìn người trẻ tuổi kia, thầm nhủ, mới chừng này tuổi không ngờ đã có thể nói ra những lời như thế tâm tính và ngộ tính của người này cao hơn ta rất nhiều. Không đúng, nhất định là y đã đọc được câu này từ đâu đó, tuy giọng điệu ấy đượm vẻ khinh bạc, nhưng sự lĩnh ngộ của y với câu này rõ ràng vẫn cao hơn ta một bậc. Trong lúc Pháp Sư Á La ngẫm nghĩ, người trẻ tuổi đã dẫn cả đội ngũ tiến lên phía trước. Chỉ nghe loáng thoáng y nói với Kha Phu, thứ này, rất khó giải thích, chúng ta đang đi bên trong, không thể nhìn toàn bộ diện mạo của nơi này từ bên ngoài. Mày coi nó như một quả thông vậy, đại khái là thế một đàn thành một bóng ngược bóng ngược trong nước ấy mày hiểu không đạo âm dương thôi bỏ đi có nói mày cũng không thể hiểu được đâu đạo âm dương bóng ngược pháp sư á la cúi đầu trầm ngầm đột nhiên thốt lên ta hiểu rồi lữ cánh nam bên cạnh vội hỏi pháp sư đại nhân pháp sư á la vẽ thêm một hình lên chỗ mảng tường người trẻ tuổi kia vừa vẽ có điều hình này ngược hướng với hình phía trên đầu nhỏ chúc xuống dưới hai hình ghép lại với nhau thành một hình thoi pháp sư á la chỉ tay lên tường nói đây chính là toàn bộ diện mạo của đàn thành một chính một phản một âm một dương chúng ta đang ở đây ngón tay ông dịch lên đầu nhỏ của hình phía trên sau đó lại chỉ xuồng đầu mút của hình phía dưới nói tiếp y muốn đến chỗ này lữ cánh nam bừng tỉnh ngộ liền gật đầu rồi đỡ pháp sư á la đi theo đội lính đánh thuê cái xích đu khổng lồ chuyển trạng thái từ tĩnh sang động từ từ tăng tốc gió lớn dần chắc một cường ba và mức như thể đang đạp trên tấm ván lướt sóng, lao một mạch về phía trước. Nửa chặng đầu, cảm giác như lướt trên mây, nửa chặng sau, tim hai người đều trầm xuống, trọng tâm dồn hết xuống chân. Mắt thấy vách đá ở ngay trước mắt, ánh đèn lấp loáng đã hiện lên rõ mồn một nhưng xích đu đã hết đà, bắt đầu lăng trở về phía bên kia. Mơ kinh ngạc hỏi, chuyện gì thế này? Theo thiết kế, bàn xích đu này lẽ ra phải trực tiếp đưa họ sang bình đài phía đối diện mới đúng chứ? sao vẫn còn cách đến một hai chục mét, dây móc của Trác Mộc Cường ba bắn ra cũng không tới, đã bắt đầu giật ngược trở về. Hai người vội tìm kiếm nguyên nhân, cúi đầu nhìn xuống, lập tức giật nảy mình. Thì ra, khi hai người họ nhảy lên xích xu, một đám người đáy hang cũng tung người bổ tới, tuy không kẻ nào lên được bàn đu, song lại chộp được vòng sắt ở phía dưới. Người đầu tiên nắm lấy vòng sắt, người phía sau lại ôm chặt hai chân người phía trước, cứ như bầy khỉ bám đuôi nhau đu qua khe núi, sâu thành một chuỗi dài. Bàn xích đu này rất lớn, chắc một cường ba và Merkin lúc xông tới đã dùng hết toàn lực, sau khi lên được, tầm nhìn lại bị cản trở, thêm ánh sáng mập mờ nên vẫn không phát hiện ra. Đến khi đu sang phía bên này, đầy đủ ánh sáng, hai người mới trông thấy. Mỗi chuỗi dài như vậy có khoảng 4-5 người đáy hang bám vào, dưới chân chắc Mộc cường ba có một chuỗi, bên phía Merkin có hai chuỗi. Đám người này làm thay đổi trọng tâm của xích đu, chẳng trách chưa sang đến bờ vực bên kia, nó đã bắt đầu văng ngược trở về rồi. Tính sao đây, Merkin hỏi. Nếu không xua những người đáy hang đang bám bên dưới xuống, sợ rằng xích đu sẽ càng lúc càng chậm lại, cuối cùng dừng lơ lửng giữa không chung. Có điều, phía dưới kia là vực thẳm sâu hun hút, những người này rơi xuống, e là cũng khó sống nổi. Tuy trước đây, Trác Mộc Cường Ba đã chiến đấu với quân du kích, bọn buôn ma túy, về sau lại nhiều lần xung đột với bọn lính đánh thuê dưới trướng Merkin, nhưng đó đều là kẻ địch, gã nã súng chỉ để tự bảo vệ mình, cũng không hổ thẹn với lòng. Nhưng đám người đáy hang này thì khác, trí tuệ của họ chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh, hành vi thì như loài dã thú, họ hành động chỉ vì miếng ăn, vì sinh tồn. Và lại sức tấn công của họ cũng rất yếu ớt, nếu không chiếm ưu thế về số lượng, có thể nói là hoàn toàn không uy hiếp gì được mất và chắc mộc cường ba cả. Lúc này, họ cũng khó lòng leo lên được phía trên bàn xích đu để làm gì hai người bọn gã. Đồng thời, dưới ánh sáng từ phía bên kia hắt sang, Trác Mộc Cường ba còn phát hiện có hai phụ nữ bụng hơi gồ lên, rõ ràng là đang mang thai. Lẽ nào, giết chết một người hành vi điên cuồng, trí lực thấp kém, lại không có năng lực phản kháng, không phải là giết người hay sao? Có điều, đúng lúc ấy, những người đáy hang kia cũng không cầm cự được thêm nữa, người đầu tiên bám vào vòng sắt tuột tay ra, tất cả những người bám phía sau liền rơi xuống vực sâu, tiếng kêu thảm vang lên không khác gì loài dã thú. Bàn xích đu văng trở lại chưa được nửa chặng đường, ba chuỗi người bám bên dưới đều đã lần lượt rơi dụng, chỉ còn lại tiếng kêu rít vang vẳng trong không gian. Người đáy hang bám bên dưới đã rơi xuống, song bàn đu vẫn mỗi lúc một chậm lại, lần thứ hai còn cách xa bờ đối diện xa hơn lần thứ nhất. Merkin và Trác Mộc Cường ba ngoảnh lại nhìn nhau, cùng bật ra tiếng hỏi, anh, ông biết đu cái này không? Anh cũng không biết đu xích đu à? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, hai người lập tức tắc tị. Hai cao thủ am tường cơ quan cảm bẫy, không ngờ lại bị rơi cái xích đu vớ vẩn làm khó. Chắc Mộc Cường Ba và McKin đều hiểu rất rõ, cứ đứng trên phiến đá mà không có động tác gì, biên độ dao động của xích đu chắc chắn sẽ càng lúc càng thu hẹp lại. Nhưng khốn nỗi, cả hai đều không biết phải hành động thế nào. Thứ vô cùng đơn giản này rõ ràng không hề được đưa vào trong giáo trình huấn luyện của bọn họ. McKin còn đưa ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, anh có phát hiện, lần áp mạn này vị trí của chúng ta cao hơn lần đầu một chút không? Ý ông là, dây thừng có vấn đề. Phía trên chắc chắn có thứ gì đó đang cuộn dây thừng buộc hai bên phiến đá này, biên độ dao động của bàn xích đu sẽ nhỏ dần, nếu không nghĩ ra cách, chúng ta sẽ bị kẹt ở giữa vực sâu đấy. Thử xem, thế nào cũng có cách, thử cách trượt tuyết xem, Trác Mộc Cường ba đề nghị, Merkin gật đầu đồng ý, khi bàn đu lên đến điểm cao nhất bắt đầu rơi xuống, hai người chia nhau nắm lấy một sợi dây thừng, đầu gối rùn xuống, dồn trọng tâm cơ thể ra phía trước, tư thế như đang trượt tuyết lực cản giảm đi, tốc độ rơi xuống của bàn đu tăng lên rõ rê, nhưng sau khi qua điểm giữa, tư thế này dường như lại không ổn định. Hai người tiếp tục lần mò, cuối cùng cũng tìm ra cách tối ưu. Khi bàn đu lên đến điểm cao nhất, họ liền dậm mạnh chân, dồn sức đè mạnh xuống, sau đó giữ tư thế trượt tuyết đến khi qua điểm giữa, lúc ấy, chắc một cường ba hét lớn, lên. Hai người lại cùng lúc bật người, dồn sức vào hai chân đẩy cho bàn đu lên cao hơn chút nữa. Họ cứ lặp đi lặp lại như thế, Bản đu rốt cuộc cũng tăng dần biên độ giao đông, đến lần áp ngạn thứ 13, bản du đã đạt đến biên độ lớn nhất. Có điều, lúc sờ nay, họ đã ở cao hơn bình đài kia đến mười mấy mét. trác một cường ba bắn dây móc ra, Merkin cũng lao bổ theo, tay người này bám chặt vào cánh tay người kia. Chắc một cường ba vung tay ném Merkin lên bình đài, còn mình thì trượt tường leo xuống. Sau khi chạm đất, trác mộc cường ba mới phát hiện, đây không phải một bình đài, mà là một bệ hõm xuống ở giữa, kiểu như ban công chìa ra của tòa nhà vậy. Chỉ có điều, tỷ lệ được phóng to lên vô số lần, bọn họ chẳng qua chỉ đáp xuống thành lan can của ban công khổng lồ ấy, giống như hai con kiến nhỏ mà thôi. Đứng từ đây nhìn vào bên trong, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, không gian mở rộng ra vô hạn, ngước nhìn lên trên, chỉ thấy một mảng lam sẫm nhấp nháy như dòng ngân hà chảy trên bầu trời đêm. Một sáng một tối giao hòa vào nhau, như thể bọn họ đang nhìn hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỗ mép tường có cầu thang, hai người cẩn thận leo xuống chừng mấy chục mét, rồi bước vào khoảng không gian sáng sủa ấy, cùng lúc hít sâu một hơi, rồi lại cùng lúc cảm thán thốt lên, a à, Hệt như nhóm người của Pháp Sư Á là lúc bước vào gian đại điện có ngàn vạn vị thần Phật, đang nghĩ ngợi về ý nghĩa của sự tồn tại kia, hai người đều có cảm giác lạc vào một vùng bát ngát, tầm nhìn đột ngột mở rộng ra tít tắp. Một từ rộng lớn làm sao có thể hình dung được nơi này? Chỗ này không thể gọi là cung điện hay đại sảnh gì được. Trác Mộc Cường Ba có cảm giác như mình vừa lạc bữa óc vào chốn đảo nguyên tiên cảnh, chỉ thấy một vùng xanh mướt tràn ngập ý xuân, đập vào mắt toàn cây rừng tươi oi tốt, tán lá xào xạc. Hai người dụi mắt liên tục không hiểu có phải mình gặp ảo giác hay không nữa. Chỗ này nằm sâu dưới lòng đất, chiếu sáng bằng ánh lửa, sao lại có rừng cây được? Rốt cuộc đây là một đại điện, hay là một mảng rừng rậm đây? Dưới chân họ là một bãi cỏ xanh mướt, những đóa hoa nhỏ màu trắng, màu đỏ nở xen kẽ rửa cỏ xanh, mềm mại như tấm thảm trải dài. Cách đó không xa là những cây lớn san sát, cành lá rậm rạp, đường kính thân cây mấy người ôm, cao đến cả trăm mét, dường như còn có suối chảy qua bụi cỏ, chỉ nghe tiếng róc rách, không thấy dòng nước. Merkin không dám tin vào mắt mình, liền ngồi xổm xuống, vân vê một cọng cỏ, ngay sau đó ngẩng đầu lên, cười khổ, nói với Trác Mộc Cường Ba, đồ giả. Cọng cỏ ấy trơn nhẵn, bẻ mà không gãy, chỉ phát ra tiếng sột soạt như giấy bóng kính. Không biết những bông hoa trắng, hoa đỏ kia làm bằng thứ gì mà cũng giống hệt như thật, cũng không biết người xưa đi tốn bao nhiêu công sức mới cắt ra được hàng triệu cọng cỏ như vậy, phủ kín toàn bộ đại điện này. Trác Mộc Cường ba lặng lẽ gật đầu, những thứ này đương nhiên là đồ giả rồi. Nơi này ở sâu dưới lòng đất, nếu chẳng phải do cơ quan đã khởi động thì thậm chí còn không có cả ánh sáng, làm sao có rừng rậm được chứ? Trên các thân cây lớn kia, từ khoảng 2 phần 3 chiều cao trở lên, đều có gắn bồn lửa cháy bập bùng nếu một à cây thật, làm sao có thể cho lửa cháy như vậy được. Thế nhưng, làm giả mà có khí phách này, làm giả mà giống thật đến nhường này, khiến người ta như rơi vào giữa đám mây mù ảo ảnh, chắc Mộc Cường Ba cũng không thể không cảm thán trước kỹ thuật tinh xảo của các nghệ nhân nghìn năm trước. Suy nghĩ của họ thực kỳ diệu, khiến người ta chỉ biết thở dài thán phục. Gã ngẩng đầu nhìn lên trên, ở độ cao hơn trăm mét, nơi tường và vòm trần tiếp xúc, có vô số tượng thần Phật cúi xuống theo góc 45 độ, chân đạp mây lành, mắt nhìn chăm chú. Merkin đứng trói hai chân, chậm chậm đảo mắt một vòng. Sự biến đổi to lớn về không gian và màu sắc này khiến tâm thái con người lập tức từ chỗ nơm nấp nguy cơ chuyển thành hào hùng ngùn ngụt, như thể vừa lên đến đỉnh cao của ngọn núi. Chỉ một thế đứng đơn giản như vậy thôi, y đã có cảm giác mình đang sừng sướng giữa đất trời bao la. Y từng đến vô số mộ cổ, ghé qua vô số di tích, nhưng chưa gặp nơi nào thế này bao giờ. Trong cung điện có hồ nước, trong cung điện có rừng sâu. Đây không đơn giản là một thứ nghệ thuật, mà là một thứ cảnh giới bao hàm tư tưởng trí cao vô thượng của thiền tông. Hai người chậm rãi thả bước trong rừng, thả hồn theo gió, lấp cỏ dưới chân phát ra những tiếng rì rào như lời thỏ thẻ của tình nhân, như dòng suối ngầm hòa nhịp, tràn ngập thiền ý. Những cây lớn này không hiểu làm từ chất liệu gì, trong ánh lửa cháy hừng hực, trong không khí tràn ngập một mùi hương tươi mới, thoang thoảng như hương lan, lại hơi giống mùi đàn hương, khiến tinh thần người ta trở nên thư thái, từ đầu đến chân cơ hồ được tắm trong một vòng sáng thánh khiết không rõ đi được bao lâu, chắc một cường ba chợt ngẩn người, chậm chậm giơ tay lên chỉ ra phía xa. Không hiểu sao mất lại chợt thấy bồi hồi xúc cảm, sống mũi cay cay, y vội vàng quẹt quẹt mũi, áp chế xúc cảm bất chợt dâng tràn ấy. Cái cây lớn quá, thân cây tựa như đâm thủng bầu không, đội trời đạp đất, tán cây xòe rộng như cái ô khổng lồ che phủ mặt đất. Những cây lớn xung quanh chỉ tựa như đàn con cháu súng xít quanh nó mà thôi những hình phi thiên 16 vẽ trên vòng trần đều đang trên lấn xô đẩy tràn về phía tán cây thần này. Trác Mộc Cường ba đột nhiên có cảm ngộ, mộ. một thứ cảm ngộ không thể nói bằng lời, gã chỉ thấy đất trời tĩnh lặng, giả là thật mà thật cũng là giả, tựa hồ như nghe thấy được cả tiếng của loài sâu kiến, bao nhiêu phiền não thảy đều tiêu tan. Còn Mắc Kim thì tựa như nhìn thấy cây cổ thụ trước căn nhà tổ của y, trong đầu hiện lên hình ảnh hai ông cháu đang ngồi dưới gốc cây luận đạo. Bạch tượng chi cảnh, Bên dưới gốc cây thần đó còn có một điểm trắng nhỏ, thoạt trông giống như chú ngựa con. Không hiểu sao, lúc ngước mắt lên nhìn cái cây ấy, chắc Mộc Cường Ba và Mất đều không hẹn mà cùng tiến đến gần gốc cây. Mới đầu, hai người còn đề phòng cơ quan, sau khi thấp thỏm đi được một đoạn, mới bắt đầu sải rộng bước chân, càng đi càng nhanh. Lúc đến gần, họ mới phát hiện, thứ màu trắng kia hóa ra chẳng phải ngựa con, mà là một con voi trắng sáu ngà, cao mười mấy mét. Bên dưới cái cây cao chọc trời, những cây nhỏ hơn trong rừng xếp thành hai hàng, tựa hồ chừa ra một con đường cho voi trắng tiến bước, một dòng nước trong vắt như gương rút nhi chừng 4, 5 mét lặng lẽ dập dờn chảy qua phía trước mặt con voi. Con voi trắng đó đầu đội mũ nguyện, lưng trở tòa sen không tâm, bộ dạng hân hoan sung sướng, tựa như đang nghỉ giấc trưa, lại giống như đang hút nước tắm rửa vào buổi sáng sớm, ở nó toát lên một vẻ khoan khoái nhẹ nhàng khó tả. Voi trắng, suối nước, rừng cây, kết hợp với nhau một cách hài hòa, hoàn toàn tự nhiên cảm ngộ phát xuất tự nội tâm trác mộc cường ba càng lúc càng trở nên rõ rê. Cảnh giới này, thật tự do tự tại, vô ưu vô lự biết bao. Chợt nghe mất kim lầm bẩm đọc, độc bộ thiên hạ, tâm ta sách trong, không cầu không dục như voi trong rừng. Trác mộc cường ba tức thì đốn ngộ trong khoảnh khắc, đúng vậy, chính là thứ cảm giác này, một mình xài bước giữa đất trời, không cầu không dục con voi trắng và nơi này, tạo thành một không gian khiến người ta không còn ham muốn, không còn sở cầu gì nữa cảm giác nâng chén đứng trước gió, vinh nhục thấy đều quên, hẳn cũng chỉ như vậy mà thôi, thậm chí dường như cảnh giới ở đây còn cao hơn một bậc. Trác Mộc Cường ba hơi ngạc nhiên nhìn Mắc kim, gã thực không thể ngờ, Mắc cũng đạt đến cảnh giới này, một lời đã chỉ ra được. Đây là một câu kệ trong nam truyền ngũ bộ kinh bằng tiếng Pali, 17, Mắc kim bị Trác Mộc Cường ba nhìn như vậy cũng thấy ngượng ngùng, bèn giải thích, voi là thánh vật trong Phật giáo, trước nay vẫn được coi là thần thú có đại pháp lực và đại từ bi, chúng có thể hình to lớn, không dễ bị các sinh vật khác làm thương tổn, cũng không bao giờ chủ động làm tổn thương các sinh vật khác. Ngoại trừ con người, voi không có thiên địch, một mình một cõi trong chốn rừng sâu. Voi là loài động vật đầu tiên có tư cách ấy. Cách giải thích này của Merkin, chắc Mộc Cường Ba chỉ chấp nhận được phần đầu, còn câu cuối cùng lại cho rằng y đã lý giải hơi lệch lạc. Gã cũng nhớ lại một câu trong Đại Tạng Kinh, tốt hơn sống độc hành, hơn chung bước bạn xấu, một mình không ác hạch, sống tự tại thong dong như voi giữa rừng già. 18 nghĩ đoạn gã bèn nói, voi có uy lực vô biên mà tính cách lại ôn hò, khi làm tòa kỵ cho Bồ Tát, voi tượng trưng cho Pháp thân có thể gánh vác trách nhiệm, khi làm hóa thân của Bồ Tát, voi tượng trưng cho đại từ bi và đại thế lực. Phật có 80 tướng lành, tiến bước và dừng lại như tượng vương, bước đi như hạc vương, dung mạo như sư tử vương, vô lậu vô nhiễm, tựa như thân voi trắng ngần tinh khiết. Sáu ngà biểu thị cho lục độ, bố thí, giữ giới, ẩn nhấn, thiền định, tinh tiến, trí tuệ. Người nào có được lục độ, thời có thể vượt qua biển sinh tử, đến được bờ vĩnh sinh bất tử, đồng thời cũng chỉ sáu loại thần thông siêu độ nhân gian của Bồ Tát. Merkin không hứng thú lắm với những thứ thuộc về kinh kệ đó, y hướng ánh mắt lên chiếc mũ nguyện đội trên đầu con voi trắng. Bên trên chiếc mũ nguyện đó khảm vàng rát bạc, châu ngọc bảo thạch gắn chi chít, viên nhỏ như trứng cút, viên lớn phải to bằng quả trứng gà. Merkin đã quen nhìn vàng bạc châu báu, vậy mà vừa liếc thấy chiếc mũ nguyện này, đã không thể rời được ánh mắt đi đâu được nữa ánh mắt chắc mộc cường ba cũng rời khỏi thân voi, dịch chuyển xuống dòng nước lặng lẽ phía trước. Nước suối sáng như hương, dòng chảy chậm rãi như giải lụa, chỉ gần gợn lên một chút như nếp nhăn trên mặt. Lần ngược lên nguồn, chắc mộc cường ba ngạc nhiên nhận ra, dòng suối nông không ngờ lại chảy từ gốc cây thần kia ra. Lúc này, do khoảng cách quá gần, thân cây thần đã không còn giống như thân cây nữa, mà giống một bức tường hơn. Bề mặt của thân cây, song hình dáng lại giống như tường, muốn đi vòng quanh bức tường này e phải mất mấy trăm bước. Lại gần nhìn kỹ hơn nữa, sẽ phát hiện ra, các cục u, các đốt cây, những chỗ gồ ghề lồi lõm trên thân cây, đều là các sinh vật khác nhau do người xưa điêu khắc, ngoài ra còn có cả thần tiên chư Phật nữa. Họ hòa lẫn vào các đường vân trên vỏ cây, nhìn lướt qua sẽ thấy phi thiên hiện hình, nét mặt mỗi vị mỗi khác, nhưng nếu chăm chú nhìn, trước mắt sẽ chỉ thấy thân cây mà thôi. Trác Mộc Cường Ba đi một vòng quanh thân cây, rốt cuộc cũng nhận ra chỗ ảo diệu của cây thần này. Khi nhìn lên thân cây, không thể tập trung vào một điểm mà phải phóng mắt nhìn toàn thể, để tầm nhìn rộng mở, các vị thần Phật sẽ tự hiện lên trong chốn mông lung mở ảo. Cứ quan sát như vậy một lúc, những hình điêu khắc thần Phật và các loại sinh vật sẽ càng lúc càng trở nên rõ ràng, tựa như sống lại giữa chốn hư không, người quan sát cũng có cảm giác như thể mình đang ở giữa khung cảnh đó vậy. Nếu chớp mắt hoặc tập trung tinh thần, những hình ảnh thần Phật và muông thú ấy sẽ lại đột nhiên biến mất, lần khuất vào trong thân cây dòng suối trong vắt ấy chảy ra từ ngọn cây thần nơi cành lá um tùm rậm rạp tổng cộng có bốn mạch suối người xưa đã khoét bốn dãy ngầm hình xoáy ốc trên thân cây chĩa ra làm bốn hướng cắt ngang cắt đọc toàn bộ đại sảnh hay là những dòng nước này tạo thành một hình chữ vạn ngược khổng lồ trác mộc cường ba chỉ có thể suy đoán bốn đường dãy ngầm này giống như bốn dòng sông chảy qua cây thần hai bên bờ là đủ loại sinh vật ẩn hình kỳ quái nhất là những sinh vật ẩn hình này người xưa không chỉ điêu khắc một loại hình thái duy nhất, mà đa số đều biểu thị bằng ba hình thái, sinh ra, lớn lên và già đi. Men theo dòng nước từ trên xuống, hình thái của các sinh vật càng lúc càng phức tạp còn những hình khác thần Phật lại ở xa dòng nước hơn một chút, như thể lơ lửng giữa chốn hư không, lặng lẽ quan sát quá trình sinh lão bệnh tử của tất thảy sinh vật trên đời vậy. Có tượng trầm tư, có tượng hờ hứng, có tượng thiền định, có tượng mỉm cười, hình thái đều rất phức tạp đa dạng. Trác Mộc Cường ba đến giờ vẫn chưa hiểu được ảo nghĩa của Mật Tông, dĩ nhiên cũng không thể lý giải được hàm nghĩa mà những hình ảnh thoạt ẩn thoạt hiện này biểu đạt. Gã chỉ cảm thấy hết sức huyền diệu, không sao diễn tả được bằng lời. Hai người đều tính tâm ngẫm nghĩ về những gì trông thấy, đều chìm vào cảnh giới vô nhân vô ngã 19 thậm chí quên cả sự tồn tại của thời gian, không biết bao lâu sau, một âm thanh đột nhiên bật lên từ tận sâu đáy lòng Trác Mộc Cường ba, Cường ba, giờ không phải lúc mày mê đắm với kỹ nghệ tinh xảo của người xưa, việc quan trọng trước mắt là tìm thấy pháp sư, cánh nam và mẫn mẫn. Trác Mộc Cường ba giật thoát mình, lập tức không còn cảm giác ngờ ngợ như ngộ ra được điều gì đó nữa, nhìn lại gian đại điện, thấy hùng vĩ thì hùng vĩ thật đấy, Xong đã không thể đưa tinh thần gã vào thế giới cảm quan thần hồn phiêu diêu được nữa. Đây có phải nơi Pháp Sư Á là muốn tìm kiếm hay không nhỉ? Ông nói xem, chỗ nãy có phải là đại diện trung tâm của bạc ba la thần miếu không nhỉ? Trác Mộc Cường ba hỏi. Mơ Kinh lập tức phủ định, sao có thể được, dù là thần thoại truyền thuyết hay ghi chép trong lịch sử, hoặc chỉ là chúng ta nghiên cứu suy luận ra, trong thần miếu phải chất đống như núi đủ thứ báu vật tuyệt thế, càng không cần nhắc đến những món vàng bạc châu báu thông thường, nhưng đây là thứ quái gì chứ. Tuy châu ngọc gắn trên mình con voi trắng đều rất lớn, lại không chút tỉ vết, nhưng dù sao cũng là khoáng vật tự nhiên, chỉ được con người gia công mài rũa thêm một chút, so với những thứ báu vật trong lòng mất kim mơ tưởng vẫn còn kém xa. Và lại, con voi trắng kiêu uy nghi tự tại, các thứ châu ngọc và tượng voi đã dung hợp thành một thể thống nhất, chỉ cần bong ra một viên thôi cũng đã khiến con voi trắng này có tỷ vết rồi. Merkin không muốn mà cũng không dám đụng vào những viên đá có sức hấp dẫn mê người ấy. Ngoài ra, đối với Merkin, đại điện này chỉ có một rừng cây rậm rạp, mà lại còn là đồ giả nữa. Chắc một cường ba trao mày, lấy làm lạ là tại sao Merkin không cảm nhận được sự huyền diệu của nơi này. Lẽ nào y không cảm thấy thần hồn phiêu diêu đặng như thoát ra khỏi thân thể giống gã? nghe si đoạn, gã bèn hỏi, nếu nơi này không phải đại điện trung tâm, vậy còn nơi nào khác nữa ư? Mơ Kinh gật đầu, chắc một cường ba lại nói, vậy chúng ta phải tìm lối ra thôi, chắc chắn có cửa thông sang nơi khác nữa. mơkin thoáng do dự, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu nói, được. Mặc dù không trực tiếp nắm bắt được ý cảnh siêu phẩm ấy, song Merkin cũng lờ mở có chút cảm giác. Khi đứng dưới cây thần và tượng voi trắng, y chỉ thấy trời đất bao la, vạn vật nhỏ bé dòng không khí lưu động chừng như hóa thành thực thể, từ đó cũng nảy sinh một tâm trạng khó tả, chỉ là cảm giác ấy của y không được rõ ràng như chắc một cường ba mà thôi. Sợ rằng ngay cả Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam cũng không ngờ được, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, chắc một cường ba lại có thể tự lĩnh ngộ được quá trình xuất thế và nhập thế. Có rất nhiều chuyện, nói dễ hơn làm rất nhiều, hai người rốt cuộc cũng đạt được sự đồng thuận, bắt đầu tìm kiếm lối ra khỏi rừng rậm bên trong đại sảnh dường như không có cạm bẫy này. Thế nhưng, vừa bắt đầu tìm kiếm, cơ quan liền lập tức hiện ra. Hai người nhanh chóng phát hiện, dù họ đi thế nào thì cũng chỉ vòng vèo trong đại điện hoặc có thể nói là trong khu rừng này. Những cây cối bố trí so le nhau, ngăn cản tầm nhìn của họ, khiến hai người chỉ có thể quan sát được khoảng một hai chục mét phía trước. Họ vòng qua những thân cây lớn ấy, tự nhủ rằng mình đang đi theo đường thẳng, song dù đi thế nào, cuối cùng nhất định vẫn trở lại phía trước thân cây thần và tượng con voi trắng kia. Merkin bắt đầu cáo tiết họ đã đánh dấu lên thân cây, song vẫn không thấy hiệu quả. Y định lấy lựu đạn ra cho nổ tung đám cây cối này lên, nhưng chắc Mộc Cường Ba đã ngăn lại, đừng lặp lại sai lầm, chúng ta không rõ tình hình ở đây, ông mà cho nổ, có trời mới biết sẽ dẫn rộng cơ quan cạm bẫy gì nữa. Merkin nổi giận gầm lên, tôi không tin, chẳng lẽ mấy cái cây này biết chuyển động. Dù là mê cung thì cũng có quy tắc tay phải chứ. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm nghĩ ngợi, những thân cây lớn này và mặt sàn dưới chân họ là một thể, được điêu khắc từ nham thạch thiên nhiên, hai đầu trên dưới đều mọc rễ, chắc chắn không thể chuyển động được. Vấn đề mấu chốt là ở vị trí của những thân cây này, thoạt nhìn tưởng chừng như đi thế nào cũng có đường thanh thang rộng mở, song trên thực tế những cái cây này có lớn có nhỏ. Muốn tiến lên nhất định phải đi vòng vèo qua các thân cây. Kỳ diệu nhất chính là, bọn họ đi kiểu gì thì cũng vòng một vòng trong rừng, cuối cùng lại trở về. Thêm vào đó, thân cây đều có hình trụ tròn, quy tắc tay phải trong mê cung căn bản không thể áp dụng ở đây được mới đầu họ còn gửi gắm hy vọng vào bốn dòng chảy kia. Không ngờ mấy dòng nước đó chảy được nửa chừng liền lặn xuống đi ngầm dưới đất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mơ Kiên tự tin thính lực hơn người, liền dẫn đường theo tiếng động, khi nghe tiếng nước chảy thay đổi, y mừng ra mặt thốt lên, ra rồi, rồi ngước mắt nhìn lên, liền trông thấy cây thần uy nghi hùng vĩ, voi trắng ung dung tự tại lù lù trước mắt. Trác Mộc Cường Ba cũng chán chẳng buồn nói câu nào nữa. Sau mấy vòng, Trác Mộc Cường Ba đề nghị nghỉ ngơi dây lát, đằng nào thì đi kiểu gì cũng vẫn trở lại dưới gốc cây thần này, tại sao không thử tìm đầu mối ở xung quanh đây xem, hà tất phải đi bừa trong rừng như thầy bói xem voi cho mất công. Merkin vui vẻ đồng tình, bắt đầu tìm kiếm manh mối xung quanh cây thần và tượng voi trắng, tìm một hồi cũng không phát hiện được gì cả, một chữ hay ký hiệu để lại cũng không. Trác Mộc Cường Ba lại nói cho y biết cách làm cho hình ảnh thần Phật điêu khắc ẩn trên thân cây hiện hình, rồi chia nhau tìm kiếm đầu mối trên những hình ảnh phiêu hốt bất định đó. Hai người nhìn đến hoa mắt, cũng nhận ra được khá nhiều chủng loại sinh vật và tên các vị thần Phật, song đầu mối thì vẫn chẳng thấy đâu. Merkin không khỏi cần nhận oán trách, không phải đến chỗ nào cũng có vài lời của người xưa để lại à. Ở đây sao không thấy có? Trác Mộc Cường Ba nói, những chỗ người xưa để lại lời cảnh báo đều là trốn hiểm nguy tột cùng, thà không có còn hơn. Merkin nói, tuy là hiểm nguy tột cùng, nhưng ít nhất chúng ta cũng dựa vào những lời đó mà suy đoán ra được một chút ý đồ của họ, còn thế này là thế nào? chẳng lẽ bảo chúng ta ở đây mãi với con voi này à? Voi trắng, chắc Mộc Cường ba sực nhớ ra điều gì đó, câu nói nếu cậu muốn có thứ gì, cậu mới tìm thấy được thứ ấy. Của đội trưởng Hồ Dương chợt lóe lên trong óc gã, gã bất giác hồi tưởng lại những phần liên quan đến voi trắng trong các tư liệu về mật tông mấy năm nay gã và mọi người thu thập được, phần nào không nhớ ra nổi, gã liền mở máy tính của giáo sư Phương Tân ra tìm. Thập lực hương tượng 20, bạch tượng Bồ Tát, hương tượng Độ Hà 21, thần trí tuệ của Ấn Độ giáo, Long tượng 22, cuồng tượng, tượng chủ, từng đoạn thông tin hiện lên trên màn hình máy tính, rồi lần lượt bị Trác Mộc Cường ba loại bỏ, thình lình, một đoạn thông tin về tượng vương đập vào mắt gã. Trác Mộc Cường ba kiểm tra lại rồi cả mừng reo lên, thì ra là vậy, tìm được đường rồi. Mơ Merkin vốn không hiểu ngữ nghĩa tiếng Trung cho lắm, đối với các thuật ngữ của Phật gia, đạo gia lại càng rốt đặc cán mai, vội vàng hỏi gã, đường ở đâu vậy? Trác Mộc Cường ba nói, đường ở dưới chân. Mắc Kinh có cảm giác mình đang bị bấn cợt, mặt hầm hầm tức giận, nhưng ngay sau đó Trác Mộc Cường Ba đã giải thích, trong kinh nghiêm hoa có một câu rằng tượng vương hành xứ hoa lạc hồng, 23 chúng ta đã bỏ qua mất những bông hoa đỏ kia, ông nhìn phía sau lưng voi trắng xem. Mắc nhìn về phía đó, trên thảm cỏ hoa trắng hoa đỏ đan xen điểm xuyết, chỗ nào cũng có, thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy, ở sau lưng voi trắng, một số hoa đỏ dường như ghép lại thành hình hoa sen, từng đóa từng đóa, khoảng cách vừa khéo khớp với bước chân voi. Nếu chắc một cường ba không nhắc, chẳng ai có thể nghĩ những bông hoa đỏ này lại có gì khác với những bông hoa đỏ khác ở quanh chúng cả. Thần đi tới đâu, mỗi bước đều có sen nở dưới chân. Chắc một cường ba nói, chính là đây rồi. Hai người cẩn thận lần ngược theo những bông sen ấy, chỉ thấy từng đốm hoa đỏ khi ở bên trái, lúc lại ở bên phải, lúc thì theo hình chữ chi 24, lúc lại quay ngoắt gần 180 độ không lâu sau rốt cuộc họ cũng ra khỏi khu rừng hai người đều ngấm ngầm lấy làm lạ lúc này trước mắt hợ thảm cỏ đã biến mất trên nền nham thạch xuất hiện một bàn cờ không phải là mặt đất nứt nẻ rãnh ngang rãnh dọc như bàn cờ mà là một bàn cờ khổng lồ thực sự trác mộc cường ba và mơ kin dùng bước chân ước lược bàn cờ này mỗi bên dài khoảng trăm bước quân cờ sừng sững bên trên nhưng chưa được điêu khắc toàn là những hình khối lập phương mỗi cạnh dài chừng một mét Bốn mặt dựng đứng của mỗi khối lập phương này đều có khắc ký hiệu biểu thị thân phận của chúng trên bàn cờ. Hai mặt phía trên và phía dưới cũng có ký hiệu tương đồng, chỉ khác là không đục lõm vào mà lại chạm nổi gồ lên. Hai người không biết bàn cờ khổng lồ này nằm ở đây để làm gì, bèn vòng qua tìm cửa. Cánh cửa lớn đó nằm ở ngay sau bàn cờ, đóng kín tựa như một bông sen đang khép, nhưng nhìn đường trượt ở hai bên cánh cửa và các cánh hoa sen, hiển nhiên cánh cửa này có thể mở ra được. Hai bên cửa vẫn là câu một người trí tuệ tuyệt luân, một người thân thủ tuyệt thế kia, nhưng lại thiếu mất câu đầu. Bên dưới hai hàng chữ ấy là một câu kệ khác. Câu ở bên dưới hàng một người trí tuệ tuyệt luân được Trác Mộc Cường ba dịch ra thành 10 loại thông minh, còn câu bên dưới một người thân thủ tuyệt thế là 10 con voi lớn. Sau đó, hai người đối chiếu với thông tin trên máy tính, mới hiểu ra, đó lần lượt là thần chỉ thập lực và tượng chi thập lực trong tôn giáo. Thần chi thập lực là 10 loại trí tuệ thần lực của Như Lai, gồm biết cổ kim, hành vi không có sai sót, biết số mệnh, biết hết thảy mọi thứ trên đời, còn tượng chi thập lực hẳn là chỉ sức mạnh của 10 con voi, tượng trưng cho sự uy mãnh vô song. Lần này, tư duy cả hai đều hết sức nhạy bén, không hẹn mà cùng thốt lên, bàn cờ kia có liên quan gì không? Hai người liền quay lại xem xét, chỉ thấy những đường ngang dọc trên bàn cờ đều thấp hơn mặt đất chừng 10cm, cơ hồ có rãnh kim loại. Ở một số chỗ các đường ngang dọc khác nhau, còn có một khai kim loại hình tròn, xem chừng có thể chuyển động được. Trên khay tròn có ký hiệu được chạm lõm vào. Merkin vừa liếc nhìn những khay kim loại hình tròn ấy liền lập tức hiểu ra, lẩm bẩm, thì ra là vậy. Chắc Mộc Cường ba chưa từng gặp loại cơ quan này bao giờ, vội hỏi, ông biết loại cơ quan này à? Merkin không đáp mà hỏi ngược lại, anh, đã bao giờ chơi trò đẩy thùng bao giờ chưa? Trò chơi điện tử ấy. Đẩy thùng, Chắc Mộc Cường ba ngẩn người, rồi ngập ngừng nói, ý ông là, cái trò trong điện thoại di động ấy hả? Đúng, đúng, Merkin gật đầu. Sao có thể được, từ xưa người ta đã chơi trò ấy rồi à? Chắc một cường ba lấy làm khó tin. Merkin nói, tuy đẩy thùng là phần mềm trò chơi do người Nhật lập trình ra, nhưng anh có biết phần mềm này lấy cảm hứng từ đâu không? Nó là sự kết hợp của trò hoa dung đạo 25 của Trung Quốc với một số trò chơi cổ khác. Mà trò hoa dung đạo ấy là một biến thể của suy diễn cửu cung rồi. Chó chết, chẳng trách lại yêu cầu cái gì mà thập thần chi lực với cả thập tượng chi lực. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại, Lương Cánh Nam đúng là đã từng nhắc đến sách cửu cung suy diễn thời đường, nhưng lúc đó cô cũng nói, vì suy diễn cửu cung quá phức tạp, nên chỉ thịnh hành một thời gian rồi dần thất truyền. Hiện giờ, dựa vào sách vở và điển tịch chưa thể hoàn nguyên được suy diễn cửu cung. Đồng thời, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đến nay cũng chưa phát hiện được hiện vật nào có giá trị tham chiếu, nên vẫn chưa thể khảo chứng. Merkin giải thích qua loa cho Trác Mộc Cường Ba những khai kim loại trên các giao điểm này có thể chuyển động, nhưng chúng nằm ngang với rãnh kim loại, mà bên trong lại khắc lõm xuống, đường khắc chân tuột, với sức hai tay của chúng ta, thực sự không thể nào chuyển động được các khai tròn này vì không dồn sức xuống được. Còn các hình lập phương kia, phần gồ ra ở mặt trên và mặt dưới. Nói tới đây, chắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra, bèn tiếp lời, phần gồ lên vừa khéo khớp với phần đục lõm trên mặt khai tròn, cũng có nghĩa là, chỉ cần chúng ta đẩy những khối lập phương này lên trên khai tròn, liền giống như dùng chìa khóa tra vào lỗ khóa vậy chúng ta chuyển động các khối lập phương, cũng bằng như chuyển động khay tròn. Thì ra đây chính là suy diễn cửu cung. Merkin bổ sung thêm, làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ? Anh nhìn cho rõ đi, ký hiệu trên mỗi khay tròn đều khác nhau, một khay chỉ có thể khớp với một khối lập phương mà thôi. Một khi khối lập phương khớp vào trên khay tròn, nó sẽ chặn những đường rãnh cắt nhau trên bàn này lại, các khối lập phương ở phía sau cũng không thể đi qua điểm này được nữa. Đây mới chính là tinh yếu của suy diễn cửu cung. Anh cần phải tính toán kỹ càng trước khi dịch chuyển những khối lập phương này. Khối nào đẩy trước, khối nào đẩy sau, chỉ cần sai một bước thôi là phiền phức to rồi. Nếu may mắn, có thể chỉ biết kín một ối đi này. Nếu suối quẩy, có thể sẽ khiến các cơ quan cạm bẫy khác khởi động cũng không chừng. Trác Mộc Cường ba hiểu ra, chẳng trách Mơkin lại nói cơ quan này giống trò chơi đẩy hòm, quả đúng là như vậy. Mơkin lại tiếp lời, ở đây bao hàm lý luận về số đối chiếu trong topo học đồng thời cũng chứa cả thuật vu hồi trong trò chơi hoa dung đạo, anh coi nó như phiên bản nâng cao của trò đẩy hòm và hoa dung đạo là thấy dễ hiểu ngay thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi hiểu rồi, chỉ là bàn cờ này lớn như vậy, chúng ta sao có thể nhìn được toàn cảnh, không nhìn được toàn cảnh thì biết bắt đầu từ đâu đây. Merkin chỉ vào cánh cửa như nụ sen chưa nở kia nói, chúng ta leo lên cánh cửa đó là nhìn được toàn cảnh thôi. Nhưng điều tôi lo là, dù nhìn được toàn cảnh, sợ rằng cũng khó lòng suy diễn ra được. Chính vì quá phức tạp nên suy diễn cửu cung chỉ thịnh hành một thời gian rồi sau đó thất truyền. Vậy sao ông lại khẳng định đây bàn cờ này phải áp dụng suy diễn cửu cung mới giải được? Ừm, chuyện này, chúng tôi từng gặp thứ tương tự trong một ngôi mộ cổ thời đường. Merkin vò vò mái tóc vàng, bộ dạng không được tự nhiên lắm, có điều, lần đó hết sức đơn giản, dù có năm sáu toán tử cần suy diễn, ừm, những khối lập phương kia gọi là toán tử, tạo hình của các toán tử mỗi nơi mỗi khác, nếu không tôi đã nhận ra ngay từ đầu rồi anh xem bàn cờ này đi sợ rằng phải có đến mấy chục toán tử cần suy diễn ấy chứ không khéo lên đến hàng trăm dù chúng ta tính toán đến bạc đầu cũng chưa chắc ra được kết quả đâu. Trác Mộc Cường ba ngẫm nghĩ giây lát rồi nói không ngại chúng ta cứ trèo lên xem sao nói không chừng lại rất đơn giản cũng nên. Xuất lời gã vỗ vỗ lên ba lô nói dù chúng ta không tính toán ra được thì vẫn còn máy tính mà. Bát Trường An và Vạn Phật Các người trẻ tuổi lấy chiếc PDA ra liếc nhìn chấm đỏ trên đó, có tín hiệu rồi, hả? Ở phía dưới chúng ta à, hai tên này cũng nhanh thật, không được, còn một số thứ vẫn chưa sắp xếp xong, phải nhanh lên vượt trước chúng mới được y thầm nghĩ, rồi dảo chân bước nhanh hơn. Đi hết vòng này đến vòng khác, qua vô số cánh cửa và cửa sổ, người trẻ tuổi dẫn cả nhóm người đến đầu bên kia đại điện, một đường hầm hình tròn rộng rãi hiện ra trước mắt họ. Bên trong đường hầm tối om như mực, không biết là thông đến đâu. Đi được một đoạn, đường hầm hoàn toàn đen kịt, đèn gắn trên mũ của bọn lính đánh thuê chỉ có thể chiếu sáng khoảng 1-2 mét trước mặt. Kha Phu đề nghị, hay là, bật đèn pha công suất lớn lên, ngài Thomas. Không cần, người trẻ tuổi cười khẩy, giơ tay lên vỗ vỗ hai cái. Lữ cánh nam ở sau lưng y, cảm giác âm thanh qua lớp bao tay không giống người đang vỗ tay, mà như thể một người đang đập bàn tay vào cọc gỗ vậy. Có điều, mỗi nghi hoặc của cô không có căn cứ gì cả, Lữ cánh nam nhanh chóng bị sự việc xảy ra sau đó làm cho sướng sờ, nên cũng không nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Sau hai tiếng vỗ tay ấy, toàn bộ đường hầm bừng sáng như đã được lắp sẵn vô số ngọn đèn điều khiển bằng âm thanh vậy. Xung quanh họ, dường như có rất nhiều đèn neon uốn thành hình tròn. Không phải, chúng không sáng lên từng ngọn từng ngọn một, mà là từng đám từng đám như ngọn lửa, nhanh chóng lan xa. Cả đường hầm lập tức nhuộm đầy ánh sáng rực rỡ đủ màu, hồng rực đỏ, xanh huỳnh quang, lam bảo thạch từng vòng từng vòng sáng lan ra, nhấp nháy đầy đó tựa ngàn sao trên bầu trời đêm, hay như mặt nước gợn sóng lăn tăn hắt lên ánh sáng lấp lóa. Ánh sáng lan đến đâu, chỗ ấy liền vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc của bọn lính đánh thuê. Kha Phu thở hắt ra đầy cảm thán, kỹ thuật thần kỳ thật, làm như thế nào vậy? Lữ cánh nam và Pháp sư Á La cũng cảm thấy rất tò mò. Người trẻ tuổi cười khẩy đáp, nói toạc ra thì chẳng đáng một xu nữa, cổ nhân đã nuôi dưỡng ở chỗ này một lượng rất lớn các vi sinh vật phát ra ánh sáng huỳnh quang, giống như thứ rong trong hồ nước kia vậy. Những vi sinh vật này khi chịu tác động của âm thanh, sẽ phát ra ánh sáng. Phỏng trừng hơn nghìn năm nay, những vi sinh vật này đã sinh sôi nảy nở rất nhiều, quả không hổ là kỹ thuật nuôi dưỡng sinh vật lợi hại nhất. Vừa nói, y vừa thầm so sánh với năng lực của chính mình, lòng cũng không khỏi khâm phục trí tuệ và kỹ thuật của cổ nhân một nghìn năm về trước. Mặc dù người trẻ tuổi đã nói vậy, song những người có mặt trong đường hầm vẫn trầm trồ kinh ngạc. Ánh sáng thần kỳ ấy tựa như một dòng điện lưu nhìn thấy được, lan truyền đi theo hình sóng, lại giống như kỹ thuật nhuộm màu trong tranh quốc họa 26 khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Một đợt sóng ùa tới, những màu sắc biến ảo qua đi, lại thêm một đợt sóng nữa, những màu sắc biến ảo khác cấp tập đuổi theo nhau. Bất giác, tất cả mọi người đều có chung một cảm giác đường hầm càng lúc càng rộng rãi ra bọn họ giống như đang men theo một đường xoáy chôn ốc từ bên trong vỏ ốc đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài vậy. Phía trước đã thấy có ánh sáng, những cái bóng so le vạch ra đường ranh giới nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau. Ánh sáng rất mạnh, tựa như mặt trời ban chưa chiếu thẳng vào cửa sổ. Người trẻ tuổi thầm ngạc nhiên, tự nhủ, sao có thể lấy được ánh sáng tốt vậy nhỉ? Mặc dù tài liệu y sở hữu đã miêu tả khá nhiều, nhưng xét cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên y tận mắt chứng kiến. Rất nhanh sau đó, Y liền phát hiện ra con đường dưới chân họ không phải là bề mặt nham thạch thô ráp xù xì nữa, mà thay vào đó là mặt đường trơn nhẵn phẳng lì như gương, lại hơi ẩm ướt. Hiển nhiên người xưa đã đổ lên bề mặt nham thạch một lớp gì đó kiểu như sáp nến chẳng hạn. Đây có lẽ là một loại pha lê phản quang rất mạnh. Người trẻ tuổi thầm nhủ, quả nhiên, vòng qua một chỗ rẽ, tuy không thấy nguồn sáng, nhưng cả đường hầm đã được chiếu sáng rõ như ban ngày. Chỉ thoáng sau, mọi người liền phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Ở hai bên đường hầm bắt đầu xuất hiện một số vật bầy biện Có bình, có ấm, có bát Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là những thứ này toàn bộ đều lơ lửng giữa không chung Giống như bị ai dùng ma thuật ếm lên vậy Vài tên lính đánh thuê tò mò bước tới gần Định bụng xem cho rõ rốt cuộc là thứ ma thuật gì Nhưng mới đi được vài bước Đã nghe bọn chúng A à lên một tiếng Dường như đụng phải một bức tường vô hình Tên nào tên nấy đưa tay lên ôm chặt mũi Có tên còn đau đến nỗi ngồi thụp cả xuống Lúc này cả bọn mới phát hiện ra, các vật bầy trên đó được đặt trên những kệ pha lê trong suốt. Những cái kệ này gần như lẫn vào không khí, nếu không lại gần nhìn thật kỹ thì chịu không tài nào phân biệt nổi. Liền sau đó, họ lại phát hiện, những chiếc kệ này gắn liền với mặt đất, mà không chỉ mặt đất, toàn bộ đường hầm này đều bị phủ lên một lớp vật chất giống như pha lê vậy. Ánh sáng, chính là được khúc xạ vào đường hầm thông qua thứ vật chất này. Một tên lính đánh thuê dính đòn đau muốn chút giận lên cái bát khiến hắn bị thương ấy, giờ báng súng lên định phang, song giữa chừng lại bị ngăn lại. Pháp sư Á La đã vươn cánh tay khẳng khiu của ông ra đỡ lấy báng súng ấy. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh cầm cái bát trắng lên nói với tên lính đánh thuê định đập phá để chút giận ấy, mày có biết đập một cái thế này là đốt mất bao nhiêu tiền không? Hả, thứ này cũng đáng tiền sao? Tên lính đánh thuê vốn không hiểu gì về đồ sứ, huống hồ cái bát sứ này chỉ trắng tuyền một màu, bên trên thậm chí còn chẳng vẽ bông hoa nào, mà cũng không đẹp cho lắm, tùy tiện mua một cái trên phố trông còn đẹp hơn. Hừ, người trẻ tuổi ngắm nghía cái bát trên tay, tựa như trong lòng bát có thể nở ra một đóa hoa vậy. Chỉ nghe miệng y khẽ lẩm bẩm đọc, mỏng như cánh ve nhẹ như lông hồng, chưa được Phật quang lẫn mộng phù sinh. Công nghệ thần kỳ này còn cao hơn cả công nghệ đồ sứ mỏng như giấy trong truyền thuyết một cảnh giới. Để tao mở mắt cho chúng mày vậy, mang đèn lại đây. Một tên lính đánh thuê giơ chiếc đèn gắn trên mũ tới, người trẻ tuổi để cái bát lên ngọn đèn sau một tiếng cách, sự lạ liền xảy ra. Cái bát trắng ấy giống như một chiếc chụp đèn thủy tinh màu trắng sữa, ánh đèn hoàn toàn chiếu xuyên qua nó, không chỉ nhìn rõ được hình dáng bóng đèn bên trong, mà cả dây điện dưới bóng đèn cũng hiện lên rõ mồn một. Đó rõ ràng là một cái bát sứ kia mà. Người trẻ tuổi cười khẩy nói, thấy chưa hả, kỹ thuật thấu quang này là tuyệt kỹ của lò gốm hình châu thời tùy đường, đến giai đoạn đầu của thời đại đường thịnh thế, kỹ thuật này đã được phát huy đến đỉnh cao, trở thành công nghệ trong truyền thuyết là thấu quang hắt bóng, chúng mày tản ra một chút, cả bọn liền xôn xao lùi lại, để chống ra một khoảng. Người trẻ tuổi tăng độ sáng của bóng đèn lên, những tiếng ồ. Kinh ngạc lại đồng loạt vang lên. Chỉ thấy ở chỗ ánh sáng không mạnh lắm trên vách đường hầm, ánh đèn hắt qua bát sứ trắng để lại trên tường pha lê một hình ảnh tương đối rõ nét khiến Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam tưởng chừng như đang thấy lại hình ảnh của hương ba la mật quang bảo giám, chỉ có điều, hình chiếu này là hình đen trắng. Bóng ảnh hắt lên chỗ sáng chỗ tối, lần lượt phơi bày các kiến trúc cổ đại san sát cạnh nhau như bát úp, đường phố thanh thang rộng rãi, hàng quán đẹp đẽ rộn ràng, ngựa xe nườm nượp, nước chảy qua cầu. Giống như một bức thanh minh thượng hà đồ 27 được tạo thành từ bóng ảnh. Đây, rốt cuộc là, không thể tin được, thần kỳ, ma thuật phương đông. Trước những tiếng kêu đầy kinh ngạc ấy, người trẻ tuổi cũng không khỏi cảm khái trong lòng. Mặc dù y biết lai lịch của cái bát này, cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khi mọi thứ diễn ra, sự thực hiển nhiên trước mắt còn hơn cả những gì y tưởng tượng. Y lớn tiếng nói, trông thấy chưa hả? Đây chính là trung tâm của thế giới hơn một nghìn năm về trước. Trường An, ngừng lại dây lát, y tiếp lời, đây là kỹ thuật nung đổ gốm sứ cao nhất toàn thế giới thời bây giờ. Thấu quang hát bóng, tao sẽ cho chúng mày xem điều thần kỳ hơn nữa. Mang nước lại đây. Một bình nước được đưa tới tay người trẻ tuổi. Y cầm bình nghiêng đi, một dòng nước trong vắt chậm chậm đổ vào đầy bát, rồi dập dành tràn ra, phủ lên mặt bát như một lớp sa mỏng. Lúc này, nhìn lại bóng ảnh trên tường, cả bọn mới nhận ra, trên kỳ thích lại có kỳ thích nữa. Khi nước tràn ra, cũng chính là lúc bóng ảnh trên tường sống dậy. Đột nhiên, toàn bộ bức tranh hát bóng trên tường đang ở trạng thái tĩnh, tựa như chờ mình sống lại. Những người tiểu thương, hàng rong chừng như đang đi dọc phố xá giao hàng, gã hầu bàn mới mở cửa tiệm dường như vừa thò đầu ra, ngó nghiêng quanh quất, một chiếc xe song mã cuối bụi đất lên băng qua phố lớn, nước sông dưới chân cầu đang cuồn cuộn chảy. Người trẻ tuổi vừa đổ nước, vừa nhìn cảnh tượng chuyển động, lầm bẩm công nghệ đã đạt đến tầm ma thuật, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện tại cũng không thể phục nguyên tái hiện. Hơn một nghìn năm rồi, đây chính là trí tuệ của tổ tiên các người từ hơn một nghìn năm trước đấy. Lữ cánh nam quan sát sự thần kỳ của cái bát, rồi lại đưa mắt nhìn vị trí bầy biện của nó. Cô cũng biết một số nghi thức tế bái của mật giáo, bèn khẽ hỏi Pháp Sư Á La, cái bát này, chắc hẳn phải có lai lịch gì đó. Pháp sư Á La khẽ lắc đầu, ý bảo nhất thời ông cũng không nghĩ ra được nhiều. Người trẻ tuổi mảnh đầu lại nói, khi văn thành công chúa vào đất tạng, có mấy món đồ nàng mang theo không được ghi vào danh sách, các người biết chuyện này chứ. Pháp sư Á La biến sắc, ông nhớ ra rồi, khi văn thành công chúa vào đất tạng, có mấy món đồ cực kỳ tinh xảo, đều là vật phẩm tùy thân của nàng, bấy giờ không được ghi vào trong danh sách. Nhưng trong các truyền thuyết, Mấy món bảo vật đó lại được miêu tả hết sức tỉ mỉ tận tường, chẳng hạn như có một chiếc ma kính, 28 dọc đường Văn Thành công chúa gặp phải rất nhiều yêu ma quỷ quái cản trở, nàng chỉ cần dùng ma kính chiếu một cái, đám yêu ma ấy sẽ lập hiện nguyên hình. Thần kỳ hơn nữa là, khi Văn Thành công chúa nhớ nhung người thân, nàng chỉ cần nghiêng tấm gương ấy đón ánh sáng từ các hướng khác nhau, trên tường sẽ hiện ra hình bóng những người thân khác nhau của nàng. Chỉ nghe người trẻ tuổi ấy lại tiếp lời, Văn Thành công chúa từ Trường An đến Thổ Phồn đường đi vừa xa xôi vừa gian khổ, vì sợ nàng nhớ nhung quê hương, nên bấy giờ triều đình đã làm riêng cho nàng mấy món đồ đặc biệt. ý tứ của mấy món đồ này chính là để khi nàng nhớ quê, có thể lấy ra xem, nhìn lại hình ảnh quê hương. pháp sư á là giật mình hiểu ra, thốt lên, đây chính là bát trường an. người trẻ tuổi không trả lời, giờ ngón tay chỉ vào mấy tên lính đánh thuê, bảo chúng, mày, mày, cả mấy đứa chúng mày, trong mắt các chuyên gia có 10 cái bao tải chứa đầy những thứ như ở trong ba lô chúng mày cũng không bằng một cái bát này đâu. Nói thì nói vậy, nhưng y vẫn tùy tiện quăng cái bát đi, cơ hồ không nghĩ đến hậu quả, cũng có nghĩa là, trong mắt y, đã không còn để ý đến truyền thống văn hóa và giá trị lịch sử nữa, đồ vật đáng tiền mấy cũng chỉ như không mà thôi. Vậy thì, kẻ này đến bạc ba la thần miếu, rốt cuộc là muốn là gì chứ? Một cái bát nhìn có vẻ tầm thường mà đã giá trị nhường ấy, Vậy những thứ đặt trên kệ ngang hàng với nó, chắc chắn cũng không phải vật tầm thường. Người trẻ tuổi vừa quay người đi, bọn lính đánh thuê đã tràn lên quét sạch mấy món đồ còn lại. Có tên không cướp được món nào, đỏ mặt tía tai định xông vào liều mạng. Nhưng Kha Phu đã lập tức quát lên ngăn lại, bọn lính đánh thuê ồn ào huyên náo một hồi lâu rồi mới từ từ lắng xuống. Bấy giờ, bọn chúng mới nhận ra, người trẻ tuổi và pháp sư Á La đã đi qua chỗ ngoặt tiến vào đại điện. Ánh sáng bập bùng biến ảo tỏa ra từ phía trung tâm đại điện. Đại điện này khác hẳn với gian trước đó, gian điện họ vừa đi qua hình vuông, bên trong có vô số đường vòng tròn, còn nơi này lại là một đại điện hình tròn. Cảm giác đầu tiên của người bước vào đây là chỗ này giống như một cái chụp đèn bằng giấy khổng lồ, hoặc có thể nói là một cái chuông lớn trong đền chùa nào đó, kết cấu dạng tháp, chiều cao lớn hơn đường kính đáy. Trong đại điện có hai cây cột đá lớn, cao bằng nhau, trông như tim đèn của bóng đèn chân không từ đằng xa cũng có thể thấy rất rõ chính là hai cây cột này phát ra ánh sáng cực mạnh chiếu rọi toàn bộ đại điện ngoài ra không cần bất cứ nguồn sáng nào khác nữa đây chính là vạn phật điện tuy họ vẫn ở cửa đường hầm bị ánh sáng mạnh che mất tầm nhìn không thể nhìn rõ được toàn bộ điện mạo của vạn phật điện này nhưng khí thế hừng hực tỏa ra cũng đủ khiến người ta tưởng tượng ra vô số thứ rồi người trẻ tuổi đưa bàn tay lên che mắt quan sát nguồn sáng qua các kẽ ngón tay chỉ thấy hai cột đá kia tựa như hai cây thông noel phân ra rất nhiều nhánh nhỏ mỗi nhánh nhỏ lại phân ra rất nhiều nhánh con ở trỏm đầu mỗi nhánh con ấy đều bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực không không phải lửa ngọn lửa phát ra ánh sáng đỏ còn thứ đang cháy kia lại phát ra những tia sáng màu trắng bạc người trẻ tuổi cẩn thận xem xét một hồi phát hiện chỗ bùng cháy còn cách đầu mút của nhánh cây nhỏ một khoảng tới đây y đã hiểu được ánh sáng trói mắt ấy là từ đâu cổ nhân đã sử dụng kỹ thuật nào đó làm nhiên liệu bốc hơi thành khí thể, sau đó sử dụng áp lực mạnh phun khí thể ấy ra. Cũng chỉ có chất khí bốc cháy mới phát ra được ánh sáng chói mắt màu trắng bạc như thế. Hỏa thư ngân hoa 29 dùng cụm từ này để miêu tả cảnh tượng trước mắt cũng thật hợp lý. Sau khi dần thích ứng với ánh sáng mạnh mẽ ấy, đoàn người cũng bước ra khỏi đường hầm xoáy ốc, tiến vào bên trong gian đại sảnh hình dạng như cái chuông khổng lồ. Cha cha, những tiếng kêu kinh ngạc lại lần nữa vang lên dồn dập như nước thủy truyền. Ngoài nguồn sáng màu trắng bạc ở chính giữa, toàn bộ đại điện hình tròn này ánh lên sắc hoàng kim lấp lóa, chính là thứ màu sắc mà người phàm xưa nay vẫn ưa thích nhất. Không biết người xưa đã đổ vào đại điện này bao nhiêu thứ vật chất dạng pha lê kia nữa, toàn bộ bức tường phủ kín một lớp pha lê trong suốt. Trên bức tường pha lê khảm vô số các khám thờ lớn nhỏ, mỗi khám thờ đặt một pho tượng Phật vàng. Màu sắc sáng rực đó, không thể nào sai được, ngay cả bọn lính đánh thuê không phải dân trong nghề cũng chỉ liếc qua là nhận ra ngay tức khắc, đó tuyệt đối là vàng nguyên chất. Bức tường pha lê trong suốt gần như dung nhập với không khí, nên các pho tượng trông như đang bay lơ lửng trên không vậy. Thoạt nhìn qua tưởng như bọn họ đang ở trong một gian đại điện đầy những pho tượng Phật bằng vàng bay lơ lửng, số lượng nhiều không kể xiết, khiến người ta nhìn mà mắt hoa đầu váng. Pháp sư Á La ngẩng đầu ngước nhìn, phát hiện ra có đến quá nửa số tượng Phật đặt ở đây ông không nhận ra được, hiển nhiên nơi này không chỉ có tượng Phật của Đại Đường và thổ phồn, cũng không chỉ có tượng Phật của Ấn Độ tạo hình và y phục của một số bức tượng còn có đặc điểm rất rõ rệt của vùng Trung Á, thậm chí là cả Tây U nữa. Pháp Sư Á La nhớ lại lịch sử, phải rồi, các tượng Phật ở đây hẳn còn có cả tượng do mấy chục quốc gia nhỏ ở Tây vực thời bấy giờ thờ cúng. Người xưa không đem thánh vật của các giáo phái dị đoan ấy đi nung chảy đúc lại, mà còn bao dung, bảo lưu lại thánh vật của các tôn giáo khác. Mỗi pho tượng, mỗi vật phẩm đều là một đoạn lịch sử của dân tộc, là những câu chuyện xưa phủ bụi thời gian. Người trẻ tuổi cũng đưa mắt nhìn quanh quất, có điều thứ y nhìn không phải những pho tượng Phật bằng vàng dòng tinh xảo đẹp đẽ kia, mà y đang tìm kiếm lối ra và cơ quan cạm bẫy trong đại điện này. Trong tư liệu mà y nắm được, vạn Phật các này dường như không có cơ quan cạm bẫy nào, chỉ có hai câu khắc trên luận hồi đài, những kẻ mê đắm trong tham lam sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Đương nhiên, không có cạm bẫy là tốt nhất, nhưng lối ra đặt ở đâu nhỉ? Hay là ở phía sau cột đèn kia, người trẻ tuổi đang ngẫm nghĩ, đột nhiên liếc thấy mặt đất dưới chân không dừng nứt vác chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi y sẽ rơi xuống vực sâu không đáy thân hình người trẻ tuổi đột một sướng lại một chân như bị đinh ghim chặt lên mặt đất bàn chân nhấc lên kia cũng chậm chậm thu về đồng thời hai cánh tay giang ra định ngăn cản đám lính đánh thuê ở sau lưng nhưng bọn lính đánh thuê ngay từ đầu đã bị những bức tượng Phật ánh vàng chói lọi kia làm cho hoa mắt đang ồ ạt ảo lên mặt đất lại chân nhẫn nhất thời làm sao có thể thu chân về kịp thấy trước mặt mình lù lù hiện ra một hang sâu không đáy đen ngòm, mấy tên đi trước lập tức rú lên thảm thiết. Sau tiếng rú đó, mấy tên lính đánh thuê lại cảm thấy dường như mình không rơi xuống, ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn đồng bọn đang đứng bên rìa vực. Bọn lính đánh thuê đứng bên bờ vực lại càng kinh ngạc hơn, mấy tên lẽ ra phải rơi xuống kia sao cứ ngây thộn mặt ra đứng lơ lửng giữa chừng không, chẳng khác nào những pho tượng Phật trên cao vậy. Cảnh tượng quả thực quái dị hết sức. Người trẻ tuổi thầm thở phào, thì ra chỉ là lo hão một phen, ngay sau đó, y lại ngấm ngầm tán thưởng. Chơi sang thật, quả nhiên là rất bạo tay. Thì ra, người xưa không chỉ phủ thứ vật chất dạng như pha lê ấy lên bốn vách núi xung quanh, khiến tượng Phật trông như đang lơ lửng giữa chừng không, mà họ còn tạo ra một cái lồng pha lê trong suốt khổng lồ, chèn vào giữa lòng núi, phần đáy của cái lồng ấy, toàn bộ cũng đều bằng thứ pha lê trong suốt như không khí, khiến người ta có cảm giác cả đại điện này đang trôi nổi giữa không trung. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau cùng lúc nhớ đến Nam Cực Miếu ở giữa sông băng và những khe băng ở đó. Xem ra, thông đạo pha lê giữa các khe rãnh ấy không phải do hàn băng đông kết tạo thành mà được tạo ra bởi một công nghệ chế tác của người xưa. Thấy đồng bọn không rơi xuống, lại có mấy tên khác bạo gan thử bước chân lên, cảm nhận cảm giác đứng lơ lửng giữa không chung. Sau khi người trẻ tuổi kia cũng đặt chân trên lớp pha lê trong suốt, những tên còn lại mới yên tâm tiếp tục cất bước. Thân thể đứng giữa không chung, mắt ngước nhìn những tượng phật trang nghiêm lơ lửng xung quanh cảm giác của mỗi người đều cực kỳ lạ lẫm tựa như đang đứng trong đại lôi em mờ tự ở tây thiên chỉ một bước đã lên tiên giới vậy bọn lính đánh thuê hết sức hưng phấn những pho tượng phật bằng vàng dòng lấp lánh thoạt nhìn như gần trong gang tấc chỉ cần vươn tay ra là với được trong tiếng hoan hô ẩm ý có mấy tên còn nổi hứng chơi trò trượt băng trên mặt sàn trơn bóng những tên còn lại đa phần chạy ùa ra chỗ chân tường pha lê trong suốt nhao nhao lấy dây móc định trèo lên bức tường vô hình lấy xuống vài bức tượng không lớn lắm. Vách tường pha lê trơn nhẵn vô cùng, dây móc không sao bám vào được, thì nhau rơi xuống. Bọn lính đánh thuê vẫn không cam tâm, lại tràn sang một bức tường khác, rốt cuộc cũng có tên móc được vào mép khám thờ, tiếng hoan hô váng động cả đại sảnh. Bọn chúng bị sắc vàng trói lóa làm mê hoặc, sớm đã quên đi tình cảnh gặp phải ở đại diễn luân hồi đài rồi. Thế nhưng, tiếng hoan hô không kéo dài được bao lâu, sau đó đã nghe trong tiếng reo mừng pha lẫn mấy tiếng rú thảm thiết không được du dương cho lắm. Mê cung vô hình. Mới đầu, tiếng kêu thảm thiết còn hòa lẫn trong tiếng hoan hô, nghe không rõ lắm, nhưng văng vẳng mãi không dứt, lại được gian đại điện hình dạng như chiếc chuông khổng lồ này cộng hưởng, âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Tiếng hoan hô nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhưng tiếng kêu thảm vẫn lởn vởn bên tại tựa như âm hồn không tan. Đến khi ai nấy dựng hết cả tóc gáy lên, bọn lính đánh thuê mới chịu an phận một chút. Kha Phu kiểm tra quân số, thấy thiếu mất ba người. Có điều, trong lúc chen chúc hỗn loạn, không ai trông thấy ba tên đó biến mất như thế nào, đúng là gặp ma giữa ban ngày. Giữa lúc cả bọn còn đang ngờ vực lẫn nhau, lại có một tên lính đánh thuê đột nhiên khua chân múa tay rơi xuống, dây lát đã biến mất trong bóng tối mịt mùng, chỉ để lại tiếng rú gào thê thảm cứ vẩn vít mãi bên tai những người còn lại. Bọn lính đánh thuê bắt đầu hoảng loạn, chuyện này là thế nào? Rốt cuộc mình đang dẫm chân lên sàn nhà bằng pha lê trong suốt, hay lơ lửng giữa không trung. Kha Phu lớn tiếng ra lệnh cho tất cả bọn lính đánh thuê không được hành động bừa bãi, rồi cùng người trẻ tuổi đi xuống, cẩn thận xem xét mặt sàn trong suốt. Người trẻ tuổi đột nhiên đứng bật dậy, đấm tay nọ vào tay kia, chửi thầm trong bụng, chó thật. Thì ra, mặt sàn pha lê thoạt nhìn chẳng khác gì không khí này, lại không phải là một khối hoàn chỉnh, giữa sàn có rất nhiều lỗ hồng, hoặc vuông hoặc tròn, hoặc hình chữ nhật dài. Dưới ánh sáng chói lóa tỏa ra từ hai cây cột, nếu không ghé sát cẩn thận quan sát thì không thể nào phân biệt được những chỗ hổng bằng mắt thường. người bước đi trong gian đại sảnh này bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ hụt chân rơi xuống vực sâu bên dưới. người trẻ tuổi thất vọng nhìn quanh trong cuộc đấu trí với cổ nhân từ hơn nghìn năm trước, xét cho cùng, y vẫn thua họ một bậc. từ khi đặt chân vào cánh cửa chúng sinh, bạc ba la thần miếu này đã lặng lặng thay đổi tâm thái tiềm thức và các giác quan của mỗi người, khiến họ hưng phấn, khiến họ kinh ngạc, khiến họ run rẩy. Trong quá trình hết kinh hãi rồi lại đến mừng rỡ điên cuồng ấy, người ta không còn phân biệt được trời đất gì cả, mọi thứ nhìn thấy đều giống ảo giác, các giác quan trở nên không còn đáng tin cậy nữa. Người trẻ tuổi nghiêm khắc cảnh cáo bọn lính đánh thuê, đừng nhìn tượng Phật nữa, tìm đường ra rồi tính sau. Kế đó, y điểm ra hai tên lính đánh thuê đi trước dò đường như lính dò mìn, cầm cây gậy, đi một bước lại đập đập xuống đất một cái như người mù. Nhưng chúng nhanh chóng nhận ra, nếu cứ đi theo gậy dò đường như vậy, sẽ chỉ quay mòng mòng một chỗ, còn nếu ngẩng đầu lên nhìn các tượng Phật xung quanh, thì lại càng hoa mắt chóng mặt. Những tượng Phật đó, thoạt nhìn thì không sao, nhưng chỉ hơi tập trung một chút thôi, sẽ thấy mỗi bức giường như đang xoay chuyển theo những hướng khác nhau. Thì ra những lỗ hổng ấy không phải tùy tiện mở ra, mà đã biến mặt sàn của đại điện thành một lối đi ngoằn ngoèo như mê cung, một mê cung vô hình. Sắc mặt người trẻ tuổi càng lúc càng khó coi hơn. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam nhìn nhau mỉm cười, không ngờ người xưa có kỹ xảo cao minh đến vậy, lại tạo ra được một mê cung kỳ bí phức tạp như ấy. Nơi này không giống như mê cung băng ở Nam Cực Miếu. Tòa mê cung băng kia cùng lắm chỉ khiến người ta đập đầu vào tường mà thôi, còn nếu rơi xuống khe sâu vô hình này, tỷ lệ sống sót hẳn là 0%. Cứ đi như vậy một lúc lâu, mấy tên đi trước dò đường phát hiện dường như chúng đã thích ứng hơn với ánh sáng mạnh ở đây, rất nhiều chỗ nhìn không rõ là lỗ trống hay là mặt sàn pha lê, giờ lại có thể phân biệt được bằng mắt thường một tên thậm chí còn mừng rỡ gieo toáng lên tôi nhìn thấy đường rồi nhìn thấy đường rồi bọn lính đánh thuê liền tập trung quan sát quả nhiên giữa chừng không xuất hiện rất nhiều cái bóng mở mở phát ra một con đường tên nào tên nấy mừng rỡ hết sức chỉ có hai ba người vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững chẳng giận cũng chẳng vui tại sao lại thế không không phải là thị lực đã thích ứng với ánh sáng mạnh người trẻ tuổi ngẩng đầu lên lập tức cảm thấy không ổn ánh sáng vốn màu trắng bạc như tuyết Lúc này ở đầu ngọn lửa lại bắt đầu chuyển sang sắc vàng nhạt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu y, muốn chiếu sáng cho cả đại điện lớn nhường này, phải phun ra bao nhiêu khí thể, người xưa rốt cuộc tổn chữ bao nhiêu nhiên liệu ở đây. Từ khi cánh cửa chúng sinh mở ra, hoặc từ lúc lửa ở hồ tế được đốt lên, đã là bao nhiêu thời gian rồi? Lượng tiêu hao lớn như vậy, chắc chắn phải có lúc hết nhiên liệu, mà thứ nhiên liệu được hóa khí này hiển nhiên không giống với loại thông thường, hết là sẽ hết luôn. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi biết không thể thong thả dò đường được nữa. Y xông lên phía trước, lớn tiếng hét, "Đi theo tao, một hàng nhiều nhất ba người, bằng không rơi xuống thì đừng trách." Kha Phu thắc mắc, "Ngài Thomas, sao phải gấp vậy?" Người trẻ tuổi liếc nhìn hai cái cột đá giống như tim đèn, lửa sắp tắt rồi. Ánh sáng quá mạnh và bóng tối tuyệt đối, ở mê cung pha lê vô hình đều là chí mạng, duy nhất chỉ có quá trình ngắn ngủi khi ngọn lửa tối dần rồi hoàn toàn tắt lụi là có thể dùng mắt thường để đi qua chốn này ngọn lửa cháy bằng nhiên liệu khí thể tắt lụi rất nhanh. Ánh sáng màu trắng bạc trong chớp mắt đã biến thành vàng nhạt, vàng kim, vàng sấm, da cam, đỏ sấm, xanh lục, xanh thấm. Mặt sàn pha lê phản chiếu ánh sáng biến đổi như bảy sắc cầu vồng, vô cùng đẹp mắt, nhưng những người đi trên đó đều vội vội vàng vàng, chẳng ai có tâm tư dừng lại thưởng thức những màu sắc đẹp đẽ đó cả. Ánh sáng càng lúc càng biến ảo rực rỡ, tốc độ của người trẻ tuổi càng lúc càng nhanh, ở phía sau, bọn lính đánh thuê chân trước giẫm chân sau, loạng choạng rốt cuộc cũng có tên không thể theo kịp tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên cách quáng pháp sư á la và lữ cánh nam đi giữa đội ngũ nhưng hơi thiên về phía trước nhìn ngọn lửa biến ảo hai hàng lông mày pháp sư nhíu chặt lại chỉ từ việc một tên lính đánh thuê có thể mơ hồ nhìn thấy đường đi đã liên tưởng đến ngọn lửa sắp tắt lụi khả năng phản ứng của người trẻ tuổi này thực sự nhanh đến đáng sợ chẳng những vậy nhìn bộ dạng đi trước dẫn đường của y dường như tuyến đường ngoằn ngoèo như mê cung hoàn toàn không có tác dụng gì với kẻ này cả. Tầm nhìn của y, tầm nhìn của y rốt cuộc là xa đến chừng nào. Khi người trẻ tuổi đặt chân đến đầu bên kia của con đường pha lê, ánh sáng trong đại điện đã mở nhạt đến mức không thể phân biệt được đâu là mặt đất, đâu là hang sâu nữa. Những người sốt sót ngẩng đầu ngó quanh, bấy giờ mới nhìn rõ, vật thể giống cây thông Noel treo lộn ngược ở chính giữa đại điện kia, ở đầu mút mỗi nhánh cây, đều có một ngọn lửa màu lam đang nhảy múa, thướt tha uốn éo như những đốm lửa ma, diễm lệ nhưng lại khiến người ta dựng hết tóc gáy. Nhìn kìa, tượng Phật, cả đám người lại ồ lên xôn xao, những tượng Phật nét mặt vốn nhân từ trang nghiêm, dưới ánh sáng hiu hắt của những đốm lửa màu lam ma quái đã biến thành màu tím sậm. Chẳng những vậy, trong ánh sáng mờ mờ, dung mạo hiền hòa của các bức tượng đã thành ra nhạt nhòa, đường nét chỉ còn lờ mờ đại khái. Mà những đường nét ấy, thoạt nhìn lại toát lên một vẻ hung dữ khủng bố lạ thường. Nhớ lại những đồng bọn vừa xảy chân lọt xuống vực sâu, tiếng kêu thảm vẫn còn vang vẳng bên tai, bọn lính đánh thuê càng giởn gai ốc khắp người. Rốt cuộc là, tạo hình của tượng Phật trong bóng tối khiến cả lữ cánh nam cũng phải ngạc nhiên. Khi nãy đèn đuốc sáng rực, rõ ràng là tạo hình đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, sau khi bóng tối bắt đầu trùm lên, tất cả đều biến thành tạo hình phẫn nộ như hàng yêu phục ma vậy. Pháp Sư Á La ngập ngừng nói, lẽ nào, đây chính là quang ảnh song thân Phật trong truyền thuyết. Quang ảnh song thân Phật. Đúng vậy, Pháp Sư Á La nói, còn có biết chiếc cốc Merus không? Đó là lễ vật đại Sư Đồ gốm Merus tặng cho William Ba nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Thoạt nhìn, nó chỉ là một chiếc cốc sứ thông thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, những đường nét trên chiếc cốc chính là phát ra gương mặt nghiêng của William Ba và phu nhân của ông ấy. Nếu nhìn cái bóng hắt ra bên ngoài chiếc cốc, sẽ trông thấy một đôi nam nữ đang ghé đầu thì thầm hoặc hôn nhau đại sư Merus với kỹ thuật tinh xảo của mình đã tạo ra được hiệu quả thị giác thần kỳ. Còn quang ảnh song thân Phật cũng vậy, khi đủ ánh sáng, chúng ta nhìn thấy ngũ quan của tượng Phật, từ bi, nghiêm túc, còn khi ánh sáng nhạt nhòa, không nhìn rõ được nét mặt các pho tượng, sự chú ý của mắt người sẽ chuyển sang đường nét của cái bóng, lúc ấy, sẽ nhận ra sự tương phản rất lớn. Lữ cánh nam đã hiểu, nhưng Kha Phu đứng cạnh đó chỉ nghe hiểu lõm bõm tiếng Trung thì không sao lĩnh hội được. Y lấy làm nghi hoặc, hỏi, Thật chẳng hiểu người phương Đông các ngươi nữa, tại sao phải bày lắm trò vậy làm gì? Tại sao lại làm cho tạo hình của tượng Phật khi bật đèn và tắt đèn toàn toàn tương phản? Người trẻ tuổi trả lời y, "Mày đã đến Maya, hẳn cũng biết các truyền thuyết thần thoại ở vùng đó, ý nghĩa của những tượng Phật này rất giống với thần thoại Maya. Khi thần đi lại ở nhân gian và thiên giới, họ là hóa thân của ánh sáng, từ bi và nhân ái. Khi họ ở chốn địa ngục, họ là hóa thân của ma vương, điên cuồng và tàn bạo." Nói theo cách của Thiền tông bọn họ thì gọi là bản ngã và siêu ngã. Bản ngã là dục vọng nguyên thủy của con người, chưa trải qua bất kỳ sự đè nén hay uốn nắn nào, cũng có thể gọi là thú tính. Chẳng hạn như giao phối, ăn uống, mày thử nghĩ xem, không có sự ước thúc của văn hóa, đạo đức và lý tính, việc giao phối và ăn uống của nhân loại sẽ như thế nào. Vì vậy các bức tượng biểu thị bản ngã thông thường đều hung ác và dữ tợn. Còn siêu ngã, đạo gia nói xuất thế nhập thế, Phật gia nói viên thông, viên mãn đều là để chỉ cái siêu ngã này. Khi đạt đến cảnh giới đó, mỗi lời nói mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, mỗi cái nheo mắt của mày, toàn bộ đều trở thành tiêu chuẩn quy phạm, phù hợp với mọi hệ thống đạo đức và văn minh khác nhau, khiến người ta ngưỡng vọng, nảy sinh một tình cảm ngưỡng mộ tự nhiên. Vì vậy, hình tượng siêu ngã đều toát lên vẻ trang nghiêm, đại từ đại bi. Trong thiền tông, bản ngã và siêu ngã giống như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời, tượng Phật của bọn họ cũng phân ra làm bán tôn và hiển thánh kim tôn, đại diện cho bản ngã và siêu ngã. Ở giữa bản ngã và siêu ngã, còn có tượng ngã, cũng chính là bản thân loài người chúng mày. Chúng mày vừa muốn thỏa mãn dục vọng nguyên thủy của mình, lại vừa muốn chấp nhận sự ước thúc của đạo đức và pháp luật, vì vậy, mỗi người đều đang bước đi giữa bản ngã và siêu ngã. Đồng thời, cảnh giới tinh thần của một người cũng theo đuổi hai thứ này. Một là đi xuống, đọa lạc địa ngục, cũng tức là mặc kệ ước thúc, đạt đến bản ngã hai là hướng lên thăng nhập thiên đường cũng tức là yêu cầu bản thân đạt đến tiêu chuẩn của những kẻ thế tục gọi là thánh nhân bỏ hết tạp niệm một lòng hướng phật cả đời con người luôn vùng vẫy quanh quẩn giữa ước thúc và tự do vì vậy chúng sinh mới đau khổ hy vọng được giải thoát đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là phàm tâm nói một chàng dài những lời kha phô nghe nửa hiểu nửa không người trẻ tuổi lại lấy chiếc pda ra xem xét lữ cánh nam đã mấy lần thấy y nhìn vào chiếc pda ấy không khỏi lấy làm nghi hoặc, rốt cuộc đó là thứ gì? Chẳng lẽ là bản đồ số hóa của tòa thần miếu này ư? Đương nhiên, cô không thể ngờ rằng người trẻ tuổi ấy cũng đang ngờ vực, kỳ lạ thật, hai tên kia sao vẫn không chuyển động. Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chúng đang ngủ? Mặc kệ, đây là cơ hội tốt, nghĩ đoạn, y cất máy PDA, ra lệnh cho bọn lính đánh thuê xuất phát đến đại điện tiếp theo. Chắc Mộc Cường Ba và Mơ không phải đang đứng im tại chỗ, mà ngược lại, đang chuyển động không ngừng hai người đang chơi trò đẩy hòm đã đẩy đi đẩy lại đến phát ngán hai người leo lên đỉnh cánh cửa hình nụ sen chưa nở dùng máy ảnh chụp toàn bộ bàn cờ và bố cục các quân chờ vào máy tính trác mộc cường ba dùng chương trình tìm kiếm trong máy tìm ra một phần mềm chuyên dùng để phá giải các cơ quan dạng sắp xếp theo trình tự này bên trong đã cài đặt sẵn các mô thức mẫu để phá giải hoa dung đạo cửu liên hoàn ma phương tìm hiểu xong cách sử dụng phần mềm trác mộc cường ba nhập vị trí của các quân cờ vào máy tính bắt đầu mô phỏng tính toán, đẩy những khối vuông có khắc ký hiệu vào vị trí tương ứng, chỉ thoáng sau đã có kết quả. Máy tính đưa ra phương án tối ưu, tổng cộng cần 999 bước. Nhìn máy tính chỉ cần 2-3 giây đồng hồ đã tính ra kết quả và các bước thực hiện, Merkin đang nơm nớp lo âu mới yên tâm phần nào. 999 bước, nếu tính bằng sức người, không biết phải bao lâu mới xong nữa. Vậy là, hai người bèn làm từng bước một, bắt đầu công cuộc đẩy hòm, Mặc dù bên dưới các khối đá là những dãnh kim loại chân nhẵn, song trọng lượng của chúng và lực ma sát của hình khắc hồ lên cũng khiến hai người tốn rất nhiều sức lực. Trông cả hai như hai con trâu mộng cầy ruộng, cắm đầu cắm cổ, bốn cánh tay lực lưỡng gồng lên, bốn cẳng chân đạp mạnh, mồ hôi túa ra như tắm trên trán chảy thành dòng trên má, rồi nhỏ tong tong xuống cầm. Mỗi lần hoàn thành một bước, hai gương mặt nhem nhuốc mồ hôi lẫn máu lại cùng trụm lại trước màn hình máy tính sách tay, xem bước tiếp theo phải đẩy như thế nào. Về sau. Merkin nói làm kiểu này quá chậm, đề nghị mỗi người đẩy một khối đá, như vậy có thể cùng lúc tiến hành hai bước một. Trác Mộc Cường ba đẩy bước trước, y đẩy bước sau, cứ được khoảng 10 khối đá vào vị trí thì lại dừng tay nghỉ một lúc. Nói theo cách của Merkin thì đây không phải việc dành cho con người làm. Lúc ấy, Trác Mộc Cường ba mới nói cho y biết, câu một người thân thủ tuyệt thế cũng có có thể dịch thành một người sức khỏe vô cùng, cũng may sức lực hai người họ đều thuộc hàng khá, bằng không e khó lòng mà đẩy nổi mấy khối đá này khi họ đẩy được 563 khối đá thì xảy ra sai sót. Họ nhận ra, bước tiếp theo của mình không khớp với máy tính, lúc cẩn thận đối chiếu lại mới biết, thì ra đã đẩy nhầm. Vốn là chắc một cường ba qua trước, rồi đến lượt mất sau đó chắc một cường ba sẽ đẩy một khối đá khác tới, đồng thời khối đá mất đẩy cũng có thể đến vị trí chỉ định. Nhưng quá trình đẩy của hai người lại là, khối đá của Mức đã đến vị trí chỉ định, bị cố định tại chỗ đó mà khối đá của chắc một cường ba vẫn chưa đẩy qua, bị khối đá của mức chặn mất đường. Hai gương mặt lem luốc thẫn thờ nhìn nhau, tính sao đây? Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba nghiến răng nói, lật nó ra. Mơ kiên chố mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, cơ hồ không tin tưởng lắm. Đây không phải hòm gỗ, mà là một khối lập phương bằng đá mỗi cạnh dài một mét. Một khối đá lớn chừng này, e rằng trọng lượng phải đến một hai tấn, có điều, ngoài trừ cách nhấc nó ra khỏi đường dây, hình như cũng không còn cách nào khác nữa. Ai lên! cùng với tiếng gầm của chắc Mộc Cường Ba, cơ bắp trên cánh tay hai người gồ hẳn lên. Hai vị mãnh nam này không ngờ lại có thể lật cả tảng đá nặng nề ra khỏi đường dây. Sợ rằng cổ nhân nghìn năm trước khi bố trí bàn cờ này cũng không ngờ có người dùng cách trái lẽ thường như thế, quả là sức mạnh rời non lấp bể. Có điều, sau khi bảy khối đá ra khỏi đường dây, hai người phải ngồi dựa vào nó thở hồng hộc, mất kinh xua tay lia lịa nói, việc này không thể lặp lại nữa. Sau khi mọi khối lập phương đã vào vị trí, thể lực của Trác Mộc Cường Ba và Mơ cũng tiêu hao toàn bộ. Mơ đề nghị nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, dẫu sao, bọn họ cũng đã ở thế giới dưới lòng đất đèn đốt sáng người này không biết bao lâu rồi. Từ đầu đến giờ, hai người vẫn luôn bị các loại cơ quan cảm bẫy làm cho chạy chối chết, khó khăn lắm mới được chút thời gian nghỉ ngơi, nếu không điều dưỡng hồi phục thể lực, có trời mới biết sau khi cánh cửa hoa sen kia mở ra sẽ có thứ gì. Lúc này, bên ngoài địa cung đang ngập tràn ánh sáng hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi bọn trác mộc cường ba xuống địa cung bạc ba la thần miếu. Một động vật linh trưởng toàn thân trần chuồng đang lao đi giữa rừng già, tắm mình trong ánh dương buổi sớm, hít thở bầu không khí tự do. Toàn thân y nhằng nhịt vết thương và sẹo lồi màu đỏ thịt, đầu tóc bù xù rối loạn. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là, phía sau y có hai con giã thú vốn chỉ cần thấy mặt nhau là sẽ lao vào cắn xé đến một sống một chết. Bên trái là một con sói xám trưởng thành, thể hình to lớn, bên phải là một người lỗ mặc, cao bằng một người trưởng thành. Đúng vậy, y chính là Sos. Vì tầng bình đài thứ ba đã được xác nhận là không có người, y cũng lấy làm hoan hỷ ở lại đây, mang lòng thành ra đối đãi với thiên nhiên. Sau cuộc nói chuyện với Trác Mộc Cường ba, y đột nhiên lĩnh ngộ được, thì ra, dù không có các loại thuốc và chất thông tin, không dựa vào cảm bẫy và khoa học kỹ thuật hiện đại, con người và các loài vật khác cũng có thể chung sống một cách hòa thuận. Mấy ngày nay, y luôn quanh quẩn trong khu rừng rậm này, bất ngờ gặp được một con sói và con mãnh thú, sau mấy lần tiếp xúc mang tính thăm dò, Sos đã khiến con sói và con mãnh thú kia đồng thời chấp nhận sự tồn tại của mình. Y khác với Trác Mộc Cường Ba, thân là một thao thú sư hiểu rõ đặc tính của các loài sinh vật, và lại còn rất giỏi nghiên cứu tìm tòi. Y đã nhanh chóng phán đoán chính xác về trí lực và tập tính sinh hoạt của hai con vật này, đồng thời dẫn đạo chúng một cách thích đáng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Y đã khiến hai con dã thú nghe lệnh mình. Trong toàn bộ quá trình đó, Saws không sử dụng bất cứ loại thuốc hay kỹ xảo thao thú nào. Ở Trác Mộc Cường 3, y đã học được sự trao đổi tâm linh giữa các loài động vật, dùng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt ý nghĩa của mình, đồng thời cũng nhờ vào ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để đọc hiểu ý tứ mà đối phương biểu đạt. Một người, một sói và một người lỗ mặc, tiểu đội săn bắt tổ hợp từ ba loài động vật khác nhau hợp tác với nhau hết sức vui vẻ. Có điều, Saws dần dần nảy sinh ý muốn rời khỏi đây mỗi lần nhìn thấy những kiến trúc hùng vĩ lạ thường và môi trường hoang dã xung quanh y liền cảm thấy run rẩy nơi này dẫu sao cũng là vương quốc của sinh vật hoang dã mặc dù vẫn còn lưu lại rất nhiều ký hiệu của nền văn minh nhân loại nhưng không có lấy một dấu vết của người sống nỗi sợ hãi và cô đơn phát xuất từ sâu thẳm nội tâm khiến y khao khát được trông thấy một người sống cho dù là kẻ địch cũng được giờ đây y đã hiểu sự cô độc mà trác mộc cường ba phải chịu đựng chỉ có điều y cũng biết với tình trạng hiện tại của mình muốn vượt qua vùng xương mù bị băng tuyết bao phủ kia, thực không có chút hy vọng nào cả. Y cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn nữa. Vì vậy, khi trông thấy cô thi thể và cái dù động lực còn chưa bị hư hại treo lơ lửng trên cành cây, Sos không sao nén nổi cảm giác kích động trào dâng trong tâm khảm. Đại khôi, tao phải đi rồi. Sos đặt tay lên đầu con sói, ngón cái vuốt nhẹ nhẹ dọc theo bộ lông nó, chạm vào chán nó, khiến con sói cảm thấy yên tâm và dễ chịu. Sói xám hài lòng nheo nheo mắt, Ý nói lời tạm biệt với người bạn bốn chân, rồi lại nắm chặt chi trước của người lỗ mặc, bắt tay một cách tượng trưng. Sos đứng ở mép tầng bình đài thứ ba, ngước nhìn màn sương mù mờ mịt, ngoái đầu nhìn về phía rừng rập, lớn tiếng tuyên bố, tạm biệt, Sandrila. Ta sẽ trở lại, tạm biệt, đại khôi, tạm biệt, tiểu cường, trở lại cuộc sống vốn có của chúng mày đi, tao chỉ là một kẻ qua đường thôi. Dứt lời, Sos tung mình nhảy xuống, biến mất dưới làn mây mù bao phủ. Y nhớ lại chuyện Trác Mộc Cường ba kể, nhạc dương ngày đó cũng nhảy xuống dưới như thế này. Ta sẽ rơi xuống đâu? Có lẽ là tầng bình đài thứ hai, đến lúc đó có thể nghiên cứu một chút về cổ độc của người xưa, nếu rơi thẳng xuống tầng bình đài thứ nhất, vậy thì có thể nhìn thấy những loài sinh vật tiền sử kia rồi. Bùng, dù động lực mở bung ra, đưa Sos lướt về phía xa. Vượt qua khu vực sương mù, Sos mới phát hiện ra mình đang lơ lửng phía trên mặt biển, cách tầng bình đài thứ hai một khoảng rất xa. Bấy giờ, Y mới hiểu, tu di giới này là một hình nón úp ngược. Giờ có muốn lợi dụng dù lượn động lực cũng không được nữa rồi. Y đành cố gắng khống chế phương hướng, lướt về phía đường bờ biển của tầng bình đài thứ nhất. Trước khi tiếp đất, Sos bất ngờ khóa chặt một mục tiêu phía dưới, một con thuyền ba lá, phải chăng là thuyền của bọn Trác Mộc Cường ba? Không đúng, Y còn nhớ Trác Mộc Cường ba kể, con thuyền của bọn gã sau khi đến nơi này đã bị phá hủy rồi. Đây có thể là thuyền của ai chứ? Sos hiểu rõ, nếu trên thuyền có người mình lại từ trên trời nhảy dù xuống, trông cực kỳ nổi bật, chắc chắn đã bị đối phương trông thấy, bèn quyết định điều chỉnh dù đáp xuống gần con thuyền nhỏ ấy luôn. Y vừa tiếp đất, liền nghe có người hỏi bằng tiếng Anh, ngươi là ai? Ở đâu đến? Sos ngoảnh đầu, trông thấy một lão già mặt đầy nếp nhăn, mái tóc hoa dâm, nhưng tinh thần hãy còn quắc thước, có lẽ là một người gốc châu Á. Mức độ kinh ngạc của Sos hiển nhiên cũng không kém lão già ấy, y vốn nghĩ nơi này là vùng đất cách biệt thế gian, rồi lại nghe chắc Mộc Cường ba kể, vượt qua biển ngầm đến đây càng gian nan nguy hiểm vạn phần. Tại sao ở đây lại có một lão già ở tuổi này, lão ta cũng vượt qua biển ngầm tới nơi này ư? Nhìn thần thái và giọng tiếng Anh của lão, hiển nhiên đối phương cũng giống như y, là người ở bên ngoài đến. Sao lão ta có thể làm được? Gượm đã, lão già này, dường như cũng hơi quen mặt thì phải. Lão già thấy so trao mày không đáp, hiển nhiên là hiểu những được những gì mình nói mà không trả lời, bất thình lình nhún người lao lên, lướt qua đầu Sos, đồng thời giải xuống một nắm gì đó sauce giật bắn mình lão già này phỏng chừng còn cao tuổi hơn cả y không ngờ thân thủ cũng linh hoạt hơn một bậc y vội ngã người lăn một vòng tránh khỏi thế công của đối phương đồng thời cũng sực nhớ ra lớn tiếng gọi ông sasaki lão già quay đầu lại gương mặt lộ vẻ nghi hoặc bây giờ mới mở miệng nói bằng tiếng nhật anh là sauce đáp tôi ở tổ t sauce can chúng ta từng gặp nhau một lần trong lần hành động liên hợp ở Ai Cập vẻ mặt Sos trở nên cung kính, Sasaki là tổng chỉ huy của hành động lần đó, nghe nói, sự lý giải và lĩnh ngộ đối với thực vật của lão già diện mạo bình thường này đã đạt đến trình độ đại sư, thực rất đáng kính trọng. Lão già cũng nhớ ra, gương mặt nhăn nheo nở nụ cười hòa nhã, Sos phải không, thật không ngờ lại gặp anh ở nơi này, à, đúng rồi, anh. Mau lên, lập tức làm theo tôi Sasaki lấy tay bịt chặt mũi rồi đột nhiên thả ra, thở phụt ra ngoài kiểu như đang xì cục đờm trong khoang mũi, phát ra những tiếng khẹt khẹt. Sos không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo động tác ấy, đến lần thứ ba liền phát hiện thứ gì đó bắn ra lòng bàn tay, xòe ra xem thử thì thấy đó là một thứ có hai cánh mỏng mỏng như chiếc lá, to cỡ chừng hạt gạo, bên trên còn dính tơ màu, hiển nhiên là ở trong khoang mũi mình phọt ra. Sasaki vỗ vỗ lên vai Sos, nói, được rồi, giờ thì ổn rồi, vừa nãy không biết là địch hay là bạn, mới dùng một chút hạt giống đại hồng liên, Sos không khỏi biến sắc, y từng nghe nói đến thứ đại hồng liên này, tương truyền đó là một loại thực vật có thể trồng trong cơ thể người, hút sạch chất dinh dưỡng từ trong máu, sinh trưởng dọc theo mạch máu và xương tủy, cuối cùng sẽ phá vỡ đầu nạn nhân chui ra ngoài, khai hoa kết quả, có thể biến một người thành một cái cây. Sasaki lại hỏi, sao anh lại có thể ở đây? Sao lại, ông ta chỉ tay vào thân thể trần chuồng của Sos. Sos cười khổ một tiếng, kể vắn tắt một lượt chuyện Mekin mời mình gia nhập, cuối cùng lại đuổi mình như thế nào, Sasaki cười cười, rồi nói, cáo lửa à, tôi cũng khá có ấn tượng với con người này. Sos hỏi, ông Sasaki, tại sao ông lại đến nơi này? Ông cũng đang tìm kiếm bạc ba la thần miếu sao? Sasaki nói, bạc ba la thần miếu, tôi chưa từng nghe nói đến, tôi tới đây chỉ để thu thập hạt giống của một số loài thôi. Nơi này có một số thực vật nguyên sinh chỉ có thể sinh trưởng ở đây, gieo trồng ở môi trường bên ngoài rất khó thành công. Lần trước tôi đến đây, hình như cũng được 10 năm rồi. Tôi đã dùng phương pháp biến đổi gen gây trồng một ruộng thực vật tạp sao trong khu rừng ở trước mặt, lần này đến đây là để thu hoạch. Sau ngẩn người, 10 năm trước đã đến đây rồi ư? Y không khỏi cảm thán, vùng đất mà đám người bọn y tốn bao nhiêu công sức trải qua bao nhiêu gian khổ mới đến được, đối với những kẻ có thực lực cao cường như lão già trước mắt này chẳng khác nào như cơm bữa, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây mới gọi là khoảng cách về thực lực chứ. Dường như đọc được suy nghĩ của Sos, Sasaki cười cười nói, đương nhiên, nơi này cũng không phải nói đến là được, đoạn đường sông ngầm không có lấy một chút ánh sáng ấy đã mấy lần khiến tôi xém chút nữa là toi mạng. Lần này đến đây, tôi đã cảm thấy lực bất tòng tâm rồi, sợ rằng khó lòng có lần sau lắm. Sasaki vừa nói, vừa dẫn Sos đi tới chỗ ông ta neo thuyền. Vậy, ông có muốn đến bạc ba la thần miếu xem thử không? Sos dò thử hỏi. Sasaki cười cười đáp, tôi đến đó làm gì chứ? Tôi là một ông già, người cao tuổi rồi, không nên làm mấy việc leo trèo nguy hiểm như thế, anh không biết sao. Và lại, tôi chẳng hứng thú gì với cái thần miếu mà anh nói đến cả, tôi chỉ tới đây xem các loại cây cối thôi, giống như anh thích thú với đám động vật vậy. Mỗi loài thực vật ở đây đều khiến tôi vô cùng hoan hỉ. Thêm nữa, riêng vùng ven biển này thôi đã rộng lớn lắm rồi, sợ rằng tôi cũng khó tìm hiểu hết được các chủng loài thực vật ở đây. Con người không nên tham lam quá, cứ làm tốt công việc mình cần phải làm trước đi đã. Nói đoạn, hai người đã đi tới bên cạnh con thuyền ba lá, Sasaki nhiệt tình bảo Sos, anh là người khách thứ hai của tôi đấy. Ông còn một người khách nữa, Sos kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, mấy ngày trước khi tôi vừa đến đây, một quả bóng lớn từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống mặt nước, suýt nữa làm lật cả thuyền. Sasaki nói, anh bạn trẻ này trông cũng khá phết, có phải đến cùng với các anh không? Sos nhìn gương mặt thanh tú điển trai nằm trong con thuyền nhỏ, lúc này, y đã không còn căm hận gương mặt ấy nữa, mà chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, lòng thầm tự diếu, có lẽ, đây chính là vận mệnh mà người Trung Quốc các cậu vẫn hay nói. Nghĩ đoạn, Sos mảnh sang phía Sasaki nói là, bạn, chúng tôi cứ tưởng cậu ta ngã từ trên cao xuống, đã hy sinh rồi, giờ cậu ta thế nào? Sasaki đáp, rơi từ độ cao đó xuống, tuy túi khí cứu sinh đã ngăn lại hầu hết xung kích, nhưng phần đầu cậu ta vẫn bị chấn động nghiêm trọng mấy ngày nay tôi đã dùng một số thực vật có tác dụng an thần để điều dưỡng cho cậu ta song mãi vẫn chưa thấy tỉnh lại anh chàng này có vẻ nhanh nhẹn đáng yêu tôi có một thằng cháu nội chắc cũng tầm tuổi cậu ta anh biết đấy ở nơi này chẳng có gì đáng sợ cả chỉ sợ cô đơn một người dập đình nổi trôi trên vùng nước đen tối mịt đó mấy tháng ròng điều khó chịu nhất chính là cảm giác cô tịch có người bên cạnh nói chuyện mặc dù cậu ta không thể trả lời xong như vậy cũng là tốt lắm rồi. À, gần đây tôi cũng bắt đầu ít nói hẳn đi, không biết có phải là triệu chứng của tuổi già không nữa. Phiêu bạt mấy tháng trời, Sos hít sâu một hơi khí lạnh, tuy chắc Mộc Cường Ba chỉ kể qua loa hành trình trên dòng sông ngầm của bọn gã, nhưng y cũng cảm nhận được tình cảnh hiểm nguy chừng như bất cứ lúc nào cũng phải giáp mặt với tử thần ấy. Vậy mà, ông già này phiêu bạt trên dòng sông đen tối đó mấy tháng dòng. Ngay sau đó, y liền hiểu ra, đúng vậy, ông già này không hề có bản đồ gì cả, ông chỉ xuôi theo dòng nước mà tiến tới, không chế hướng đi của thuyền khi nước chiều dâng lên, đi kiểu như vậy, đương nhiên là phải mất mấy tháng rồi. Sasaki lại nói, anh đã đến đây rồi thì ở lại với tôi một thời gian nữa đi, chúng ta có thể đi xa hơn một chút, quan sát và thu thập thêm mấy loài thực vật, rồi cùng trở về. Sos gật đầu, rồi nhìn lại nhạc dương đang say ngủ, nhếch miệng mỉm cười. Không biết ngủ được bao lâu, Merkin mới từ từ tỉnh giấc. Còn Trác Mộc Cường ba, vì có tâm sự trong lòng nên chỉ ngủ một lúc đã tỉnh. Hai người hợp lực chuyển động mấy chục khối lập phương, mở cánh cửa hình hoa sen ra, kế đó, họ đi qua tỳ na giả ca điện, chuyển kim diệu điện, ô ba na nam đà vương điện, ma hầu la ra điện. Đến uông ba ly điện, gia du đà la điện, bảo tràng điện. Cũng không biết đã vòng vèo ở trong mất bao lâu, tóm lại là họ vẫn có thức ăn và nước uống, đồng thời đi qua những cung điện khiến người ta phải trầm trồ thán phục và những cơ quan cạm bẫy khó bề tưởng tượng nổi. Nhóm người của Pháp Sư Á La thì đi từ vạn Phật Các tới A Nhĩ Đa Điện, Nhã Gia Điện, Nhật Diệu Điện, Khẩn Na Điện. Đến dáng tam thế phẫn nộ minh vương điện, hư không tàng điện, bất không thành tựu điện. Có người trẻ tuổi dẫn đường, số lượng cơ quan cảm bẫy họ gặp phải dọc đường ít hơn hai người bọn chắc mộc cường ba rất nhiều, nên có thể tập trung nhiều tinh lực hơn vào các món đồ thờ cúng. Sau một thời gian, đến cả bọn lính ránh thuê kia cũng bắt đầu kén chọn, không phải tinh phẩm thì không thèm đụng tay mó chân đến, những món vàng bạc bình thường mà chúng tranh nhau vét đầy trong ba lô kia sớm đã bị vứt hết đi đâu không biết. Sọc dương, câu bọn chúng hỏi nhiều nhất chính là tòa thần miếu này rốt cuộc lớn chừng nào. Người trẻ tuổi đã trả lời rằng, nếu không có cơ quan cảm bẫy và mê cung, mà chúng mày cũng không cần để ý đến mấy thứ đó, chúng ta đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa thế này, chưa đến một tháng, chúng ta sẽ tham quan hết các gian đại điện ở tầng ngoài cùng thần miếu. Nghe y trả lời như vậy, cả bọn về cơ bản đã nắm được quy mô của bạc ba la thần miếu, Pháp Sư Á lá thầm tính toán, những ngày này bọn họ tổng cộng đã đi qua 180 gian đại điện. Tuyến đường người trẻ tuổi dẫn họ đi chắc hẳn là tuyến đường an toàn và ngắn nhất, bởi vậy, có thể khẳng định, bọn họ mới chỉ đi qua một phần nhỏ của thần miếu mà thôi. Những nơi họ đi qua, cả thảy đều nguy nga đẹp đẽ, điện đường hoa lệ, thiết kế xảo diệu, cơ quan phức tạp khôn cùng, dùng ngôn ngữ để biểu đạt lại quả thực không thể hình dung được đến một phần vạn. Lại một ngày nữa trôi qua, người trẻ tuổi dẫn đội ngũ lính đánh thuê đi qua cánh tay giang rộng của ma kha bát la để tát la bồ tát nghe thấy tiếng ầm ầm ở phía trước tựa như một nhà máy đang hoạt động hết công suất y liền lộ vẻ mừng rỡ sắp đến trung tâm của thần miếu rồi cả bọn theo y đi hết con đường nhỏ tối tăm u ám khoảng không trước mắt bỗng rộng mở mọi người đều biết họ lại đặt chân vào đại điện tiếp theo rồi có người thở dài một tiếng lại là mê cung phía trước là một không gian rộng lớn thông thoáng đặc biệt trong gian đại điện này không có tượng Phật nào cả, thay vào đó là vô số tấm ván treo. Những tấm ván treo rộng chừng 5m, dài 5 mét, dài 5-60 mét gì ấy, bốn góc đều được treo bằng dây kim loại trống gì to ngang của tay người lớn, đầu kia của dây kim loại buộc vào một thanh treo không ngừng nghịch chuyển qua lại, những tấm ván cũng liên tục thay đổi vị trí và phương hướng. Thoạt nhìn qua, đại diện này rất giống một bến cảng tập kết container nhộn nhịp chuyển hàng qua lại. Người trẻ tuổi dẫn đầu bước lên một tấm ván treo, rồi lại nhảy sang một tấm khác. Vì thời gian các tấm ván giao nhau rất ngắn, lần nào cả bọn cũng phải đợi một lúc lâu mới lên được hết một tấm ván. Sau khoảng mười mấy lần như vậy, bọn họ đến được một bình đài treo lơ lửng trên không. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Người trẻ tuổi đưa mắt nhìn quanh, rồi gọi Kha Phu đến bên cạnh, "Kha Phu, nơi này dễ thủ khó công, mày dẫn theo một nhóm canh gác ở đây. Tao sẽ để lại một số ký hiệu trên tấm ván treo, nếu sau 24 tiếng đồng hồ sau mà bọn chúng chưa đến, mày hãy đi theo tìm bọn tao." có cần giết chúng không? Kha Phu hỏi. Người trẻ tuổi lắc đầu, không, tao muốn mày cầm chân chúng, 24 tiếng, làm được không? Kha Phu nhe răng cười, ngài Thomas, ngài coi thường tôi quá rồi đấy. Người trẻ tuổi nắm tay Kha Phu, tự tin là tốt, nhưng đừng tự kiêu. Nói xong, y dẫn đám còn lại bước trên tấm ván treo đang chuyển sang một hướng khác, lại một tấm ván khác dịch chuyển tới trước mặt. Kha Phu ra lệnh, lúc hưu, chúng mày lên đi, chiếm lĩnh cao điểm góc phía nam. Pru, trách, tao muốn chúng mày leo lên thanh ngang kia, làm được không? Ăn tông, lữ cánh nam và pháp sư Á là đi theo người trẻ tuổi bước từ tám ván treo này sang tấm ván treo khác, chỉ thấy khắp bốn phương tám hướng đều là lối ra, cấu trúc hoàn toàn không giống những gian Phật điện trước đó. Hai người thầm thấy làm lạ, người trẻ tuổi nhìn thấu được ý nghĩ của họ, liền cười khẩy châm chọc. Khu vực trung tâm này không giống với kiến trúc mật tông mà các người tưởng tượng, phải không? Lữ cánh nam thắc mắc, Sao lại như thế này? Người trẻ tuổi liền đáp, toàn bộ Bạc Ba La Thần Miếu này có nhiều cơ quan như vậy, nhờ đâu mà chúng có thể hoạt động được? Y ngừng lại một chút, rồi tiếp lời, cả một công trình lớn như vậy, mọi cơ quan cảm bẫy đều được kết nối với nhau. Kỳ thực, các người có thể coi nó như một cỗ máy khổng lồ, muốn cho nó hoạt động nhất thiết phải có một nguồn năng lượng lớn vô cùng. Khu vực trung tâm này chính là phân xưởng cung cấp động lực cho cỗ máy ấy. Nơi chúng ta đang đứng đây có thể xem là trạm trung chuyển những thanh treo này đưa những người thợ đến những nơi khác nhau đối với chúng ta những thanh treo chuyển qua dịch lại này chẳng khác nào mê cung nhưng trong mắt những người thợ đã quen thuộc đường đi lối lại chúng lại chính là con đường ngắn nhất tiện lợi nhất di chuyển qua mấy tấm ván treo nữa người trẻ tuổi rốt cuộc cũng dẫn bọn họ đi vào một đường hầm sau khi ra khỏi đường hầm ấy tất cả lại lại được một phen ngẩn người ra phía trước xuất hiện một hố sâu hình tròn giống như một tháp ống khói khổng lồ bọn họ đứng bên mép ống khói, có đường dốc thoai thoải hình xoáy trôn ốc đi xuống. Dưới đáy ống khói là một lò lửa, không khí nóng hừng hực lan tỏa trong ống khói. Đứng bên mép đường dốc nhìn xuống, có thể thấy rõ dòng nham tương màu vàng đỏ cuồn cuộn sôi trào. Khó tin nhất là, ở phía ngoài đường dốc là những cánh tay kim loại sừng sững chỉnh tề. Những cánh tay kim loại ấy đang vận động theo một quy luật dưới tác động của một nguồn lực nào đó, ngoài ra còn có vô số cánh tay nhỏ đang đưa qua đưa lại, động năng khổng lồ này chính là nhờ những cánh tay máy này mà được truyền đến từng ngóc ngách của bạc ba la thần miếu mỗi người đều cảm nhận được nơi này không phải điện đường thờ cúng mà là một công xưởng một công xưởng khổng lồ chưa từng có trong lịch sử giọng nói người trẻ tuổi toát lên một vẻ kính nể kinh hãi lắm phải không đây chính là trung tâm thần miếu một động cơ vĩnh cửu thấy cả bọn đều há hốc miệng nét mặt y thoáng hiện lên một nụ cười khinh khỉnh không thể nào lữ cánh nam lập tức phản bác Khoa học đã chứng minh, động cơ vĩnh cửu không thể nào tồn tại được. Vậy phải xem định nghĩa động cơ vĩnh cửu là thế nào đã, người trẻ tuổi thông dong giải thích, máy móc có thể vận hành vĩnh viễn không ngừng, điều đó là không thể, nhưng đối với sinh mạng hữu hạn của nhân loại, bao nhiêu lâu đã có thể xem là vĩnh viễn rồi? 10 vạn năm, 10 vạn năm đã đủ chưa? Toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại, kể cả văn minh tiền sử, cũng chưa đến một vạn năm. Đám nhà khoa học kia không phải muốn chế tạo động cơ vĩnh cửu mà muốn chế tạo một cái máy có thể sinh ra năng lượng từ hư vô, đi ngược lại định luật bảo toàn năng lượng. Một cỗ máy như thế, đương nhiên không thể có trong hiện thực. Trên thực tế, mấu chốt của việc chế tạo động cơ vĩnh cửu không nằm ở chỗ máy móc phức tạp thế nào, mà là có thể cung cấp cho nó một nguồn năng lượng vĩnh cửu hay không. Người trẻ tuổi giang rộng cánh tay, lớn tiếng nói như thể một giáo sư đang truyền đạo, "Thường nghĩ mà xem, tiền nhân của các người, tổ tiên của các người, từ thuở mình mới ra đời, đã học được cách lợi dụng những nguồn động năng vĩnh cửu rồi. Nước sông cuồn cuộn, trăm năm mới thay dòng, gió núi lồng lộng, vòng qua vòng lại, thứ bọn họ thiếu, chỉ là những linh kiện có thể chịu được sự ăn mòn thời gian mà thôi. Năng lượng thủy triều, một vạn năm không thay đổi, vậy có thể coi là năng lượng vĩnh cửu không? Năng lượng mặt trời, chiếu sang 4 tỷ năm, vậy có coi là lâu không? Chỉ cần lợi dụng những nguồn năng lượng đó làm nguyên động lực, về lý thuyết, khiến một cỗ máy hoạt động vĩnh viễn là điều hoàn toàn có thể. Người trẻ tuổi hơi nghiêng người ra phía trước, chỉ những máy móc đang hoạt động ầm ầm bên dưới, bánh răng, dòng dọc, ổ trục, đòn bẩy, những thứ này đã được người xưa phát minh ra từ rất sớm rồi, cho đến ngày nay, các máy móc hiện đại vẫn sử dụng những thứ ấy. Máy móc sở dĩ không thể duy trì hoạt động được lâu dài, vấn đề mấu chốt là do các linh kiện phụ bị tiêu hao trong quá trình sử dụng. Nếu nói có một cỗ máy, có thể tự động thay mới và tu sửa những phụ kiện bị hao mòn, đồng thời sử dụng một nguồn động năng vĩnh cứu, vậy thì tại sao không thể gọi nó là động cơ vĩnh cửu chứ? Pháp sư Á La nhìn ngọn lửa bên dưới, ngần ngừ nói, ý anh là Nó luôn hoạt động, không phải lúc mở cửa mới hoạt động cơ quan à. Mở cửa, chẳng qua chỉ khởi động hệ thống phòng ngự của nó mà thôi. Trên thực tế, nó vẫn luôn hoạt động cả nghìn năm nay, nếu không phải vậy ông cho rằng sương mù bao phủ mấy trăm cây số vuông quanh khu vực này là từ đâu ra. Những con người thông minh ấy đã hàng phục núi lửa, lợi dụng trung tâm núi lửa làm nguồn năng lượng, chế tạo ra một chiếc máy điều hòa nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến khí hậu của một khu vực rộng lớn mấy trăm cây số. Đồng thời, cũng triệt để ẩn giấu vùng đất tựa như trốn đảo nguyên thế ngoại này. Các người đừng quên, đây là công nghệ thời Đường, công nghệ ấy đã siêu việt thời đại, thậm chí có rất nhiều nguyên lý khoa học của thời đó đủ khiến các nhà khoa học hiện đại cũng phải thở dài ngao ngán. Nhưng sự thực là, những điều này, người xưa cũng chỉ học được từ thiên nhiên mà thôi. Trên thế gian, từ lâu lắm đã có động cơ vĩnh cửu rồi, và lại những động cơ vĩnh cửu ấy còn ở khắp mọi nơi nữa, các người có biết đó là gì không? Lữ cánh nam trầm ngâm suy nghĩ, rồi sực ngộ ra, là con người. Người trẻ tuổi cười cười, rồi gật đầu nói, là sinh mệnh, trên thế giới này, bất kể là động thực vật hay sinh vật nguyên sinh, cũng đều có một đặc điểm chung. Đó là, bọn chúng có phương thức tuần hoàn trao đổi năng lượng, có phương thức sinh sản tiếp diễn riêng. Quá trình sinh trưởng, phát dục của chúng, đều có thể coi là một loại vận động. Và lại các cá thể đời con đều có thể sao chép lại một cách hoàn mỹ những đặc trưng của đời cha, đồng thời tiến hóa lại khiến chúng có thể loại bỏ những gì không tốt và chỉ để lại những cá thể thích hợp tồn tại với thế giới này. Đó không phải là động cơ vĩnh cửu thì là gì chứ? Con người tại sao lại phải chế tạo ra máy móc, không phải là để bổ sung cho sự thiếu sót của thân thể hay sao? Mà máy móc được chế tạo căn cứ vào đâu chứ? Há chẳng phải là căn cứ vào những cá thể sống khác nhau đang không ngừng tiến hóa biến đổi trên thế gian này sao? KSAFU đấu MEAKIN Chinh phục núi lửa, máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ thay đổi khí hậu của cả khu vực rộng mấy trăm cây số vuông. Toàn là những điều các nhà khoa học mơ tới chứ không sao thực hiện, vậy mà từ thời đường, tổ tiên chúng ta đã làm được rồi sao? Những sự thật khó tin được người trẻ tuổi ấy nói ra, khiến Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam xứ người kinh ngạc, chỉ biết ngây ngẩn nhìn những cánh tay máy khổng lồ nằm ngoài phạm trù thời đại này, bất giác không biết đã men theo con dốc thoai thoải đi xuống bao nhiêu vòng rồi đột nhiên người trẻ tuổi tức giận gầm lên kéo bọn họ ra khỏi trạng thái trầm tư chết tiệt quả nhiên là có thứ này lữ cánh nam ngước mắt nhìn lúc này họ đã xuống đến hết con đường dốc hình xoáy ốc đó nơi này còn cách ngọn lửa bên dưới khoảng hơn nghìn mét khắp trên vách đá là vô số bánh răng đang từ từ chuyển động giống như ở bên trong một chiếc đồng hồ tinh xảo vậy bên cạnh vách đá có một sảnh đường lớn bên trong cũng toàn các bánh răng cỡ lớn đang chuyển động một cây cầu kim loại bắc qua khoảng không phía trên đại điện đầu bên kia là con dốc lớn, tạo thành một góc 45 độ so với mặt đất. Người trẻ tuổi ấy đang nhìn con dốc này lầm bầm chửi rủa, song lữ cánh nam cũng không nhận ra có gì đặc biệt cả. Cô đang nghĩ ngợi, bỗng nghe bên dưới con dốc vang lên những âm thanh nghe như thể một đoàn tàu hỏa vừa chạy qua, liền sau đó, một phiến đá trên con dốc thụt xuống, để lộ một miệng hang hình chữ nhật dài chừng 2 mét, có ánh sáng từ bên trong lối ra. Xin mời, người trẻ tuổi đưa tay ra hiệu với Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam, không ngờ lại yêu cầu bọn họ xuống trước. Lữ cánh nam đưa mắt nhìn Pháp Sư, ông khẽ gật đầu, hai người liền lần lượt lách người chui vào trong miệng hang hình chữ nhật đó. Tiếp theo, người trẻ tuổi cũng bảo mẫn mẫn, cô cũng xuống đi. Cuối cùng, y nhìn đám lính đánh thuê còn lại nói, cũng hết cách rồi, muốn tiến vào khu vực trung tâm thật sự, nhất thiết phải đi qua chỗ này, nghe theo mệnh trời vậy, thằng nào thích thì đi theo tao. Nói đoạn, y cũng nhảy xuống miệng hang, có tiếng sột soạt phẳng lên, dường như sau khi nhảy xuống, sẽ phải trượt một đoạn dài theo con dốc. Bọn lính ránh thuê không có chủ kiến, sau khi mấy tên bạo gan nhất nhảy xuống, lại có mấy tên khác nhảy theo. Những tên còn lại đang do dự không biết có nên nhảy xuống hay không, phiến đá vừa thụt xuống ấy lại từ từ khít lại, ngăn cách bọn chúng ở bên ngoài. Lại mấy ngày trôi qua, chắc Mộc Cường Ba và Mất Kim rốt cuộc cũng đến được chỗ ván treo. Lúc này, bọn Kha Phu cũng đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Nhìn những tấm ván khổng lồ không ngừng chuyển động, Merkin trầm trồ cảm thán mãi không thôi. Y nói với Trác Mộc Cường ba: Xem ra chúng ta sắp đến được trung tâm điều khiển của cơ quan thần miếu rồi. Anh xem nơi này đi, nó làm tôi nghĩ đến một công xưởng với trí năng nhân tạo. Trác Mộc Cường ba nói: Chỗ này đâu đâu cũng là cửa ra, chúng ta nên đi lối nào đây? Merkin đề nghị chọn bừa một trong hai cánh cửa thử xem, không mở được thì quay trở lại. Hai người hoàn toàn không có mục đích, cứ thuận theo sự di động của ván treo, chọn lấy hai lối ra ngẫu nhiên phát hiện chúng lại dẫn đến những gian điện khác bèn quay trở về đến lần thứ ba trở lại gian điện toàn ván treo lơ lửng ấy trác mộc cường ba bỗng chỉ vào một tấm ván treo đây là mơ Kín nói là ký hiệu bọn chúng đã đến đây xem chừng bọn chúng cũng đã bị tách ra thế nên mới không thể không để lại ký hiệu đánh dấu đường hai người lần theo những tấm ván treo có ký hiệu di chuyển một lúc mơ Kín bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó lại nói liệu có gì gian trá ở đây không trác mộc cường ba nói tôi nghĩ là không, vì nguyên nhân gì đó, bọn chúng từng để lại đây một nhóm người. Những ký hiệu này chắc là cho bọn lưu lại đây lần theo nhóm đi trước. Merkin hồ nghi hỏi, sao anh biết? Trác Mộc Cường ba cười nhạt, nói, tôi tự có cách. Merkin nhìn theo ánh mắt gã, cẩn thận quan sát kỹ một lượt, chỉ thấy bên cạnh ký hiệu đó, còn một ký hiệu khác rất mờ nhạt, như thể giấu móng tay ấn vào vậy, liền hiểu ra ngay, đồng bọn của anh cũng để lại ký hiệu. Trác Mộc Cường ba nói, cũng không biết đã bao lâu rồi, chúng ta phải nhanh lên mới được. Hai người đi theo những ký hiệu đó đến chỗ con dốc bên bờ miệng núi lửa. Khi thình lình trông thấy ống khói khổng lồ cùng dòng dung nham đỏ rực bên dưới, cả hai đều sững người kinh ngạc. Người qua ba cổ đại đã đào khoét đường hầm trong lòng nham thạch, dẫn nước tuyết tan từ trên đỉnh núi xuống đây, đổ vào dung nham, tạo một lượng lớn hơi nước, thúc đẩy những cánh tay máy khổng lồ chuyển động như piston. Những tiếng phù, phù, vang lên liên tiếp, từng khối xương mù phun ra bên dưới các cánh tay kim loại. Merkin trợn tròn mắt lớn tiếng nói, trời đất, máy hơi nước, không ngờ bọn họ đã phát minh ra máy hơi nước. Thế này, thế này, không biết là sớm hơn châu Âu bao nhiêu năm nữa, chỉ là. Cỗ máy vẫn luôn bị giấu kín ở đây, không bị người đời phát hiện. Chắc một cường ba không có thời gian để cảm khái trước những cánh tay máy khổng lồ đó, trong đầu gã chỉ nghĩ đến việc tập hợp với Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam. Hai người chạy men theo con đường dốc, chỉ thoáng sau đã đến được đại điện đầy những bánh răng đang không ngừng chuyển động. Vừa vào bên trong, Trác Mộc Cường Ba liền cảm thấy không ổn, liền vội kéo mất kim lùi lại một bước. Mặt sàn kim loại dưới chân họ bắn tóe lên mấy đóa hoa lửa. Ha 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 ha, một chàng cười điên dại vang lên từ trên cao, mất tao đợi mày lâu lắm rồi. Merkin ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kha Phu đang ngồi trên trục giữa của một chiếc bánh răng, tay cầm súng. Xung quanh y, lấp ló mấy tên lính đánh thuê dương súng, dường như cũng giật mình phản ứng. Mơc kiên hít sâu một hơi, giận dữ gầm lên, kha phu, tao không ngờ mày còn mặt mũi gặp tao nữa đấy. Khục khục khục, ha ha ha, kha phu cười rộ lên một chàng, tại sao không dám gặp mày, thắng làm vua, thua làm giặc, mày chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại đáng thương mà thôi. Kha phu, tao không hiểu, từ đời ông nội, hai nhà chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ, tại sao mày lại phản bội tao? Trước khi chết, tao cho mày một cơ hội giải thích mặc dù các bánh răng khổng lồ chuyển động ngấu nghiến vào nhau phát ra những âm thanh ken két nhưng những gì bọn họ nói vẫn nghe rõ mồn một kha phu nói đúng thế trước đây chúng ta hợp tác rất vui vẻ nhưng mày cũng biết đó đó chỉ là hợp tác mà thôi lần này chẳng qua tao lựa chọn một đồng minh mạnh mẽ hơn bởi thế đành phải khiến mày chịu thiệt thòi vậy mơ đáp mày nhầm rồi kha phu tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao mới là mạnh nhất đáng tiếc có lẽ này không thấy được lúc đó hẳn là mày hiểu rõ, tao không giờ khoan thứ cho kẻ phản bội. Hôm nay, cho dù làm trái lời thề của gia tộc, tao cũng phải kết liễu mày ở nơi đây. Kha Phu nói, câu này phải để tao nói mới đúng, tao cũng muốn chiến đấu với mày một trận đường đường chính chính từ lâu rồi. Cược bằng cái mạng của chính mình, mất lên đi. Dứt lời, y liền tung mình nhảy lên, trực tiếp đáp xuống mặt cầu phủ lưới kim loại, làm mặt cầu rung lên một chặp. Mơ ngăn chắc một cường ba đang định xông lên, nói với giọng thành khẩn, đây là cuộc chiến giữa tôi với hắn, anh đừng nhúng tay vào. Kha Phu cũng ra lệnh cho mấy tên lính đánh thuê, mấy thằng chúng mày không được ra tay lúc tao với nó chiến đấu, bằng không, tao sẽ tự tay làm thịt chúng mày. Merkin và Kha Phu song song bước lên mặt cầu kim loại chỉ cho phép một người bước qua, đứng mặt đối mặt. Hai người cao bằng nhau, chỉ khác là, thể hình Kha Phu to lớn hơn Merkin một chút, đồng thời, tuổi tác của y cũng lớn hơn Merkin nhiều nhìn mái tóc và số nếp nhân, phỏng trừng y cũng 60 tuổi rồi. Hai người nhìn nhau chầm chầm, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nhất thời, cả gian phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng những cái bánh răng chuyển động suốt ngàn năm phát ra những tiếng két két, két két theo một nhịp điệu nhất định. Không thể phân biệt được ai ra tay trước, có lẽ là cả hai cùng động thủ. Merkin làm động tác như rút súng ra, phu liền vươn tay chộp tới, tức thì Merkin biến thế dương cánh tay lên đấm mạnh, Kha Phu lập tức nắm bàn tay lại, tóm lấy nắm đấm của Merkin. Liền ngay sau đó, nắm đấm còn lại của Merkin và đòn đánh chân cùng lúc phát động. Hai người đều hiểu rõ, đã đến tốc độ như họ rồi, chỉ cần hơi chậm lại một chút sẽ lập tức lộ sơ hở. Lúc rút súng ra, rất có thể đã ăn một cú đấm của đối phương rồi, vì lấy công đối công, dùng quyền đỡ quyền, dùng cước chặn cước. Chân hai người ngoắc vào nhau như hai cái cung, một tay giữ chặt tay kia của đối phương, sau đó gần như cùng một lúc, hai cái đầu thình lình ngửa ra sau đập mạnh tới trước. Bốp một tiếng, cả hai cùng lùi bước. Lần này lấy cứng trọi cứng, không ai chiếm được lợi thế. Nhưng Merkin dù sao cũng ở tuổi tráng niên, tốc độ phản ứng cũng nhanh lẹ hơn, vừa bị chấn động bật lùi về sau, y đã lập tức tỉnh táo lại. Ngay trong bước đầu tiên, y đã rút súng ra, còn Khafu phải đợi đến bước thứ hai mới bắt đầu rút súng. Lúc này, mặc dù vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, song họng súng của Merkin đã nhắm vào thân hình của Khafu rồi xoẹt, xoẹt, trên không trung lóe lên hai tia lửa, cái đó chỉ nghe thấy bằng một tiếng. Mokin đã dở ra bản lĩnh đặc biệt của mình, bắn nhanh, một khẩu súng bắn ra hai viên đạn, nhưng những người xung quanh chỉ nghe thấy một tiếng nổ. Tiếc rằng đối phương là Khafu chứ không phải ai khác, y đã cực kỳ quen thuộc phong cách chiến đấu của Mokin, tuy vẫn chưa kịp rút súng ra, nhưng cả người y đã bật lên không trung. Đang ngả người giật lùi thình lình lại xông tới phía trước, Khafu xoay ngang trên không, tựa như con cá măng quấy mình trong nước kế đó xoay tròn mấy vòng cực nhanh, tránh được hai viên đạn của Merkin trong gang tấc. Có điều, Merkin một khi đã cầm khẩu súng trên tay thì tuyệt đối không dừng lại trước khi hết đạn. Vô số viên đạn lần lượt rít lên, như mọc mắt lao vun vút về phía Kha Phu, phong tỏa mọi đường tấn công và rút lui của Y. Vấn đề này cũng không nằm tầm dự tính của Khafu, thân hình Y xoay chuyển trên không trung, không ngờ đã nhảy ra khỏi phạm vi của mặt cầu kim loại, thả mình rơi xuống phía dưới. Bánh răng khổng lồ bên dưới cách mặt cầu treo này phải đến mấy chục mét, mắt thấy Kha Phu sắp rơi tự do, thì y lại khéo vươn tay, bám vào mép cầu, lợi dụng trọng lực đảo một vòng phía bên dưới rồi lại lao lên từ phía mép cầu bên kia. Thật không ai có thể ngờ một lão già 60 lại có thân thủ nhanh nhẹn như này. Kha Phu lộn người lên, cũng là lúc Makin bắn hết một băng đạn, đang chuẩn bị dùng kỹ thuật thay băng đạn trong chớp mắt đổi một băng đạn khác. Nhưng Kha Phu không chỉ lao lên, mà cùng với y là những tia lửa lóe lên liên tiếp. Trác Mộc Cường ba chưa từng thấy Kha Phu nổ súng lần nào, nhưng vừa nhìn thấy những tia lửa đó, gã biết Muskkin gặp phải kình địch rồi. Những tia lửa xẹt qua không trung ấy cơ hồ xuất hiện cùng một lúc, lại hoàn toàn song song nhau, cho dù dùng thước kẻ mà vẽ sợ rằng cũng không được thẳng như thế. Từ điểm này, có thể thấy độ trầm ổn của cánh tay cũng như kỹ thuật bắn súng của ông già này đều hết sức ghê gớm. Kỹ thuật bắn súng đáng sợ khiến Muskkin không kịp thay băng đạn nhưng y cũng không hề hoảng hốt. Chỉ thấy cổ tay y rung lên, ném luôn cả khẩu súng ra, đánh trạch phát súng vốn dĩ đã nhắm vào người y của Kha Phu. Đồng thời, cú va đập ấy đã làm khẩu súng bật ngược trở lại. Mơ-kin vươn tay bắt lấy, băng đạn mới cầm trên tay cũng được lắp vào trong chớp mắt. Tiếp sau đó, liên tiếp có những tia lửa lóe lên, hai người lao vào cận chiến, vừa vung tay múa chân đá, vừa vươn súng xạ kích, cùng lúc lại né tránh những viên đạn xẹt qua chỉ trong gang tấc sau mấy lượt vừa tấn công vừa né đòn, trên người cả hai đã xuất hiện những vết đạn suốt qua với mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng cũng đều không ảnh hưởng gì lắm. Bắn hết đạn, họ lấy súng làm vũ khí nện lên đối thủ, kế đó là lao vào vật nhau, rồi tách ra. Hai người như đang làm ảo thuật, không biết từ đâu lại rút ra một khẩu súng khác, lại bắt đầu so tài xả kích cận chiến. Bốp, hai người lại tách nhau ra, hai tay mất kinh bám vào lan can cầu, lồng nhực phập phồng lên xuống. Kha Phu nhe răng cười nói, vô dụng thôi, những thứ mày biết đa số đều học của tao, từ nhỏ mày đã luôn muốn chiến thắng tao nhưng chưa bao giờ thành công cả, trong lòng mày luôn sợ hãi tao. Mày vĩnh viễn không bao giờ thắng được tao đâu. Vậy sao, Makin lạnh lùng cười gần, bất ngờ ngửa cổ gầm như dã thú, bất chấp tất thảy lao tới chỗ Kha Phu, chỉ nghe tiếng chân dẫm lên mặt cầu kim loại đang, 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 đang. đang. Cả mặt cầu rung lên bần bật. Kha Phu đấm ngực đánh thình một cái, cũng gầm lên giận dữ, xông tới đón đầu Merkin. Hai người lại quấn rít vào nhau, nhưng vì thể lực đã tiêu hao gần hết, động tác của họ không còn nhanh nhẹn linh hoạt như lúc đầu, súng cũng đã hết đạn từ lâu, vốn là tỷ đấu kỹ xảo, giờ đây lại biến thành đấu sức. Nếu đã không thể đánh chúng đối thủ khi nghiêng người né tránh, vậy thì dứt khoát không né nữa, cứ ngươi một đấm, ta một đấm, lấy cứng trọi cứng trên cây cầu hẹp. Kha Phu đấm trúng mặt Merkin một cú, Merkin nghiêng đầu đi, lật cánh tay đấm lại một đấm. Kha Phu giơ tay lên chặn, kế đó là nhắm vào bụng Merkin, một đấm, một đấm, lại một đấm nữa. Merkin gồng cơ bụng lên chịu đòn, lồng ngực phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, hai tay kẹp chặt đầu Kha Phu, dồn hết sức mạnh xuống, đồng thời hút mạnh đầu gối lên. Khi Kha fu lùi về sau, y lại bổ thêm một cú đấm giữa chán. Kha Phu chỉ lùi hai bước, rồi lại lao lên, đấm một đấm vào chán Merkin, kế đó tay kia ngoặt ra, tung một đấm nữa vào má đối thủ. Merkin bị đánh lệch cả đầu sang một bên, lập tức ngoảnh mặt lại, cũng trả một cú đấm cho Kha Phu lệch mặt. Hai người đòn nào đòn nấy đều trúng đích, mồ hôi lẫn máu văng tung tóe, đến cả Trác Mộc Cường ba cũng cảm thấy hơi tàn khốc. Đúng lúc ấy, một biến bất ngờ xảy ra, Merkin gồng mình đón đỡ một đòn trời dáng của Kha Phu, cả người cong lại, rồi tựa như một con trâu điên ôm chặt lấy thân thể còn to lớn hơn cả y của Kha Phu, hai chân chống mạnh xuống sàn, vặn người phát lực, không ngờ dùng cách đánh ngọc đá cùng tan, muốn ôm Kha Phu nhảy xuống bên dưới, Kha Phu dồn sức vào hai cánh tay vùng ra thoát được, nhưng Merkin vẫn ôm eo y đẩy ra bên ngoài. Bàn tay to bè của Kha Phu liền nhầm vào hai bên tai của Merkin vỗ mạnh tới. Đây là chiêu cực kỳ tàn bạo nhưng cũng cực kỳ thực dụng trong chiến đấu cận thân. Bàn tay Kha Phu còn to hơn tay Merkin một cỡ, gần như hai cái quạt tai voi. Sau cú vỗ mạnh đó, Merkin chỉ thấy choáng váng mặt mày, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Có điều, y e vẫn nghiến răng chịu đựng, dồn sức phát lực một lần nữa nửa thân trên của Kha Phu bị dồn ra ngoài lan can, lơ lửng giữa không chung, giờ lại bị thúc thêm lần nữa, liền bị mất thăng bằng ngay lập tức. Một chút bất ngờ ngoài dự tính này không làm khó được Kha Phu, một tay y vươn ra níu chặt mất kin, tay kia rút dây móc đeo bên người móc vào lan can cầu. Hai người cùng lúc lộn ra ngoài, rơi xuống phía dưới. Nhìn bề ngoài có vẻ Kha Phu khống chế được mất kin, nhưng dù sao tay kia của y vẫn phải giữ lấy dây móc, Merkin liền lợi dụng ưu thế một tay rảnh rang, nhanh chóng triển khai thế tấn công với Kha Phu. Khi dùng đầu, khuỷu tay, cánh tay nhiều hơn là nắm đấm, hai người cứ thế quấn chặt nhau mà rơi xuống. Đúng vào khoảnh khắc sắp chạm đất, Merkin nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh Kha Phu xuống dưới, rồi lợi dụng cơ hội, dùng sức nhảy vọt lên. Tuy phải ăn một đấm của Kha Phu, song Merkin giảm được phần lớn lực xung kích của đà rơi từ trên cao xuống, lộn vài vòng trên không, hơi loạn choạng, rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Ngược lại, Khafu phải gánh cả trọng lực cộng với lực đẩy của Merkin, dây móc cũng không chịu được, sau khi căng hết cỡ liền đứt vượt một tiếng. Mặc dù đã cố gắng điều chỉnh thân hình trên không, nhưng y vẫn ngã vào bề mặt của bánh răng khổng lồ. Khafu bật người dậy, chỉ thấy Merkin đang đứng ở đầu bên kia của bánh răng, hai người nhìn nhau chằm chằm, bánh răng chuyển động đều đều, cảnh tượng sau lưng không hề biến đổi. Đây là kết quả mà Merkin mong muốn, y đem thân mình ra hứng đòn của Khafu, chính là để đổi lấy lợi thế địa hình. Y rất hiểu rõ, Dầu Kha Phu đã hơn 60 tuổi rồi, dù tinh thần và sức khỏe của y vẫn còn rất mạnh mẽ, nhưng giác quan cũng không thể tránh khỏi suy yếu. Cảm giác của Kha Phu tuyệt đối không thể bằng một người ở tuổi tráng niên được. Từ việc lúc nãy Kha Phu ngã xuống không thể đứng vững mức có thể nhận ra, ưu thế của mình chính là tuổi tác và sự nhạy bén của các giác quan. Đồng thời, thể lực y cũng phục hồi nhanh hơn Kha Phu, cho dù chỉ nhanh hơn một chút chút thôi thì trong cuộc đấu sinh tử này đó sẽ là nhân tố quyết định thắng bại. Vì vậy, y nhất thiết phải tranh thủ thêm thời gian và không gian để hồi phục, mà ở dưới này, nơi các bánh răng lớn nhỏ chuyển động theo các hướng khác nhau hoặc nhanh hay chậm, ưu thế ấy của y sẽ càng lớn hơn nữa. Kha Phu cười điên loạn, bổ nhào đến chỗ Merkin, nhưng lần này Merkin không lấy cứng trọi cứng nữa, y lách người sang một bước, lập tức đứng lên một bánh răng khác. Bánh răng này chuyển động ngược chiều, chỉ thấy Merkin xoay một vòng, chớp mắt đã ra phía sau trục giữa của bánh răng ấy. Kha Phu cũng giẫm một chân lên bánh răng đó, chẳng ngờ là bánh răng đó chuyển động.